153-151 chương vương hầu lạc tinh tông chiêu thu đệ tử là lạc tinh quốc tam năm một lần hoạt động lớn vũ thánh thiên mạng thiên tài không cần khảo nghiệm trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử mà phổ thông thiên mệnh võ giả cho dù là chín tinh thiên mệnh cũng muốn kinh lịch khảo nghiệm chỉ có bộ phận tinh anh mới có thể trở thành lạc tinh bên ngoài tông môn đệ tử đối với thế tục mà nói bảy tinh thiên mệnh chính là thiên tài bát tinh chín tinh thiên mệnh càng là thiên tài trong thiên tài nhưng mà đối với tông môn mà nói không đến vũ thánh thiên mệnh nhất tinh cũng tốt cửu tinh cũng được không có gì khác biệt đều thuộc về khó có tiền đồ phàm mệnh cái gì thất trọng đại sư, bát trọng tông sư, cựu trọng đại tông sư, đây đều là thế tục võ giả tôn sưng, liền võ đạo mà nói, bất quá là tình tôi cảnh thất trọng, bát trọng, cựu trọng mà thôi. ở vào võ đạo cơ sở giai đoạn, còn chưa nhập môn, cũng là phàm nhân. chỉ có vòng sao hội tụ, ngưng tụ thành tinh tuyển, trở thành tinh hầu, cũng chính là võ thánh, mới xem như bước vào võ đạo, là một vị tinh tu. không thành võ thánh, chính là phàm nhân, tại tông môn trong mắt như sâu kiến. Phạm nhân muốn mượn tông môn sức mạnh, nương dược long môn, tu thành võ thánh, tự nhiên là cần trải qua một phen khảo nghiệm mới được, bởi vì phàm nhân nhiều lắm, tông môn tài nguyên có hạn chỉ có thể cho số ít tinh anh cung cấp cơ hội sáng sớm ngày thứ hai tử sơn hầu đáp lấy tím diệm ứng mang theo đen vũ ứng tới đến tử sơn học viện mang theo lần trước khảo hạch mười hàng đầu đi tham gia lạc tinh tông đệ tử tuyển bạn đen vũ ứng chính là độ biên đoạn tạ nã bể chiến toạ kỵ cái kia màu đen cự ứng diệp tinh từ tử sơn hầu ở đây biết được tên của nó diệp tinh nhớ kỹ hắn có một lần hỏa vi nhẹ huyên bị một cái nữ tử áo đỏ võ thánh từ thanh vân sơn mạch chỗ sâu đưa ra ngồi màu đen cự ứng cũng là đen vũ ứng đen vũ ứng số lượng khá nhiều cùng nhau đương vu sơ cấp võ thánh là thường thấy nhất võ thánh cấp phi hành toạ kỵ đến nỗi tử sơn hầu tọa kỵ tím diệm ứng mặc dù cũng là võ thánh cấp nhưng so đen vũ ứng phải mạnh mẽ hơn nhiều là đen vũ ứng bên trong vương giả cùng nhau đương vu cao cấp võ thánh vi nhẹ huyên không ở đằng sau tự nhiên là bổ sung một cái đi lên những người này đều không phải là vũ thánh thiên mệnh thậm chí ngay cả chín tinh thiên mệnh cũng không có cũng phải cần thông qua khảo nghiệm mới có hy vọng trở thành lạc tinh tông đệ tử mà giống ông phong bực này vũ thánh thiên mạng thiên tài không cần thông qua khảo hạch đã sớm mấy ngày liền bị lạc tinh tông trực tiếp thu làm đệ tử tử sơn học viện mười vị học sinh phân biệt cưỡi tím diễm ứng đen vũ ứng tại tử sơn hầu dẫn đầu dưới hướng về lạc tinh tông mà đi lạc tinh tông vị trí chỗ kinh hoa quận tại kinh hoa quận thành phía bắc lạc tinh sơn mạch kinh hoa quận ở vào lạc tinh trong nước gương khu vực tử sơn quận ở vào biên thủy ở giữa khoảng cách chừng năm sáu 000 dặm nếu là dùng xe thú không có 10 ngày tám ngày căn bản không đạt được, được thế nhưng là cưới tím diễm ưng đen vũ ưng tốc độ nhưng là nhanh vô cùng chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đến lạc tinh quốc địa vực bao la phương viên hơn vạn dặm tổng cộng có một trăm năm quận mỗi cái quận đều có mười cái tham gia lạc tinh tông đệ tử tuyển chọn danh lạch. tổng cộng một năm mươi người nhưng mà lạc tinh tông mỗi lần chiêu thu đệ tử danh ngạch lại vô cùng có hạn chỉ có ba trăm người khoảng bảy phần mười người đều muốn đào thải tỷ lệ đào thải là phi thường cao từ sơn quận bên này biên thủy quận thành học sinh đều đến khác quận thành học sinh tuyệt đại đa số đã tới lạc tinh bên ngoài tông một mảnh trên quảng trường cực lớn đứng một cái lại một con đen vũ ứng thanh phong điêu chừng hơn trăm con mỗi một cái đen vũ ứng trên lưng đều ngồi có một vị vương hầu diệp tinh đợi người tới phải không tính là chậm nhất còn có mấy cái quận thành học sinh không tới cần đợi thêm một chút từ Sơn Hầu gần nhất liên sát Đông phủ Quốc Tam đại Vũ Thánh, diệt Đông phủ Quốc Nhị mười vạn đại quân, danh tiếng vô lượng, hắn vừa hiện thân, phụ cận số Đông Vương Hầu đều đối hắn rất là khách khí, chủ động hướng hắn chúc mừng. Nhưng mà, lại cũng không phải là tất cả Vương Hầu đều đối Từ Sơn Hầu vẻ mặt ôn hòa. Từ Sơn Hầu, ngươi gần nhất thật là uy phong a. Cách đó không xa, một đạo không âm không dương âm thanh truyền đến, xen lẫn của mọi người chúc mừng thanh âm bên trong, mười phần thế thế. Diệp Tinh nghe tiếng nhìn sang, người nói chuyện là một vị qua tuổi 50 tuổi lão giả, cũng là ngồi một cái tím diễm ứng, là một vị đỉnh phong võ thánh, tu vi không kém gì Từ Sơn Hầu diệp tinh đang tại ngờ tới thân phận đối phương thời điểm tử sơn hầu đã nói tím dương hầu lại uy phong cũng uy phong bất quá người à tím dương học viện chỉ là ba cái sơ cấp võ thánh liền dám đi ta tử sơn học viện phách lối ta đây điểm uy phong đáng là gì trong lời nói đồng dạng tràn ngập trầm trọng diệp tinh những mày nguyên lai like cái này ngũ tuần lão giả là tím dương học viện viện trưởng hắn nhìn một chút tím dương hầu sau lưng học sinh tu vi trong mười người có năm cái là tình tôi cảnh tự trọng mặt khác năm cái cũng đều là bắt trọng đình phong không hổ là tam đại trí cường học viện một trong luận tu vi đối phương mười cái học sinh so phe mình mười cái phải mạnh hơn Tử Sơn học viện 10 cái học sinh bên trong, là hắn cùng mặc cho tu võ là bắt trọng tụt cùng tu vi, còn lại bắt trọng sơ kỳ đến hậu kỳ không đợi. Đối phương kém nhất, luận tu vi cũng so ra mà vượt tử Sơn học trong viện mạnh nhất. Hơn nữa, đây vẫn là Vũ Thánh Thiên mệnh trực tiếp bị Lạc Tinh Tông thu làm đệ tử duyên cớ, bằng không, đối phương tinh tôi cảnh cựu trọng, chắc chắn càng nhiều. Diệp Tinh dò xét tím Dương học viện 10 cái học sinh lúc, phát hiện có ánh mắt của bọn hắn cũng phong tỏa chính mình, vô cùng sắc bén, tuyệt không thân mật. Nhất là trong đó hai vị chính trọng vũ giả, càng là lộ ra sắc cơ. Cái này nhượng Diệp Tinh híp đôi mắt một cái, xem ra tím dương học viện những học sinh này đối với mình sẽ không từ bỏ ý đồ tại tông môn trong khảo nghiệm phải đề phòng một chút tím dương hầu so tử sơn hầu niên kỷ lớn mười mấy tuổi hắn là lạc tinh tông đệ từ thời điểm tử sơn hầu còn không có nhập môn trong mắt hắn tử sơn hầu bất quá là một cái hồi sữa tiểu nhi dù cho tử sơn hầu bây giờ đã là tuổi gần bốn mươi chính là một phương vương hầu hơn nữa gần nhất bởi vì đánh giết đông phủ quốc võ thánh mà thanh danh hiển hách nhưng tím dương hầu đối với tử sơn hầu đánh giết tím dương học viện ba con thanh phong điêu nhường tím dương học viện ba vị võ thánh chật vật mà quay về vẫn là rất có thành kiến tím dương hầu cười lạnh nói bây giờ để cho ngươi càng rỡ chờ tuyển bạt kết thúc ngươi tử sơn quận một cái đều không tuyển chọn nhìn ngươi còn mặt mũi nào mặt càng rỡ tử sơn hầu đối đầu gây gắt phản kích ta tử sơn quận coi như chỉ tuyển cái trước cái kia cũng so ngươi tử dương quận tuyển chọn mười cái mạnh tầm thường số lượng nhiều hơn nữa cũng vẫn là tầm thường tím dương hầu tức giận hư một tiếng đối với hậu phương học sinh nói nhớ kỹ cho ta tử sơn quận lần này có một học sinh được tuyển chọn bản hầu duy các ngươi là hỏi diệp tinh hai mắt hiếp lại hạ xuống quyết định lần này nhất định phải nhường tử dương quận ăn chứng vị lớn tím dương hầu một tên tiểu bối cùng hắn tính toán làm gì làm chi bất quá là nhất thời phong quan thôi chỉ là tàn phế có thể phách lối bao lâu sáu lúc này lại có một cái chói hai thanh âm chuyển đến đồng dạng là một vị đỉnh phong võ thánh ngồi một cái tím diễm ứng đi tới tím dương hầu bên cạnh người này rõ ràng cũng là một vị khó lường vương hầu lấy ra một cái bầu rượu hướng tím dương hầu thả tới đạo tới nếm thử ta quan thiên quận tiên quả rượu làm tiêu tan tiểu nhân khí kinh hoa quận thử dương quận quan thiên quận là lạc tinh quốc tam cái quận lớn quận trung học viện cũng là tam đại trí cường học viện cái này ba cái quận vương hầu chỉ có đỉnh phong võ thánh mới có thể giải phong liền như là đồng phủ nước vô địch hầu đồng dạng không phải người bình thường có thể dạy phong được cái này tam đại vương hầu từ trước đến nay cao cao tại thượng không đem hắn vương hầu để vào mắt tử sơn hầu gần nhất danh tiếng cực thịnh hoàn toàn lấn át tất cả vương hầu quan thiên hầu đối với cái này cảm thấy rất bất mãn hắn thường thường đối với người nói tử sơn hầu có thể đánh giết đông phủ vô địch hầu bất quá là mượn cùng tiên sắp bén bởi vì tử sơn hầu cung trong tay là thượng phẩm linh minh bình thường chỉ có chân nhân mới nắm giữ thượng phẩm linh minh nếu là không có thượng phẩm linh cung Tử Sơn hầu quyết không là đồng phủ vô địch hầu đối thủ, mà có thể đánh giết vô địch hầu nhân, Lạc Tinh quốc cực kỳ thưa thớt, nhưng hắn Quan Thiên hầu là trong đó một cái. Quan Thiên hầu nói lời nhìn như cao đại thượng, hơn nữa đem Tử Sơn hầu khiển trách vì tiểu nhân, bất quá, rất nhiều người đều có thể nhìn ra, đến tột cùng ai mới là tiểu nhân. Nhưng mà, nhưng là không người nào dám nói ra, Quan Thiên hầu xem như Lạc Tinh quốc tam đại trí mạnh vương hầu một trong, xa không phải phổ thông vương hầu có thể so sánh. Quan Thiên hầu châm chọc Tử Sơn hầu một câu sau đó, cũng không thu tay lại, tiếp tục hướng sau lưng Quan Thiên học viện học sinh nói, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, chờ sau đó tiến vào bách luyện trận, cũng đừng làm cho rác rưởi học viện học sinh đục nước béo cỏ lan lộn đi qua lạc tinh tông cần chính là tinh anh rác rưởi đều nên bị đào thải rõ chưa là hầu ra quyết không nhường rác rưởi học viện học sinh qua hải một cái quan thiên học viện bọn học sinh cùng kêu lên nói quan thiên quận diệp tinh ánh mắt hướng quan thiên hầu sau lưng học sinh quét tới các ngươi cũng phải ăn chứng vịt lớn quan thiên hầu cùng tím dương hầu rất nhanh liền có nói có cười lên trong lời nói luôn là một bộ cao cao tại thượng tư thái không ngừng hạ thấp các vương hầu trong đó tự nhiên là không thể thiếu đối với tử sơn hầu minh cơ ám phúng đối phương không có rõ ràng công kích tử sơn hầu tử sơn hầu cũng lười đi phản ứng đến bọn hắn chỉ là hướng diệp tinh liếc mắt nhìn diệp tinh gật gật đầu hắn đương nhiên biết được tử sơn hầu mắt ngữ không cần tử sơn hầu giải thích hắn đều đã làm xong quyết định nhường tử dương quận quan thiên quận toàn bộ ăn chứng vị lớn theo thửa hải gian trôi qua mấy cái khác xa xôi quận thành nhân viên đều chạy tới 1050 cái hậu bối học sinh toàn bộ đều hội tụ đến trong sân rộng mỗi người đều nhận được một trường tông môn phát ra thẻ bài ngoại môn trưởng lão công dương hiên chủ cầm lần này đệ tử tuyển bạn hắn đứng tại quảng trường phía sau cùng trên đài cao lớn tiếng nói các vị tiểu bối các ngươi vừa rồi chỗ nhận được thẻ bài là bách viễn trận trận pháp bài chỉ có mang theo trận pháp bài mới có thể tiến nhập bách viễn trong trận ai nếu là ở bách viễn trong trận bị mất thẻ bài liền sẽ trước tiên bị chuyển ra bách viễn trận mang ý nghĩa bị đào thải tất cả mọi người đều đem trận pháp bài cất giấu trong người đứng lên các ngươi hết thể có một nghìn năm mươi người nhưng bản tông chỉ lấy ba trăm vị đệ tử trong các ngươi có bảy trăm năm mươi người đều đưa đào thải làm đào thải ra khỏi bách viễn trận nhân số đạt đến bảy trăm năm mươi người vòng thứ nhất tuyển chọn kết thúc còn thừa tại bách viễn trong trận ba trăm người đều sẽ thành bản tông đệ tử mới hơn nữa thu được trận pháp bài nhiều nhất mười người trở thành lần này tuyển bạn trước mười sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú vòng thứ hai tuyển bạn là trước 10 tranh tài quyết ra 5 vị trí đầu trước ba cùng với đệ nhất khác biệt xếp hạng ban thưởng khác biệt trong đó đệ nhất ban thưởng rất nhiều nhất giải ánh mắt mọi người đều phát sáng lên tuyệt đại đa số người đều nghị xông vào trước 10, một số nhỏ cứng giả đều muốn tranh đoạt cái kia đệ nhất câu nguyên phiếu buổi tối còn có đổi mới không xong còn tiếp tờ S, cảm tạ a trợ tử đêm tối chi thường phiêu lưu xét hải hẳn xài đám huynh đệ khen thưởng cảm tạ bốn một trăm b chương bách trận ba tạ minh chủ trư thần phong độ năm hai nếu như là chỉ muốn bị rơi tình tông thu làm đệ tử như vậy tiến vào bách viễn trận sau đó biện pháp tốt nhất là tìm cái địa phương trốn đi chỉ cần mình trận pháp bài không mất đi liền có thể một mực dừng lại ở bách viễn trong trận thẳng đến đào thải nhân số đầy bảy trăm năm mươi người như vậy tự nhiên sẽ trở thành rơi tinh tông thu ba trăm tên đệ tử một trong thế nhưng là nếu như muốn tranh trước 10, thậm chí là năm vị trí đầu trước ba đệ nhất như vậy tiến vào bách viễn trận phía sau trốn đi đó là hoàn toàn không được chỉ có chủ động xuất kích cướp đoạt người khác trận pháp bài một câu nói chỉ là muốn được thu làm đệ tử chỉ cần bảo trụ mình trận pháp bài liền có thể muốn tiến trước mười nhất định phải cướp đoạt thật nhiều trận pháp bài một cái toàn lực phòng thủ liền có thể mà đổi thành một cái lại muốn toàn lực xuất kích tuy tử sơn học trong viện cũng không có tinh tôi cảnh cựu trọng học sinh nhưng cái khác học viện nhưng vẫn là có không ít trên thực tế tử sơn quận cũng không phải không có chín tinh thiên mạng hậu bối thậm chí võ thánh thiên mệnh hậu bối cũng không chỉ hồng phong một cái chỉ là bởi vì tử sơn học viện tiến vào rơi tinh tông đệ tử lúc nào cũng gặp đả kích hơn nữa bị phân phối đến không có nhất tiền đồ đơn vị làm lấy thô nhất nặng sống cho nên đã trải qua hai giới rơi tinh tông đệ tử tuyển bạn sau đó tử sơn quận bên trong một vài gia tộc lớn nếu mà có được chín tinh thiên mệnh thậm chí là võ thánh thiên mệnh hậu bối rất nhỏ nên kỷ liền mang đến khác quận thành thân thích nhà gửi nuôi miễn cho bị đánh lên tử sơn quận lạc hấn chính là bởi vì nhân tài trôi đi mới sáng tạo ra tử sơn học viện gần hai giới học sinh tư chất phổ biến không cao so với những thứ khác học viện thấp một cái cấp bậc vương phong sở dĩ lưu tại tử sơn quận là bởi vì ông ra không rõ ràng tử sơn hầu cùng rơi tinh tông quan hệ muốn leo phụ vương hầu cho rằng không vào tử sơn học viện trở thành tử sơn hầu đệ tử liền có thể đánh vỡ tử sơn học viện học sinh tiến vào rơi tinh tông không tiền đồ ma chú cho nên làm ông gia biết được ông phong thiên mệnh có thể siêu việt cựu tinh lúc liền đề cử cho tử sơn hầu thỉnh cầu tử sơn hầu thu đồ mà tử sơn hầu chắc ra ông phong thiên mệnh là ngũ tinh tăng mệnh phát hiện ông phong chính xác tư chất lạ thường là đáng tin chi tài tự nhiên liền đem ông phong thu làm thân truyền đệ tử đối với ông phong cũng là tận lực bồi dưỡng liền mây xanh chi đồng đều từng đối với ông phong dạy qua chỉ là ông phong thực sự không phải học tập đồng thuật tài liệu tử sơn hầu mới bông tha về sau tử sơn hầu thu ông phong làm nghĩa tử cũng là ông phong chịu gia tộc trưởng cùng thế hệ chi ý hướng tử sơn hầu thỉnh cầu tử sơn hầu dưới gối không còn khi đó chỉ có vương phong một cái thân truyền đệ tử vương phong nguyện nhận hắn vi phụ cái này tự nhiên là nhường tử sơn hầu cao hứng phi thường liền thu vương phong làm nghĩa tử đã như thế vương phong cái này võ thánh thiên mệnh thiên tài mới lưu tại tử sơn quận cho nên tử sơn học viện mặc dù không có chín tinh thiên mạng học sinh cũng không có tinh tôi cảnh cựu trọng học sinh nhưng không thể lấy tử sơn học viện suy ra học viện khác giống tử sơn học viện một dạng không có tôi cảnh cảnh cựu trọng học sinh học viện không nhiều số đông đều có một cái tốt một chút thậm chí có hai cái tốt hơn thậm chí có ba cái mà tam đại trí cường học viện càng là đều có năm cái trở lên cuối cùng xuống một ngàn này lại năm một không cái học sinh bên trong, tinh tôi cảnh cửu trọng học sinh tổng số chừng hơn 200 người, còn lại tuyệt đại bộ phận cũng là bắt trọng đỉnh phong, bắt trọng hậu kỳ tu vi, thấp hơn bắt trọng hậu kỳ, liền vô cùng hiếm hoi. Hơn 200 tinh tôi cảnh cửu trọng, liền xem như cựu trọng hậu kỳ tu vi, số lượng cũng tại 30 trở lên, muốn tranh đoạt đến trước 10, liền cựu trọng hậu kỳ võ giả, đều tỷ lệ không cao, có thể thấy được độ khó lớn bao nhiêu. Trên cơ bản, cũng chỉ có cựu trọng hậu kỳ mới có tự tin tranh đoạt trước mười cựu trọng hậu kỳ dưới chín trọng vũ giả, có lòng tin này giải rác không đã. Mà tám trọng vũ giả bên trong, có lòng tin này vậy càng là chỉ có diệp tinh nhất cái bách nguyễn trận không gian bên trong có phương viên trăm dặm, ở trong trận nghiêm cấm cố ý giết người nếu như chiến bại giao ra trận pháp bài liền có thể lập tức truyền tống xuất trận các người đi vào đi ai nghĩ trở thành trước 10, liền hết khả năng nhiều cướp đoạt trận pháp bài trong tay trận pháp bài càng nhiều trở thành trước 10 tỷ lệ càng lớn công dương hiên không có quá lâu dài dòng, rất nhanh đã nói xong lời nói hướng sau lưng một ngón tay tại hắn sau lưng có một đoàn xoay tròn sóng hiển nhiên là bách nguyễn trận cửa vào theo công dưỡng hiên làm dấu tay bọn học sinh đều tràn hướng đại cao xuyên qua cái kia xoay tròn sóng biến mất không thấy gì nữa tiến nhập bách viễn trong trận bách viễn trận không gian phương viên trăm dặm có đủ loại địa hình như vùng núi dòng sông bình nguyên sáu các loại tiến vào trong trận học sinh đều bị phân phối đến rồi khu vực khác nhau diệp tinh xuyên qua gợn sóng vòng xoáy trong chốc lát liền xuất hiện ở bách viễn trong trận chỗ hắn ở là bình nguyên biên giới bên tay phải là vùng núi mà bên tay trái phương hướng khác nhau số ước lượng ngoài trăm thước có mặt khác ba cái học sinh trong đó một cái học sinh lập tức hướng một bên trong vùng núi chạy tới nếu là muốn trốn vùng núi hiển nhiên là nơi tốt tại bên trên bình nguyên người khác cách nhau rất xa liền có thể phát hiện đến nỗi mặt khác hai cái học sinh dường như là một cái học viện rất nhanh liền hội tụ đến một cái lên hướng diệp tinh quỳ tới hai người này đều là bắt trọng tột cùng tu vi mà diệp tinh cũng là bắt trọng đỉnh phong nhưng chỉ có một người hai người tại diệp tinh mười em ở bên ngoài dừng lại một vị trong đó nói giao ra trận phát bài ngươi có thể bình yên vô sự rời đi bách huyết trận. bắt trọng đỉnh phong trừ phi là giống diệp tinh như thế chiến lược siêu cường yêu nghiệt bằng không không có khả năng có trước mười hy vọng cho nên bắt trọng tột cùng học sinh chỉ cần bảo trụ mình trận pháp bài để cho mình đừng đào thải liền có thể kiên trì đến cuối cùng chính là thắng lợi diệp tinh thật không biết hai người này nghĩ như thế nào đoạn hắn trận pháp bài bọn hắn lại không thể tiến trước mười đơn giản đầu có vấn đề mặc dù cho rằng đối phương đầu có vấn đề nhưng đối với hai người đến diệp tinh vẫn là cảm thấy cao hứng phi thường hắn nhưng là cần đại lượng trận pháp bài mới có hy vọng tiến trước mười hai người kia trong mắt hắn rõ ràng là chủ động tới tiến đưa trận pháp nhãn diệp tinh sờ cầm một cái dùng đồng dạng giọng điệu nói giao ra trận pháp bài các ngươi có thể bình yên vô sự rời đi bách với trận tự tìm cái chết diệp mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hai người đồng thời gầm thét một tiếng không cần phải nhiều lời nữa trong nháy mắt ra tay một người nhảy lên một cái phước hướng diệp tinh lồng lực, song trưởng tề phách trong lòng bàn tay kình trong nháy mắt thấu thể mà ra hóa thành hai đạo trưởng ấn chụp hướng diệp tinh một người ngay tại chỗ một sẻng công hướng diệp tinh hạ bàn đùi phải lập lệ nội kình tia sáng đem mặt đất sẻng ra một đầu mười mấy mét khe ránh hai người này rõ ràng thường xuyên phối hợp một trên một ở dưới đồng thời ra tay cùng danh giới võ giả cơ bản khó mà tại hai người thủ hạ đi quá nhất chiêu nhưng mà diệp tinh cũng không phải thông thường bắt trọng võ giả đỉnh cao chỉ thấy cước bộ khé động bước ra bảy tinh bộ công hướng diệp tinh hạ bàn sẻng chân lập tức thất bại mà diệp tinh nhất chân đạp phía dưới nhưng là chính xác không có lầm dấm nát sẹn tới trên mắt cá chân đến nôi cái kia hai đạo trưởng ấn diệp tinh liền nội kình cũng không có đụng tới chỉ là bằng thuần túy sức mạnh thân thể tiện tay vô liền đánh thành nát ấy tiếp đó vẹn vẹn trong chốc lát ở giữa diệp tinh liên tục đập hai trường cùng đối phương đánh tới song trường theo thứ tự va chạm một chút nhưng tiếng vang nhưng là cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt vang lên hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên bị dẫm trúng chân mắt cá chân trong nháy mắt chất khớp hơn nữa bị diệp tinh dẫm ở dưới chân không cách nào chuyển động đến nỗi hòa diệp tinh liền đối hai trưởng học sinh nhưng là trong nháy mắt lui nhanh mà bay thể nội ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng đang quần quận sắc mặt căng đỏ bừng mười phần khó chịu như muốn thổ huyết diệp tinh đạp dưới chân học sinh ánh mắt hướng thế ra mười mấy mét bên ngoài học sinh đào qua đạo các ngươi là bây giờ đem trận pháp bài chủ động giao ra đâu vẫn là chờ ta đánh tới các ngươi chịu không được sau đó lại chủ động giao ra hai người trong mắt đều là vẻ sợ hãi thường thường hai người bọn họ liên thủ đối phó cùng danh giới võ giả chính là một chiêu chuyện thế nhưng là hôm nay hai người bọn họ liên thủ cũng là bị diệp tinh cái này cùng danh giới võ giả một chiêu cho đánh bại kết quả này hai người vạn vạn không thể đoán được thực lực cường đại như vậy một chút tinh tôi cảnh cửu trọng võ giả cũng không chắc chắn có thể đạt đến hai người nào còn dám hòa diệp tinh đấu vội vàng giao ra trận pháp bài tia sáng nói lên hai người bị truyền tống ra ngoài bách huyết trận mà diệp tinh trận pháp bài đạt đến ba tấm bách huyết trong trận tổng cộng có tham gia tuyển chọn học sinh một nghìn năm mươi người trong đó có bảy trăm năm mươi người bị đào thải mỗi đào thải một người lưu lại bách viện trong trận học sinh là hơn ra một trường trận pháp bài theo lý thuyết đối với không có bị đào thải ba trăm học sinh đem thêm ra bảy trăm năm mươi chương trận pháp bài muốn đi vào trước mười cái này nhiều hơn bảy trăm năm mươi chương trận pháp bài ít nhất phải thu được một phần mười cũng chính là bảy mươi chương tăng thêm chính mình vốn có một chương là bảy mươi sáu chương chỉ cần trong tay trận pháp bài có thể đạt đến bảy mươi sáu chương vậy thì biểu thị ít nhất cũng có thể xếp tại đệ thập diệp tinh đem hai tấm trận pháp bài thu hồi mắt quang viễn xem thị lực thấy rõ ngoài mười dặm đây chỉ là siêu nào viễn thị công năng bách viễn trong trận nhiều người phức tạp diệp tinh cũng không tính thi triển thanh đồng từ mắt ngoại trừ một chút trốn ở hắn tầm mắt bên ngoài chỉ cần là tầm mắt có thể thấy phạm vi mỗi cái học sinh vị trí diệp tinh đều sáng tỏ tại tâm diệp tinh lập tức liền chọn lựa nhiều người phương hướng đi đến hạng nhất ban thưởng đủ để cho tu vi của hắn nhanh chóng đột phá tới tinh tôi cảnh tự trọng hắn nhất định phải được lấy đệ nhất điều kiện tiên quyết là trước tiến vào trước mười cho nên diệp tinh nhất thiết phải làm nhiều một điểm trận pháp bài trong tay ít nhất cũng phải đạt đến bảy mươi sáu chương tuy bảy mươi lăm chương bảy mươi ba chương thậm chí là bảy mươi tấm đều có hy vọng tiến trước mười nhưng diệp tinh phải bảo đảm không có sơ hở nào cho nên vậy cũng chỉ có đào thải một số người đem bọn hắn trong tay trận pháp bài cướp đoạt lại diệp tinh chọn lựa phương hướng không phải nhìn đối phương tu vi cao thấp mà là xem người đếm nhiều hay không. Chỉ có nhiều người mới có thể thu được thật nhiều trận pháp bài. Đối phương đến tột cùng là tình tôi cảnh bắt trọng, hoặc là cựu trọng. Tại Diệp Tinh xem ra không có khác nhau quá lớn. Diệp Tinh đi về phía trước ra bất quá vài trăm mét, liền lại bị người cho bao vây. Lần này là một cái cựu trọng sơ kỳ, mang theo ba cái bắt trọng đỉnh phong. Mặc dù Diệp Tinh cũng không có tại phụ cận nhìn thấy một cái tử sơn học viện học sinh, nhưng mà cũng không phải mỗi cái học viện học sinh cũng giống như hắn dạng này, phụ cận không có người quen bốn người này cũng là một cái học viện mười phần may mắn tiến vào bách viễn trận phía sau khoảng cách cũng không có cách nhau bao xa rất nhanh liền hội tụ đến một cái lên nhiều người sức mạnh lớn cướp đoạt người khác trận pháp bài bốn người liên thủ rõ ràng thực lực càng mạnh hơn không xong còn tiếp tờ s cảm tạ vô viễn phật giới lạnh hạ ải ạp năm nghìn bốn trăm ba mươi hai nửa đêm thanh phong khúc ạ một trăm linh hai đám huynh đệ khen thường ba một trăm năm mươi đẩy sách trí tôn kỳ tích kiếm thứ hai cổ phiếu thứ hai lại là một tuần mới đã đến hướng bảng thời gian hướng phiếu để cử lao xuống bảng danh sách Nguyện phiếu phải hướng các huynh đệ nói tiếng cảm tạ mười tám các minh đệ ra sức thần tiễn một hơi đổi hơn một trăm bảy mươi phiếu vô cùng cảm tạ nhìn xuống bảng nguyệt phiếu có vẻ như thần tiễn cách sách mới đệ tam chỉ kém vừa vặn một trăm phiếu các minh đệ trong tay còn có nguyện phiếu thỉnh tiếp tục ném bên trên chúng ta sớm ngày xông lên trước ba ngồi ba mươi một mặt khác hướng các minh đệ đề cử một bản bằng hữu tiểu thuyết chí tôn kỳ tích các minh đệ có thể đi xem có phải hay không là người thái tác giả giữa tháng âm sách hảo ba ba tám chín hai sáu bốn giới thiệu văn tắt thế nhân ai không khát vọng kỳ tích mặc cho ngươi thiên tư hơn người phong hoa tuyệt đại ta chỉ cần một cái kỳ tích đây là một cái tràn đầy kỳ tích tràn đầy bất khả tư nghị thế giới trói mắt đi nữa thiên tài cũng đánh không lại cái kia chớp mắt kỳ tích thiếu niên quý thành liền đã đến dạng này một cái tràn đầy kỳ tích thế giới trí tôn kỳ tích mang ngươi tiến vào một cái mới lạ đẹp lạ thường thế giới ảo tưởng không xong còn tiếp một trăm năm mươi sáu một trăm năm mươi ba chương càng vật diệp tinh hai tay ôm tại trước ngực khỏe miệng hơi vệnh mang theo một tia loại nhân tầm vị mỉm cười đối phương còn chưa mở lời diệp tinh cũng đã nhìn xem bốn người nhiều hứng thú nói đạo bốn vị là tới tiễn đưa trận pháp nhãn sao bốn người thần sắc xứng sở Bốn người bọn họ, một cái cựu trọng sơ kỳ, ba cái bắt trọng đỉnh phong, mà Diệp Tinh chỉ là một người, bắt trọng tột cùng tu vi, lại dám nói ra như vậy. Đầu của đối phương chẳng lẽ có vấn đề? Bốn người trong lòng tất cả lẽ lên ý nghĩ này. Cầm đầu vị kia cựu trọng sơ kỳ học sinh đạo, đứa đần, giao ra trận pháp bài, lăn ra bách huyết trận, bằng không tiểu ra để người để mặt. Diệp Tinh cánh tay phải hướng về phía trước, ngón trỏ chỉ lấy cựu trọng sơ kỳ học sinh vẽ mấy phía dưới, "Tới, để cho ta nhìn một chút, ngươi như thế nào để cho ta dễ nhìn." Cư nhiên bị người xem thường, cự trọng sơ kỳ học sinh giận dữ, hô hấp lập tức dồn dập không thiếu, sắc mặt tức giận đến xanh xám tiểu tử này quá cắn rỡ phạm dần dần sư minh đánh gây hắn chân chó phạm dần dần sư minh rút nát vụn miệng của hắn ba cái bắt trọng tột cùng học sinh cũng là giận dữ đồng thời cầm lên phạm dần dần rất tức giận trong hai mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm đi hướng diệp tinh tiểu tử, ngươi chọc giận đến ta ngươi là từ chống đỡ cái miệng túi của ngươi vẫn là để ta tới chống đỡ cái miệng túi của ngươi từ chống đỡ một cái là đủ rồi ta tới chống đỡ ít nhất mười cái diệp tinh thần sắc như thường chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi cướp ta trận pháp bài thì không cho ta cướp các ngươi ta bất quá là đem các ngươi đối với ta lời muốn nói sớm nói ra mà thôi ngươi cần phải tức giận như vậy sao phạm dần dần tiếp tục hướng phía trước cùng diệp tinh càng ngày càng gần khí thế bất người bớt nói nhiều lời ngươi là từ chống đỡ hay là ta tới chống đỡ ngươi lựa chọn thời gian không nhiều lắm diệp tinh khỏe miệng nợ nụ cười nhìn như hồn nhiên trong tươi cười lại lộ ra nguy hiểm phạm dần dần huynh đúng không lời nói cũng đừng nói phải ác như vậy ta vốn là chỉ là muốn các ngươi trận pháp bài mà thôi ngươi nếu là dạng này chúng ta liền không thể vui sướng chơi đùa như lời ngươi nói mà nói có lẽ là ngươi chính mình cuối cùng tiếp nhận kết quả ồn ào sáu phạm Lệnh dần hừ một tiếng bàn tay trong lúc đó phát ra hào quang sáng chói đó là hùng hậu nội kình ngưng kết cùng một chỗ uy lực kinh khủng dù chưa ngoại phóng nhưng cái bàn tay này lại đủ để liệt kim mở thạch phạm lệnh dần hư thời điểm liền hướng diệp tinh lao đến bàn tay hướng về diệp tinh trên mặt vỗ ba còn không có chạm đến diệp tinh mặt của chỉ là bàn tay này huy động ở giữa liền phát ra một tiếng bạo hưởng dường như là đem không khí đều giúp bạo có thể thấy được một trường này uy lực một trường này đập vào trên mặt cho dù là bắt trọng đỉnh phong tông sư đều không chịu nổi tuyệt đối sẽ chịu đến cực kỳ nghiêm trọng thương tích thậm chí sẽ chí mạng phạm dần dần ra tay thật không ngờ tàn nhẫn cái này nhượng diệp tinh trong mắt trong nháy mắt xuất hiện một màn sắc đối với phạm dần dần đánh ra một trường diệp tinh không né tránh tay trái duỗi ra liền đón đối phương đánh tới tay trưởng bắt tới không có bất kỳ cái gì nội kinh ba động diệp tinh tay trưởng chỉ là nổi lên một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy thực phẩm luyện thể công pháp bất bại kim thân cảnh giới đại thành bất bại kim thân đủ để quét ngang đại bộ phận tinh tôi cảnh cựu trọng đừng nói cựu trọng sơ kỳ cho dù là cựu trọng trung kỳ cũng như cũ quét ngang hai bàn tay đối với đập vào cùng một chỗ một tiếng bạo hưởng phạm dần dần trong lòng bàn tay ngưng tụ nội kình trong nháy mắt bị đập tan trở nên ảm đạm tối tăm nhưng diệp tinh trên bàn tay hảo quang màu vàng nóng vẫn như cũ lực như hổ kìm, trong nháy mắt liền đem bàn tay của đối phương tóm gọn đồng thời một cái tay khác trong lúc đó năm ngón tay thành trưởng hướng phạm dần dần trên mặt đánh ra đồng dạng là hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy phạm dần dần tay bị diệp tinh bắt lấy vàng hắn dùng đem hết toàn lực cũng rút ra không được một trưởng này đánh tới hắn tránh cũng không thể tránh liền cản cũng không thể cản ba hiện ra hảo quang màu vàng nóng tay trưởng hung hăng đập vào phạm dần dần trên mặt lập tức đem hắn mặt của quất đến vòng vo chín mươi độ một cái máu tươi thủ trưởng ấn xuất hiện ở trên mặt hắn nát răng cùng huyết thủy trong nháy mắt liền phun tới phạm dần dần hai mắt khé đảo cơ hồ bị diệp tinh nhất bàn tay tắt choáng vào tới nháy mắt sau đó diệp tinh ra tay như điện đem trên người đối phương trận pháp bài vồ tới đã mất đi trận pháp bài phạm dần dần rất nhanh liền tia sáng loay lên bị truyền tống ra ngoài bách lướt trận đào thải ra khỏi cục mặt khác ba vị bắt trọng tội cùng học sinh trận mắt hốc mồm, vạn vạn không ngờ rằng cựu trọng sơ kỳ phạm dần, dần dần vậy mà tại trên tay đối phương giống như ba tuổi nhi đồng đồng dạng như thế yếu không thể kham diệp tinh thu hồi phạm dần dần trận pháp bài ánh mắt hướng ba vị bắt trọng tội cùng học sinh nhìn lại các ngươi đâu cháy mau ba người đồng thời quát to một tiếng xoay người chạy đem khinh công thân pháp thi triển đến cực hạn, thượng phẩm khinh công tuyết bay không dấu vết diệp tinh thân ảnh khẽ động chân không dính đất phiêu nhiên đuổi theo tốc độ so ba người nhanh không chỉ gấp hai từ sơn học viện tàng thư quán võ học hai ngàn có thừa, diệp tinh đều đã dung hội quán thông liền thượng phẩm vũ học đều đạt đến liêu hóa cảnh hóa cảnh tuyết bay không dấu vết so hóa cảnh hồng nhạn thuật đều phải nhanh cỡ nào tốc độ rõ ràng ba cái bắt trọng võ giả đỉnh cao một cái đều không thể đào thoát thậm chí cũng không thể trốn được qua xa liền bị diệp tinh nhất cái quào một cái ở ba người tất cả đều thất kinh cho là diệp tinh sẽ giống đối với phạm dần dần một dạng cho bọn hắn một người nhất ba trưởng liền vội vàng đem trận pháp bài ném ra mặt mũi tràn đầy khổ sở bị truyền tống ra ngoài bách huyết trận diệp tinh đem ba tấm trận pháp bài thu hồi trong tay đã có bảy cái cách bảy mươi sáu chương trận pháp bài còn rất xa còn phải muốn cướp đoạt được càng nhiều hơn một chút tiến vào bách huyết trong trận một năm mươi danh học sinh có bảy trăm năm mươi người tất nhiên sẽ đào thải coi như diệp tinh không cướp cũng sẽ có 750 người sẽ đào thải chỉ là trận pháp bài bị người khác đoạt đi trước người bị người khác thu được mà thôi đã như vậy diệp tinh đương nhiên là muốn cướp ngược lại muốn đào thải đào thải tại trong tay hay không phải đào thải hơn nữa đào thải ở trong tay của hắn hắn liền có thể nhiều thu được một chút trận pháp bài phạm dần dần bọn bốn người trận pháp bài đều bị diệp tinh cướp đi cái này khiến nơi xa không thiếu học sinh đều nhìn thấy bây giờ những học sinh này tương diệp tinh trở thành một cái sát tinh rất xa liền chạy trốn hay là trốn thế nhưng là đối với thị lực hơn xa với người khác diệp tinh mà nói muốn trốn qua diệp tinh truy tùng cũng không dễ dàng hắn thi triển tuyết bay không dấu vết tốc độ như bay tiếp tục hướng nhiều người phương hướng mà đi bách bên ngoài trận lục tục no ngoe đều có học sinh bị đào thải đi ra thu vi càng thấp cơ bản đào thải phải càng sớm, bởi vì vừa vào bách huyết trận, bốn phương tám hướng cũng là tu vi cao hơn học sinh, trận pháp bài bị người đó đi, đó là rất bình thường. mà tu vi thấp học sinh, tử sơn học viện chiếm không thiếu một bộ phận, bởi vậy, vòng thứ nhất tuyển bạt bắt đầu không bao lâu, tử sơn học viện cũng đã có mấy cái bị đào thải đi ra. tử dương hầu, ngươi xem, rác rưởi học viện chính là rác rời học viện, lúc này mới bắt đầu bao lâu, tử sơn học viện liền đã đào thải sau cái. bị đào thải học sinh bên trong, có một phần 10 cũng là tử sơn học viện, ha ha sáu. quan thiên hầu tại tử dương hầu bên cạnh, cười lớn nói, tử dương hầu cũng đẩy khuôn mặt ý cười bây giờ đào thải học sinh gần tới trăm người nhưng tử dương học viện quan thiên học viện đều không có đào thải một cái hai người đều rất ưu việt tử dương hầu cười hát hát nói đây mới là vừa mới bắt đầu không bao lâu tử sơn học viện sẽ toàn bộ đào thải một cái cũng không thừa lại hh sáu âm thanh của hai người đều rất lớn phu cận vương hầu đều nghe rõ ràng ánh mắt không tự chủ được đi xem tử sơn hầu phản ứng tử sơn hầu ngồi ngay ngắn tử diễm lưng chỉ mừng khỏe miệng hơi bệnh mang theo một tia mại nhân tầm vị nụ cười làm cho người nhìn không thấu ý nghĩ của hắn sáu bách nguyễn trong trận thời gian đã qua chừng nửa canh giờ diệp tinh trong tay trận pháp bài đã đạt đến hai mươi bảy tấm bị hắn để mắt tới người cơ bản đều chạy không thoát hắn truy tung cho nên hắn lấy được trận pháp bài hẳn là tương đối nhiều ở vào hàng đầu bảo trì cái tốc độ này trước mười cơ bản không có vấn đề diệp tinh ánh mắt không ngừng quan sát bút phía tìm kiếm những học sinh khác dấu vết đột nhiên diệp tinh thần sắc một quái lạ cách hắn vài dặm bên ngoài trên một ngọn núi đột nhiên từ sơn mặt sau đi tới năm cái học sinh ba nam hai nữ một cái cựu trọng trung kỳ nữ sinh một cái cựu trọng sơ kỳ nam sinh ba cái bắt trọng đình phong dạng này đội ngũ phối trí diệp tinh là hoàn toàn có thể thông cật, làm hắn kinh ngạc rõ ràng không phải năm người này thực lực mà là năm người này bên trong có một người quen thu được ngân tinh quả lúc biết sợ kinh nam bây giờ đã là bắt trọng tuột cùng tu vi nếu là người quen biết diệp tinh tự nhiên không tốt ra tay cướp đoạt bọn họ trận phát bài hơn nữa lấy bọn hắn cái đội ngũ này thực lực hoàn toàn có thể kiên trì đến cuối cùng danh liệt trước ba trăm trở thành lạc tinh tông đệ tử diệp tinh nhìn thấy sợ kinh nam năm người lúc năm người cũng phát hiện hắn chỉ là sợ kinh nam năm người nhưng không có diệp tinh thị lực chỉ là rất xa nhìn thấy liêu diệp tinh cũng không có thấy rõ diệp tinh tướng mạo nhìn thấy một cái lạc đàn học sinh sở kinh nam năm người tự nhiên là chạy như bay tới diệp tinh mặc dù không có cướp bọn hắn trận pháp nhãn dự định nhưng cũng không có tránh đi này 6, diệp tinh huynh đệ chờ sở kinh nam thấy rõ diệp tinh tướng mạo thần sắc lập tức hóa thành đại hỷ rõ ràng không nghĩ tới vậy mà lại là người quen diệp tinh cũng hướng sở kinh nam phất phất tay sở huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì sở kinh nam rất nhanh liền đến liêu diệp tinh trước mặt sở kinh nam giới thiệu nói biểu tỷ viên cánh tay sư huynh đây chính là ta nói với các ngươi lên qua diệp tinh huynh đệ h sáu hắn còn chưa thành võ đạo đại sư liền bắn giết tử dương học viện bắt trọng đỉnh phong tu vi chân cùng nhau chùa bốn người khác trên mặt tất cả lộ ra kinh sợ cầm đầu cựu trọng trung kỳ nữ sinh hiển nhiên là năm người thủ lĩnh nàng đi ra nhìn từ trên xuống dưới diệp tinh diệp tinh nhớ kỹ sở kinh nam nói qua nàng đường tỷ sợ kinh nguyện tại thất trọng sơ kỳ tu vi liền có thể chiến thắng thất trọng đỉnh phong trước mắt cái này cựu trọng trung kỳ nữ sinh hẳn là sợ kinh nguyện nếu như nàng là một cái có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài như vậy thực lực của nàng liền có chút đáng sợ không thể từ bề ngoài tu vi để phán đoán sợ kinh nguyện do xét liêu diệp tinh một hồi đạo người tiễn thuật rất không tệ không biết thực lực bản thân như thế nào diệp tinh cũng đồng dạng đem sở kinh nguyệt quan sát tỉ mỉ khẽ đảo thân mang màu đen áo da bó người eo nhỏ phong đồn bộ ngực sữa cao ngất như ma quỷ dáng người hoàn mỹ đột hiện đi ra cả người giống như là một đầu ưu nhã báo săn lại thêm khuôn mặt như thiên sứ sở kinh nguyệt nhất định chính là cái nhân gian vưu vật hôm nay nguyệt phiếu rất thê thảm a trong tay có phiếu hàng tháng huynh đệ xin ủng hộ một chương không xong còn tiếp tờ cảm tạ của scat cô đơn cũng cô độc a chân tử hạn xài đám huynh đệ khen thưởng cảm tạ ba một trăm năm mươi bảy một trăm năm mươi bốn chương sắc Lang Kiến Diệp Tinh không có trả lời, ánh mắt lại tại nàng như ma quỷ trên thân thể mềm mại du tẩu, Sở Kinh Nguyệt mi đầu nhữ một cái. Diệp Tinh lập tức phát giác phản ứng của đối phương, thu hồi ánh mắt, đạo: "Vẫn được." Sở Kinh Nguyệt sắc mặt không vui đạo: "Kinh Nam nói ngươi có vượt cấp chiến đấu thực lực, ta cần phải xem một chút hắn là không phải khoác lác, viên cánh tay, ngươi tới thử xem hắn, ngươi nếu là không tiếp nổi viên cánh tay ba chiêu, cũng đừng trách ta đoạt ngươi trận pháp bài." Vị Tiêu Cửu trọng sơ kỳ nam tử, đi tới. Viên cánh tay vung tay vung chân, đồng thời quay đầu hướng Sở Kinh Nam liếc mắt nhìn, Sở Kinh Nam hướng Diệp Tinh nháy mắt ra dấu, "Diệp Tinh, ngươi được hay không?" mặc dù diệp tinh tại võ đạo lục trọng lúc liền có thể vượt cấp chiến thất trọng nhưng võ giả vượt cấp chiến đấu chịu nhiều phương diện hạn chế không phải nói tiền kỳ có thể vượt cấp chiến đấu hậu kỳ vẫn có thể vượt cấp chiến đấu diệp tinh gật gật đầu không có vấn đề viên cánh tay hướng diệp tinh gật đầu nợ nụ cười đạo ta ra tay rồi đang khi nói chuyện viên cánh tay một bước hướng về phía trước cánh tay phải vung lên tựa như tia chấp hướng diệp tinh đánh tới trong chốc lát viên cánh tay cả cánh tay đều hiện lên màu đỏ thấm lộng lẫy quyền kinh xung ra hóa thành một đạo hỏa văn trong chốc lát xông về phía trước hư không bị thiêu đốt phải lốp bốt văng lên nhiệt độ trong lúc đó tăng lên lửa này thuộc tính nội kình so phổ thông nội kình cường đại rất nhiều cái này viên cánh tay thực lực tại cựu trọng sơ kỳ bên trong cũng là ở vào đứng đầu cấp độ đối mặt với đối phương hỏa văn quyền kình diệp tinh cước bộ khé động thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất thượng phẩm thân pháp bước chân thư thả hóa cảnh bước chân thư thả tại nhất định trong không gian diệp tinh tốc độ vô địch hóa cảnh bậy tinh bộ chưa chắc có thể thoáng qua quyền này hỏa văn quyền kình công kích nhưng hóa cảnh bước chân thư thả nhưng là dễ dàng tránh khỏi ân kiến diệp tinh vậy mà tránh khỏi một quyền này của hắn viên cánh tay thần sắc một quái lạ. Lập tức thân như thiểm điện, đồng dạng thi triển thân pháp hướng Diệp Tinh phóng đi. Hòa văn liên hoàn quyền. Trong chốc lát, viên cánh tay song quyền tề động, trong chốc mắt oanh liên tiếp mười mấy quyền. Nhưng mà, Diệp Tinh bước chân thư thả tốc độ đích sắc là nhanh tới cực điểm, thân ảnh lướt lên. Mười mấy đạo quyền văn, lại không có đụng tới góc áo của hắn. Phiến văn sóng. Liên tục hai chiêu đều không đụng tới Diệp Tinh, nhường viên cánh tay có chút nổi nóng, hắn hét lớn một tiếng, hai quyền tế oanh. Cương đại hỏa thuộc tính nội kình trong chốc lát mãnh liệt mà ra, thành hình quạt diện tích hướng về phía trước đánh tới. Lúc này, Diệp Tinh đang muốn rơi xuống đất vừa rơi xuống đất tất phải bị những thứ này hỏa văn quyền kình hướng vừa vặn tuyết bay không dấu vết diệp tinh thân pháp biến đổi hóa thành kinh công hai chân trong hư không một điểm còn chưa chạm đất cơ thể liền lại bát cao rất nhiều hỏa văn quyền kinh từ dưới chân hắn vào tới diệp tinh nhất cái lộn ngược ra sau nhẹ bông rơi xuống đất đạo đa tạng. bà chiêu đã qua diệp tinh cũng không có cùng viên cánh tay chính diện giao phong bằng khinh công thân pháp dễ dàng tránh đi tất cả công kích cái này khiến viên cánh tay có chút xứng sở hắn tinh tôi cảnh cựu trọng tu vi thậm chí ngay cả công bà chiêu liền diệp tinh góc cáo cũng không có đụng tới mặc kệ diệp tinh thực lực cao thấp chỉ là cái này khinh công thân pháp đều để hắn chân kinh rõ ràng so với hắn cao hơn rất nhiều diệp huynh đệ quả nhiên không phải bình thường viên cánh tay hướng diệp tinh chắc tay hiển nhiên là thừa nhận người sau so thực lực lui xuống sở kinh nam ý cười đầy mặt ta nói à diệp tinh thực lực rất mạnh biểu tỷ hắn trước đây so ngươi vượt cấp đều lợi hại đâu diệp tinh nhìn ra được sở kinh nguyệt cũng không giống như sở kinh nam cao hứng như vậy ngược lại có như vậy một tia không vui diệp tinh dù sao cũng là người địa cầu mặc dù tới tinh thần đại lục gần một năm nhưng cùng dân bản xứ vẫn còn có chút tiểu nhân chi tiết khác nhau đối phương như ma quỷ dáng người có lồi có lõm hơn nữa còn bị áo da bó người hoàn mỹ phát họa đi ra diệp tinh tự nhiên là nhiều đánh giá vài lần cái này ở trên địa cầu rất bình thường bất quá tại tinh thần đại lục nhưng là cũng có chút kinh phủ bị sở kinh nguyện tâm bên trong đánh lên sắc lang ký hiệu diệp tinh có thể cảm giác được sở kinh thắng không vui đạo ta sẽ không quấy dày các ngươi cáo tử các loại sáu diệp tinh đang muốn rời đi sở kinh nguyệt nhưng là ngăn cản xuống vừa rồi ngươi một mực dùng thân pháp né tránh cũng không có cùng viên cánh tay giao thủ ai biết thực lực của ngươi đến cùng có phải hay không có thể vượt cấp chiến đấu để cho ta tới thử xem ngươi tiếp ta một trưởng liền có thể sở kinh nguyện tâm đạo tiểu tử này tuổi còn trẻ hai con mắt liền không cố kỵ chút nào ở trên người nàng vừa đi vừa về đánh giá nhiều lần nhất định là một tiểu sát lang liền xem như kinh nam bằng hữu cũng phải trừng trị khẽ đảo vừa mới nói xong sở kinh nguyệt liền thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt xuất hiện tại diệp tinh trước mặt một trưởng vô đi qua ầm ầm đột nhiên lôi âm vang lên không phải trên trời vang lên kinh lôi mà là sở kinh nguyệt trong lòng bàn tay lôi âm trầm đục thi triển một loại cực kỳ cường đại cực phẩm vũ học kinh lôi trưởng. Tất nhiên dự định trừng trị Diệp Tinh nhất lật Sở Kinh Nguyệt tự nhiên là không có quá thủ hạ lưu tình, một trường này, cho dù là cựu trọng sơ kỳ đều ngăn cản không nổi. Sở Kinh Nguyệt ra tay, có thể so sánh viên cánh tay nhanh hơn, cho dù là hóa cảnh bước chân thư thả cũng khó có thể tránh đi. Diệp Tinh cơ thể hướng phía sau vừa lui, trên bàn tay hiện ra hào quang màu vàng nóng, trong chốc lát cùng Sở Kinh Nguyệt chạm nhau một trường, cơ thể giống như mũi tên, hướng phía sau bàn tới. Sở Kinh Nam bọn người sợ hết hồn, cho là Diệp Tinh bị Sở Kinh Nguyệt một trường đánh bay, hướng phía sau bắn mạnh phải như thế nhanh chóng, cái kia phải chấn thương tới trình độ nào nháy mắt sau đó nơi xa liền truyền đến diệp tinh một tiếng quá thiếu ôi sáu mỹ nữ ngươi trưởng lực cùng thân hình của ngươi một dạng nóng bỏng a đang khi nói chuyện diệp tinh cơ thể hoạch quá nhất đạo tàn ảnh mấy cái lên xuống ở giữa cũng đã chạy ra vài trăm mét bên ngoài chuyển quá nhất ngọn núi biến mất không thấy gì nữa lúc này mọi người mới phản ứng lại diệp tinh căn bản không có thụ thương bất quá là mượn nhờ sở kinh thắng trưởng lực thối lui về phía xa sở kinh nguyệt đứng tại chỗ sắc mặt xanh lét lạnh cái này tiểu sắt lang lại còn dám đùa rất nàng thực sự là không biết sống chết bất quá diệp tinh tốc độ quá nhanh nàng tự nhận đuổi không kịp chỉ có thể hận hận thầm nghĩ lần sau lại nhìn thấy nhất định muốn hắn dễ nhìn hậu phương sở kinh nam nhìn mình đường tỷ nín nhịn lập tức cố nén phát ra từ nội tâm ý cười biểu lộ rất cổ quái hắn người đường tỷ này mặc dù dáng dấp gương mặt thiên sứ dáng người ma quỷ có thể xưng vưu vật đủ để khiến ngàn vạn nam nhân vì đó động tâm nhưng mà nhưng là cái giữ dằn tính tình hơn nữa chuyên tâm hướng võ ý chí kiên định trong lòng một điểm tình yêu nam nữ cũng không có chính là một cái nữ hán tử cùng với nàng nhận biết lâu mới biết được nàng đáng sợ bất kể là muốn đánh nàng chủ ý nam sinh hay là đối với nàng có ý nam sinh mỗi một cái đều bị nàng dọn dẹp rất thảm diệp tinh dám đùa dỡn đầu này có cái nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a à. sở kinh nam có thể tưởng tượng nếu là diệp tinh lại bị hắn đường tỷ gặp vỡ sợ rằng phải bị thu thập một trận sáu sợ sở, sở kinh nguyệt đuổi theo diệp tinh thi triển tuyết bay không dấu vết một đường đi xa cùng đối phương kéo dài khoảng cách ước chừng đi ra ngoài hơn mười dặm diệp tinh thấy đối phương không có đuổi theo mới ở một tòa trên đỉnh núi cao dừng bước đứng tại cao phong tri đỉnh diệp tinh mắt quang viễn xem quan sát tứ phương đột nhiên diệp tinh sắc mặt vui mừng tại bên ngoài mấy dặm diệp tinh đụng phải một chi đội ngũ là quan thiên học viện học sinh tổng cộng có tám người trong đó ba cái tinh tôi cảnh cựu trọng cựu trọng trung kỳ hai cái sơ kỳ một cái năm cái tinh tôi cảnh bắt trọng cũng là bắt trọng đình phong diệp tinh khỏe miệng nở nụ cười tám người trong mắt hắn hóa thành một chương lại một chương trận pháp bài tám người trên thân chỉ ít có tám cái trận pháp bài nhưng diệp tinh chắc chắn bọn họ trận pháp bài không chỉ tám cái tám người cùng một chỗ cường đại cỡ nào một cố lực lượng chắc chắn tranh đoạt không thiếu trận pháp bài trong tay diệp tinh tâm bên trong vui mừng bọn họ trận pháp bài rất nhanh đều là của ta hh sáu quan thiên học viện tử dương học viện cường giả không thiếu bọn hắn chắc chắn đều đoạt không thiếu trận pháp bài ta như đem bọn hắn đều tìm đi ra đổi ra bách với trận ân hẳn là đủ trước 10 số lượng hắn đã hạ quyết tâm kế tiếp lấy quét sạch quan thiên học viện tử dương học viện hai đại học sinh làm mục tiêu 6. bách nguyễn ngoài trận lúc này lại có một cái tử sơn học viện học sinh bị truyền tống đi ra là mặc cho tu võ khắc tám trọng tột cùng tu vi cũng bị đào thải tại bách trong trận Bát trọng đỉnh phong nếu như không có cùng chín trọng vũ giả tổ đội rất dễ dàng bị người đoạt đi trận pháp bài mặc cho tu võ không cùng chín trọng vũ giả chống lại thực lực trận pháp bài bị cướp rất bình thường quan thiên hầu vẻ mặt tươi cười cho đến bây giờ quan thiên học viện còn không có một cái bị đào thải bị loại gặp tử sơn học viện lại có một cái bị đào thải quan thiên hầu tâm tình thoải mái nở nụ cười tử dương hầu ngươi xem tử sơn học viện lại bị đào thải một cái đây đã là thứ chín ha ha chỉ kém một cái liền muốn toàn bộ đào thải ra khỏi cục không còn một ngống tử dương hầu sờ lấy hàm dưới sợi dâu đồng dạng ý cười đầy mặt tâm tình thượng dai giáp rời học viện toàn bộ bị đào thải là khẳng định không bao lâu cuối cùng thằng danh kia cũng sẽ bị đào thải ra khỏi tới quan thiên hầu gật đầu ánh mắt hướng cách đó không xa tử sơn hầu nhìn sang đạo tử dương hầu ngươi xem tử sơn học viện cái cuối cùng còn bao lâu sẽ đào thải ra khỏi tới cách đó không xa tử sơn hầu thần sắc như thường chỉ cần diệp tinh không đào thải những người khác đào thải không dẫn nổi hắn một tia tâm cảnh bà đậu hắn thấy tử sơn học viện học sinh tiến vào lạc tinh tông hội bị đà kích nếu là không có tiềm lực đi tông môn cũng khó có ngày nổi danh hy vọng của hắn chỉ tại diệp tinh trên thân trong mắt hắn chỉ có diệp tinh mới là sáng tạo kỳ tích người tử dương hầu ánh mắt cũng hướng tử sơn hầu nhìn sang tiếp lời nói nhiều nhất một khắc đồng hồ a quan thiên hầu cười ha ha một tiếng tử dương hầu ngươi cũng quá để mắt rác rưởi kia học viện rác rưởi đệ tử cái nào cần phải một khắc đồng hồ ta xem nhiều nhất nửa khắc đồng hồ rác rưởi học viện rác rưởi đệ tử liền toàn bộ đào thải đi sáu quan thiên hầu lời vừa mới nói xong đột nhiên bách huyễn ngoài trận quang mang chất động lại có người bị đào thải đi ra quan thiên hầu tiếng cười một trận nụ cười trên mặt cứng nhắc trên mặt lập tức bách huyễn ngoài trận tia sáng liên tục chất động liên tiếp có người bị đào thải đi ra quan thiên hầu sắc mặt càng ngày càng khó coi đứng lên cái này ngay cả tục bị đào thải đi ra ngoài học sinh vậy mà đều là bọn hắn quan thiên học viện học sinh không chỉ có bắt trọng tột cùng học sinh bị đào thải liền cựu trọng sơ kỳ trung kỳ đều bị đào thải hiện tại đây không đến thời gian mười hơi thở bên trong quan thiên học viện ước chừng bị loại bỏ khỏi tám cái tất cả vương hầu ánh mắt đều hướng quan thiên hầu nhìn lại quan thiên hầu trên mặt một hồi nóng bỏng hướng về phía tám người liền gầm lên giận dữ các ngươi những thứ này đổ bỏ đi làm sao sẽ bị đào thải ra khỏi trận sáu hôm nay ta bị soát đến sách mới nguyệt phiếu đệ nhất tác giả mang thành là đồ ngốc h sáu vốn là thần tiễn là sách mới nguyệt phiếu đệ nhất hắn quét lên đi hơn nữa khắp nơi khoe khoang còn không cho ta phản bác, mắng ta là đốm ngốc còn nói hắn chính là muốn khoe khoang ta có thể làm gì xấu. Tốt ta, à, hôm nay quả thực bị tức không nhẹ, làm trễ ngoài gõ chữ, không thể tăng thêm, chỉ có thể hai canh, hướng các huynh đệ nói lời xin lỗi. Ngày mai ta sẽ điều chỉnh tâm tính, tiếp tục bộc phát, hơn nữa, hướng các huynh đệ hạ cái quyết tâm sách, hạ tuần ta sẽ gia tăng lực bộ phát độ. Nói ta là đốm ngốc là, ta khờ, ta khờ đến chỉ biết là cầu các huynh đệ phiếu, mà không biết dùng tiền quẹt vé. Bất quá, ta sẽ tiếp tục ngốc xuống, ta có ba ngàn đặt mua huynh đệ, ta liệu mạng bộc phát, cũng sẽ không chơi không chết hắn, tranh không dưới cái này đệ nhất. Các huynh đệ có nguyện phiếu thỉnh ném bên trên, ngày mai bắt đầu, xem ta biểu hiện, không tranh nổi khẩu khí này, ta liền sống vô dụng rồi. Không xong con tiếp, S, cảm tạ lệnh hạ ải, a tu thường, một hư gió, vô viễn Phật giới 158. Tội đã chiếu quyết tâm sách. Hôm nay ta bị soát đến sách mới nguyện phiếu đệ nhất tác giả mắng thành là đồ nốc. H6. Theo chân thật nguyện phiếu, thân tiến mới là sách mới nguyện phiếu đệ nhất, hắn quét lên đi, hơn nữa khắp nơi khoe khoang, còn không cho ta phản bác, mắng ta là đồ còn nói hắn chính là muốn khoe khoang ta có thể làm gì xấu. Tốt ta hôm nay quả thực bị tức không nhẹ làm trễ ngoài gõ chữ không thể tăng thêm chỉ có thể hai canh hướng các huynh đệ nói lời xin lỗi ta có tội ngày mai ta sẽ điều chỉnh tâm tính tiếp tục bộc phát hơn nữa hướng các huynh đệ hạ cái quyết tâm sách hạ tuần ta sẽ gia tăng lực bộ phát độ nói ta là đồng đốc là ta khờ ta khờ đến chỉ biết là cầu các huynh đệ phiếu mà không biết bỏ tiền mua phiếu bất quá ta sẽ tiếp tục ngốc xuống ta có ba ngàn đặt mua huynh đệ ta liều mạng bộ phát cũng sẽ không chơi không chết hắn tranh không dưới cái này đệ nhất các huynh đệ có nguyệt phiếu thỉnh ném bên trên ngày mai bắt đầu xem ta biểu hiện không tranh nổi khẩu khí này ta liền sống vô dụng rồi không xong còn tiếp một trăm năm mươi chín một trăm năm mươi lăm chương tìm kiếm quan thiên học viện tám vị học sinh đều bị quan thiên hầu giống phải xứng sở thần sắc là tức giận lại là xấu hổ cái tiêu cựu trọng trung kỳ học sinh duy duy nặng nặng nói là sáu là tử sơn học viện diệp tinh hắn cướp đi chúng ta trận phát bài tử sơn học viện diệp tinh tất cả mọi người đều thần sắc xứng sở có vẻ như tử sơn học viện học sinh bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ có bắt trọng đình phong a mà quan thiên học viện không chỉ có tám người trong đó càng là có ba vị chín trọng vũ giả hơn nữa trong đó có hai cái vẫn là cựu trọng trung kỳ tám người cùng một chỗ sẽ bị một cái bắt trọng đỉnh phong đem trận pháp bài đều đoạt đây cũng quá làm cho người không dám tin người nói cái gì quan thiên hầu còn tưởng rằng mình nghe lầm khó tin lại hỏi một lần hắn vừa mới còn tại chế rêu tử sơn học viện là rác rưởi học viện tất cả học sinh đều muốn bị đào thải đâu vừa mới dứt lời kết quả hắn quan thiên học viện một tính chất lần đào thải tám cái hơn nữa bị đào thải tám cái lại còn là bị tử sơn học viện diệp tinh đào thải nếu như tử sơn học viện là rác rưởi học viện đây chẳng phải là chứng minh quan thiên học viện liền rác rưởi học viện cũng không bằng cựu trọng trung kỳ học sinh nhìn ra quan thiên hầu tức giận dung như cầy sấy đạo là sáu là tử sơn học viện diệp tinh hắn sáu đủ lần này quan thiên hầu có thể nghe rõ ràng không đợi học sinh kia nói xong liền gầm lên một tiếng một đám phế vật cút sang một bên bên cạnh lập tức vang lên một hồi cười vang tại chỗ vương hầu mặc dù địa vị không bằng quan thiên hầu cao như vậy sẽ không cùng quan thiên hầu đối nghịch nhưng mà gặp bực này nực cười sự tình bọn hắn cười vẫn là dám cười quan thiên hầu chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực lập tức mặt đen như than bên cạnh hắn tử dương hầu cũng một mặt xanh xám diệp tinh thực lực thật không ngờ cường đại quan thiên học viện học sinh gặp hai vạn hắn tử dương học viện lại há có thể may mắn thoát khỏi tử dương hầu hướng quan thiên hầu nhìn sang quan thiên hầu cũng đúng lúc nhìn lại hai đại trí cường vương hầu lướt nhau trong mắt đều là vẻ nghiêm túc diệp tinh có thể đào thải tám người thực lực ít nhất cũng đạt tới cựu trọng hậu kỳ võ giả cấp độ bây giờ hai đại vương hầu chỉ cầu diệp tinh nhanh lên bị hai học viện lớn cựu trọng tột cùng học sinh gặp gỡ đào thải ra khỏi tới bằng không những thứ khác học sinh gặp được tuyệt đối là một tai nạn sáu bách huyễn trong trận mới mười chín cái trận phát bài bọn hắn mặc dù nhiều người nhưng là không có cướp được bao nhiêu đi Diệp Tinh đem 8 người trên thân cấp đoạt mà đến trận pháp bài sửa sang lại một cái, rất là bất mãn nói: "Hắn độc thân, trên thân đều có 27 tấm trận pháp bài, tranh đoạt 26 tấm, đối phương 8 người, 19 tấm trận pháp bài, chỉ tranh đoạt 11 tấm, so với Diệp Tinh hiệu suất rõ ràng phải kém nhiều lắm. 27 tấm, tăng thêm cái này 19 tấm, đã có 46 chương trận pháp bài, cũng không tính là ít, hai học viện lớn còn có không ít học sinh, đem bọn hắn trên người trận pháp bài đều cướp đoạt lại, đầy đủ. Diệp Tinh đem sáu chương trận pháp bài đều thu hồi. Mắt quan Viên ngắm, tìm kiếm Quan Thiên, Tử Dương hai học viện lớn học sinh thân ảnh, con mắt của hắn quang viễn xem ước chừng nhìn ra hai mươi dặm bên ngoài nhưng cũng không có phát hiện hai học viện lớn học sinh thân ảnh bách viễn trong trận không gian có phương viên trăm dặm mục tiêu có thể không ở tha phương tròn hai mươi dặm trong vòng hơn nữa diệp tinh ánh mắt cũng chịu chướng ngại vật ngăn cản khoảng cách càng xa chịu chướng ngại vật ảnh hưởng ánh mắt không thấy được khu vực thì càng nhiều mục tiêu chưa hẳn không ở tha phương tròn hai mươi dặm trong vòng còn phải cẩn thận tìm kiếm cái đảo lấy thị lực của hắn tìm được mục tiêu tuyệt đối không phải kiện chuyện khó khăn diệp tinh tốc độ cực nhanh thay đổi vị trí trận địa mỗi hành tẩu vài dặm mà liền đều sẽ tìm kiếm điểm trí cao mắt quang viễn xem quan sát tứ phương hắn chỉ lấy con thiên, tử dương hai học viện lớn học sinh làm mục tiêu những thứ khác học sinh cũng không có để ý tới nhưng mà nếu có người không biết sống chết chủ động trêu chọc đến hắn hắn tự nhiên sẽ ra tay tỷ như bây giờ diệp tinh liền bị hai cái chín trọng vũ giả cả lại một cái cựu trọng sơ kỳ một cái cựu trọng trung kỳ đối với muốn hắn giao ra trên thân tất cả trận pháp nhãn hai người diệp tinh không nói hai lời liền vào tới cơ thể hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy liên nội kình cũng không có sử dụng chỉ bằng bất bại kim thân cường đại nhục thân nghiền ép hai người cựu trọng sơ kỳ võ giả trên thân trận pháp bài một chương cựu trọng trung kỳ võ giả trên thân trận pháp bài bảy cái rất rõ ràng hai người cướp đoạt người khác trận pháp bài mục đích là nhường cái này cựu trọng trung kỳ võ giả tiến vào trước 10 trên người trận pháp bài đạt đến năm mươi nếu là xếp hạng hàng đầu trên người trận pháp bài số lượng cao hơn nhiều giá trị trung bình bằng trên tay hắn trận pháp bài số lượng liền đã có tiến vào trước 10 hy vọng mặc kệ trong tay trận pháp bài có thể hay không tiến trước 10 diệp tinh cũng không có dự định thu tay lại mục đích của hắn là nhường quan thiên quận tử dương quận đều ăn một cái trứng vị lớn toàn bộ đào thải diệp tinh tiếp tục hướng phía trước cũng không lâu lắm diệp tinh thần sắc vui mừng hắn phát hiện một chi tử dương học viện học sinh đội ngũ chỉ có năm người hai cái cựu trọng sơ kỳ ba cái bắt trọng đình phong diệp tinh lập tức mang theo nụ cười sán lạn chạy gấp tới cũng không lâu lắm năm người này cũng phát hiện liễu diệp tinh có người chỉ vào hắn hô lên âm thanh kinh hỉ nhìn là tử sơn học viện rất rưỡi chính là cái kia đánh giết chân cùng nhau chùa hung thủ giết hắn sáu năm người thần sắc hưng phấn cũng hướng diệp tinh lao đến liên quan thiên học viện tám cái học sinh liên thủ trong bọn họ còn có hai cái cựu trọng trung kỳ có đều bị diệp tinh đoạt trận pháp bài tử dương học viện tri đội ngũ này mới vẹn vẹn năm người hơn nữa hai cái chín trọng vũ giả vẫn chỉ là cựu trọng sơ kỳ tu vi kết quả rõ ràng diệp tinh bằng nhục thân dễ dàng liền nghiền ép năm người tam quyền lưỡng cấp phía dưới tranh đoạt bọn họ trận pháp bài lệnh diệp tinh kinh ngạc là trên người bọn họ trận pháp bài chỉ có năm cái vừa vặn một người một chương chẳng lẽ bọn hắn không có cấp đoạt người khác trận pháp bài diệp tinh không hiểu nhưng rất nhanh liền minh bạch diệp tinh leo lên bên cạnh một ngọn núi cao mắt quang viễn xem tại bên ngoài mới giảm thấy được tử dương học viện một cái khác chi đội ngũ chi đội ngũ này chỉ có bốn người hai cái bắt trọng đình phong một cái cựu trọng trung kỳ một cái cựu trọng hậu kỳ nắm giữ cựu trọng hậu kỳ võ giả, đây tuyệt đối là một chi trọng lượng cấp đội ngũ. Diệp Tinh rất nhanh liền phản ứng lại, vừa rồi chi đội ngũ kia có thể đem cấp đoạt mà đến trận pháp bài giao cho chi đội ngũ này. Từ Dương Học Viện mười cái học sinh bên trong, có một cựu trọng đỉnh phong, một cái cựu trọng hậu kỳ. Nguyên một cái ngàn lẻ năm mươi người bên trong, cựu trọng đỉnh phong vẹn vẹn bốn người. Bằng thực lực của bọn hắn, cấp đoạt trận pháp bài trên cơ bản trở thành trước mười không có bất ngờ. Nhưng mà cựu trọng hậu kỳ lại không được, tất cả cựu trọng hậu kỳ tu vi cộng lại có ba mươi tà hưu, nhưng mà trước mười ngoại trừ ba cái cựu trọng đỉnh phong, chỉ mấy cái như vậy vị trí, cạnh tranh vô cùng kịch liệt bởi vậy tử dương học viện những thứ khác học sinh hỗ trợ cấp đoạt trận pháp bài sau đó lại giao cho cựu trọng hậu kỳ học sinh như vậy thì có thể rất lớn đại đề thằng tử dương học viện cựu trọng hậu kỳ học sinh tiến vào trước 10 tỷ lệ nếu thật sự là như thế vậy đại biểu tử dương học viện cái này cựu trọng hậu kỳ trên người học sinh có không ít trận pháp bài diệp tinh tự nhiên là tinh thần tỉnh lại liền đuổi theo lộ ra mới trong lòng thật cao hứng vừa rồi tử dương học viện một cái khác chi đội ngũ nộp tám cái trận pháp bài cho hắn mà hắn dẫn đầu cái đội ngũ này càng là tranh đoạt hai mươi chín tấm trận pháp bài hiện tại hắn trên người trận pháp bài có ba mươi tám chương lại cướp một chút trận pháp bài hắn tiến vào trước mười hy vọng là rất lớn cựu trọng tột cùng hách liên nghĩa tiến vào trước mười tại lộ ra mới nhìn tới là khẳng định nếu là hắn cũng tiến vào trước mười trước đó mười trung tướng có hai cái tử dương học viện học sinh mắt thấy chính mình cách trước mười càng ngày càng gần lộ ra mới trong lòng tự nhiên là rất cao hứng lộ sư minh phía trước có người cựu trọng trung kỳ vưu đạt sơn đột nhiên hướng về phía trước một ngón tay lộ ra mới ánh mắt theo vưu đạt sơn chỉ thị nhìn lại quả nhiên phía trước ngoài mấy trăm thước một người đưa lưng về phía bọn hắn chặn đường đi mới bắt trọng tột cùng tu vi lộ sư minh lại có thể cướp một chương trận pháp bài Vưu Đạt Sơn hưng phấn nói. Đi. Lộ Gia mới cười hắc hắc, vung tay lên hướng về phía trước mà đi. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, dám đến nơi đây tới, lưu lại trận pháp bài. Diệp Tinh nói, chậm rãi xoay người lại. Chỉ là bắt trọng tột cùng tu vi, dám muốn bọn hắn lưu lại trận pháp bài, Lộ Gia mới năm người, thần sắc tất cả đều giận dữ. Chờ Diệp Tinh xoay người lại, thấy rõ Diệp Tinh khuôn mặt, năm người nhưng là vừa bực mình vừa buồn cười. Vưu Đạt Sơn khinh thường nói, ta ngược lại thật ra kỳ quái ai dám cản con đường của chúng ta. Thì ra là ngươi cái này rác rưởi học viện đi ra ngoài rác rưởi đệ tử. Lộ Ra mới trong mắt nhưng là phun ra ngọn lửa tức giận, chân cùng nhau chửa chính là chết ở trên tay của ngươi. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn muốn chết ta tác thành cho hắn. Lộ Ra mới tức giận hừ một tiếng, Đạt Sơn, không cần có bất kỳ lo lắng, cứ việc giết hắn. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng Lộ Ra mới rõ ràng không có tương Diệp Tinh để vào mắt, không có tự mình độc thủ. Vũ Đạt Sơn đi ra, thần sắc lánh khốc, tiểu tử, ngươi nên là Tử Sơn học viện sau khi chọn lọc cái cuối cùng, chịu chết đi. Vừa mới nói xong, Vưu Đạt Sơn thân ảnh như tiễn, hướng Diệp Tinh lao đến, như sư tử vồ thỏ. thực phẩm Vũ học nội sư quyền. Vũ Đạt Sơn trong nháy mắt ra quyền khí thế cường đại cơ hồ ngưng tụ ra một đầu nộ sư hư ảnh nắm đấm tia sáng nở rộ ngưng tụ cực kỳ khủng bố nội kính sức mạnh tạo thành một đạo to lớn quyền ảnh cựu trọng trung kỳ một kích toàn lực khí thế che trời uy lực kinh khủng đối với bắt trọng tột cùng võ giả đây không thể nghi ngờ là một kích trí mạng nhưng diệp tinh trong mắt nhưng là không có nửa điểm e ngại thân xác của hắn vẫn như cũ phong đạm vân hình đón đối phương nằm đấm một chỉ điểm ra diệp tinh tay trưởng trong nháy mắt nổi lên màu vàng ánh sáng hơn nữa nội kinh duệ mang ngưng kết hóa thành một đạo to lớn chỉ ảnh thượng phẩm vũ học thiên tuyệt chỉ vũ đạt sơn cười lạnh một tiếng so với hắn diệp tinh tu vì cao ra rất nhiều luận nội kình chính mình thắng dễ dàng luận võ học hắn là cực phẩm vũ học hơn nữa đã đạt cảnh giới đại thành diệp tinh dám dùng ngón tay đón hắn năm đấm nhất định chính là tự tìm cái chết hắn lại không biết tại diệp mắt sáng bên trong hắn cũng không kham nhất kích luận nội kình diệp tinh quy nguyên kình đạt đến đệ lục trọng có thể cùng cựu trọng hậu kỳ so sánh luận võ học tạo nghệ hắn thiên tuyệt chỉ là hóa cảnh hơn nữa luận lục thân hắn bất bại kim thân là cảnh giới đại thành vô luận phương diện nào đi nữa hắn đều nghiền ép đối phương ba loại tổng hợp càng là nghiền ép phanh một tiếng bạo hưởng vưu đạt sơn một tiếng hét thảm nắm đấm cơ hổ bị đâm ra một cái lỗ máu, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn đánh bay. Cảm tạ các huynh đệ ủng hộ. Hôm nay ta ta tận hết khả năng bộc phát, ít nhất 3 canh, gắng đạt tới 4 canh. Không xong còn tiếp, DS, cảm tạ nửa đêm thanh phong khúc, lạnh hạ ải, cỏ nhỏ SRL, không ăn canh meo tình nhân, gột cát, vô viễn ở giới, mở mịt lưu manh hổ, thư hữu 1410241726277750, nam phong không trăng, ai chân tử, thiếu gió diệp, long ngọc lai, quý quý đại ngoan ngoãn đám huynh đệ khen thưởng, cảm tạ năm. mươi sáu chương khí tái rồi lộ ra tại bọn người, tất cả đều mắt trợn tròn bọn hắn nhưng không biết diệp tinh thực lực nhưng mà bắt trọng đỉnh phong một ngón tay đem cựu trọng trung kỳ đánh bay cái này thật sự là quá chấn động lòng người càng đạt sơn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn quận ngũ tạng lục phủ đều xoắn thành một cái đoàn đau đớn một hồi phúc còn tại bay ngược ở giữa càng đạt sơn cũng đã phun một ngụm máu tươi đi ra rõ ràng thụ thường không nhẹ chỉ cần trên người có trận pháp bài cũng sẽ không bị truyền tống bách với trận cho nên diệp tinh căn bản vốn không gấp gáp cướp đoạt đối phương trận pháp bài chờ một lát bọn hắn sẽ khóc đem trận pháp bài ném ra càng đà sơn nước chừng bay ra mấy chục mét mới ngã tại mặt đất hoa một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi hai tay chống mà cùng vẫy một hồi vậy mà trong lúc nhất thời khó mà đứng dậy vựu sư minh sáu hai cái bắt trọng tột cùng học sinh vội vàng hướng càng đà sơn chạy tới mà lộ ra tài, nhưng là ánh mắt trong rung động mang theo kiến kỵ nhìn chăm chăm diệp tinh một chiêu đánh bại càng đà sơn điểm này ngay cả hắn đều làm không được diệp tinh trên mặt mang mỉm cười thản nhiên từng bước từng bước hướng lộ ra tài đi đến lộ ra tài đem phối kiếm rút ra chỉ hướng diệp tinh ánh mắt nghiêm trọng diệp tinh khép cười một tiếng ta không phải là rác rưởi học viện đi ra ngoài rác rưởi đệ tử sao ngươi sợ cái gì chẳng lẽ ngươi so rác rưởi còn không bằng lộ ra tài sắc mặt xanh lét cả giận nói ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi diệp tinh khinh thường nợ nụ cười ngươi chính là sợ ta đánh giám sáu lộ ra tài sắc mặt căng đỏ bừng thẹn quá hóa giận ta sẽ sợ ngươi xem kiếm ba sáu trong chốc lát lộ ra tài kiếm ra như màn đầy trời kiếm quang hướng diệp tinh bao phủ mà ra thực phẩm vũ học mưa phùn kiếm pháp một chiêu này mưa phùn giả dích quả thật là kiếm quang như mưa có thể thấy được lộ ra tài kiếm thuật tạo nghệ cực kỳ tinh thâm mưa phùn kiếm pháp ít nhất đại thành đáng sợ như vậy kiếm thuật càng đa sơn tại lộ ra tại trong tay đón lấy ba kiếm bất quá càng đạt sơn không tiếp nổi lộ ra tài ba kiếm nhưng diệp tinh càng là liền càng đạt sơn một ngón tay cũng đỡ không nổi nhân đối mặt kiếm quang diệp tinh vẫn như cũ thần sắc đạm nhiên diệp tinh nắm chỉ thành quyền đón đẩy trời kiếm quang không tiến ngược lại thụt lùi song quyền tế xuất trong chốc lát quyền ảnh trung điệp đến mãi không hết thượng phẩm vũ học thiên ảnh quyền ken 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 sáu liên tiếp tiếng nổ vang lên lộ ra tài mỗi một kiếm đều bị diệp tinh dùng năm đâm đánh trở về diệp tinh nhục thân cường đại hơn nữa có hùng hậu nội kình hộ thể dù là lộ ra tài kiếm trong tay là cực phẩm pha minh cái tia cũng không gây thương tổn được hắn một chút Mưa phùn kiếm pháp, kiếm như mưa phùn, lít nha lít nhít. Đây là một loại lấy ra chiêu tốc độ, số lượng thủ thắng võ học. Nhưng mà, Diệp Tinh thiên ảnh quyền, ra chiêu tốc độ tuyệt không so với đối phương chậm, số lượng lại càng không so với đối phương thiếu, thậm chí càng càng hơn một bậc. Diệp Tinh tại phá vỡ đầy trời kiếm quang phía sau, còn có mấy đạo quyền ảnh tiếp tục hướng lộ ra tài đánh tới, lộ ra tài kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau. Hóa công làm thủ, sử dụng một chiêu mưa phùn với thành, kiếm quang dày đặc hơn, giống như tường thành quay trúng quanh tại hắn bên cạnh bốn phía, đem hắn cơ thể hoàn toàn phòng hộ đứng lên. Diệp Tinh bước xa hướng về phía trước thế như dòng lũ không thể ngăn cản quyền pháp biến đổi hóa ngàn quyền làm một quyền thượng phẩm vũ học bá giao quyền diệp tinh nhất quyền oanh ra dẫn ra thiên địa đại thế giống như một đầu phách thế cự giao vào ra bây giờ lộ ra tài trong mắt nào còn có diệp tinh thân ảnh cũng không có nằm đấm chỉ có một đầu to lớn dao long dương nhanh múa vớt hướng hắn gào thét mà đến ken 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 sáu tuyệt đối lực lượng trước mặt bất luận cái gì phòng ngự cũng là phi công lộ ra tài mưa phùn vây thành trong nháy mắt sụp đổ trong trước mắt dậm dạp chẳng chịt màn kiếm phá toái thành hư vô chỉ còn lại có một thanh trường kiếm ngăn tại liễu diệp tinh nằm đấm phía trước kết một tiếng bạo hưởng, lộ ra tài bảo kiếm trong tay trong nháy mắt đối lượng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, trong chốc lát, cơ thể liền không tự chủ được hướng phía sau bay ngược mà đi. Dù cho lực phòng ngự của hắn so càng đạt sơn cao hơn nhiều lắm, bây giờ cũng khí huyết cuộn, mười phần khó chịu. Đón thêm một quyền của ta. Diệp Tinh nhất âm thanh giống to, bước chân thư thả thi triển, thân ảnh lóe lên, cơ hồ so lộ ra tài hướng phía sau bay ngược tốc độ nhanh hơn, lại là một quyền đánh đi ra. Vẫn là bá gia quyền. Lộ ra tài nhìn về phía trước sông tới bá đạo tự giao, thần sắc hóa thành hoảng sợ, hắn biết chính mình không tiếp nổi một quyền này siêu trong nháy mắt lộ ra tài liền đem trên người trận pháp bài toàn bộ đều ném ra một đạo bạch quang đem hắn bao phủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn ngược lại là dứt khoát rất quả quyết bỏ trận pháp bài bị đào thải ra bách nguyên trận diệp tinh nhất quyền kích cái khoảng không nhưng mà trong hư không một mảng lớn phiêu tán trận pháp bài nhưng là nhường trong lòng của hắn vui mừng siêu não vừa quét qua khoảng chừng ba mươi tám chương trong nháy mắt ba mươi tám chương trận pháp bài liền bị diệp tinh toàn bộ nắm trong tay tăng thêm mình năm mươi bốn chương diệp tinh nhất tổng cộng có chín mươi hai chương trận pháp bài tiến vào trước mười đó là tất nhiên diệp tinh ánh mắt hướng cách đó không xa càng đạt sơn ba người nhìn lại trên người bọn họ còn có ba tấm trận pháp bài đâu đoạt lại hắn thì có chín mươi lăm chương tuy có hơn bảy mươi tấm liền có thể bảo đảm trước người nhưng quan thiên tử dương hai học viện này học sinh trên người trận pháp bài diệp tinh cũng không đông tha kiến diệp tinh từng bước từng bước đi tới càng đạt sơn ba người mặt mũi tràn đầy khổ tâm cũng đều đem trên người trận pháp bài ném ra liền lộ ra tại đều bị diệp tinh đánh bại ba người tự biết mình căn bản không có khả năng tại diệp tinh trong tay đào thoát sớm một chút giao ra trận pháp bài liền có thể thiếu đập một điểm đánh bách huyễn ngoài trận thím dương hầu sắc mặt âm trầm vô cùng hắn cùng quan thiên hầu một mực chờ đợi diệp tinh bị đào thải xuất trận thế nhưng là đợi trái đợi phải chính là không có nhìn thấy diệp tinh bóng dáng kết quả lại đem tử dương học viện năm cái học sinh cho đợi đi ra cái này cũng chưa tính không qua bao lâu thời gian tử dương học viện lại có bốn cái học sinh bị đào thải xuất trận lần này đào thải thế nhưng là liền cựu trọng hậu kỳ lộ ra tại đều bị đào thải tại tím dương hầu trong dự liệu lộ ra tại nhưng là muốn tiến trước mười tồn tại thế nhưng lại bị đào thải xuất trận liền trước ba trăm cũng không vào tử dương học viện mười cái học sinh bây giờ đã đào thải chín cái chỉ còn lại một cái cựu trọng tột cùng hách liên nghĩa cái này tím dương hầu tức giận đến khuôn mặt đều tức tái xanh là ai đem các ngươi đào thải ra khỏi trận mặc dù tím dương hầu đã căn cứ vào phía trước đào thải ra khỏi tới năm người đoán được kết quả chín thành chín là diệp tinh nhưng vẫn là muốn từ lộ ra tài trong miệng nghe được ngoài ra đáp án bởi vì nếu như là diệp tinh đào thải lộ ra tài bọn người ý vị này diệp tinh có có thể cùng cựu trọng võ giả đỉnh cao thực lực đánh một trận đây tuyệt đối không phải tím dương hầu nguyện ý thấy quan thiên hầu cũng để cao tinh thần dựng lỗ thai lên hắn đồng dạng muốn nghe đến một cái khác đáp án đáng tiếc sự thật đã đi trước lộ ra tài mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói là sáu là diệp tinh nhớ tới phía trước còn chế rêu diệp tinh là rác rưởi học viện rác rưởi đệ tử kết quả lộ ra tài bọn người lại đều bị diệp tinh đào thải đây quả thực để bọn hắn xấu hổ vô cùng tím dương hầu cao mày buồn bực hướng lộ ra tài bọn người cơ cơ ống tay áo đã lười hỏi bảo thằng danh con này một bên quan thiên hầu cắn răng nghiến lợi băng ra mấy chữ hắn đương nhiên rất khó chịu lộ ra tài đều bị diệp tinh đào thải cái này biểu thị bọn hắn quan thiên học viện cựu trọng hậu kỳ học sinh hạ hoàng quang gặp phải liễu diệp tinh cũng có nguy hiểm không thể không nói quan thiên hầu dự cảm là phi thường linh nghiệm diệp tinh tại thu được lộ ra tài bọn người sau đó đi lại hẹn hơn ba mươi mà liền tìm được hạ hoàng quang hạ hoàng quang cùng lộ ra tài một dạng hoàn toàn không có tương diệp tinh cái này bắt trọng đỉnh phong để và mắt hắn kết quả tự nhiên cũng cùng lộ ra tài một dạng vẹn vẹn ba chiêu liền đã thương tại diệp tinh thủ hạ tại diệp tinh ra tay độc gác phía trước ném ra trận pháp bài bị đào thải ra bách với trận hạ hoàng quang trong tay trận pháp bài mặc dù không có lộ ra tài nhiều như vậy nhưng là có hai mươi chín tấm cái này khiến diệp tinh trận pháp bài nhất cử đạt đến một trăm hai mươi chương một trăm hai mươi chương trận pháp bài cái này nào chỉ là cầm trước mười nhất định chính là muốn cầm đệ nhất tiết tấu đương nhiên xếp hạng sau cùng cũng không lấy trận pháp nhãn số lượng nhiều dịu dàng luận, cho nên, vòng thứ nhất lựa chọn chỉ cần đi vào trước mười là được, đệ nhất và đệ thập là giống nhau. Từ Dương học viện, Quan Thiên học viện đều chỉ còn lại một cái cựu trọng tột cùng học sinh, tuy ta trận pháp bài đầy đủ, nhưng có thể đưa ngươi nhóm đào thải một cái là một cái, tranh thủ để các ngươi toàn quân bị diệt. Diệp Tinh thầm nghĩ, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Mà lúc này, Quan Thiên Hầu cũng giống Tím Dương Hầu một dạng, tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi, hạ hoàng quang bị đào thải, Quan Thiên học viện cũng đào thải chín cái, Từ Sơn học viện cũng là đào thải chín cái, ba cái học viện ở phương diện này xem như tương xứng, nhưng mà tại quan thiên hầu tím dương hầu trong mắt tử sơn học viện rõ ràng không thể cùng quan thiên tử dương hai học viện lớn so sánh theo bọn hắn nghĩ tử sơn học viện toàn bộ đào thải hai người bọn họ đại học viện học sinh toàn bộ được thu làm đệ tử cái này cũng là bình thường kết quả cho nên đối với xuất hiện biến hóa quan thiên hầu tím dương hầu đều vô cùng phẫn nộ trong lòng tích tụ một ngụm và khí trái lại tử sơn hầu một mực khí định thần nhàn thần thái tự nhiên ba người khí độ khí phách ngoại nhân liếc qua thấy ngay đào thải nhân số càng ngày càng nhiều đã tiếp cận bảy trăm người không bao lâu vòng thứ nhất tuyển bạt thì sẽ hoàn toàn kết thúc Diệp Tinh đại khái cũng có thể suy đoán đi ra, vòng thứ nhất tuyển bật thời gian đã còn thừa không nhiều, bách viện trong trận võ giả đã rất ít gặp, hắn phải nhanh một chút tìm được Quan Thiên, Tử Dương hai học viện lớn cựu trọng đỉnh phong học sinh mới được. Cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số học sinh cũng đã trốn, chỉ có có chí tranh đoạt trước mười còn tại du đãng. Xem như cựu trọng tột cùng học sinh, ngược lại không đến nơi trốn đi, cho nên Diệp Tinh còn có lòng tin tìm được bọn họ. Rất xa, Diệp Tinh lại phát hiện một đội người quen biết, Sở Kinh Nguyệt, Sở Kinh 56 chờ năm người, có Sở Kinh Nguyệt cái này chiến lược biến thái bạo lực nữ tại, bọn hắn tiểu đội tự nhiên là thần cản giết thần phật cản giết phật một đường quét ngang tuy vòng thứ hai tuyển chọn trước mười tranh tài diệp tinh tất nhiên sẽ cùng sở kinh nguyện đụng tới nhưng ở bách viện trong trận diệp tinh cũng không muốn cùng nàng gặp lại không phải vậy đối phương chắc chắn báo nổi diệp tinh xa xa nhìn thấy đối phương đối phương lại phát hiện không được hắn diệp tinh tránh xa xa kết quả ngược lại là bởi vì tránh đi sở kinh nguyện bọn người cải biến phương hướng không bao lâu diệp tinh liền lại thấy được một cái tử dương học viện học sinh tự nhiên là cái kia cựu trọng đỉnh phong học sinh hách liên nghĩa làm thì ngươi làm giết chết một cái khác liền đại công cáo thành diệp tinh ánh mắt sáng lên hướng hách liên nghĩa chạy như bay còn kém bảy phiếu tháng này phiếu phá một trăm hôm nay bốn cảnh bộ phát có thể phá sao không xong còn tiếp ts cảm tạ vô địch tiểu bồ câu fl tờ 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 à, quạt đám huynh đệ khen thưởng cảm tạ ba một trăm sáu mươi một trăm năm mươi bảy chương mưa to kiếm pháp cảnh thứ ba thăng thêm làm hắc liên nghĩa nhìn thấy diệp tinh hướng hắn đi tới lúc hắn dừng bước ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hắn nhưng không biết từ dương học viện mà khác chín vị học sinh cũng đã bị diệp tinh cho đào thải chờ diệp tinh tới gần hách liên nghĩa trên mặt kinh ngạc đã không thấy chỉ còn lại có cười lạnh thấy được ta hách liên nghĩa ngươi còn dám tới lòng can đảm cũng không nhỏ đối với hách liên nghĩa trên mặt cái tia thần cao cao tại thượng thái diệp tinh cũng là cực kỳ khinh thường bất quá là cựu trọng tột cùng tu vi mà thôi không nói không tới võ thánh liền nửa bước võ thánh đều không phải là thật giống như mình là khó lường đại cao thủ một dạng tại diệp tinh xem ra đây là một loại bệnh cần phải trị diệp tinh bình tĩnh nhìn hách liên nghĩa ta liền là vì ngươi mà đến vì ta mà đến hách liên nghĩa trên mặt lộ ra hơi có vẻ khoa trường khinh thường ý cười ta nên nói ngươi là có gân đâu hay là ngu ngốc đâu vẫn là sáu đứa lần đâu bước chân thư thả diệp tinh trong lúc đó thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa trong chớp mắt không đến liền xuất hiện ở hách liên nghĩa trước mặt ba diệp tinh tay phải năm ngón tay sát nhập nhất ba trưởng liền hướng hách liên nghĩa trên mặt đánh tới trị loại bệnh này liền phải đánh mặt diệp tinh tốc độ ra hách liên nghĩa dự kiến hơn nữa lại là đột nhiên ra tay hách liên nghĩa phát hiện mình vậy mà tránh không khỏi diệp tinh một trường này làm hắn giật nảy cả mình diệp tinh nhất bàn tay quất tới rất nhanh hách liên nghĩa muốn rút kiếm phản công cũng không kịp hắn chỉ có thể đem thân thể ngựa về sau một cái nhưng dạng này vẫn là tránh không liễu diệp tinh cái này nhất ba trưởng hách liên nghĩa ngửa ra sau đồng thời đùi phải như thiểm điện đã lên diệp tinh nếu là cái này nhất ba trưởng vỗ xuống tới cũng phải bị hắn một cước này đã trúng cái cảm lối đánh lưỡng bại câu thương bức bách diệp tinh dừng tay có thể diệp tinh lại giống như là sớm đoán được hách liên nghĩa phản ứng một cái tay khác hướng phía dưới đè ép vừa vặn đập vào đá lên trên đùi ba một đạo thanh âm vang dội vang lên đỏ liên nghĩa trên mặt xuất hiện bốn cái đỏ tươi giấu ngón tay mặc dù hắn ngửa ra sau một cái định phạm vi nhưng vẫn là bị diệp tinh vỗ trúng nửa bàn tay ba tiếng vang lên đồng thời diệp tinh tựa như cùng quỷ mị đồng dạng lui lại vạch ra một đạo tàn ảnh bang trong nháy mắt này hách liên nghĩa cuối cùng rút ra bảo kiếm bổ ra một đạo huyễn trắng như trang kiếm khí. Kiếm khí lăng lệ, đem phía trước không khí trong nháy mắt đánh thành hai nửa, hơn nữa giống như một đạo ánh sáng chói lòa, bổ về phía nơi xa. Đáng tiếc, kiếm mang chỉ phách lên Liễu Diệp Tinh một chuôi tàn ảnh, Diệp Tinh cơ thể đã sớm tránh về phía một bên, kiếm khí thất bại. Diệp Tinh cười hì hì đứng ở đằng xa, lắc lắc bàn tay, "Đạo, chẳng thể trách ngươi như vậy thích trang, nguyên lai ra mặt của ngươi dày như vậy, ai nha sáu." Đem ta tay đều rút đau. Hách Liên nghĩa hai mắt, trong nháy mắt liền đỏ lên. lựa giận ngập trời. Vậy mà chính diện bị một cái tám trọng vũ giả rút nhất ba trường, đây quả thực lẽ nào lại như vậy, hắn hách liên nghĩa làm sao nhận qua làm nhục như vậy ta muốn giết ngươi sáu hách liên nghĩa gần từng chữ quát giống to ở giữa hách liên nghĩa đã hướng diệp tinh lao đến cả ngươi ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chỉ có một đoàn chói mắt kiếm quang bán mạnh mà đến thực phẩm vũ học bạo vũ kiếm pháp mạnh vũ kiếm pháp bạo vũ kiếm pháp một cái nhu hòa một cái dữ dằn luận tính công kích bạo vũ kiếm pháp muốn so mảnh vũ kiếm pháp mãnh liệt nhiều lắm mây đen dày đặc hách liên nghĩa nhảy lên một cái kiếm quang như màn giống như một đám mây đen phủ đầu trục xuống công hướng diệp tinh hách liên nghĩa bạo vũ kiếm pháp tại cảnh giới đại thành đã đi ra rất xa tạo nghệ hơn xa lộ ra mới mảnh vũ kiếm pháp cái này một mảnh mây đen trụ xuống đã có một cỗ thiên địa lại thế kinh khủng kia kiếm thế lệnh một chiêu này uy lực tăng gấp bội cho dù là diệp tinh cũng không cho khinh thường thượng phẩm vũ học thiên ảnh quyền diệp tinh hai tay huy động hóa cảnh thiên ảnh quyền thi triển quyền ảnh trung điệp phóng lên trời chặn cái kia bao phủ xuống mây đen kiến diệp tinh vậy mà tại chính diện trong chiến đấu có thể ngăn lại chiêu kiếm của mình cái này khiến hách liên nghĩa càng là kinh ngạc diệp tinh sở trường không chỉ chỉ là thân pháp nhanh mà thôi thực lực hoàn toàn có tư cách đánh với hắn một trận cái này khiến hách liên nghĩa càng là bất bội sấm chớp hách liên nghĩa lần nữa giống to bạo vũ kiếm pháp trước tiên có mây đen lại phía sau lôi đỉnh cuối cùng mới có mưa to bộ kiếm pháp kia bản thân liền chú trọng thiên địa lại thế càng thi triển đến đằng sau uy lực liền càng cường đại theo hách liên nghĩa chiêu thức biến đổi lưới kiếm xẹt qua tựa như tia chớp mang theo từng đạo âm thanh sấm xét chấn nhiếp nhân tâm mỗi một kiếm đều có một tiếng sấm rền đều có một đạo thiểm điện uy lực cực kỳ khủng bố quy nguyên kình diệp tinh trong cơ thể quy nguyên kình nội kình bộc phát ngưng kết song trường lòng bàn tay hai đoàn ánh sáng chói mắt đón kiếm của đối phương mang đánh ra mà ra ầm 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 sáu kiếm chỉ tay kích phát ra từng đạo vang dội thanh âm uy thế nghe rợn cả người chuyển ra vài dặm phương viên trong vòng mấy dặm mấy cái ẩn nút học sinh nghe được tiếng vang đều từ chỗ trốn tránh đi ra xa xa quan sát hách liên nghĩa thế nhưng là lần này tham gia tuyển chọn học sinh bên trong nhân vật phong vân một nghìn không trăm năm mươi nhân chúng tổng cộng chỉ có bốn cái cựu trọng tột cùng tu vi bọn học sinh tự nhiên đều biết hắn gặp một cái tám trọng vũ giả cùng cựu trọng tột cùng hách liên nghĩa đại chiến nơi xa xem cuộc chiến đều mắt kinh lên mồm tiếng nổ khủng bố đi qua hách liên nghĩa một chiêu này sấm chớp lại bị diệp tinh ngăn cả tới vẫn như cũ vô công liên tục hai chiêu đều không thể làm bị thương diệp tinh một sợi lông ngược lại chính hắn ngay từ đầu lại bị diệp tinh cho rút nhất ba trường ở giữa so sánh nhường hách liên nghĩa giận không ác chiêu thứ ba mưa như chút nước chết cho ta hách liên nghĩa lớn tiếng gầm thét thế công càng hung hiểm hơn hai chiêu trước mây đen dày đặc lôi ô điện tiệm cũng là tụ thế chi chiêu uy lực so phía sau chiêu thức hơi uy đến chiêu thứ ba mưa như chút nước hai chiêu trước tụ lại thiên địa đại thế cuối cùng bạo phát đi ra hách liên nghĩa bảo kiếm trong tay vung lên kiếm quang như mưa cùng đồng dạng khuynh tiết mà ra quả thật giống như một tràng mưa như chút nước xuống uy lực so với cái kia nhu hòa mạnh vũ kiếm pháp mạnh hơn rất lớn một cái cấp bậc trong nháy mắt này diệp tinh mở ra siêu nao quét hình trạng thái đối phương càng đánh càng mạnh diệp tinh lười nhắc cùng đối phương mang xuống muốn tốc chiến tốc thắng trong chốc lát diệp tinh liền từ hách liên nghĩa kiếm chiêu bên trong phát hiện vài chỗ sơ hở bạo vũ kiếm pháp chiêu số không nhiều nhưng lại rất khó tu luyện hách liên nghĩa tạo nghệ mặc dù đang cảnh giới đại thành đi ra rất xa nhưng dù sao không phải là cảnh giới viên mãn chiêu thức càng đi về phía sau sơ hở thì càng nhiều tại diệp tinh siêu não quét hình phía dưới bất kỳ sơ hở nào cũng không chạy khỏi diệp tinh hai mắt hơn nữa sẽ bị phóng đại rất nhiều mặc dù đối phương chiêu thức bên trong có sơ hở nhưng tích lũy đại thế bộc phát sơ hở nhưng là tại nơi trở kinh khủng thế công phía dưới bị che lấp muốn dễ dàng thông qua sơ hở phá chiêu thức của đối phương căn bản không có khả năng Hạt quá yếu còn không đợi ngươi công phá sơ hở của đối phương liền đã bị đối phương kinh khủng thế công đánh bại cho nên hách liên nghĩa kiếm chiêu sơ hở mặc dù không thiếu nhưng là không phải người bình thường có thể phá giải được vừa vặn diệp tinh không phải người bình thường bà giao hóa long diệp tinh nhất âm thanh giống to thi triển ra bá giao quyền bên trong trung cực tuyệt chiêu hóa cảnh bá giao quyền không cần tích thế mỗi một quyền đều có vô cùng lớn thế cùng thiên địa tự nhiên tương liên diệp tinh xong quyền đánh ra hai tay như giao long thăng thiên tiến hành trung cực nhảy lên phải hướng cái kia thật long thể biến có một cỗ bảnh trướng trí cực lực bộc phát tại hách liên nghĩa trong mắt diệp tinh hai quyền đều hóa thành hai đầu cự giao, bá đạo vô cùng đột nhiên cái kia cự giao từ một sừng biến thành hai sừng trên người lân phiến cũng trong nháy mắt vàng son lộng lẫy như giống như chân long quyền thế tăng gấp bội vay vâng diệp tinh bá giao quyền công gia tuột cùng nhất kích quyền thế che trời sức mạnh to lớn mà kinh khủng vừa vặn công kích ở đối phương kiếm chiêu sơ hở chỗ cái kia tích lũy mà thành mưa to chi thế trực tiếp bị diệp tinh quyền thế đánh tan nào còn có cái gì mưa như chút nước sấm chớp mây đen dày đặc bá dao dưới quyền một mảnh ban ngày ban mặt kiếm chiêu bị phá kiếm thế trong nháy mắt hóa thành hư vô mà diệp tinh kinh khủng quyền thế nhưng là tiến quân thần tốc thế đi không giảm hách liên nghĩa bảo kiếm trong tay trong nháy mắt bị diệp tinh nắm đấm kích đến một bên phanh một quyền đánh ra bảo kiếm một quyền khác nhưng là thế đi không trở ngại đánh vào hách liên nghĩa lồng ngực phúc hách liên nghĩa lập tức miệng phun tiên huyết cơ thể trong nháy mắt hướng phía sau lui nhanh bị diệp tinh nhất quyền đánh bay như thế quyền thế phía dưới hách liên nghĩa khí huyết quần cuộn, cơ hồ nghịch lưu ngũ tạm lục phủ dung mạnh chuyển đến từng trận đau nhức đã bị thương nặng nơi xa xem cuộc chiến học sinh toàn bộ đều thấy chóng đây là cái nào học viện cao thủ a vẹn vẹn tinh tôi cảnh bắt trọng tu vi lại đem hách liên nghĩa đều đánh thổ huyết mà bay chiến lược còn có thể lại biến thái một chút sao những thứ khác học sinh không biết nhưng mà nhìn thấy diệp tinh đem hách liên nghĩa đánh hộp máu mấy cái học sinh nhưng là đã biết lần này lạc tinh tông chiêu thu đệ tử sắp xuất hiện một vị đại hắc mã hách liên nghĩa bại trận pháp bài nhất định sẽ bị cướp đi liền cựu trọng tột cùng võ giả đều bị đào thải trước ba trăm đều vào không được người bên ngoài không biết sẽ rung động thành bộ rắn gì diệp tinh nhất bước một bước hướng hách liên nghĩa đi đến nhìn như rất trì hoãn nhưng hai bước đã đến hách liên nghĩa trước mặt mắt thấy diệp tinh nắm đấm bên trên lại có nội kình hội tụ sắp phát động công kích hách liên nghĩa ho ra một ngụm máu tươi đồng thời đem chính mình trận pháp bài đều vứt ra ngoài tất nhiên bại trận pháp bài lưu cũng lưu không được chẳng qua là ăn nhiều một điểm đau khổ bị người đánh ác hơn một điểm thôi dứt khoát tiêu sái một điểm hách liên nghĩa đã mất đi trận pháp bài Cơ thể trong nháy mắt bị bạch quang bao phủ, biến mất không thấy gì nữa, Diệp Tinh thì đem hắn ném ra trận pháp bài, đều thu vào. Trên người đối phương trận pháp bài thật là không thiếu, chừng 71 trường, nếu là không có gặp phải Diệp Tinh, gia hỏa này nhất định tiến trước 10. Diệp Tinh trên người có 121 trường trận pháp bài, tăng thêm cái này 71 trường, tổng số đạt đến 192 trường, số lượng này thật là không thiếu, một người thu được tổng số khoảng 1 phần 5. Luận trận pháp nhãn số lượng, 89 phần 10 là hắn đệ nhất. Bất quá. Diệp Tinh còn nghĩ tìm kiếm Quan Thiên học viện cựu trọng đỉnh phong học sinh, đem hắn cũng cùng nhau xử lý, đào thải ra khỏi cục, nếu là như vậy, Diệp Tinh trên người trận pháp bài số lượng, đó thật đúng là muốn để nhân đại bị kinh ngạc. Đáng tiếc, ngay tại hắn có cái ý niệm này thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh vang dội vang lên, vang vọng tại bách Viễn trong trận bất luận một vị nào học sinh bên hai, 750 vị người đào thải đã toàn bộ bị loại, vòng thứ nhất tuyển bạn kết thúc, trong trận tất cả học sinh ngừng hết thể hoạt động, đếm ngược 3 tiếng sau đó, sẽ thống nhất truyền tống xuất trận. 3 2 1 Buổi tối còn có canh thứ tư. Liêu mạng không xong còn tiếp một trăm sáu mươi hai một trăm năm mươi tám chương trước mười canh thứ tư thăng thêm bách nguyễn ngoài trận hách liên nghĩa mặt mũi tràn đầy khuất nục không dám nhìn tử dương hầu mặt của tử dương hầu tức giận tới mức run dày vòng thứ nhất tuyển bạn đã đào thải bảy trăm bốn mươi chín cá nhân chỉ lát nữa là phải kết thúc có thể cái cuối cùng đào thải ra khỏi tới lại là tử dương học viện duy nhất còn thừa hách liên nghĩa cựu trọng tột cùng tu vi cư nhiên bị người thời khắc sống còn cho đào thải cái này sáu cái này còn có thiên lý hay không là ai là ai đem ngươi đào thải tử dương hầu âm thanh giống giận chấm thấp mặc dù trong lòng của hắn có chỗ ngờ tới nhưng mà hắn vạn vạn không thể tin được đó là sự thật hầu sáu hầu ra là sáu là sáu là diệp sáu diệp tinh hách liên nghĩa thanh em đang run rẩy cơ thể cũng tại run rẩy hắn chỉ sợ tử dương hầu đột một trường vô chết hắn doanh vâng sáu tử dương hầu chỉ cảm thấy trong đầu ông một vang mặc dù sớm đã đoán trước nhưng nghe đến hách liên nghĩa nói ra tử dương hầu vẫn có chút khó mà tiếp thu bộ ngực của hắn giống như bị người nặng nghề đánh một quyền liền hô hấp đều biệt khuất đứng lên có chút thở không nổi tử dương học viện xem như tam đại trí cường học viện một trong từ thành lập đến nay cho tới bây giờ không có quá nhất lần tại rơi tinh tông đệ tử tuyển bạt bên trong toàn quân bị diệt qua đây là lần thứ nhất lúc trước hắn còn nghĩa mai tử sơn học viện sẽ toàn quân bị diệt càng là ra lệnh muốn để tử sơn học viện toàn quân bị diệt kết quả lại là hắn tử dương học viện tất cả học sinh đều bị tử sơn học viện diệp tinh nhất cá nhân cho toàn bộ chết hết điều này không để tử dương hầu tức giận tới mức run cho dù là một bên quan thiên hầu cũng tức giận tới mức run lên bọn hắn quan thiên học viện cũng bị diệp tinh đào thải chín cái chỉ còn lại có cựu trọng tột cùng lệ thiệu nguyên một người nhưng vấn đề là hách liên nghĩa đều bị diệp tinh đào thải vòng thứ hai trước mười chi tranh lệ thiệu nguyên nếu là gặp phải diệp tinh đến cùng có phải hay không đối thủ đây mới là quan thiên hầu bị khinh bị nhất chỗ hắn quan thiên học viện đường đường tam đại trí cường học viện một trong tu vi cao nhất học sinh lại thua ở rác rưởi nhất học viện học sinh thủ hạ hắn đánh không nổi cái mặt này bây giờ hắn rất có thể lĩnh hội tử dương hầu cảm thụ tử dương hầu quan thiên hầu đều dẫn đến không được mà không xa xa từ sân hầu nhưng là hoàn toàn như trước đây tâm bình khí hỏa thần thái tự nhiên đúng lúc này bách nguyễn ngoài trận một mảng lớn quang mang lấp lóe tại vòng thứ nhất tuyển bạt bên trong chiến thắng ba trăm người tập thể truyền tống đi ra tử dương hầu quan thiên hầu lập tức ánh mắt sắp bén tìm kiếm diệp tinh thân ảnh rất nhanh liền ánh mắt lớn mạnh chăm chú vào liễu diệp tinh trên thân cảm nhận được hai vị đỉnh phong võ thành ánh mắt diệp tinh quay đầu riêng phần mình liếc mắt nhìn khoe môi nhét lên một vòng nại nhân tầm vị ý cười tựa hồ là đang chế giễu. ước đây càng là nhường tử dương hầu quan dương hầu hận đến răng hận nữa rất nhanh liền có tông môn nhân viên đem chúng tuyển ba trăm danh học người mới vào nghề bên trong trận pháp bài đăng ký lấy đi thứ này về sau cái này ba trăm người không còn là các đại học viện học sinh mà là rơi tinh tông ngoại môn đệ tử công dương hiên đứng tại trên đài cao hai tay đè ép tất cả âm thanh lập tức đều an tính lại chúc mừng chúng tuyển ba trăm cái tiểu bối từ nay về sau các ngươi chính là rơi tinh tông ngoại môn đệ tử rơi tinh tông là của các ngươi nhà mới cũng là cả đời nhà rơi tinh tông sẽ đối với các ngươi tiến hành trọng điểm bồi dưỡng để các ngươi có thể thành tài có thành tựu tuyệt đại đa số học sinh đều nghe nhiệt huyết sôi trào nhất là bị chúng tuyển đệ tử mà bị đào thải học sinh nhưng là vô cùng hâm mộ từng cái ánh mắt chờ mong kỳ thực bên trên công dương hiên nói bất quá là quan diện lời nói lời tuy em hay nhưng lại không thể làm thật rơi tinh tông sẽ đối với ngoại môn đệ tử tiến hành bồi dưỡng này ngược lại là thật sự nhưng mà tuyệt đối không có khả năng tiến hành trọng điểm bồi dưỡng đối với tông môn mà nói chỉ có trở thành võ thánh nội môn đệ tử mới thật sự là lực lượng dự bị ngoại môn đệ tử ngoại trừ có thể trở thành võ thánh tiềm lực đệ tử ngoại môn đệ tử hoàn toàn là có cũng được không có cũng được tồn tại hoàn toàn không ảnh hưởng tông môn thực lực và tương lai nguyên nhân chính là như thế nếu như là vũ thánh thiên mạng ngoại môn đệ tử còn khá một chút bọn hắn sau này tất thành võ thánh sẽ vào bên trong môn mà phổ thông phản mạng ngoại môn đệ tử tông môn thật sự là cấp không nổi tốt biết bao bồi dưỡng tiến vào tông môn phổ thông ngoại môn đệ tử tuyệt đại đa số cũng là làm việc vật làm việc tồn tại vũ thánh thiên mạng ngoại môn đệ tử đã sớm vài ngày thông qua thẳng chiều tiến vào rơi tinh tông bây giờ chỗ này cũng là phổ thông phạm mệnh dù là thông qua tuyển bạn trở thành ngoại môn đệ tử đó cũng chỉ là nắm giữ một cái học tập linh vũ truyền thừa cơ hội mà thôi muốn bị trọng điểm bồi dưỡng nằm mơ giữa ban ngày đi thôi đương nhiên điểm này cũng không trở ngại bọn học sinh muốn trở thành rơi tinh tông ngoại môn đệ tử chỉ là học tập linh vũ truyền thừa chính là lớn nhất lý do thiên phú lại cao hơn cũng phải có công pháp tu luyện mới thành dù cho là vũ thánh thiên mệnh nhưng không có tu luyện công pháp cũng không khả năng trở thành võ thánh liền vũ thánh thiên mạng thiên tài đều cần linh vũ chuyện thừa như vậy phổ thông thiên mệnh võ giả tự nhiên là càng cần hơn chỉ có học được linh vũ truyền thừa mới có trở thành võ thánh hy vọng không vào tông môn liền cùng võ thánh vô duyên tuy trên giang hồ cũng có võ thánh tán tu nắm giữ linh vũ truyền thừa thế nhưng cùng tông môn linh vũ truyền thừa không thể so sánh hơn nữa tán tu linh vũ truyền thừa đơn nhất không nhất định thích hợp tất cả mọi người tu luyện cho nên đã chú định truyền thừa nhận hạn chế một đời có thể thu mấy cái đệ tử cũng không tệ rồi không cách nào mở kỹ năng tán diệp tạo thành thế lực lớn không hình thành nên thế lực lớn liền không có cùng tông môn chống lại thực lực không có thực lực liền tranh đoạt không đến tài nguyên mà tu luyện tài nguyên là phi thường trọng yếu bởi vậy tán tu hạn chế quá lớn trừ phi là bị bất đắc dĩ hay là đặc thù gì tình huống bằng không không người nào nguyện ý bái nhập tán tu muốn hạ đều muốn trở thành tông môn đệ tử vì một buổi sáng ngư dược long môn trở thành võ thánh cấp bậc cường giả lạc tinh nước hậu bối võ giả bể đầu đều muốn tiến vào rơi tinh tông đáng tiếc rơi tinh tông vốn là không muốn trọng điểm bồi dưỡng phổ thông thiên mệnh đệ tử lại thêm tài nguyên có hạn tự nhiên là không có khả năng người gặp liền thu mỗi lần tuyển nhận phổ thông thiên mệnh đệ tử đều hạn chế tại ba trăm người nhưng mà tất nhiên thu làm đệ tử cho dù không phải trọng điểm bồi dưỡng nhưng dù sao vẫn là muốn cho bọn hắn cơ hội cho nên tông môn vẫn là lấy ra một chút tài nguyên dùng để ban thưởng trước mười tiến vào tông môn sau đó nếu là ở tất cả trong ngoại môn đệ tử tiến vào trước mười phần thưởng kia càng là phong phú đó đã là vũ thánh thiên mạng đệ tử thiên tài chỗ hưởng dụng tư nguyên nhưng phổ thông thiên mệnh đệ tử chỉ cần có bản sự kia cũng có thể đưa nó tranh thủ được trong tay điểm này là tuyệt đối công bình đối với lần này tuyệt bạn xếp hạng trước mười đệ tử tông môn có phần thưởng phong phú kế tiếp ta tuyên bố trước mười danh sách các ngươi chuẩn bị sẵn sàng các ngươi sắp tiến hành xếp hạng chi chiến công dương hiên thanh âm tiếp tục vang lên trang diện trong nháy mắt liền náo nhiệt lên thông môn ban thưởng ai không muốn muốn vô luận là bị trúng tuyển đệ tử vẫn là bị đào thải học sinh số đông cũng giao đầu tiếp hai nghị luận ở mỹ đối với trước mười đệ tử càng là hâm mộ công dương hiên cầm một phần danh sách lớn tiếng nói tên thứ mười trạch thủy học viện dấu hy văn cựu trọng hậu kỳ bốn mươi tấm trận pháp bài hạng chín trọng sơn học viện mỏng Từ bình cựu trọng hậu kỳ bốn mươi chương trận pháp bài hạng tám nam hoa học viện tào hưng thịnh sương cựu trọng hậu kỳ bốn mươi ba chương trận pháp bài hạng bảy Tây Xuyên học viện, Thống Nguyên Minh. Cửu trọng hậu kỳ, 47 chương trận pháp bài. Hạng 6, Giang Nguyên học viện, Sông Vĩnh Mới, cửu trọng hậu kỳ, 52 chương trận pháp bài. Hạng 5, Quảng Nguyên học viện, Tất Mộ Văn, cửu trọng đỉnh phong, 55 chương trận pháp bài. Tên thứ tư, Đông Hồ học viện, Sở Kinh Nguyệt, cửu trọng trung kỳ, 56 chương trận pháp bài. 6. Phía trước đệ ngũ đến tên thứ 10, đọc lên thời điểm, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng. Nhưng mà, làm công dương hiên niệm đến tên thứ tư Sở Kinh Nguyệt mới là cửu trọng trung kỳ lúc, lập tức liền vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cửu trọng trung kỳ tu vi, vậy mà danh liệt đệ tứ không chỉ có lấy được trận pháp bài số lượng nhất cử vượt qua tất cả cựu trọng hậu kỳ thậm chí ngay cả cựu trọng tột cùng tất mộ văn đều xếp tại nàng đằng sau đích thật là nhường không ít người đều cảm thấy kinh ngạc bất quá cái này dù sao chỉ là trận pháp nhãn số lượng xếp hạng cũng không phải xếp hạng sau cùng xếp hạng sau cùng là dựa theo thực lực tới nếu là luận thực lực cái này cựu trọng trùng kỳ sở kinh nguyệt cũng có thể sắp xếp danh đệ bốn vượt qua cựu trọng đình phong đó mới là làm cho người kình bạo sự tỉnh công dương hiên cũng không chịu mọi người tiếng thán phục ảnh hưởng tiếp tục nhớ tới danh sách tên thứ ba quan thiên học viện lệ thiệu nguyên cựu trọng đỉnh phong bảy mươi chương trận pháp bài tên thứ hai kinh hoa học viện Ấm cung vương cựu trọng Đình phong chín mươi chín tấm trận pháp bài công dương hiên đọc đến đây còn không có niệm tên thứ nhất không ít người đều một cái giật mình đột nhiên nghĩ tới điều gì rung động chuyện lệ toàn thân lông tơ cũng vì đó sắp vỡ bọn hắn kinh ngạc phát hiện trước mười bên trong tất mộ văn lệ thiệu nguyên Ấm Cùng Phương ba cái cựu trọng đỉnh phong cường giả cũng đã đi ra mà đổi thành một cái cựu trọng đỉnh phong cường giả nhưng là tử dương học viện hách liên nghĩa bị sớm đào thải theo lý thuyết tên thứ nhất không phải cựu trọng đỉnh phong cường giả thật là là ai ngoại trừ số ít người biết được là diệp tinh tuyệt đại đa số người cũng không biết nội tâm rung động đến tột cùng là ai lấy được trận pháp bài so ba cái cựu trọng đỉnh phong cường giả còn nhiều trong lúc đó toàn bộ tràng diện đều an tĩnh lại ánh mắt mọi người đều tụ tập ở công dương hiên trên thân chờ lấy hắn tuyên bố tên thứ nhất công dương hiên niệm xong tên thứ hai phía sau liền vì một trong ngừng lại trên mặt đã lộ ra kinh sợ hiển nhiên là đối với cái này cái tên thứ nhất cũng cảm thấy kinh ngạc qua thời gian mấy hơi thở công dương hiên mới nói tiếp tên thứ nhất tử sơn học viện diệp tinh bắt trọng đình phòng một trăm chín mươi hai chương trận pháp bài công dương hiên vừa tuyên bố xong phía dưới lập tức liền rối loạn liền rất nhiều vương hầu đều thần sắc cả kinh cũng không nhịn được nghị luận ở mỹ tại chỗ một trăm lẻ năm quận vương hầu cách tử sơn hầu tử dương hầu quan thiên hầu tương đối gần số lượng không nhiều số đông đều ở đây nơi xa cho nên không biết diệp tinh nhưng mà tử sơn học viện bọn hắn đều tin tưởng tuy tử sơn hầu gần nhất buộc phát ra thực lực siêu cường phong quang vô hạn nhưng tử sơn học viện đây chính là danh phủ kỳ thật thứ nhất đếm ngược học viện a trong học viện mạnh nhất học sinh mới tinh tôi cảnh bắt trọng thế nhưng là cái này tinh tôi cảnh bắt trọng diệp tinh như thế nào sinh manh như vậy vậy mà bắt lại đệ nhất dù cho cái này đệ nhất không đưa vào thành tích cuối cùng nhưng một trăm chín mươi hai trường trận phát bài cũng đủ để khiến tất cả mọi người rung động. Trong ngay mắt, Diệp Tinh cái tên này sâu đậm đóng dấu ở trong lòng tất cả mọi người. 112, không xong còn tiếp, DS, cảm tạ nửa đêm thanh phong khúc, à 102, cô đơn cũng cô độc đám huynh đệ khen thưởng, cảm tạ ba. 163 bốn canh bộ phát cầu nguyện phiếu. Phật tranh một chú hương, người tranh một khẩu khí. Tháng này, vì sách mới nguyện phiếu đệ nhất, vì trong lòng khẩu khí này, đổ máu tới cùng. Ngày mai ít nhất ba canh bộ phát. Nếu sớm dậy sớm tới phát hiện nguyện phiếu qua 30 trường, dù là gõ chữ đến trời vừa rạng sáng, cũng bốn canh rơi ra cái này sáu là của ta thái độ một chữ liều mạng nguyện phiếu các huynh đệ xin cho lực sô cô la bái bên trên không xong còn tiếp 164. 159 sáu chương khí thế diệp tinh sở cầm một cái hắn ngược lại là không ngờ rằng mình trận pháp bài lại so với đệ nhị cao hơn nhiều như vậy bất quá cái này đệ nhất hoàn toàn không cần tông môn ban thưởng cũng không phải căn cứ vào trận pháp nhãn số lượng xếp hạng đến phân phối mà là căn cứ vào thực lực xếp hạng cho nên muốn thu được đầy đủ hắn nhanh chóng đột phá tinh tôi cảnh cựu trọng ban thưởng cái kia nhất định phải tại trước 10 xếp hạng trong cuộc so tài cũng thu được đệ nhất mới được diệp tinh bóp bóp nắm tay cái này đệ nhất hắn nhất thiết phải cầm tới hắn đi tới tinh thần đại lục đã hơn chín tháng cái này bày tỏ hắn cách mười bảy tuổi chỉ còn lại có ba tháng không tới thời gian nếu muốn tại mười bảy tuổi bên trong tu thành võ thánh thời gian cũng chỉ có cuối cùng ngày ba tháng gấp vô cùng ép cho nên đột phá tinh tôi cảnh cựu trọng càng sớm một ngày mười bảy tuổi phía trước tu thành võ thánh hy vọng liền càng lớn một chút trước mười ban thưởng sáu đến tên thứ mười là một cái cấp bậc bốn năm tên là một cái cấp bậc hai ba tên là một cái cấp bậc đệ nhất lại là một cái cấp bậc cho nên xếp hạng không cần phân rõ biết nhưng mà đệ nhất trước ba năm vị trí đầu trước mười cái này bốn cái cấp bậc đạt được đi ra đầu tiên là năm vị trí đầu chi chiến dựa theo lệ cũ tu vi cao đối với tu vi thấp thế là ba cái cựu trọng đỉnh phong cùng hai cái cựu trọng hậu kỳ bị chia làm một tổ cùng mặt khác năm người ngẫu nhiên phối đôi rất nhanh công dương hiên liền tuyên bố kết quả trận đầu ấm cùng phương đối với tào hưng thịnh sương trận thứ hai lệ thiệu nguyên đối với diệp tinh trận thứ ba tất mậu văn đối với tống nguyên minh trận thứ tư sông vĩnh mới đối với dấu hy văn trận thứ năm mỏng tử bình đối với sở kinh nguyện diệp tinh thấy mình đối thủ là quan thiên học viện lệ thiệu nguyên khỏe miệng không khỏi nhét lên lộ ra một nụ cười Lệ Thiệu Nguyên trên mặt cũng đồng thời lộ ra vẻ âm tàn, Diệp Tinh chỉ là bắt trọng tột cùng Tu Vi, hơn nữa còn là Tử Sơn Học Viện cái này rác rời học viện học sinh, lại có thể thu được nhiều như vậy trận pháp bài, danh liệt đệ nhất, điều này làm hắn mười phần khó chịu. Bây giờ hòa Diệp Tinh đối đầu, vừa vặn có thể tương Diệp Tinh đánh bại, để tiết trong lòng của hắn chi nội hỏa. Lệ Thiệu Nguyên vừa rời đi bách ngữ trận, liền tại ba trăm tên trúng tuyển giả bên trong, còn chưa kịp cùng Quan Thiên Học Viện những người khác giao lưu, cũng không biết Diệp Tinh trên người trận pháp bài tuyệt đại đa số cũng là từ Tử Dương, Quan Thiên hai học viện lớn trên người học sinh sở đoạt nếu là hắn biết hách liên nghĩa chính là bị diệp tinh cho đào thải chỉ sợ hắn biết đối thủ là diệp tinh sau đó tuyệt đối không phải bây giờ lần này ý niệm quan thiên hầu quan thiên học viện học sinh biết được lệ thiệu nguyên đối thủ là diệp tinh thì mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bọn hắn tự nhiên biết diệp tinh là một cái siêu mạnh mẽ địch bằng không tử dương học viện cũng sẽ không lần này tuyển bạn bên trong toàn quân bị diệt đến nỗi tử sơn học viện học sinh mặc dù trừ liễu diệp tinh ra chín người đều bị đào thải nhưng diệp tinh lấy trận pháp bài số lượng đệ nhất tiến vào trước mười đây vẫn là làm bọn hắn thập phần hưng phấn bọn họ cũng đều biết tử dương học viện học sinh đều bị diệp tinh cho đào thải tự nhiên là chờ mong diệp tinh sắp thành thiệu nguyên cũng đánh bại thử sơn hầu thần sắc vẫn như cũng như thường cho dù là biết diệp tinh trận pháp bài số lượng đệ nhất cũng chưa từng từng có biến hóa gì lấy tâm cảnh của hắn một chút tiểu vui tiểu bờn căn bản sẽ không hiện lộ tại thần sắc nhưng trong lòng của hắn vẫn rất cao hứng năm cuộc chiến đấu an bài hoàn tất chiến đấu lập tức bắt đầu trận chiến đấu thứ nhất là ấm cùng phương đối với tào hưng thịnh sương hai người rất nhanh liền kết thúc chiến đấu ấm cùng phương thực lực rõ ràng so tào hưng thịnh sương cao hơn một đoạn không đến mười chiều liền đem tào Hương thịnh sương đánh bại thứ nhất xông vào năm vị trí đầu trận thứ hai Lệ Thiệu Nguyên đối với Diệp Tinh. Tinh thần của mọi người đều tăng lên, hai mắt sáng ngời hữu thần, chú ý một trận chiến này. Diệp Tinh bất quá bắt trọng tột cùng Tu Vi, nhưng là trận pháp bài số lượng đệ nhất, bọn hắn cũng muốn biết, Diệp Tinh đến tột cùng có cỡ nào thực lực, có đoạt đến nhiều như vậy trận pháp bài. Diệp Tinh thần sắc bình tĩnh, khí thế chúng trạng, như vực sâu đỉnh núi cao sướng sững, mà Lệ Thiệu Nguyên, thần sắc nhưng là có chút nghiêm trọng, trong mắt vừa có chút kinh ngạc, còn có một tia kiên kỵ. Lệ Thiệu Nguyên đã thu đến Quan Thiên Hầu truyền âm, Quan Thiên Hầu nhường hắn không nên khinh thường, Tử Dương Học viện hách liên nghĩa chính là bại tại Diệp Tinh chi tay, bị đào thải ra bách với trận lệ thiệu nguyên đối với hách liên nghĩa rất rõ ràng sau khi biết người thực lực cũng không tại hắn phía dưới hách liên nghĩa lại là bị diệp tinh đào thải ra khỏi bách huyết trận cái này khiến lệ thiệu nguyên cảm thấy kinh ngạc rung động trong lòng biết được liễu diệp tinh lợi hại lệ thiệu nguyên tự nhiên là đối với diệp tinh kiên kỵ bang vừa vào sân lệ thiệu nguyên liền đem bảo đao ra khỏi vỏ hướng về phía diệp tinh như lâm đại địch lệ thiệu nguyên phen cử động này ngược lại là làm cho nhiều không rõ ràng chạm hướng người cảm thấy không hiểu một cái cựu trọng tột cùng võ giả tại bắt trọng võ giả đỉnh cao trước mặt cần phải như thế tinh thần khẩn trương như lâm đại địch sao làm công dương hiên tuyên bố sau khi bắt đầu lệ thiệu nguyên cũng không có chủ động công kích mà là bày một phòng thủ đạo thức hết sức chăm chú nhìn chằm chằm diệp tinh đối phương trình độ cẩn thận liền xem như diệp tinh đều có chút kinh ngạc chớ nói chi là những cái kia không rõ ràng trạng hướng của chúng từng cái lơ ngơ trong lòng tất cả đang thầm nghĩ cái này bắt trọng tột cùng diệp tinh có đáng sợ như vậy sao đối phương toàn lực phòng thủ diệp tinh đương nhiên sẽ không cùng hắn tốn thời gian chỉ có thể chủ động ra tay rồi thượng phẩm vũ học bá ra quyền diệp tinh nhanh chân hướng về phía trước trong chốc lát khí thế xảy ra biến hóa long trời lở đất từ chứng trạng hóa thành sắc bén từ sắc bén hóa thành bá đạo một quyền đánh phía lệ thiệu nguyên doanh quyền thế che trời theo quyền mang thoáng hiện, bộc phát ra một tiếng vang lớn lệ thiệu nguyên thần sắc lập tức biến đổi trong mắt của hắn diệp tinh trong nháy mắt này vô hạn phóng đại biến hóa thành một đầu gào thét bá đạo giận giao hướng hắn vào tới dù cho lệ thiệu nguyên chính là cựu trọng tột cùng tu vi khí thế bành trướng ý chí kiên định nhưng cũng không khỏi bị đến ảnh hưởng tại diệp tinh bá giao quyền thế phía dưới tán loạn giết lệ thiệu nguyên quát mạnh một tiếng ổn định tâm thần cưỡng ép để cho mình tại khí thế chen ép huyễn tượng bên trong thanh tình một đao mãnh liệt bổ mà ra phá nhạc đao pháp một đao bổ ra phá núi trầm nhạc muốn làm một cỗ chưa từng có từ trước đến nay khí phách ken lưới đao hòa diệp tinh quyền phong va chạm phát ra một tiếng bạo hưởng luyện thể công pháp cường đại bây giờ triển lộ không thể nghi ngờ lệ thiệu nguyên trong tay bảo đao là cực phẩm phàm minh nhưng diệp tinh lại có thể bằng huyết nhục tiến hành cường cường va chạm mặc dù nội kình là một nguyên nhân quan trọng nhưng thân thể mạnh mẽ càng là trọng yếu nếu là đổi lại một cái không có đem cực phẩm luyện thể công pháp tu luyện tới đại thành cựu trọng võ giả đỉnh cao tuyệt dù là nội kình so diệp tinh còn mạnh hơn cũng không dám bằng huyết nhục liệu mạng cực phẩm minh tiếng nổ vang bên trong diệp tinh giá người như núi trái lại lệ thiệu nguyên trong tay bảo đao bắn ngược dựng lên ông ông trực hưởng cơ thể càng là hướng phía sau hướng lên cước bộ không tự chủ được hướng phía sau lùi một bước phá nhạc đao pháp ý tứ là thẳng tiến không lùi mà lệ thiệu nguyên nhưng là một vị phòng thủ thủ thế có thừa thế công không đủ một đao này tự nhiên ngăn không được diệp tinh cường thế giới bá giao quyền lực bá giao quyền ý tứ chính là một cái bá chữ lấy đại khí thế đại khí phách nghiền ép đối phương bây giờ lệ thiệu nguyên cơ thể vừa lui thủ thế trong nháy mắt xuất hiện sụp đổ hiện ra diệp tinh tự nhiên là thừa dịp hỏa rèn sắt bá giao quyền lần nữa vênh ra bá đạo quyền thế mạnh mẽ đâm tới hướng lệ thiệu nguyên nghiền ép mà đi lệ thiệu nguyên một bước lui lại khí thế một yếu tại diệp tinh bá giao quyền thế nghiền ép phía dưới muốn lần nữa ngưng kết khí thế căn bản không có khả năng chỉ có thể theo bá giao quyền thế xung kích tiếp tục yếu bớt ken lần thứ hai quyền phong lưới đao tấn công diệp tinh bất động như núi lệ thiệu nguyên nhưng là xoạt 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 liền lùi lại ba bước cùng đao thứ nhất uy lực đã có chênh lệch rõ ràng đây chính là đao thế khác nhau lệ thiệu nguyên từ thủ thế đã biến thành thế lui phá núi đao pháp tự nhiên là uy lực lớn suy giảm cho nên mặc dù thực lực của hắn cùng hách liên nghĩa tương cận nhưng diệp tinh cũng không có sử dụng siêu nao kết hình chỉ bằng thực lực tuyệt đối hai chiêu đem lệ thiệu nguyên đẩy lui quyền thứ ba vẫn là bá giao quyền diệp tinh xong quyền tế xuất bá giao thăng thiên nhảy một cái hóa rồng xử xuất bá giao quyền trung cực tiệt chiêu mà lệ thiệu nguyên liền lùi lại hai chiêu phá nhạc đao pháp đao thế cơ hồ lên xong toàn bộ sụp đổ đâu còn có thể ngăn cản diệp tinh lực lượng này tăng gấp bội quyền lực phanh bảo đao tuột tay mà bay lệ thiệu nguyên cơ thể như bị trọng kích trong nháy mắt hướng phía sau lui nhanh mà đi bị diệp tinh đánh bay lệ thiệu nguyên người đang trên không liền phun ra một ngụm máu tươi ước chừng lui nhanh ra mấy chục mét mới ngã xuống đất bây giờ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều rung động nhìn xem diệp tinh vạn vạn không ngờ rằng bắt trọng tột cùng diệp tinh vẹn vẹn ba chiêu liền đem cựu trọng tột cùng lệ thiệu nguyên tích thương, làm cho người không dám tin trên đài cao công dương hiên thanh âm chuyển đến diệp tinh chiến thắng trận tiếp theo công dương hiên trong mắt trong khoảnh khắc đó cũng có vẻ kinh ngạc dù sao bắt trọng đỉnh phong đánh bại cựu trọng đỉnh phong cái này thật sự là quá khó mà gặp được bất quá trong mắt của hắn kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua không phải võ thánh thiên mệnh chiến lực cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì nếu là không có cơ duyên tạo hóa không đột phá nổi tinh tuyển cảnh chiến lực cường thịnh trở lại có thể mạnh hơn võ thánh sao cho nên chỉ cần diệp tinh không thành võ thánh từ đầu đến cuối không cách nào lệnh tông môn chân chính coi trọng Đông đảo Vương Hầu cũng là như thế, trong mắt kinh ngạc rất nhanh liền đi, Vương Hầu cũng là cao cấp võ thánh, tự nhiên là không tương Diệp Tinh điểm này chiến lược để vào mắt. Trừ phi, một ngày kia, Diệp Tinh có thể trở thành võ thánh, hơn nữa, trở thành võ thánh sau đó còn có thể bảo trì như thế nghịch thiên chiến lực, đó mới có thể làm người lau mắt mà nhìn. Bằng không, nếu chỉ là phổ thông võ thánh, cũng không có bao lớn tiền đồ, phổ thông võ thánh so Vương Hầu kém cách xa vạn giảm. Lệ Thiệu Nguyên đạo thải, Diệp Tinh tiến vào năm vị trí đầu, trận tiếp theo là Tất Mộ Văn Hỏa Tống Nguyên Minh, đây cũng là một hồi cựu trọng đỉnh phong cùng cựu trọng hậu kỳ quyết đấu có thể vượt cấp chiến đấu võ giả cực kỳ thưa thớt tuyệt đại đa số đều khó mà chiến thắng tu vi cao qua mình võ giả trận thứ ba chiến đấu chưa từng xuất hiện làm cho người kinh ngạc biến hóa tất mộ văn chiến thắng rất nhanh tới trận thứ tư sông vĩnh mới đối với dấu hy văn hai cái cũng là cựu trọng hậu kỳ tu vi thực lực không kém nhiều một phen quyết chiến sau đó sông vĩnh mới chiến thắng tiến vào năm vị trí đầu trận thứ năm lại là một hồi tu vi không ngang nhau chiến đấu mỏng tử bình đối với sở kinh nguyện sở kinh nguyện xem như trước mười bên trong duy nhất nữ tử sức chiến đấu nhưng là ra tuyệt đại đa số người dự kiến cựu trọng hậu kỳ mỏng tử bình vậy mà tại dưới tay nàng liên tục bị bại vẹn vẹn ba chiêu liền bị nàng đánh bại bất quá có diệp tinh vượt cấp chiến đấu ở phía trước sở kinh thắng chiến lược mặc dù ngoài dự liệu của mọi người nhưng cũng không để người quá mức kinh ngạc vòng chiến đấu thứ nhất kết thúc năm người tân cấp ấm cung phương diệp tinh tất mộ văn sông vĩnh mới sở kinh nguyệt hôm nay sách cũ kẹt văn thiết lập tế cương đi mồ hôi làm trễ ngoài thời gian đổi mới có chút trễ ngượng ngủng không xong còn tiếp tờ S, cảm tạ cô đơn cũng cô độc cười nhìn ba ngàn vô viễn phật giới lz một trăm ba mươi lz một trăm ba mươi a chân tử Godcat, đại đường tổng thống lạnh hạ ai đám huynh đệ khen thưởng, vạn phần cảm tạ bốn. 165 160 chương ban thưởng tờ S, cảm tạ vô viễn vật giới, Mộng Vũ V tim đập, không việc làm tộc ba vị huynh đệ khen thưởng, cảm tạ ba. Vòng thứ hai, năm thứ ba, sẽ có một người luân không, bốn người khác quyết đấu, người thắng tấn cấp. Luân không cơ hội, cho hai cái cựu trọng võ giả đỉnh cao, Ôn Đồng Vương, Tất Mộ Văn hai người giúp thăm, kết quả là Ôn Đồng Vương vận khí tốt một điểm, giúp được tham thua chống. Bốn người khác, Tất Mộ Văn là cựu trọng tuột cùng tu vi, Diệp Tinh chiến thắng qua cựu trọng đỉnh phong, cho nên, tông môn thác khai hai người chiến đấu. Kết quả sau cùng là, tất mậu văn đối chiến sở kinh nguyệt diệp tinh đối chiến sông vĩnh mới một vòng này trọng điểm là tất mậu văn cùng sở kinh nguyệt chi giữa chiến đấu sở kinh nguyệt lại một lần nữa bạo phát ra làm cho người rung động chiến lực ngoại trừ nội kình cường độ so với tất mậu văn có chút kém phương diện khác vô luận là nhục thân cường độ vẫn là võ học tạo nghệ sở kinh nguyệt đều toàn thắng tất mậu văn hai người giao thủ vẹn vẹn ba chiêu tất mậu văn liền bị sở kinh nguyệt một trưởng vô tại lồng ngực tất mậu văn thổ huyết bay ngược sở kinh nguyệt chiến thắng tiến vào trước ba mọi người không khỏi rung động diệp tinh ba chiêu đánh bại lệ thiệu nguyên sở kinh nguyệt ba chiêu đánh bại tất mộ văn lần này đệ tử tuyển bạt bên trong vậy mà xuất hiện hai cái có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài lần này đệ tử tuyển bạt cựu trọng tột cùng võ giả tao nộ tác tác tất mộ văn dừng bước tại năm vị trí đầu lệ thiệu nguyên dừng bước tại trước mười hách liên nghĩa càng là tại vòng thứ nhất liền bị đào thải cựu trọng tột cùng võ giả bây giờ chỉ còn lại có một cái ôn đồng phương hắn có thể không ngăn trở diệp tinh sở kinh tháng cước bộ tất cả mọi người cảm thấy hy vọng xa vời dù sao ba chiêu đánh bại cựu trọng đình phong thực lực đáng sợ đến mức nào trừ phi ôn đồng phương thực lực cao hơn nhiều ba người khác và không sao là diệp tinh cùng sở kinh Tháng đối thủ trận chiến đấu tiếp theo diệp tinh nhẹ nhõm chiến thắng sông vinh mới tiến vào trước bà. đệ nhất chi chiến cùng chia hai trận ôn đồng phương sở kinh nguyện quyết đấu trận đầu tiếp đó từ người thắng cùng diệp tinh quyết đấu trận thứ hai cuối cùng người thắng chính là đệ nhất ôn đồng phương thực lực so với tất mộ văn lệ thiệu nguyên rất là tương cận cường giã không mạnh hơn bao nhiêu vẫn là thua ở sở kinh nguyệt thủ hạ chỉ là nhiều tiếp mấy chiêu mà thôi đến nước này bốn vị cựu trọng võ giả đỉnh cao toàn bộ đều bị đào thải từ diệp tinh cùng sở kinh nguyện tiến hành đệ nhất chi tranh kết quả này ngay từ đầu hiển nhiên là tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi sở kinh nguyệt thân mang màu đen áo da bó người có được khuôn mặt như thiên sứ như ma quỷ dáng người nàng đối với mình thực lực vô cùng tự tin từ bước vào võ đạo đến nay vẫn tại vượt cấp đánh bại người khác cho nên nàng sẽ giết vào đệ nhất chi tranh trong lòng nàng là sớm đã dự liệu nhưng mà đối với nàng đối thủ nàng nhưng là vạn vạn không ngờ rằng bây giờ nhìn xem diệp tinh ánh mắt phức tạp tại bách viện trong trận sở kinh nguyệt gặp phải diệp tinh mặc dù biết diệp tinh có vượt cấp chiến đấu thực lực nhưng mà nàng cũng không có tương diệp tinh xem như đối thủ dưới cái nhìn của nàng diệp tinh có lẽ có thể so sánh cựu trọng trung kỳ nhưng mà rất không có khả năng đạt đến cựu trọng hậu kỳ thực lực mà tranh đoạt đệ nhất ít nhất cần cựu trọng tột cùng thực lực hơn nữa tại cựu trọng tột cùng trong võ giả thực lực hay là phải dựa vào phía trước mới được sở kinh nguyệt theo dự liệu đối thủ là bốn cái cựu trọng võ giả đỉnh cao bên trong một cái nào đó sao có thể nghĩ đến vậy mà lại là diệp tinh sở kinh thắng hai mắt trong lúc kinh ngạc lại dẫn một vòng màu lạnh nàng thế nhưng là nhớ rất rõ ràng tại bách viễn trong trận diệp tinh mượn nàng trưởng lực thối lui về phía xa lúc từng đùa dỡn qua nàng hơn nữa cặp mắt của hắn còn rất tặc kinh thường tính tại nàng linh lung trên thân thể sẽ qua tuyệt không trung thực vừa vặn mượn cơ hội này hung hăng giáo hơn hắn sở kinh nguyện tâm đạo diệp tinh nhìn xem sở kinh nguyện ngược lại là thần sắc tự nhiên rất, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên người ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu diệp tinh mỉm cười tại sở kinh nguyện trong mắt như thế nào đều cảm thấy giáp tâm bất lương giống như là nụ cười tà ác đây thật là oan uổng diệp tinh diệp tinh mặc dù bản năng ở trên người nàng nhìn nhiều mấy nhìn nhưng trong lòng có thể đối nàng không ý nghĩ gì chớ nói chi là lộ ra tà ác mỉm cười triều thị trường làm công dương hiên hạ lệnh sau khi bắt đầu sở kinh nguyện lập tức kiều trá một tiếng cơ thể đẳng không mà lên một trưởng hướng diệp tinh đánh tới tại bách huyện trong trận sở kinh nguyện chỉ là tùy ý đánh ra một trường bây giờ nàng nhưng là thi triển cực phẩm vũ học một trường chi lực không thể so sánh nổi sở kinh thắng triều tịch trưởng tạo nghệ rất cao đã đạt đến cảnh giới viên mãn khí thế mười phần đáng sợ khiến người ta cảm thấy chính là từng cái phiến hải lãng triều tịch mãnh liệt mà đến chẳng thể trách cựu trọng tột cùng võ giả đều không phải là đối thủ của nàng cái này triều tịch trưởng tạo nghệ gần như sắp muốn đạt tới hóa cảnh trường lực mạnh không thể tưởng tượng nổi đối mặt sở kinh thắng kinh khủng một trường diệp tinh thần sắc mặc dù quái lạ lại không có nửa phần vẻ sợ hãi cơ thể không lùi mà tiến tới đấm ra một quyền thượng phẩm vũ học bá giao quyền bá giao quyền quyền thế chính là bá đạo chi thế cùng số đông thế công cường đại võ học mở dạng xem trọng chưa từng có từ trước đến nay khí phách càng la lùi bước quyền thế càng yếu uy lực càng nhỏ diệp tinh bá giao quyền nhưng là chân chính xuất thần nhập hóa đấm ra một quyền hắn tại sở kinh nguyện trong mắt liền biến thành một đầu bá đạo giận dạ, giao, gầm thét vọt tới quyền thế chấn thiên khí nắp bát phương thân thể mạnh mẽ sức mạnh hung hậu nội tình tại thời khắc này cũng toàn diện bộc phát diệp tinh đối với sở kinh nguyện không có nửa điểm vẻ coi thường đối phương có thể đủ số chiêu đánh bại cựu trọng võ giả đỉnh cao thực lực tuyệt đối không phải bình thường tự nhiên là phải toàn lực ra tay bằng không chắc chắn sẽ gặp khó phanh quyền trưởng tương đối hùng hậu nội kình va chạm phóng ra hào quang sáng chói đồng thời cũng buộc phát ra một tiếng vang thật lớn trong chốc lát kinh khủng khí lãng tạo thành một đạo sóng trùng kích khủng bố văn phát tán bốn phương tám hướng cách hai người hơi gần võ giả đều cảm giác được một cỗ kinh khủng khí kình vào tới nhịn không được hướng phía sau liền lùi mấy bước có thể tưởng tượng được hai người quyền trưởng tương đối như thế trung tâm là bực nào sức mạnh giao phong tiếng nổ vang bên trong hai người đồng thời lui lại sở kinh nguyệt hậu lui hai bước diệp tinh lui về sau ba bước luận uy lực sở kinh nguyệt còn muốn hơn một chút hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, đều đối thực lực của đối phương mạnh, cảm thấy ngoài ý muốn. mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hai người ra tay, có thể không dừng lại chút nào. sóng lớn vỗ bờ, quy nguyên kính, hai người cơ hồ là đồng thời hét lớn một tiếng, lại thi triển ra uy lực kinh khủng đại chiêu tuyệt thuật, hướng đối phương dễ tới. sóng lớn vỗ bờ là triều tịch trong lòng bàn tay một đại sát chiêu, một trưởng vỗ tới, sức mạnh như sóng lớn ngập trời. trận vũ mà tới, có một cô không thể ngăn cản chi thế. mà diệp tinh quy nguyên kính, thế nhưng là từ siêu nao cải thiện, hơn nữa tu luyện tới tầng thứ sáu, nội tinh mạnh, không gì sánh kịp lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng kết thành một đoàn chói mắt nội kình dưới mang phanh hai bàn tay đối với đập vào cùng một chỗ hai người lần nữa triển khai giao phong kịch liệt tiếng nổ vang lên quả thật có sóng lớn vỗ bờ chi thế hư không chấn động xuất hiện tầng tầng lớp lớp gọn sóng diệp tinh cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng đánh ra mà đến cơ thể không cầm được hướng phía sau ngã xuống hai chân không thể không hướng phía sau lui bước giữ gìn trọng tâm bảo đảm không ngã trong nháy mắt diệp tinh liền lui năm sáu bước mà sợ kinh nguyệt chỉ là hướng phía sau lui một bước lại lần nữa buộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ song trưởng liên tục đập hướng diệp tinh công tới lần thứ hai giao thủ diệp tinh rõ ràng đã rơi vào hạ phong đối phương một chiêu này sóng lớn vô bờ đích thật là uy lực đáng sợ đến rất bất quá sở kinh nguyện thời khắc này công kích lại càng là đáng sợ chính là triều tịch trong lòng bàn tay trung cực tuyệt chiêu trời long đất nở cái này hai trưởng đồng thời đánh tới quả thật có một loại sông núi băng liệt sóng biển gào thét chi thế những nơi đi qua không gì có thể cản muốn một đường quét ngang giờ khắc này diệp tinh trong nháy mắt mở ra siêu nao quét hình trạng thái sở kinh thắng nhất cử nhất động hết thể sức mạnh vận chuyển đều ở đây siêu nao quét hình bên trong sở kinh thắng triều tịch trưởng tu luyện tới liêu viên mãn cảnh giới hơn nữa là tiếp cận hóa cảnh cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết liền võ học tạo nghệ mà nói không có bất kỳ cái gì sơ hở nhưng mà triều tịch trường bất quá là cực phẩm vũ học liền linh vũ cấp bậc cũng chưa tới có thể tưởng tượng được đây tuyệt đối không phải một loại hoàn mỹ vô khuyết võ học võ học bản thân có sơ hở dù thế nào tu luyện tới viên mãn cái kia cũng vẫn như cũ có sơ hở chỉ là cảnh giới viên mãn võ học cơ bản đều có cường đại đáng sợ thế công đem sơ hở che lấp để cho người ta khó mà phát giác hay là phát giác sau đó cũng khó có thể phá giải ba phần quy nguyên tính Diệp Tinh trong nháy mắt này liền thi triển ra quy nguyên kính bên trong trung cực tuyệt chiêu, hắn quy nguyên kính lục trọng tạo nghệ, nội kinh cực kỳ thâm hậu, đột nhiên ly thể mà ra, uy lực khủng bố, cho dù là chính diện đối chiến sở kinh nguyện một chiêu này trời long đất nở cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Hứa Chi, Diệp Tinh một chiêu này, ba đám nội kinh duệ mang phân biệt công kích ở sở kinh nguyện ba chỗ võ học sơ hở chỗ, tự nhiên là trong chốc lát liền công phá đối phương trường thế. Vành ba đám nội kinh duệ mang tiếng nổ cơ hồ là cùng một thời gian vang lên, chỉ nghe được một đạo to lớn tiếng nổ vang, sở kinh thắng thế công tựa như bẻ gãy nghiền nát giống như bị lũy diện siêu sở kinh nguyệt bản thân chịu kinh khủng khí kình xung kích cơ thể trong nháy mắt hướng phía sau bạo bay dựng lên ước chừng bay ngược mười mấy mét mới rơi trên mặt đất kinh khủng lực trùng kích lại làm cho nàng liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đưa cơ thể ổn định lại thể nội khí huyết cuộn cuộn, nàng một vật khí thể nội bạo loạn khí tức đi lên sông lên lập tức để cho nàng ngực đau xót suýt chút nữa thổ huyết cơ thể một cái lảo đảo sở kinh nguyệt che lấy hai vú cao ngất trong lồng ngực đau xốc hồng đã không đánh tiếp được nàng xem thấy diệp tình hai mắt không thể tin rõ ràng không nghĩ tới nàng thi triển ra trời long đất nợ một chiêu này lại còn sẽ bị thua bốn phía hậu bối võ giả cũng đều là từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhất là sở kinh nam, trận mắt hốt mồm tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Tinh thực lực thật không ngờ cường đại, liền nàng Đường Tỷ đều bị đánh bại. Về phần đang tràng vương hầu, trên cơ bản không có chút rung động nào, Diệp Tinh thực lực bọn hắn đã sớm kinh ngạc qua, coi như mạnh hơn chút nữa cũng không có cái gì, ngược lại không thành võ thánh, vẫn như cũ khó khăn vào mắt của bọn hắn. Công Dương Hiên thanh âm từ trên đài cao chuyển đến, Diệp Tinh chiến thắng, danh liệt đệ nhất, ban thưởng tụ tinh đan một khỏa, cực phẩm luận tinh đan ba viên. Sở Kinh Nguyệt, Ôn đồng Vương, danh liệt trước ba, ban thưởng cực phẩm luận tinh đan ba viên. Tất Mộ Văn, Song Mới danh liệt năm vị trí đầu ban thưởng cực phẩm vận tinh đan hai khỏa lệ thiệu nguyên tào hưng thịnh sương mỏng tử bình dấu hy văn tống nguyên minh danh liệt trước mười ban thưởng cực phẩm vận tinh đan một khỏa rất nhanh ban thưởng liền phát ra đến rồi đám người trong tay diệp tinh tâm trong mừng rỡ tụ tinh đan thế nhưng là đến gần vô hạn tại linh cấp đan dược nhất định có thể nhường tu vi của hắn đột phá tới tinh tôi cảnh tiểu trọng không xong còn tiếp một trăm sáu mươi sáu một trăm sáu mươi một chương đoạn tấn bằng canh thứ ba thăng thêm diệp tinh đã được như nguyện trở thành rơi tinh tông đệ tử hơn nữa là lấy tuyển bạn tên thứ nhất tiến vào thu được một khỏa tụ tinh đan ba viên cực phẩm vận tinh đan khen thưởng phong phú mặc dù tiến vào rơi tinh tông chỉ là không được coi trọng bên ngoài môn đệ tử nhưng cái này tốt xấu cũng coi như là bước ra tiến vào tông môn bước đầu tiên diệp tinh tin tưởng không bao lâu hắn sẽ đột phá tinh tuyển trở thành một tên chân chính chịu tông môn xem trọng tại bồi bên trong môn đệ tử bị rơi tinh tông thu lấy vì bên ngoài môn đệ tử phía sau diệp tinh liền không tiếp tục cùng từ sơn hầu nói chuyện qua ở ngoại môn trưởng lão công dương hiên chờ tông môn nhân viên dẫn đầu dưới tiến nhập rơi tinh tông ngoại môn chỗ ở sân phong rơi tinh tông ngoại môn tổng cộng có đệ tử hơn ngàn người chia làm ba cái sơn phong cư trú theo thứ tự là thứ nhất phong đệ nhị phong đệ tam phong rời tinh tông cách mỗi ba năm tuyển nhận một lần bên ngoài môn đệ tử nếu như bên ngoài môn đệ chết đột phá tu vi đến tinh tuyển cảnh liền có thể tấn thăng làm bên trong môn đệ tử nếu như không đột phá nổi vẫn là bên ngoài môn đệ tử nhưng tông môn rõ ràng sẽ không một mực nhường bên ngoài môn đệ tử tại tông môn dưỡng lao nếu như trong vòng chín năm còn trở thành không được võ thánh như vậy thì chỉ có thể thu dọn đồ đạc về nhà đương nhiên đây không phải trục xuất sư môn chỉ là để cho ngươi về nhà mà thôi trên danh nghĩa ngươi vẫn là rơi tinh tông đệ tử tân thu tiến vào đệ tử ở tại đệ nhất phòng, 3 năm sau, rời đi đệ nhị phòng, liên tục năm sau, rời đi đệ tam phòng, tiếp qua 3 năm, thu đồ vật về nhà. Diệp Tinh xem như đệ tử mới, tự nhiên là ở tại đệ nhất phòng, đệ nhất phòng số người nhiều nhất, nhà ở khẩn trương, võ thánh thiên mệnh đệ tử có thể ở một mình một gian phòng, nhưng phổ thông thiên mệnh đệ tử, muốn hai người ở một gian phòng. Thiên mệnh cao thấp, quan hệ tông môn đánh ngộ, từ mỗi cái phương diện cũng có thể khác nhau đi ra. Võ thánh thiên mệnh đệ tử, liền giống với là học viện thiên tài ban học viên. Phổ thông thiên mệnh đệ tử, tựa như là phổ thông ban học viên, không chỉ có chỗ ở có khác nhau, lấy được tài nguyên đãi ngộ, cũng có trên lệch gấp đôi hết thời gian xếp lại sắc trời đã gần đến hoàng hôn hôm nay nhanh hơn xong có tụ tinh đan nơi tay diệp tinh dự định đêm nay liền đem đột phá tu vi đến tinh tôi cảnh cựu trọng như thế có thể đem quy nguyên kình tu luyện tới đệ thất trọng thực lực lại sẽ có tăng lên trên diện rộng chờ củng cố tu vi sau đó chính là hướng ra phía ngoài môn đệ tử tiền thập đánh thời điểm dạng này sẽ thu được số lớn tài nguyên ban thưởng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi chờ trở thành ngoại môn đệ nhất tu vi trên cơ bản cũng có thể củng cố đến tinh tôi cảnh cựu trọng đình phong đến lúc đó thu được tông môn linh vũ truyền thừa liền có thể đi tới thanh vân sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm dược liệu đem bất bại kim thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn sau đó chính là tìm kiếm cơ duyên hướng võ thánh xông vào chỉ có trở thành võ thánh lúc này mới xem như vào võ đạo môn đến lúc đó liền có thể trở thành rơi tinh tông bên trong môn đệ tử học được đủ loại linh cấp võ học diệp tinh đối với mình tiếp xuống một đoạn thời gian cũng đã làm xong kế hoạch thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa diệp tinh tiến vào rơi tinh tông buổi chiều đầu tiên thì không cần an bình phiến phức tìm tới cửa sáu đoạn tấn bằng tại thượng ngàn bên ngoài môn đệ tử bên trong là tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật ngoại trừ mới nhập môn đệ tử mới các bên ngoài môn đệ tử, không ai không biết, không người không hiểu. Bởi vì, bên ngoài môn đệ tử trên bảng xếp hạng, hắn danh liệt trước 10. Mặc dù là trước 10 bên trong cái cuối cùng, nhưng mà tại thượng ngàn bên ngoài môn đệ tử bên trong, nửa bước võ thánh, không có 200 cũng có 180, hắn có thể đủ tại nhiều như vậy nửa bước võ thánh bên trong, trổ hết tài năng, trở thành trước 10, thực lực thật là không phải bình thường, xa không phải thông thường nửa bước võ thánh cũng có thể so sánh. Hơn nữa, đoạn tấn bằng nổi danh, không chỉ là bởi vì hắn danh liệt trước 10, còn một nguyên nhân khác, đó chính là hắn lòng dạ ác độc thủ lạn. Hắn tiến vào rơi tinh tông đã 3 năm, 3 năm này chỉ ít có bảy vị phổ thông thiên mệnh bên ngoài môn đệ tử chết dưới tay hắn mỗi một cái cũng là bị hắn khi dễ phải không thể nhịn được nữa cùng hắn lên sinh tử đài kết quả đều mất mạng trong tay hắn bởi vậy đoạn tấn bằng còn thu được một cái huyết thủ hung danh hai tay dính đầy vết máu rơi tinh tông bên ngoài môn đệ tử chỉ cần lý do đầy đủ mặc kệ ở nơi nào cũng có thể giáo huấn phổ thông thiên mệnh bên ngoài môn đệ tử nhưng mà phổ thông thiên mệnh bên ngoài môn đệ tử nghĩ đối với võ thánh thiên mệnh bên ngoài môn đệ tử ra tay chỉ có thể lên lôi đài lôi đài phân hai loại đài quyết đấu sinh tử đài đài quyết đấu bên trên phân thắng bại sinh tử đài vô luận thắng bại chỉ phân sinh tử tông môn xem trọng võ thánh thiên mệnh đệ tử có thể thấy được lồn đốm. đoạn tấn bằng nơi ở bây giờ ở ngoại môn phong quang vô hạn ngang ngược càn rỡ đoạn tấn bằng thần sắc cung kính đứng tại một cái gần giống như hắn lớn nhỏ trước mặt người tuổi trẻ đoạn tấn bằng ô quyền túi đầu túi người nói chân sư huynh không biết lần này chuyện gì đến đây tiểu đệ hạ xá mặc dù hắn cùng trước mắt vị này chân tu chùa là ba năm trước đây cùng nhau tiến vào rơi tinh tông đệ tử nhưng hai người địa vị thế nhưng là có một trời một vực khác nhau đoạn tấn bằng chẳng qua là tam tinh các mệnh nhập môn ba năm vẫn là nửa bước võ thánh mà chân tù chùa nhưng là bát tinh căng mệnh nhập môn năm thứ nhất liền trở thành võ thánh tấn thăng làm bên trong môn đệ tử bây giờ càng là có tinh tuyển cảnh tam trọng tu vi là một vị tam tinh võ thánh hơn nữa chân tù chùa ở bên trong môn đệ tử bên trong cũng là danh liệt đệ thập ngoại môn đệ nhất ở bên trong môn đệ tử trong mắt cũng là cất chó cho nên hắn cái này ngoại môn đệ thập cùng chân tù chùa cái này nội môn đệ thập đích thật là thiên xoa địa viễn chân tù trụ chân thực niên linh mới mười chín tuổi so với đoạn tấn bằng còn muốn nhỏ một tuổi nhưng hắn thần sắc nhưng là nhìn cực kỳ lão luyện hai tay của hắn mang tại sau lưng đi từ từ mấy bước đạo lần này mới thu bên ngoài môn đệ tử bên trong có một cái gọi là diệp tinh đến từ tím sơn quận đoạn tấn bằng cười hắc hắc hắn nhưng là biết đến từ tím sơn quận đệ tử vô luận là hắn khóa này vẫn là lần trước tốt nhất giới tại rơi tinh tông đều bị thu thập rất thảm thậm chí hắn còn từng giết quá nhất cái đến từ tím sơn quận đệ tử hắn nhưng là nghe nói tím sơn quận vị vương hầu kia tựa hồ cùng hoa thiên thủ trưởng lao có khúc mắc nhưng phạm là từ tím sơn quận đi ra ngoài đệ tử đều sẽ bị chèn ép rất thảm cho dù là võ thánh thiên mệnh cũng không ngoại lệ trừ phi sáu lập thể từ nay về sau cùng tử sơn hầu là địch trở thành hoa thiên thủ trưởng lao nhất mạnh người cũng tỉ như trước mấy ngày một vị tử tím sơn quận mà đến võ thánh thiên mệnh đệ tử tựa như là gọi vương phong bị hắn thu thập một chút liền dọa đến lập tức thề muốn cùng tử sơn hầu thoát ly quan hệ đối địch với hắn nghe theo hoa thiên thủ trưởng lão chỉ thị đoạn tấn bằng đạo chân sư huynh yên tâm cái này bảo quản giống trước mấy ngày cái kia một dạng ta sẽ đem hắn dọn dẹp phục phục tiếp tiếp chân thủ chúa lắc đầu không ta không muốn hắn ngoan ngoãn mà là muốn hắn chết đoạn tấn bằng một quái lạ đệ tử mới nhập môn liền trực tiếp muốn đối phương chết này ngược lại là rất ít gặp xem ra cái kia diệp tinh cùng chân tù chùa ở giữa còn có tư nhân ăn tết mặc dù rất hiếu kỳ chân tù chùa tại sao muốn giết diệp tinh nhưng đoạn tấn bằng rất rõ ràng không nên hỏi không nên hỏi hắn liếm môi một cái lộ ra hưng phấn chi ý đạo giết người đi cái này ta được nhất h sáu sáu diệp tinh chỗ ở diệp tinh đang tại điều tức hắn muốn đem cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất chờ trời tối người yên sau đó lại phục dụng tụ tinh đan đột phá tinh tuyển cảnh cựu trọng miễn cho bị người quấy dày cùng hắn cùng ở một phòng sư đệ đô đông là một cái không nói nhiều nhân cũng tại ngồi xuống tu luyện diệp tinh đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo rất lớn tiếng hô hoán lập tức nhuộm diệp tinh từ điều tức tính tâm trong trạng thái đi ra diệp tinh khẽ nhũ mày công dương trưởng lao nói hôm nay là ngày đầu tiên không có bất kỳ cái gì sự tỉnh ngày mai mới bắt đầu phân phối công tác hôm nay hẳn là không người đến tìm hắn mới đúng Hắn tại rơi tinh tông lại không có biết bằng hưu mang theo nghi vấn diệp tinh đứng dậy đi ra ngoài phanh diệp tinh mới vừa đi hai bước liền nghe một tiếng bạo hưởng cửa phòng đột nhiên bay tới hiển nhiên là bị người một cước đá bay cái này khiến diệp tinh hai mắt lập tức hiếp lại âm thầm tránh quá nhất đạo lệ mang kẻ đến không thiện một bên đô đông nhưng là bị đột nhiên ở giữa đá bay cửa phòng sợ hết hồn hòa diệp tinh nhất cùng hướng cửa ra vào nhìn sang đây là một cái tuổi chừng hai mươi người trẻ tuổi người mặc ngân sắc cầm ý ỉa hào phóng khuôn mặt mùi gừng chính là đoạn tấn bằng nhưng mà lệnh diệp tinh nhất quái lạ chính là tại đoạn tấn bằng sau lưng đứng một cái người hắn quen biết là vương phong đoạn tấn bằng đưa ngón trỏ ra hướng diệp tinh câu nhất câu tiểu tử đi ra ngoài một chút sư huynh có chuyện tìm ngươi thương lượng một chút nói xong đoạn tấn bằng liền quay người rời đi thứ gia hỏa này có khuyết điểm đúng không diệp tinh khinh bị đoạn tấn bằng bóng lưng một mắt mặc dù đối phương là nửa bước võ thánh nhưng diệp tinh cũng không có quá đem đối phương để vào mắt bất quá đối phương tìm tới cửa diệp tinh tự nhiên là muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra hắn đi ra ngoài cửa vương sư minh đây là có chuyện gì đi ra cửa diệp tinh hướng vương phong hỏi một câu vương phong cười lạnh hai tiếng cũng không nói lời nào liền xoay người đi bất quá vẹn vẹn đi vài bước hắn lại trở về quay đầu lại vị này là bên ngoài môn đệ tử bảng xếp hạng đệ thập đoạn tấn bằng sư minh ngươi quản có việc vẫn là không có chuyện đoạn sư minh tìm ngươi ngươi tới chính là đoạn tấn bằng đi đến hoàn toàn chống chạy chỗ mới ngừng lại được vương phong ba chân bốn cẳng chạy tới đoạn tấn bằng bên cạnh nói đoạn sư minh người đến. Lúc này, Phu Cận đã có không thiếu đệ tử mới nhập môn, hội tụ tại bốn phía. Vừa rồi cửa phòng bị đá bay một tiếng vang thật lớn, bị rất nhiều người đều nghe được. Ở đây ở, cũng là phổ thông thiên mệnh đệ tử, đương nhiên nhận biết Diệp Tinh cái này tên thứ nhất, từng cái khe khẽ thì thầm, không biết cái này bên ngoài môn đệ bảng xếp hạng đệ thập đoạn tấn bằng sư huynh tìm Diệp Tinh chuyện gì? Có chuyện gì sao? Đoạn sư huynh. Diệp Tinh tới liền hỏi một cái câu. Đoạn tấn bằng hướng Vương Phong gật đầu một cái. Vương Phong đạo, Diệp Tinh, nghe nói trong tay ngươi có một khỏa tụ tinh đan. Diệp Tinh nhíu mày tụ tinh đan thế nhưng là liên quan đến hắn nhanh chóng đột phá đến tinh tôi cảnh cựu trọng đồ vật cũng sẽ không giao cho bất luận kẻ nào hắn gật đầu một cái vương phong lấy ra một cái cái túi nhỏ hướng về diệp tinh chân trước anh, ra đoạn sư huynh muốn ngươi tụ tinh đan nơi này có một trăm lạng vàng thưởng ngươi một trăm lạng vàng mua một khỏa trung phẩm vận tinh đan cũng mua không nổi đổi so cực phẩm vận tinh đan giá trị cao gấp mười lần tụ tinh đan đây là rõ ràng giật đồ a diệp tinh khỏe miệng mình lên đoạn sư huynh đều nửa bước võ thánh tu vi muốn tụ tinh đan làm cái gì vương phong lập tức chừng hai mắt một cái quát lên đoạn sư huynh nói muốn thì muốn cái nào nói nhảm nhiều như vậy sáu hôm nay thiết lập sách cũ tế cương làm trễ mải không thiếu thời gian canh thứ ba đã đến mười hai h thời gian quá muộn canh thứ tư làm không được nhưng ngày mai nhất định chương bốn rơi ra ngày mai không có việc gì toàn lực gõ chữ bạo không được bốn canh đập mạnh tay câu nguyện phiếu ba không xong còn tiếp một trăm sáu mươi bảy câu một chương nguyên phiếu cuối cùng tiến vào lạc tinh tông lập tức bày ra tông môn tình tiết điểm ấy xem như tương đối sở trường sẽ có một đoạn kịch liệt mà dám chắc cao trào kịch bản bà nguyện phiếu cách đệ nhất còn kém một phiếu tả hữu vô cùng xa xôi áp lực rất lớn các huynh đệ thỉnh kiểm tra một chút phiếu thương còn có hay không nguyện phiếu xin vì thần tiễn ném bên trên dù là chỉ có một chương cũng tốt ba không xong còn tiếp một trăm sáu mươi tám một trăm sáu mươi hai chương bên trên sinh tử đại á bởi vì vương phong là tử sơn hầu đệ tử kiêm nghĩa tử xem như diệp tinh sư huynh diệp tinh nhất thẳng đối với hắn bảo lưu lấy ba phần kính ý nhưng mà vương phong bộ dáng bây giờ dù là diệp tinh rộng lượng đến đâu cũng thật sự là đối với hắn kính không nổi nếu như không phải là bởi vì tử sơn hầu mặt mũi vương phong chỉ là cựu trọng tột cùng tu vi tại diệp mắt sáng bên trong là cái thá gì diệp tinh lạnh lùng quét vương phong một mắt đoàn sư huynh muốn hay không mắc mớ gì tới ngươi ngươi chỉ là họ vương mà thôi cũng không phải một con chó dù sao cũng là ngũ tinh căn bệnh tương lai muốn trở thành ngũ tinh võ thánh tồn tại ở người khác trước mặt dao động cái gì cái đôi phu cận không thiếu phổ thông thiên mệnh đệ tử trong lòng cũng nhịn không được lớn tiếng khen hay cái này ngôn tử quá sắc bên a à. bất quá nói đến thật là tốt đường đường ngũ tinh căn bệnh tương lai tất thành nội môn đệ tử bây giờ tại trước mặt người khác giống con chó một dạng vẫy đôi đây cũng quá không có tôn nghiêm diệp tinh mà nói đang đâm chúng ông phong chỗ đau đơn giản một đao vào phong trong trái tim đi nhường ông phong lập tức bạo nhảy như sớm vương phong khí huyết lập tức liền vọt lên sắc mặt căng đỏ bừng chỉ vào diệp tinh phẫn nộ quát diệp tinh ngươi sáu ngươi thì tính là cái gì một cái bình thường phàm mạng rất rưởi, cũng có tư cách nói ta diệp tinh nhưng không có bông phong như thế của loạn cười lạnh ta mặc dù phàm mệnh lại đi phải đàng đứng thẳng đỉnh thiên lập địa cũng không giống người nào đó đường đường võ thánh thiên mệnh lại xoay người đong đưa bôi làm con chó phụ cận phổ thông thiên mệnh đệ tử đều xì si xào bàn tán không ít người đều âm thầm hướng diệp tinh giơ ngón tay cái lên diệp tinh câu câu chu tâm vương phong tức giận tới mức muốn thổ huyết trong mắt đều đỏ đứng lên quắp ta muốn giết người rác rưởi này sáu bất quá lời tuy như thế vương phong nhập môn lạc tinh tông cũng chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi nào dám thật sự đối với diệp tinh độc thủ đoạn tấn bằng ở một bên chân ngoài thổi gió theo tông môn quy củ vô luận thế nào chỗ nào phàm ra lệnh đệ tử xấu hổ cam gia lệnh đệ tử cam gia lệnh đệ tử cũng có thể ra tay giáo hấn vương sư đệ muốn làm cái gì cứ việc vương tay đi làm hết thể có sư huynh cho ngươi chủ trì công đạo đâu mục đích của hắn chính là tương diệp tinh bức bách đến tuyệt lộ vô luận vương phong có thể hay không thu thập diệp tinh cái này lấy tuyển bạt tên thứ nhất tiến vào tông môn phàm gia lệnh đệ tử đều vẫn còn hắn hắn đây hậu thoát tại nhất định có thể tương diệp tinh bức đến không thể nhịn được nữa trình độ cuối cùng bên trên sinh tử đại. lấy được đoạn tấn bằng cho phép vương phong lòng can đảm lập tức liền lớn lên bang vương phong rút bội kiếm ra kiếm chỉ diệp tinh quát lạnh một tiếng hôm nay ta sẽ dạy giáo huấn ngươi cái này không biết sống chết rát rưởi tuy diệp tinh là lấy tuyển bạt hạng nhất thành tích tiến vào lạc tinh tông nhưng đây chỉ là phổ thông phạm gia lệnh đệ tử bên trong đệ nhất cũng không bao quát võ thánh thiên mệnh đệ tử vương phong từ trong đầu xem thường những thứ này phổ thông phạm gia lệnh đệ tử hắn thấy cũng là một đám không có tiền đồ rát rưởi dù là đệ nhất cũng là như thế vừa mới nói xong vương phong bảo kiếm trong tay liền hóa thành một mảnh kiếm quang hướng diệp tinh dết tới Cực phẩm vũ học thanh phong kiếm pháp kiếm ra như thanh phong không chỗ không sát chiêu đây là một loại cực kỳ lợi hại kiếm kỹ kiếm kỹ là phi thường lợi hại thế nhưng là vương phong kiếm thuật liền bình thường tu luyện của hắn tư chất tự nhiên là cực tốt tuổi con trẻ thì đến được cựu trọng tột cùng tu vi nhưng hắn thiên phú võ học so với tu luyện của hắn thiên phú nhưng là thua kém nhiều rồi vương phong thanh phong kiếm pháp miễn cưỡng đạt đến đại thành dù là diệp tinh không dùng siêu nao kết hình đó cũng là sơ hở không thiếu theo võ học của hắn tạo nghệ càng ngày càng cao nhãn lực cũng là càng ngày càng thay độc. Siêu Diệp Tinh cước bộ khẽ động, thân ảnh như điện, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, Vương Phong sát chiêu, tất cả đều rơi vào khoảng không. Vương Phong nhướng mày, rõ ràng không ngờ rằng, Diệp Tinh lại có thể tránh đi hắn một chiêu này gió mát phất qua mặt. Gió thổi cỏ lay. Vương Phong hét lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang rực rỡ, tiếp tục giết hướng Diệp Tinh. Trong chốc lát, từng đạo bén kiếm khí, liền hướng Diệp Tinh bổ tới, liên miên bất tuyệt, tương Diệp Tinh bao phủ. Kiếm thế như gió, những nơi đi qua, ai có thể bất động, ai có thể né tránh. Đối mặt một kiếm này, dù là lấy Diệp Tinh thân pháp tạo nghệ, cũng khó có thể tránh đi tất nhiên khó mà né tránh diệp tinh dứt khoát không tránh trong chốc lát buộc phát ra một cỗ mênh mông khí thế trên đỉnh đầu một đạo tinh khí như lang yên vọt lên quy nguyên kình diệp tinh lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ hai đoàn sáng chói nội kính dội mang phanh 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 sáu cái này hai đoàn nội kính dội mang cơ hồ có một chút tinh nguyên hương vị đánh đâu thằng đó những nơi đi qua tất cả kiếm khí tất cả đều bạo liệt cuối cùng gió thổi có lay một chiêu này kiếm thế đều diệt vô số đạo kiếm quang chỉ còn lại có một kiếm một kiếm này cũng bị diệp tinh cản lại mũi kiếm bị diệp tinh ngăn tại trường phía trước một tấc bên ngoài sắc bén cực phẩm binh khí, nhưng là như thế nào đều đâm không thủng hắn lòng bàn tay đoàn kia nội kính dội mang. Diệp Tinh nhất tay chặn Vương Phong bảo kiếm, tay kia thì trực tiếp hướng đối phương đánh ra. Kinh khủng nội kính dội mang, trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành một đạo sáng chói trường ấn, trong nháy mắt bổ về phía Vương Phong lồng ngực. Một chiêu này, rất như là Tam phân quy nguyên kình, bất quá, Diệp Tinh chỉ là vô ra một đoàn nội kính dội mang, uy lực so với Tam phân quy nguyên kình phải yếu hơn không thiếu, nhưng đối với cựu trọng cùng võ giả mà nói, cái này cũng là cực kỳ đáng sợ nhất kích. Vương Phong bảo kiếm trong tay, còn tại cùng Diệp Tinh một trường khác lòng quy nguyên nội kình giằng co, lúc này từ đâu tới được đến trở về kiếm phòng thủ thiên quân thời điểm nguy kịch vương phong chỉ có thể cũng rút khỏi một tay một trường vô tới luận kiếm kỹ năng vương phong mặc dù không tính xuất chúng nhưng là không tính kém cỏi nhưng hắn trưởng pháp tạo nghệ là chân chính kém cỏi cực phẩm vũ học nát núi trưởng thậm chí ngay cả đại thành cũng chưa tới phanh vương phong nát núi trưởng hòa diệp tinh quy nguyên nội kình trường ấn đụng vào nhau phát ra một tiếng bạo hưởng cho dù là viên mãn cực phẩm vũ học cũng chưa chắc hữu hóa cảnh thượng phẩm vũ học uy lực mạnh mẽ thúng chi là ngay cả cảnh giới đại thành cũng chưa tới cực phẩm vũ học kết quả rõ ràng vương phong chỉ cảm thấy một cố lực lượng kinh khủng đánh ra mà đến cơ thể đột nhiên chấn động trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt của quận cơ thể không tự chủ được liền hướng phía sau bay lên trực tiếp bị đánh bay thậm chí khoe miệng còn tràn ra vết máu đã tổn thương luận thực lực vương phong là cùng diệp tinh giao thủ qua cựu trọng võ giả đỉnh cao bên trong kém nhất một cái võ học của hắn tiên phú vốn là không cao hơn nữa còn có một loại ta là võ thánh thiên mệnh tương lai tất thành võ thánh cao lớn tâm tính ngược lại tương lai sẽ cường đại cho nên hà tất tốn nhiều thời gian như vậy đi khổ tu võ học có như thế tâm tính thực lực của hắn tự nhiên là không dường như danh giới phản bệnh võ giả tại tử sân quận vương phong là tử sơn hầu đệ tử chưa bao giờ nhận qua ngăn trở cũng không có cùng cùng danh giới võ giả từng có chân chính quyết đấu sáng tạo ra hắn tự đại tính cách đồng thời không có trải qua mưa gió cũng làm cho hắn không có lòng cường đại cảnh cho nên vừa vào lạc tinh tông bị đoạn tấn bằng thu thập một trận sau đó lập tức phản bội tử sơn hầu trở thành hoa thiên thủ trưởng lão bên này nhân một điểm lập trường cũng không có đoạn tấn bằng đem hắn thu nhặt phải ngoan ngoãn là bởi vì đoạn tấn bằng một là võ thánh thiên mệnh hai là nửa bước võ thánh tu vi cao hơn hắn cũng không phải phổ thông phạm mệnh cho nên bị đoạn tấn bằng thu thập một trận vương phong lập tức ý phục hàng ngày tức giận mà diệp tinh tu vi so với hắn kém hơn nữa còn là phổ thông phạm mệnh, này cũng đem hắn cho đánh bại trong lòng của hắn đừng nói hai chữ chịu phục đơn giản lựa giận ngập trời tâm tính gần như vạt mèo, nhìn xem diệp tinh ánh mắt vô cùng cựu hận đối với vương phong diệp tinh nhưng là cũng không có lại con mắt nhìn nhau loại người này trong mắt hắn mới thật sự là rất rưỡi hắn không để vào mắt sự chú ý của hắn chủ yếu tại đoạn tấn bằng trên thân quả nhiên vương phong vừa rơi xuống bại đoạn tấn bằng liền đi ra nói chuyện phổ thông phạm gia lệnh đệ tử ẩu đả võ thánh thiên mệnh đệ tử diệp tinh chào người lớn gan chó diệp tinh biết đoạn tấn bằng là cố ý hướng hắn mà đến cũng không cần cho đối phương sắp mặt đạo ngươi vậy mà mắt chó nhìn thấy ta hầu đả hắn phòng vệ chính đáng biết hay không chỉ cho phép hắn động thủ còn không cho ta hoàn thủ sao Trung quanh phổ thông thiên mệnh đệ tử đều giật mình cái này diệp tinh cũng quá lớn mật đoạn tấn bằng cũng không phải vồng phong cái này đệ tử mới nhập môn a mà là ngoại môn đệ tử trên bảng xếp hạng trước mười tồn tại hơn ngàn trong ngoại môn đệ tử có thể danh liệt trước mười đây là bậc nào đáng sợ nhân vật hơn nữa số rất ít phổ thông thiên mệnh đệ tử tại lạc tinh tông cũng có quan hệ đối với ngoại môn đệ tử có chút hiểu biết đoạn tấn bằng ngoại hiệu huyết thủ nhưng là một cái tiếng tăm lừng lây hung nhân diệp tinh lại dám nói ánh mắt của hắn là mắt cho sáu cái này sáu cái này còn muốn hay không mạng à? diệp tinh nói xong lời này ngược lại là thần thái như thường nhưng mà không thiếu phổ thông thiên mệnh đệ tử đều thay hắn lau một vệ mồ hôi trong lòng bịch bịch trực ngày đoạn tấn bằng sắc mặt một thanh lập tức liếm môi một cái cười hắc hắc quả nhiên là người không biết không sợ phòng vệ chính đáng hắc hắc sáu nói hay lắm như vậy ngươi liền tiếp tục phòng vệ chính đáng a đang khi nói chuyện đoạn tấn bằng khí tức tăng vọt uy thế che trời hiển nhiên là muốn đối diệp tinh ra tay diệp tinh nhất thanh cao hô đoạn tấn bằng không có độc thủ nhưng mà cái tiêu tích lũy khí thế cũng không có tiêu tan trong mắt tránh quá nhất đạo hùng quang như thế nào bây giờ biết sợ diệp tinh nhất âm thanh cùng tiếu ta sẽ sợ ngươi cái này cầu chứng. tất nhiên muốn đánh liền thông thống khoái khoái đánh một trận ở đây dự định có ý tứ gì bên trên sinh tử đại a ngươi dám không dám Trung quanh phổ thông thiên mệnh đệ tử trận mắt hốc mồm không nghe lầm chứ bên trên sinh tử đại đây chính là ngoại môn đệ tử xếp hạng bảng đệ thập đoạn tấn bằng a tại nửa bức võ thánh bên trong cũng là hạng nhất cao thủ ngoại trừ sắp xếp trước mặt hắn giải rác mấy cái đủ để quét ngang toàn bộ ngoại môn mà diệp tinh mới là đệ tử mới nhập môn mà thôi mặc dù là lấy tuyển bạt hạng nhất thành tích nhập môn nhưng đây cũng chỉ là phổ thông thiên mệnh nhập môn đệ tử tên thứ nhất mặt trên còn có số lớn võ thánh thiên mệnh đệ tử mới còn có mấy không rõ đệ tử cũ nửa bước võ thánh cuối cùng mới là xếp hạng trước mười tồn tại ở giữa khoảng cách cũng cách biệt quá xa cho dù là hương phong hận diệp tinh hận đến muốn chết bây giờ cũng bị diệp tinh mà nói rung động thật sâu không dám tin đoàn tấn bằng ban sơ cũng là kinh ngạc nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đây không phải là hắn mong muốn sao chỉ là hắn còn không có như thế nào ra tay bức bách diệp tinh thì nhịn chịu không được muốn lên sinh tử đài cái này tự tìm cái chết cũng tìm được quá sớm một điểm thôi nhưng vô luận như thế nào cái này thủy chung là thuận tâm ý của hắn đoạn tấn bằng cười to nói ha 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 sáu hảo bên trên sinh tử đài năm 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 hôm nay nguyệt phiếu quá y ta qua nửa này còn chưa đủ hai mươi phiếu đâu cầu nguyệt phiếu gào thét cầu nguyệt phiếu không xong còn tiếp tờ s cảm tạ một trăm linh hai cát nửa đêm thanh phong khúc vô viễn phật giới sở cài ý sâm cô đơn cũng cô độc con một sách tiểu tê không việc làm tộc đám huynh đệ khen thưởng cảm tạ ba. 169 163 chương 2 mũi tên diệp tinh tự biết mình, đánh nhau, tuyệt đối không phải đoạn tấn bằng đối thủ, trừ phi vận dụng cung tiễn. Sóng trùng điệp tiễn quyết thập trọng trồng kình, cũng đủ để uy hiếp được võ thánh, mà hắn đã có thể làm đến cựu trọng trồng kình, tăng thêm hắn hùng hậu chí cực quy nguyên nội kình, cũng không tin không đối phó được nửa bộ vũ thánh. Chỉ là, mũi tên vừa ra, liền không có thu tay chỗ trống, diệp tinh cũng không dám ở đây, đem đoạn tấn bằng cho bắn giết, khẳng định như vậy là một con đường chết. Chỉ có lên sinh tử đài, đem đoạn tấn bằng bắn chết mới có thể không chịu thủ vệ xử phạt ngược lại có thể thay thế đoạn tấn bằng xếp hạng trở thành ngoại môn thứ thập đệ tử hơn nữa phổ thông thiên mệnh đệ tử không nhận tông môn xem trọng chết cũng đã chết tông môn cao tầng căn bản sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này thậm chí căn bản là không chuyển tới tông môn cao tầng trong thai đi nhưng ngoại môn đệ tử tiền thập thì lại khác đây là trong ngoại môn đệ tử tinh anh tinh anh tuy ngoại môn đệ tử không được coi trọng nhưng danh liệt trước mười vẫn sẽ chịu đến tông môn cao tầng chú ý sinh tử chính là lớn chuyện nếu như có thể thay thế đoạn tấn bằng trở thành ngoại môn thứ thập đệ tử đây đối với diệp tinh an toàn cũng là một đại bảo đảm cho nên đoạn tấn bằng muốn xuất thủ diệp tinh siêu não lao nhanh chuyển động liền lập tức suy tính phương phương diện diện sự tình quả quyết hướng đối phương đưa ra thượng sinh chết đài đệ tử mới nhập môn diệp tinh muốn cùng ngoại môn thứ thập đệ tử thượng sinh chết đài tin tức này quá kính bạo lập tức ở ngoại môn giữa đệ tử truyền ra từng cái hướng sinh tử đài lũ lượt mà đi sinh tử đài trở thành tại đệ nhất phong chờ diệp tinh cùng đoạn tấn bằng đi tới sinh tử đài ở đây đã hội tụ mấy trăm tên ngoại môn đệ tử tuyệt đại đa số cũng là đệ tử mới nhập môn có phổ thông phạm ra lệnh đệ tử cũng có võ thánh thiên mệnh đệ tử hơn nữa còn có một số nhập môn ba năm thậm chí là sáu năm đệ tử cũ bọn hắn vừa vận tại đệ nhất phong tham tộc nhân thân thích bằng hữu nghe được tin tức liền lập tức chạy tới về phần đang đệ nhị phong đệ tam đỉnh đệ tử cũ tin tức đang hướng bên kia lan tràn nhưng rõ ràng trong lúc nhất thời không đổi kịp tới ngoại môn đại quảng trường bên trên hết thể có năm cái lôi đài một cái ở giữa một cái tại phương hướng bốn phương tám hướng ngoại vi bốn cái lôi đài là phổ thông đài quyết đấu mà trung gian là sinh tử đài trừ phi là tông môn thời điểm tranh tài năm cái lôi đài đều xem như tranh tài đài trung gian sinh tử đài mới có người đi lên bằng không một năm xuống có rất ít người thượng sinh chết đại quyết đấu. dù sao, một thượng sinh chết đại, liên vô luận thắng bại, chỉ có thể sinh tử, quá mức tàn khốc. sinh tử đài là năm cái trong võ đài lớn nhất một cái, cao năm trượng, dài rộng đều có hơn 20 mươi trượng. Diệp Tinh trước tiên lên sinh tử đài, hắn đứng tại sinh tử đài biên giới, đối với mũi tên tầm bắn, lôi đài phạm vi thật là rất nhỏ. Diệp Tinh tự nhiên là muốn cũng có thể đứng tại nơi danh giới. kéo cự ly xa, không có ai cảm thấy Diệp Tinh đứng tại nơi danh giới là vì chạy trốn. sinh tử đài chỉ là một tiêu chí, mà không phải hạn định chiến đấu phạm vi. chỉ cần hai người đều lên sinh tử đài này liền đã biểu thị hai người muốn phân cái ngươi chết ta sống sẽ không bởi vì ngươi bại đã chạy ra sinh tử đại mà kết thúc chiến đấu ngay từ đầu tất cả địa phương cũng là chiến đấu trường mà nếu là bại chạy trốn tới nơi nào đều không dùng trừ phi là đối phương có thể tha ngươi một mạng và không nhất định bị đuổi giết đến chết cái này nghe con mới để không sợ cọp thật đúng là không có nói sai à một cái đệ tử mới nhập môn mới tinh tuyển cảnh bắt trọng tu vi dám cùng đoàn sư huynh thượng sinh chết này cái này xấu. đây quả thực là tự tìm đường chết nghe nói cái này diệp tinh là lần này tân thu đệ tử tuyển chọn tên thứ nhất có thể cái này tên thứ nhất nhường hắn lòng tự tin bành trướng a đệ tử mới tuyển bạn tên thứ nhất cũng có thể lòng tự tin bành trướng hắn ngu si sao cái này tên thứ nhất tính là cái gì chứ a à, cũng có thể cùng toàn bộ ngoại môn đệ tử tiền thập đoàn sư huynh so sánh ai biết được không phải vậy hắn ở đâu ra lòng tin nếu như không có một chút lòng tin mà nói hắn coi như bị đoàn sư huynh ngược tàn phế cũng không dám thượng sinh chết đại a à, đây chính là muốn bỏ mệnh đoàn sư huynh ngoại hiệu thế nhưng là huyết thủ tiểu tử này nhất định sẽ bị chết rất thảm sáu mấy cái đệ tử cũ hội tụ vào một chỗ chỉ điểm bình luận tất cả đệ tử mới cũng đều đang thì thầm nói chuyện tất cả mọi người đều cảm thấy diệp tinh đây là hành động tìm chết cho dù là trong lòng đứng tại diệp tinh bên này phổ thông phạm mệnh đệ tử mới cũng là như thế sinh tử đài một bên khác đoạn tấn bằng không nhanh không chậm đi tới trong tay của hắn mang theo một bộ màu xanh bao tay bằng kim loại là một kiện cực phẩm bình khí rõ ràng đoạn tấn bằng trên tay công phu lợi hại ngay tại đoạn tấn bằng đạp vào lôi đài một khắc này diệp tinh liền nhấc tay một cái đâm tiêu cung xuất hiện ở tay trái cây thanh đàn tiễn ra bây giờ tay phải cải tên lên dây cùng trong nháy mắt liền phong tỏa đoạn tấn bằng đoạn tấn bằng liền lập tức cảm nhận được một cô đáng sợ sắc cơ nhường thần sắc hắn hơi hơi một quái lạ nhưng mà hắn vẫn không có tương diệp tinh để vào mắt hắn nhưng là ngoại môn thứ thập đệ tử nửa bộ vũ thánh tu vi nội kinh trong cơ thể đã gần năm thành chuyển hóa làm tinh nguyên cực kỳ cường đại há sẽ sợ một cái tinh tôi cảnh bắt trọng cung tiến thủ đồng dạng những người khác cũng không cảm thấy diệp tinh tiến thuật có thể uy hiếp được đoạn tấn bằng nửa bộ vũ thánh so với cựu trọng võ giả đỉnh cao còn đáng sợ hơn nhiều lắm bởi vì trong cơ thể của bọn họ đã có tinh nguyên tinh nguyên ngưng kết trừ phi là có linh binh lợi khí bằng không đau thương bất nhập đáng sợ tới cực điểm đây hoàn toàn đã đã vượt ra võ giả bình thường sức mạnh đạt đến cao hơn một cái cấp bậc duy nhất làm cho người kinh ngạc thậm chí là hâm mộ là diệp tinh lại có chữ vật giới chỉ trong ngoại môn đệ tử có chữ vật giới chỉ giải rác không đã không cao hơn ba mươi đoạn tấn bằng liếm môi một cái mắt lộ ra hung quang trên mặt lộ ra cười tàn nhận ý đệ tử mới không rõ ràng đoạn tấn bằng đệ tử cũ nhưng là biết đoạn tấn bằng đây là hưng phấn biểu hiện muốn hạ tử thủ h sáu đoạn tấn bằng cười lạnh hắn đang muốn nói vài lời hung ác lời nói vừa tới dọa một chút diệp tinh can đảm thứ hai tráng một tráng mình hung danh thế nhưng là hắn vừa mới nợ nụ cười liền đã bị diệp tinh mà nói cắt đứt Chịu chết đi diệp tinh quát lạnh một tiếng đơn giản lưu loát trong chốc lát thi triển sóng trùng điệp tiết quyết ẩn chứa cựu trọng trồng kình cây thanh đàn tiễn bắn mạnh mà ra cây thanh đàn tiễn ẩn chứa cựu trọng trồng quy nguyên nội kình phóng ra hào quang sáng chói cơ hồ là rời dây cung ở giữa cũng đã xạ đến đoạn tấn bằng trước mặt điều trùng tiểu kỹ đoạn tấn bằng quát lạnh một tiếng đồng thời lòng bàn tay ngưng kết một đoàn tinh nguyên rực rỡ vô cùng trong nháy mắt liền chộp vào liễu diệp tinh bắn tới mũi tên phía trước trong chốc lát đầu mũi tên liền xuất tại đoạn tấn bằng trong tay tinh nguyên phía trên đã tưởng diệp tinh tại võ đạo thất trọng tu vi chia đôi bộ vũ thánh lưu xuyên kiêu bắn một tiễn lưu xuyên kiêu chính là dùng tinh nguyên dễ như trở bàn tay chặn tên của hắn nuôi tên bây giờ đoạn tấn bằng dùng phương pháp giống nhau cản hắn một tiếng này nhưng bất đồng chính là diệp tinh đã xưa đâu bằng nay hắn đã là bắt trọng tột cùng tu vi uy nguyên kình tu luyện đến đệ lục trọng cung trong tay càng là đổi thành đâm tiêu cung nhất là tiết quyết là viên mãn danh giới sóng trùng điệp tiết quyết đạt đến cựu trọng trồng kình trình độ cho nên kết quả là kiên quyết bất đồng đoạn tấn bằng không thể giống lưu xuyên kêu một dạng tương diệp tinh nuôi tên ngăn cản tại trường phía trước mà là sáu một tiếng hét thảm vang lên hòa hoa tiên huyết đồng thời bắn tung tóe đoạn tấn bằng lòng bàn tay tinh nguyên bị mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu tiếp đó mũi tên cùng hắn trên tay cực phẩm phạm binh thủ sáo va chạm hòa hoa bắn tung tóe trung tướng thủ sáo lại bắn thủng cuối cùng tự nhiên là toàn bộ bàn tay đều bị bắn thủng một tiễn này sức mạnh vẫn như cũ mạnh mẽ đoạn tấn bằng cơ thể lập tức bị sức mạnh của mũi tên mang theo hướng phía sau bay ngược mà đi lúc này diệp tinh tay phải nhấc một cái lấy ra chi thứ hai cây thanh đàn tiễn sóng trùng điệp tiết quyết cựu trọng trồng tình. siêu mũi tên trong nháy mắt rời dây cung mà đi hóa thành một vệt sáng lúc này đoạn tấn bằng cơ thể còn tại chịu mũi tên thứ nhất sức mạnh mà bay lui bên trong mũi tên thứ hai liền trong nháy mắt bắn qua hắn còn tại diệp tinh mũi tên thứ nhất rung động cùng hoảng sợ bên trong mũi tên thứ hai cũng đã bắn vào trái tim của hắn mũi tên không có đến tiến trôi bắn thủng đoạn tấn bằng cơ thể đoạn tấn bằng lần nữa phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cơ thể bay ngược về đằng sau tốc độ trong nháy mắt để thăng trong trước mắt đoạn tấn bằng cơ thể liền bị sức mạnh của mũi tên mang theo bay ngược đến bách bộ đục vào ngoại môn dọc theo quảng trường một tòa lầu nhỏ bên trên mũi tên vững vàng nhìn chằm chằm lầu các vách tường đoạn tấn bằng cơ thể thì treo ở bên trên mũi tên có lẽ đã không thể dùng cơ thể để gọi mà là đoạn tấn bằng thi thể đoạn tấn bằng trong mắt đến chết cũng là rung động hoảng sợ khó có thể tin mà sống chết đại phụ cận bọn ngoại môn đệ tử vô luận là đệ tử cũ đệ tử mới từng cái lắc lắc đầu trận mắt hốt mồm dương lên miệng đủ để tắc hạ một quả trứng gà hai mũi tên vẹn vẹn hai mũi tên ngoại môn thứ thập đệ tử đoạn tấn bằng liền bị diệp tinh bắn giết cái này sáu cho dù là sự thật phát sinh ở trước mắt cũng là một kiện để cho người ta khó mà tiếp thu chuyện sinh tử đài bên trên diệp tinh đem đâm tiêu cung thu vào chữ vật giới chỉ bên trong phủ tay tiếng vang công chúng ngoại môn đệ tử giật mình tỉnh lại nhao nhao nhìn hướng diệp tinh diệp tinh lớn tiếng nói các vị sư huynh sư đệ tại hạ diệp tinh đến từ tử sân quận tiến vào lạc tinh tông chỉ vì cầu một đầu võ đạo chi lộ nhường tương lai có thể có chút tiền đồ ta muốn ăn tính tu luyện không muốn tranh đấu nhưng mà sáu nếu có người dung không được ta nhất định muốn cùng ta tranh đấu vậy ta chỉ có một câu nói cứ việc phóng ngựa tới đoạn tấn bằng chính là kết quả của các ngươi nên cường thế lúc liền muốn cường thế nếu như diệp tinh nhất vào tông môn đã nói như vậy chỉ có thể chọc người trò cười nhưng mà có đoạn tấn bằng cái này ngoại môn thứ thập đệ tử chết xem như làm nền lời của hắn thì có lực độ tại chỗ tất cả đệ tử nghe xong trong lòng cũng nhịn không được đầu thượng lắp một cái diệp tinh nói xong liền từ sinh tử đài bên trên nhảy xuống quay người rời đi đoạn tấn bằng thi thể tự có người thu thập tại chỗ đệ tử ngay từ đầu đều cho là diệp tinh là ở tự tìm cái chết nhưng là bây giờ nhìn xem diệp tinh bóng lưng nhưng là đều kính sợ đây chính là thực lực mang tới biến hóa nhất là phổ thông phàm mạng đệ tử mới nội tâm càng là cực kỳ chấn động diệp tinh đang tuyển chọn bên trong biểu hiện cũng đã đầy đủ làm cho người rung động sao có thể nghĩ đến diệp tinh thực lực vậy mà đến rồi mức kinh khủng như thế liền nửa bộ vũ thánh bên trong cường giả hạng nhất đều có thể bắn giết thực lực của hàn sáu vậy mà đạt đến tình trạng như thế sở kinh nguyệt nhìn xem diệp tinh bóng lưng trong lòng chấn động không gì sánh nổi đang tuyển chọn bên trong nàng thua với liêu diệp tinh còn có chút không phục bây giờ nàng tâm phục khẩu phục lần thứ nhất có nam nhân trong lòng nàng lưu lại một dấu ấn vì không đập mạnh tay hôm nay ta thế nhưng là liệu mạng gõ chữ các huynh đệ thời gian đổi mới không nguyên phiếu đâu không xong còn tiếp một trăm bảy mươi một trăm sáu mươi chương cựu trọng canh thứ ba thêm diệp tinh bắn giết đoạn tấn bằng sự tình, tại màn đêm buông xuống liền truyền khắp toàn bộ lạc tinh bên ngoài tông môn vô luận là đệ tử mới đệ tử cũ nghe vậy đều rung động đệ tử mới số đông đều chính mắt thấy trận chiến kia mà đệ tử cũ số đông đều ở vào đệ nhị phong đệ tam phong chín thành chín cũng chỉ là sau đó nghe nói đệ tử cũ rung động thời điểm trong lòng cũng tiếc đuối, bỏ lỡ một hồi đặc sắc quyết đấu diệp tinh cái tên này cơ hồ là giống như một trận gió đồng dạng thổi lượn toàn bộ lạc tinh bên ngoài tông môn thật sự là hắn là nhất chiến thành danh nhất là hắn nói tới đoạn lời nói kia cũng bị chúng đệ tử truyền ra trong đó câu kia cứ việc phóng ngựa tới đoạn tấn bằng chính là các ngươi hạ chẳng, chấn nhiếp nhân tâm để cho người ta rung động đồng thời lại có chút không hiểu bất quá tương đối người thông minh nhưng là đều có thể nhìn ra diệp tinh lời này rõ ràng không phải đối với đại chúng nói mà là hắn biết có người muốn ghim hắn đem lời làm rõ đã như thế sự tình sẽ huyên náo lớn hơn nữa mà sự tình huyên náo lớn hơn nữa lại càng chịu tông môn chú ý diệp tinh cũng càng an toàn điều này không khỏi làm cho một chút người thông minh bội phục diệp tinh tâm cơ lại có thể tại giết đoạn tấn bằng sau đó còn có thể nghĩ đến như thế nào phòng bị sau đó phong hiểm việc này huyên náo xôn xao nếu là diệp tinh không hiểu gửi rượu liền chết hay là mất tích cái kia ảnh hưởng cũng quá lớn tông môn tuyệt đối sẽ tra rõ cho nên diệp tinh đoạn lời nói kia nhìn như lỗ mãng kỳ thực là vì chính mình đánh lên một tầng bảo hộ quan hoàn đương nhiên càng lớn bảo hộ quan hoàn là hắn đã trở thành ngoại môn đệ tử thứ 10, phổ thông ngoại môn đệ tử tông môn không coi trọng nhưng ngoại môn trước 10, không có khả năng không coi trọng chuyện này không chỉ có là ở ngoại môn giữa đệ tử chuyên gia ngoại môn chấp sự cũng lớn bộ phận đều phải biết tin tức này thậm chí đêm đó đã có người đem tin tức hồi báo cho ngoại môn mấy vị trưởng lão phế vật nhất định chính là phế vật chân tù chùa chỉ thị đoạn tấn bằng sau khi rời đi không gấp trở về nội môn hắn tự nhiên là muốn nghe được diệp tinh bỏ mình tin tức lại đi kết quả diệp tinh tử vong tin tức không nghe thấy ngược lại nghe được đoạn tấn bằng bị diệp tinh bắn giết tin tức không khỏi chửi ấm lên tại chân tù chùa trong mắt đoạn tấn bằng loại này vốn là không có tiền đồ bây giờ biết được đoạn tấn bằng đường đường nửa bước võ thánh lại bị tinh tôi cảnh bắt trọng diệp tinh bắn giết hắn tự nhiên càng đem đoạn tấn bằng coi là phế vật hắn nhường đoạn tấn bằng đi làm chết diệp tinh kết quả diệp tinh không chỉ có một chút việc cũng không có ngược lại bởi vì bắn giết đoạn tấn bằng mà danh tiếng đại thịnh trong lúc nhất thời nhường hắn như thế nào lại hướng diệp tinh ra tay ở trong lòng mắng đoạn tấn bằng vô số lần phế vật chân tù chùa chỉ có thể ở phiền muộn bên trong trở về nội môn đi lạc tinh tông mặc dù không xem trọng ngoại môn đệ tử nhưng mà cũng không thể làm được quá rõ ràng dù sao tông môn ở giữa phe phái sai tông phức tạp làm được quá rõ ràng thì có những phái hệ khác nhân quản chế nếu là việc làm quá giới hạn bị vị lao tổ tông kia chú ý tới vậy coi như là sự kiện lớn liền sư phụ hắn cũng chưa chắc có thể bảo vệ được hắn hiện tại diệp tinh ở ngoại môn nổi danh bị người chú ý hắn nghĩ dễ dàng dễ chết cơ bản không có khả năng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác 6. hôm nay đại đa số người đều ở đây đàm luận diệp tinh mà đương sự người diệp tinh rời đi sinh tử đài phía sau thì về tới chỗ ở tính tỏa điều tức điều chỉnh trạng thái chỉ chờ trời tối người yên y phục hàng ngày dùng tụ tinh đan hướng tinh tôi cảnh cựu trọng đột phá đêm khuya đỗ đông đã chìm vào giấc ngủ diệp tinh uống tụ tinh đan ngồi xếp bằng trên giường luyện hóa đang dược theo đan dược bị luyện hóa diệp tinh liền cảm ứng được bốn phương tám hướng bên trong hư không một cỗ tinh thần chi lực hướng trong cơ thể hắn tụ đến, tụ tinh đan, cùng ẩn tinh đan khác biệt. Ẩn tinh đan là bản thân ẩn chứa tinh thần chi lực, mà tụ tinh đan chỉ là cho người dùng cung cấp một cái trạng thái có thể hội tụ bốn phương tám hướng trong hư không tinh thần chi lực. Ẩn tinh đan là đan dược thông thường, liền xem như cực phẩm. Một khỏa lại có thể ẩn chứa bao nhiêu tinh thần chi lực? Còn kém rất rất xa tụ tinh đan có khả năng hội tụ tinh thần chi lực. Cho nên tụ tinh đan giá trị muốn cao hơn nhiều cực phẩm Ẩn tinh đan. Diệp Tinh lập tức vận chuyển quy nguyên kình đem trong cơ thể tinh thần chi lực đều hấp thu vào trong đan điện Đồng thời cũng tiến vào cảm giác ứng tinh thần trạng thái cảm ứng được càng nhiều tinh thần chi lực thừa dịp tụ tinh đan dược hiệu ở giữa điên cuồng hấp thu tinh thần chi lực tụ tinh đan dược hiệu thời gian là chừng một khắc đồng hồ vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ diệp tinh trong đan điển liền xuất hiện đệ cựu đạo tinh hoàn chín đạo tinh hoàn đại biểu cho vòng sao cực hạn là tinh tôi cảnh cuối cùng nhất trọng cảnh giới đệ cựu trọng theo đột phá tu vi diệp tinh liền lập tức cảm ứng được trong cơ thể nội kình cường độ tăng lên không ít hơn nữa tựa hồ cảm giác thân thể dung lượng biến lớn rất nhiều nguyên bản trong cơ thể nội kình cảm giác mười phần tràn đấy, nhưng bây giờ nhưng là cảm giác có chút vắng vẻ cái này bày tỏ đột phá tu vi phía sau có thể tu luyện ra càng nhiều nội kình đột phá tu vi sau đó tụ tinh đan hiệu quả còn tại diệp tinh tiếp tục duy trì nhanh chóng hấp thu tinh thần chi lực trạng thái hết khả năng tăng cường chính mình tu vi tinh thần chi lực quần cuộn như nước chảy bị diệp tinh hấp thu đến thể nội không ngừng cường hóa đan điền chín đạo tinh hoàn cũng không đoạn tu luyện ra càng nhiều nội kình rất nhanh tụ tinh đan dược hiệu thời gian trôi qua diệp tinh tu luyện khôi phục bình thường đệ cửu đạo tinh hoàn mặc dù mới vừa mới tạo thành thế nhưng là đã có một điểm lóe sáng hào quang có thể thấy được vừa rồi về điểm thời gian này tu luyện hiệu quả coi như không tệ diệp tinh củng cố tu vi không ít sắp tiếp cận cựu trọng trung kỳ diệp tinh lại đem ba viên cực phẩm vận tinh đan lấy ra toàn bộ đều nuốt xuống tu luyện phải thừa dịp hỏa rèn sát. theo thường thức tới nói duy nhất một lần phục dụng ba viên cực phẩm vận tinh đan tuyệt đối là lãng phí hành vi cơ thể trong khoảng thời gian ngắn căn bản không hấp thu được nhiều như vậy dược lực nhưng mà căn cứ vào diệp tinh cá nhân kinh nghiệm cái này là hoàn toàn không có vấn đề hắn hấp thu hiệu quả của đan dược so với những võ giả khác cao hơn nhiều lắm rất có thể cùng hắn giống như hắc cám như vòng xoáy vậy tinh tương có quan hệ một đêm diệp tinh đang ngồi tĩnh tu bên trong vật qua sáng sớm thần thanh khí sảng dùng qua đồ ăn sáng sau đó tất cả đệ tử mới liền toàn bộ đều hội tụ ở sinh tử đài chỗ ở ngoại môn quảng trường hôm qua hoàng hôn diệp tinh chính là tại chính giữa quảng trường sinh tử đài bán chết ngoại môn đệ tử thứ 10 đoạn tấn bằng bây giờ đoạn tấn bằng thi thể đã sớm không thấy rõ ràng đã bị tông môn xử lý ngoại môn đệ tử tại tông môn địa vị liền như là đại hội nhân gia tập dịch cần làm đủ loại đủ kiểu sự tình hôm nay chính là phân phối những thứ này đệ tử mới lúc công tác ước chừng dùng phần lớn thời gian mấy trăm vị đệ tử mới đều bị dàn xếp đến rồi mỗi cái phân đường duy chỉ có diệp tinh còn chưa phân phối đang lúc diệp tinh tự trách mình tại sao không có được phân phối lúc công dương hiên thét lên hắn tên diệp tinh ở đâu đệ tử tại diệp tinh lập tức từ trong đám người đáp lại một tiếng đi ra hắn đứng ở trong đám người lúc chú ý tới hắn không nhiều nhưng mà vừa đi ra tự nhiên là trở thành chúng đệ tử tiêu điểm công dương hiên xem như đỉnh phong võ thánh mới đầu mặc dù đối với diệp tinh thực lực có chút kinh ngạc thế nhưng chút thực lực là cũng không có bị hắn để ở trong mắt nhưng mà diệp tinh bắn chết đoạn tân bằng cũng là thực nhường công dương hiên lấy làm kinh hãi tiễn thuật rất lợi hại nhưng mà tu luyện tiễn thuật lại không nhiều đó là bởi vì tiễn thuật tu luyện độ khó cao vô cùng không có cái thiên phú này tu luyện ra được tiến thuật vẫn chưa bằng cùng cảnh giới võ giả thực lực cường đại rất là gân cả bởi vậy có tiến thuật thiên phú điểm này là cực kỳ khó được nhất là diệp tinh đem tiến thuật tu luyện đến cấp độ kia trình độ có thể thấy được tên của hắn thuật thiên phú không phải bình thường tốt có thể xương yêu nghiệt nếu là dạng này người tu thành võ thánh vậy thì mười phần đáng sợ hoàn toàn có thể bằng tiến thuật bắn giết tu vi cao qua chính mình một cái thậm chí là hai cái danh giới định nhân cho nên hiện tại diệp tinh tại công dương hiên trong lòng địa vị so với hôn quà cao hơn nhiều lắm công dương hiên đạo diệp tinh ngươi nhập môn tông môn liền trở thành ngoại môn đệ tử thứ 10, tông môn đối với ngươi rất là yêu thích ban thưởng cực phẩm ẩn tinh đan 12 hai viên chúng đệ tử thân sắc đều là một quái lạ trở thành chức mười ban thưởng hẳn là mười khỏa cực phẩm ẩn tinh đan mới đúng như thế nào đã biến thành 12 hai viên chẳng lẽ tông môn thật là đối với diệp tinh đặc biệt thưởng thức cái này không hẳn là a à, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh nhưng dù sao chỉ là phổ thông thiên mệnh chúng đệ tử cảm thấy không hiểu diệp tinh cũng có một điểm nghi vấn một vị tông môn chấp sự đem mười hai viên cực phẩm vận tinh đan đưa tới diệp tinh đón lấy liền thu vào chữ vật giới chỉ bên trong đối với công dương hiên ôm quyền nói đa tạ tông môn công dương hiên gật gật đầu ngươi không nên đa tâm tông môn ban thưởng không có biến hóa lao phu là đan đường ngoại môn trưởng lão nhiều hơn hai khỏa là lao phu ban thưởng đưa cho ngươi hy vọng ngươi tới ngày có thể có một tốt thành tựu. diệp tinh lần nữa gửi tới lời cảm ơn thần sắc càng là cung kính đa tạ công dương trưởng lão công dương hiên mỉm cười đạo ngươi danh liệt ngoại môn đệ tử tiền thập vậy công tác liền không cần đi làm đoạn tấn bằng là chết ở trên tay của ngươi ngươi liền thay thế hắn công tác ca hắn tại trận nguyên đáy vực cổ thiên thương lão quỷ kia thủ hạ làm việc cách mỗi một ngày trước đi một lần hôm nay chính là đi trước thời gian trương thắng chấp sự mang ngươi đi tới trận nguyên đáy vực nói xong công dương hiên tựa hồi nhớ tới cái gì lại nhắc nhở một câu cổ thiên thương lão quỷ kia tinh khí cũng không tốt đến rồi trận nguyên đáy vực thông minh cơ linh một chút diệp tinh đạo là đa tạ trưởng lao đề điểm diệp sư đệ đi theo ta a vừa mới tiến đưa cực phẩm vận tinh đan cho diệp tinh cái vị kia chấp sự nói hắn chính là trương thắng chúng tân đệ tử ánh mắt hâm mộ nhìn xem diệp tinh tại trương thắng dẫn đầu dưới rời đi quảng trường vừa vào tông môn chính là ngoại môn đệ tử tiền thập những thứ này đệ tử mới sao không hâm mộ dù cho là võ thánh tiên mệnh đệ tử cũng phải trong lòng chua chua trương sư minh ta đi trận nguyên đáy vực đều cần làm cái gì trên đường diệp tinh gặp cái này trương thắng chấp sự thần thái kiêm cùng chủ động hỏi lời trương thắng là vị nhị tinh võ thánh ba mươi không tới niên kỷ vốn là lạc tinh tông nội môn đệ tử nhưng mà lạc tinh tông có quy định niên kỷ vượt qua hai mươi tuổi qua tu luyện hoàng kim thời gian liền không còn là chỉ cần tu luyện đệ tử mà là muốn trở thành xử lý tông môn sự vụ chấp sự cấp thấp võ thánh có thể trở thành ngoại môn chấp sự trung cấp võ thánh có thể trở thành nội môn chấp sự cao cấp võ thánh có thể phong vương hầu quản lý một phương cương vực hay là tại mỗi người chia đường đảm nhiệm nhân viên quản lý vì không đập mạnh tay hôm nay gõ chữ như bay bốn canh không dùng đến quá muộn liền sẽ dâng lên nguyện phiếu cũng bay một hồi sao không xong còn tiếp một trăm bảy mươi một trăm sáu mươi lăm chương thiên tại a bốn canh thăng thêm trương thắng đã hai mươi tám tuổi vẫn là nhị tinh võ thánh đã vượt qua tu luyện hoàng kim thời gian nếu như không có cơ duyên gì tạo hóa đời này tu vi rất khó lại có đột phá tự nhiên là không có lúc còn trẻ loại nhuệ khí đó lộ ra rất là kiếm cùng trương thắng đạo ta cũng không biết cần làm những gì người bình thường vào không được trận nguyên cốc bất quá Cổ Thiên Thương trưởng lão là vị trận pháp sư, một mực tại trận Nguyên Cốc nghiên cứu trận pháp, chắc là liên quan tới trận pháp phương diện chuyện. Trận pháp sư Diệp Tinh thần sắc hơi động, ta tham gia đệ tử tuyển bắt lúc tiến vào quá nhất cái bách huyễn trận, bên trong lại có phương viên trăm dặm không gian, trận pháp thực sự là thần kỳ. Trương Thắng cũng bắt đầu cười, ha ha, cái kêu bách huyễn trận chính là cổ trưởng lão bố trí. Diệp Tinh đạo, cổ trưởng lão cũng thật là lợi hại. Đối với tại cổ Thiên Thương trưởng lão thủ hạ làm việc, Diệp Tinh có chút mong đợi, hắn đến từ khoa học kỹ thuật xã hội, hắn thấy trận pháp chính là cái thế giới này khoa học kỹ thuật, nhưng mà so trên địa cầu khoa học kỹ thuật càng huyền bí càng ảo diệu cũng không lâu lắm diệp tinh liền bị trương thắng mang tới trận nguyên cốc bên ngoài trương thắng đạo diệp sư đệ cổ trưởng lão không thích gặp người ngoài ta chỉ có thể đưa ngươi cái này đến bên trong chính ngươi đi vào đi nhớ kỹ tiến vào trong cốc chỉ có thể hành lang lộ tuyệt đối không nên dẫm lên địa phương khác cả cái sơn cốc bên trong cũng là trận pháp nếu là phá hủy trận pháp sẽ chết rất thảm trương thắng chấp sự giao phó xong phía sau liền rời đi diệp tinh đứng tại trận nguyên cốc bên ngoài cũng không có vội vã tiến vào mà là siêu não mở ra quét hình công năng hướng về trận nguyên cốc trồng được lên trong đầu hắn siêu não là địa cầu khoa học kỹ thuật, mà trận nguyên cốc bên trong trận pháp là tinh thần đại lục khoa học kỹ thuật. Hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không bằng siêu não quét hình. Nhìn ra trận pháp hư thực, bị siêu não vừa quét qua, mắt thường trông được đứng lên rất bình thường sân cốc, lập tức trở nên có chút không giống với nguyên bản. Nhìn qua không có gì cả phía trên thung lũng, từng cái hư hào tia sáng răng khắp nơi, một mực lan tràn tới mặt đất. Diệp Tinh phát hiện, ngoại trừ trong cốc con đường, bất kỳ địa phương nào đều có loại kia hư hào tia sáng, hay là hư hào khí tượng. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng tất nhiên siêu não quét hình đến rồi, chứng minh trong không khí thật là có cái gì chỉ là siêu não mặc dù có thể quét hình đến những thứ này không nhìn thấy trận pháp cấm chế nhưng muốn diệp tinh đi phá giải nhưng là rất không có khả năng hắn căn bản vốn không hiểu trận pháp có lẽ tại cổ thiên thương trưởng lão thủ hạ làm việc ta có thể học trận pháp tri thức diệp tinh tâm bên trong thầm nghĩ hắn rất xác định nếu là có thể học được trận pháp khẳng định có dùng mấu chốt là học tập trận pháp cần thời gian tinh lực lớn bao nhiêu nếu như đối với hắn tu luyện ảnh hưởng rất lớn cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được tại diệp tinh xem ra thực lực bản thân vẫn là chủ yếu nhất khôi phục trạng thái bình thường diệp tinh đi vào trận nguyên cốc bên trong hai bên đường đều có trận pháp cấm chế diệp tinh tự nhiên là tại con đường ở giữa an phận tiêu xài lấy không dám bước sai một bước trong cốc chỗ sâu có một tòa lầu gỗ lầu gỗ phía trước có một khối rất lớn đất trống một vị lao nhân tóc trắng đang tại đất trống kia một góc nào đó bận rộn diệp tinh dùng siêu não quét xuống lầu gỗ phía trước đất trống quả nhiên có không ít chỗ đều có hư hào khí tượng hay là hư tuyến bất quá chiếm cứ chỗ không nhiều chủ yếu lấy cái kia lão nhân tóc trắng phụ cận làm chủ rõ ràng lão nhân tóc trắng đang bố trí trận pháp trong cốc này diệp tinh không nhìn thấy người khác xem ra cái này lão nhân tóc trắng chính là cổ thiên thương diệp tinh hướng cổ thiên thương đi tới cách cái sau còn có hơn ba mươi mét liền ngừng lại chờ cổ thiên thương hướng hắn nhìn lại diệp tinh mới ôm quyền nói đệ tử diệp tinh gặp qua cổ trưởng lão cổ thiên thương lập tức hai mắt một trận diệp tinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt nháy mắt sau đó hắn liền bị cổ thiên thương nắm lấy cổ áo nhấc lên tốc độ này sáu lệnh diệp tinh hãi nhiên hắn một điểm thời gian phản ứng cũng không có cổ thiên thương nắm lấy diệp tinh cổ áo của nâng đến trước mặt giống như là sư tử hống vậy quất lên ai bảo ngươi tiến bảo ai bảo ngươi tiến vào sáu tiến vào sáu sáu một câu nói xong cái kia điếc thai muốn tập kích thanh âm Tại Diệp Tinh trong thai vang lên một lần lại một lần tiếng vang. Diệp Tinh màng nhĩ đau nhức, trong lòng mắt trợn trắng, Công Dương Hiên nói cổ thiên thương tính khí không tốt, Diệp Tinh còn không hiểu rõ, vì sao kêu tính khí không tốt. Bây giờ, Diệp Tinh cuối cùng đã hiểu. Chờ trong thai tiếng vang tan biến, Diệp Tinh mới lên tiếng, "Cổ trưởng lão, đệ tử là Công Dương trưởng lão phái tới làm việc." Cổ Thiên Thương tương Diệp Tinh ném xuống đất, "Đạo, vì sao muốn ngươi tới làm việc? Đoạn tấn bằng đâu, chết ở đâu rồi?" diệp tinh tâm cả kinh đoạn này tấn bằng một mực tại trận nguyên cốc giúp cổ thiên thương làm việc nếu là cái này cổ thiên thương đối với đoạn tấn bằng rất ưa thích biết hắn đem đoạn tấn bằng giết đi nhất ba trưởng đem hắn chụp chết làm sao bây giờ những trưởng lao khác diệp tinh không có cái lo lắng này nhưng đối với cổ thiên thương hắn nhưng là thật sự rất lo lắng à xem xét cũng không phải là cái giảng đạo lý chủ cổ thiên thương tính khí mặc dù không hảo nhưng cũng không ngu ngốc tương diệp tinh thần sắc thu vào trong mắt liền lập tức đoán hắn ra ngươi giết đoạn tấn bằng a à, diệp tinh bị hắn kêu sửng sốt một chút đồng thời cũng đối cổ thiên thương năng lực phản ứng cảm thấy kinh ngạc cổ thiên thương xác định cái nhìn của mình trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi là đệ tử mới nhập môn diệp tinh quá trẻ tuổi vẫn chưa tới mười bảy tuổi nếu như là đệ tử cũ như vậy hắn ba năm trước đây liền tiến vào lạc tinh tông mới mười bốn tuổi mặc dù mười bốn tuổi tiến vào lạc tinh tông không phải là không có nhưng cũng là tư chất cực cao thiên tài đến mười bảy tuổi coi như không có trở thành võ thánh tiến vào nội môn đó cũng là nửa bức võ thánh tu vi rất sắp liền tiến vào nội môn làm sao có thể mới là tinh tôi cảnh cựu trọng cho nên diệp tinh chỉ có thể là vừa nhập môn đệ tử mới mới nhập môn đệ tử mới mới tinh tôi cảnh cựu trọng tu vi hơn nữa tu vi không củng cố rõ ràng không có đột phá thời gian bao lâu vậy mà giết ngoại môn đệ thập đoạn tấn bằng cái này đích xác là nhường cổ thiên thương có chút kinh ngạc nếu là hắn biết diệp tinh hôm qua đánh giết đoạn tấn bằng thời điểm còn chưa tới tinh tôi cảnh cửu trọng tu vi sợ rằng phải càng thêm chấn kinh diệp tinh gật đầu một cái sợ cổ thiên thương thẳng cùng đoạn tấn bằng có quan hệ gì giảng giải một câu ta là tại sinh tử đài bên trên sáu cái kia cổ thiên thương hất lên ống tay áo hướng lầu gỗ đi đến theo ta đi vào diệp tinh thở dài một hơi xem ra vị này cổ trưởng lão cũng không phải rất ưa thích đoạn tấn bằng đi theo cổ thiên thương sau lưng tiến nhập trong một lâu cổ thiên thương đi đến một mặt tường dưới vách đá trên vách tường treo một bộ đồ đồ bên trong là cái này đến cái khác vòng tròn cổ thiên thương đạo ngươi xem một chút đồ bên trong có bao nhiêu cái vòng tròn có thể thấy rõ ràng lưu lại thấy không rõ lắm xéo đi diệp tinh nhất quái lạ cái này trên bản vẽ vòng tròn vòng tròn lớn bộ tiểu viên tròn cùng tròn ở giữa lại đan vào một chỗ vô cùng phức tạp sao có thể thấy rõ có bao nhiêu cái vòng tròn lời mặc dù nói như vậy nhưng cổ thiên thương tất nhiên hỏi như vậy diệp tinh tự nhiên là dùng tâm đi nhìn lệnh diệp tinh rung động chuyện xuất hiện khi ánh mắt của hắn nhìn chăm chú tại đồ bên trên càng lâu hắn phát hiện trên bản vẽ vòng tròn càng ngày càng rõ ràng hơn nữa số lượng càng ngày càng ít đây là có chuyện gì nhìn ba mươi hô hấp tả hữu bức họa tại diệp mắt sáng bên trong triệt để tính lại toàn bộ đồ án còn dư năm cái vòng tròn phía trước cái kia rầm rạp chẳng chịt vòng tròn không biết nơi nào đi có thể hay không năm cái còn không phải cực hạn đâu diệp tinh tâm bên trong thầm nghĩ lúc này hắn mở ra siêu nao quét hình công năng tại siêu não quét hình phía dưới đồ án quả nhiên lại có biến hóa năm cái vòng tròn chồng chất vào nhau chỉ còn lại có một vòng tròn bộ dạng này đồ quá kỳ quái vậy mà càng xem càng thiếu lệnh diệp tinh rất là kinh ngạc hắn trừng mắt nhìn thu hồi ánh mắt lại quét mắt một vòng lúc lại biến thành rậm rạp chẳng trịt vòng tròn như thế nào thấy do không có kiến diệp tinh xem xong cổ thiên thương nói diệp tinh gật đầu một cái cổ thiên thương ánh mắt lộ ra một chút hứng thú chi sắc ngươi xem rõ ràng bao nhiêu cái bảy mươi hai cái vẫn là bốn mươi tám cái vẫn là ba mươi hai cái bảy mươi hai bốn mươi tám ba mươi hai cổ thiên thương báo ra cái này ba cái con số đều lao đại rồi diệp tinh còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi kinh ngạc nói có nhiều như vậy sao bất quá câu trả lời của hắn nhưng là lệnh cổ thiên thương cũng thần sắc một quái lạ như thế nào ngươi xong số lượng còn muốn càng ít diệp tinh gật đầu ngươi đừng nói ta tới đoán cổ thiên thương hét lớn một tiếng phán đoán mười sáu diệp tinh lắc đầu cổ thiên thương trên mặt thần sắc kinh ngạc càng nặng tiếp tục phán đoán mười hai diệp tinh lần nữa lắc đầu thầm nghĩ ngươi để cho ta nói thẳng ra liền thành còn đoán gì đoán a cổ thiên thương hưng phấn thẳng xoa tay lại một lần nữa phán đoán chẳng lẽ là mười diệp tinh ngáp một cái im lặng lắc đầu cổ thiên thương đã mặt mày hớn hở ánh mắt lóe sáng chẳng lẽ là chín diệp tinh trận trắng mắt cái này đã biến thành từng cái từng cái con số giảm được bao lâu mới có thể giảm đến năm a cổ thiên thương xem xét diệp tinh biểu lộ liền biết chính mình vẫn là đó nhiều hơn nữa nhiều không chỉ một hắn đang muốn nói là sáu thời điểm diệp tinh đã dành trước nói trưởng lão ngài đừng đoán là sáu là năm a diệp tinh vốn là thốt ra là một nhưng mà nhìn cổ thiên thương biểu lộ tựa hồ nhìn ra số vòng càng ít càng tốt cổ thiên thương đoán được mười thời điểm liền đã hưng phấn thẳng xoa tay rõ ràng này liền đã là không nhiều không tệ cho nên để tránh hù dọa cổ thiên thương diệp tinh đem hắn bình thường thấy rõ vòng tròn số lượng nói ra nhìn thấy một cái thời điểm diệp tinh là mượn siêu nào kết hình tuy siêu nào chính là của hắn đại não dung hợp là một cũng là hắn thân thể một bộ phận không phân khác biệt nhưng nhìn cổ thiên thương dáng vẻ hưng phấn thật sự sợ nói ra vừa tới hắn sẽ kích động quá mức thiên tài thiên tài a cổ thiên thương một chút cũng không có quái diệp tinh sớm đem đáp án nói ra mà là vẻ mặt tươi cười nếp nhăn trên mặt toàn bộ đều nở rộ ra vô cùng hưng phấn cùng kích động bộ dạng này trận đồ là khảo thí trận pháp thiên phú cổ thiên thương đã là lạc tinh tông trận pháp thiên mới trận pháp thiên phú cùng với thành tựu tại lạc tinh tông danh liệt đệ nhị thế nhưng là Trước đây hắn nhìn bộ dạng này chật độ, chỉ nhìn rõ ràng 16 cái. Lạc Tinh Tông trận thứ nhất Pháp Thiên Mới Lâm Phong Hoa, cũng chỉ thấy rõ 10 cái. Có thể thấy rõ 10 cái, thật lê gớm trận Pháp Thiên Mới, Lâm Phong Hoa thấy rõ 10 cái, cuối cùng trở thành một cái tam cấp trận pháp sư, mà thấy rõ ràng 10 cái về sau, số lượng mỗi thiếu một cái, thiên phú liền cao một cái cấp bậc, Diệp Tinh thấy rõ 5 cái, đây là bực nào nghịch thiên trận pháp thiên phú. Sáu nói đập mạnh tay, quả nhiên có cảm xúc mạnh mẽ. Hôm nay bốn canh có đủ hay không sớm? Bất quá, canh thứ tư mã phải có điểm khó khăn, tức giận thời điểm, ngón tay không linh hoạt, du là cập bỏ ra bao giờ mới gõ xong chương này hướng các vị huynh đệ tỉ muội câu một chương nguyệt phiếu để bọn hắn xem thần tiễn nguyệt phiếu đến tột cùng thủy không thủy các huynh đệ cho ta dùng nguyệt phiếu rút. rút 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 nói đập mạnh tay quả nhiên có cảm xúc mạnh mẽ hôm nay bốn canh có đủ hay không sớm bất quá canh thứ tư mã phải có điểm khó khăn tức giận thời điểm ngón tay không linh hoạt dù lập cập bỏ ra ba giờ mới gõ xong chương này hướng các vị huynh đệ tỉ muội câu một chương phiếu để bọn hắn xem thần tiễn phiếu đến tột cùng thủy không thủy các huynh đệ cho ta dùng phiếu rút 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 rút, rút bạo thẳng hề mặt của ba không xong còn tiếp tờ s cảm tạ ta là quân không tuyết minh đệ khen thưởng vạn tệ cảm tạ tím hiên minh nguyện lạnh hạ ải trời giá rét tinh lạnh vô viễn phật giới cựu thế thiên dương phỉ hệ tích vân đám minh đệ khen thưởng vạn phần cảm tạ ba một trăm bảy mươi hai chặt tay cầu nguyện phiếu ba hôm qua bảo hôm nay không bốn canh liền chặt tay cái này nhưng làm ta lo lắng vạn nhất bốn canh không được tay này đến tột cùng là đập mạnh đâu vẫn là đập mạnh đâu hay không chặt đâu đó là một vô cùng nghiêm trọng vấn đề vì giữ lại hai tay tác giả cun hôm nay vừa rời giường liền gõ chữ tám giờ tối liền hoàn thành bốn canh chư vị huynh đệ tìm muội hôm nay tác giả cung tốc độ gõ chữ như bay nguyện phiếu nhưng có thể bay một hồi câu nguyện phiếu ba dẫm thẳng hề ba không xong còn tiếp một trăm bảy mươi ba một trăm sáu mươi sáu chương trận pháp cổ thiên thương phản ứng diệp tinh trong lòng vui mừng xem ra ta trận pháp thiên phú tựa hồ không phải bình thường tốt tới 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 sáu ngồi cổ thiên thương lôi kéo diệp tinh ở một bên trên ghế ngồi xuống hiện tại hắn nào còn có một điểm tính khí không tốt bộ dáng nhìn muốn nhiều hòa ái có bao nhiêu hòa ái muốn nhiều hiền lành có bao nhiêu hiền lành cổ thiên thương tương diệp tinh nhấn trên ghế đạo thiên tài sáu cùng lao phu học tập trận pháp a ta cổ thiên thương nhất định sẽ dốc hết tâm huyết vun trồng ngươi đối với ngươi dốc túi truyền thụ đưa ngươi bồi dưỡng thành một cái vĩ đại trận pháp sư cổ thiên thương thái độ thay đổi nhựa diệp tinh có chút thụ sùng nhược kinh bất quá hắn nhưng không có đầu náo một bộ đáp ứng diệp tinh vấn đạo học tập trận pháp cần thời gian nhiều không cổ thiên thương nghiêm mặt nói trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm đây là một đỉnh vĩ đại sự nghiệp cần dùng đời sau nghiên cứu đi khai thác một đời diệp tinh sợ hết hồn đạo đem cả đời thời gian cũng tốn tại trận đạo bên trong vậy ta còn tu không tu luyện võ đạo cổ thiên thương một mặt nghiêm túc võ đạo có thể nào cùng vĩ đại trận đạo so sánh lấy thiên phú của ngươi nhất định sẽ trở thành ta lạc tinh tông từ trước tới nay đệ nhất trận pháp sư trở thành trận pháp sư còn sợ không có tài nguyên tu luyện sao nhàn rỗi tu luyện một chút chỉ cần ngươi thiên mệnh cũng kém sau này võ đạo thành tựu cũng kém không được diệp tinh thần sắc càng thêm nghiêm túc ta vẫn chuyên tâm tu luyện võ đạo à ta mới là nhị tinh thiên mệnh nếu là không hoa đại lượng thời gian trên võ đạo về sau liền võ thánh đều trở thành không được nhị tinh thiên mệnh cổ thiên thương rõ ràng lấy làm kinh hãi rắc rưởi này tư chất ngươi như thế nào tiến lạc tinh tông diệp tinh lười nhác trả lời hắn cổ thiên thương tự mình nói cái này vừa vặn à chỉ ngươi rắc rưởi này tư chất còn tu cái dám võ đạo hưởng phí mù ngươi trận pháp thiên phú ngươi coi như tu luyện cả một đời đỉnh thiên cũng chính là có thể trở thành võ thánh mà bằng ngươi trận pháp thiên phú nhất định sẽ trở thành một ưu tú tam cấp trận pháp sư diệp tinh đạo nhưng ta muốn trở thành một vị võ đạo cường giả mà không phải muốn trở thành một tên trận pháp cường đại sư trận pháp có dành học một ít liên tốt bất quá sáu diệp tinh ngữ khí khai biến tiếp tục vấn đạo tam cấp trận pháp sư rất lợi hại sao cổ thiên thương trận mắt nói tam cấp trận pháp sư cùng nhau đương vu tinh cương cảnh chân nhân ngươi nói có lợi hại hay không chân nhân đương nhiên lợi hại diệp tinh đều chưa từng nhìn thấy chân nhân nhưng hắn nghe tử sơn hầu nói qua toàn bộ tử sơn quận cường đại nhất võ giả chính là tình cương cảnh chân nhân bất quá diệp tinh nghĩ nghĩ vẫn như cũ kiên định đạo ta vẫn muốn làm một cái võ đạo cường giả dạ. cổ thiên thương lập tức gấp tu luyện của ngươi thiên phú không được mà ngươi trận pháp thiên phú tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài không nói là tinh tông ta dám cam đoan toàn bộ mây xanh khu vực cũng rất khó tìm ra người thứ hai giống như ngươi trận pháp thiên mới ngươi trời sinh chính là vì trận đạo mà thành hẳn là đem cả đời tinh lực đều vùi đầu vào trận đạo bên trong diệp tinh vẫn như cũ cố chấp mục tiêu của ta là võ đạo đình phong trận đạo nhàn rỗi học một ít liền có thể cổ thiên thương tức giận đến thổ huyết thầm nghĩ ngươi rác rời kia thiên phú tu luyện còn nghĩ võ đạo đình phong có thể trở thành võ thánh đó chính là người tiên yêu nghiệt như vậy trận đạo thiên phú không đem tinh lực đều vùi đầu vào trận đạo bên trong càng muốn đi học cái gì võ đạo đơn giản đầu có vấn đề cổ thiên thương đau lòng như góc cổ thiên thương một đời đều đặt ở trận đạo bên trong tính cách dữ dằn cổ quái hiển nhiên là không có khả năng lý giải diệp tinh ý nghĩ có thể diệp tinh thẳng hy vọng thật là muốn làm võ đạo cờ giả đang lâm võ đạo đình phong Hàng thấy trận pháp giống như khoa học kỹ thuật có thể học. Tại võ đạo chi lộ bên trên phải hữu dụng phải thời điểm, học trận pháp là vì võ đạo mà phục vụ. Nếu là bởi vì trận đạo, hủy bỏ võ đạo, tại Diệp Tinh xem ra đây là nhất định không thể lấy, trận pháp cường thịnh trở lại, đó cũng không phải là sức mạnh của bản thân, mà Diệp Tinh, theo đuổi chính là từ thân lực lượng cực hạn. Cổ Thiên Thương suy nghĩ lung tung, "Đạo, ngươi có phải hay không chê ta trận pháp tạo nghệ không đủ cao? Không quan hệ, ta có thể nhường Lâm Phong Hoa sư đệ tới dạy ngươi, hắn là tam cấp trận pháp sư, lấy ngươi trận pháp thiên phú, Lâm sư đệ chắc chắn vui lòng dạy ngươi." Diệp Tinh lắc đầu, "Cổ trưởng lão, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng ta không có thể đem thời gian cũng tốn tại trận đạo phía trên ta và đoạn tấn bằng một dạng cách mỗi một ngày liền tới một lần trận nguyên đáy vực cổ trưởng lão có cái gì sống để cho ta làm cứ việc phân phó nếu có thể thuận tiện dạy một chút ta trận pháp chi thức đệ tử vô cùng cảm kích khủ, khủ, khủ. cổ thiên thương liền thán ba ngục khí diệp tinh nói nhiều lần hắn trung quy là triệt để minh bạch diệp tinh tâm ý không có khả năng cải biến hắn tử trong ngực lấy ra một bản trận pháp cơ sở đưa cho liễu diệp tinh đạo Hôm nay ta trước tiên kể cho ngươi nhất dạng trận pháp phương diện thưởng thức, cái này trận pháp bí kíp ngươi trước cầm, về sau có rảnh nhìn nhiều một chút, bất luận cái gì một nhóm, cơ sở đều rất trọng yếu. Diệp Tinh đem trận pháp cơ sở đó lấy, quyền bí kíp này chừng nửa cái năm đống dày, thể tích cũng muốn so phổ thông bí kíp lớn gấp đôi, bên trong ghi lại đồ vật rõ ràng không thiếu. Diệp Tinh đem hắn thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Cổ Thiên thương nói: Trận pháp chia làm mấy đại chủng loại sát trận, không trận, phòng trận, huyễn trận cùng với hợp trận, trừ cái đó ra, còn có cơ sở loại trận pháp. Cơ sở loại trận pháp bao quát hình chiếu trận pháp, ghi hình trận pháp giám sát trận pháp, thay đổi vị trí trận pháp 6. Các loại, đây là không cần trận pháp tài liệu, trận pháp sư có thể trực tiếp bố trí trận pháp. Mà cơ sở loại ra trận pháp, trận pháp sư không chỉ có thể trực tiếp bố trí, cũng có thể dùng trận pháp tài liệu bố trí, bất quá, trận pháp sư trực tiếp bố trí trận pháp, chịu tự thân tu vi ảnh hưởng, mà dùng trận pháp tài liệu bố trí trận pháp thì cùng tự thân tu vi không quan hệ. Nói đến đây, Cổ Thiên Thương lại nói một câu để lời nói với người xa lạ, Diệp Tinh, trận pháp sư chỉ cần có tài liệu bố trí trận pháp là không bị tu vi hạn chế dù là ngươi ngay cả võ thánh cũng chưa tới nhưng chỉ cần ngươi hoàn mỹ nắm giữ một cái tam cấp trận pháp ngươi đủ để bằng trận pháp giết chết chân nhân diệp tinh mặc dù cũng rung động trận pháp sư đáng sợ nhưng chỉ hơi hơi nợ nụ cười thái độ kiên định vạn sự có lợi đều có tệ cổ thiên thương cũng đã nói trận pháp sư muốn bố trí so sánh với thân tu vì cao hơn trận pháp nhất định phải mượn nhờ trận pháp tài liệu mới được tất nhiên trận pháp cường đại như vậy chắc hẳn trận pháp tài liệu cũng không tốt lộng nếu có người giúp tìm trận pháp tài liệu còn tốt nếu như dựa vào chính mình tìm kiếm đó cũng là một cọc chuyện phiền thoái nào có thực lực bản thân cường đại hành tẩu thiên hạ tự do tự tại thoải mái cổ thiên thương quan sát một chút diệp tinh thần sắc liền biết diệp tinh nội tâm không có bất kỳ cái gì dao động tiếp tục nói vô luận đẳng cấp gì trận pháp hắn bản nguyên đều ở đây chủ cột nhất trận pháp lý nghĩa bên trong nếu có thể đem trận đạo kiến thức căn bản tham tưởng lĩnh ngộ một hai liền coi như là một gã trận pháp học đồ trận đạo bác đại tinh thâm cho dù là kiến thức căn bản cũng vô cùng phức tạp mười phần ảo diệu mênh mông khắc sâu cho dù là một cái chân chính trận pháp sư cũng không khả năng đem tất cả trận pháp kiến thức căn bản nắm giữ bất quá đem trận pháp kiến thức căn bản nắm giữ được càng tấu triệt học tập trận pháp liền càng dễ dàng cho nên nói cơ sở phi thường trọng yếu. Diệp Tinh hỏi một câu, trận pháp học đồ còn không thể bố trí trận pháp sao? Cổ Thiên Thương gật đầu, trận pháp học đồ chỉ là trận đạo nhập môn, có thể giúp trận pháp sư xử lý một chút sự tình. Chỉ có chân chính nắm giữ một loại trận pháp mới có thể xem như trận pháp sư. Trận đạo truyền thừa đến nay lưu truyền xuống vô số trận pháp, các tổ tiên căn cứ vào trận pháp mạnh yếu, phân chia trận pháp cấp bậc, nhất cấp trận pháp cùng nhau đương Vu Tinh tôi cảnh võ giả uy lực, cấp hai trận pháp cùng nhau đương Vu Tinh tuyển cảnh võ thánh uy lực, tam cấp trận pháp cùng nhau đương Vu Tinh cương cảnh chân nhân uy lực. Ha ha sáu đến nỗi tứ cấp, cấp năm trận pháp kia liền càng đáng sợ đời ta chỉ gặp qua tam cấp trận pháp tam cấp trên trận pháp liền nghe đều không nghe nói qua mấy cái diệp tinh vấn đạo tinh tôi cảnh cũng tốt tinh tuyển cảnh cũng được đều cũng có cựu trọng cảnh giới cùng một cái đại cảnh giới nhất trọng cùng cựu trọng thực lực thế nhưng là có một trời một vực khác nhau nói như vậy cùng một cấp trận pháp uy lực cũng có lớn như vậy khác nhau sao cổ thiên thương đạo đó là khẳng định trận pháp cũng giống võ học một dạng cũng có tạo nghệ cao thấp theo đạo lý viên mãn cấp hai trận pháp có thể giết đỉnh phong võ thánh nhưng mà nếu như không viên mãn uy lực tự nhiên đại giảm nói chung sơ bộ nắm giữ cấp hai trận pháp liền có thể uy hiếp được sơ cấp võ thánh cấp hai trận pháp tiểu thành có thể uy hiếp được trung cấp võ thánh cấp hai trận pháp đại thành có thể uy hiếp được cao cấp võ thánh ta hiểu được diệp tinh tâm bên trong sáng lên đạo trận pháp và võ học một dạng cũng là tiền nhân lưu lại hậu nhân có thể học tập bọn hắn lưu lại trận pháp và võ học tạo nghệ càng cao càng lợi hại chỉ là võ học hưu hóa cảnh trận pháp đâu cũng có hóa cảnh sao cổ thiên thương nợ nụ cười trên lý luận là có nhưng mà trận pháp có thể so sánh võ học khó khăn gấp trăm lần không chỉ hóa cảnh trận pháp chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói lao phu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy quá nhất lần diệp tinh cũng mỉm cười nói như vậy nếu là trận pháp tạo nghệ đến rồi mức độ nhất định còn có thể chính mình sáng tạo trận pháp liền như là võ học tạo nghệ nghịch thiên giả có thể sáng tạo võ học một dạng cổ thiên thương gật đầu trên lý luận đúng vậy bất quá sáng tạo trận pháp lại muốn so với đem trận pháp lĩnh hội đến hóa cảnh có hơn cái này liền trong truyền thuyết lao phu đều không nghe nói qua diệp tinh ô quyền đa tạ cổ trưởng lao chỉ điểm tuy hắn cũng không tính đem thời gian dài tinh lực cũng tốn tại trận đạo phía trên nhưng hắn cũng quyết không là tùy tiện học một ít mà thôi giống như võ học đồng dạng diệp tinh tất nhiên dự định học liền muốn tận lực học tốt hắn có thể đủ đem nhiều như vậy võ học tu luyện tới hóa cảnh đem trận pháp lĩnh hội đến hóa cảnh hẳn là cũng có hy vọng diệp tinh rất tự tin bởi vì hắn trận pháp thiên phú cũng không chỉ là thấy rõ năm cái vòng tròn tại siêu nao quét hình phía dưới mà là thấy rõ đến một cái cổ thiên thương tiếp tục nói trận pháp tài liệu cung cấp trận pháp thuộc tính lực lượng tri nguyên thu từ tự thân nội kình tinh nguyên hay là tinh tinh cung cấp đồng dạng trận pháp có thể phân ba loại bất đồng hình thái bố trí trận cơ trận kỳ trận bản bất quá sáu bất đồng hình thái trận pháp uy lực cũng khác biệt trận cơ hình thái uy lực tối cường trận kỳ hình thái thứ hai trận bản hình thái kém nhất diệp tinh không hiểu hỏi vì cái gì hôm nay có chút tại văn vi kỳ sáu đổi mới chăm chút ngượng ngùng nhưng bộ phát sẽ tiếp tục bốn canh không được ba canh nhất định có không xong còn tiếp tờ s cảm tạ vô hậu viễn phật giới nửa đêm thanh phong khúc không việc làm tộc cô đơn cũng cô độc học tập tập lao đại lạnh hạ ải đệm tinh hồn đám huynh đệ khen thưởng vạn phần cảm tạ bốn một trăm bảy mươi bốn một trăm sáu mươi bảy chương thần tốc cổ tiên thương giải thích nói trận cơ hình thái trận pháp là cố định không thể di động trận pháp phạm vi cũng lớn không chỉ có thể phát huy đầy đủ suất trận pháp sức mạnh còn có thể mượn nhờ thiên địa đại thế tự nhiên chi lực cho nên uy lực cường đại nhất mà trận kỳ trận bàn hình thái trận pháp là có thể di động không cách nào mượn nhờ thiên địa lại thế tự nhiên chi lực uy lực yếu nhược một chút nhưng hai người này cũng có khác nhau trận kỳ hình thái trận pháp cần trận pháp sư không chế mới có thể phát huy ra trận pháp uy lực hơn nữa sẽ cùng trận pháp sư thực lực hợp nhất so trận bàn hình thái trận pháp uy lực phải mạnh hơn một chút trận bàn hình thái trận pháp uy lực thì cố định không phải trận pháp sư cũng có thể sử dụng uy lực thì ba loại trận pháp hình thái bên trong thấp nhất đương nhiên đây chỉ là cầm nắng cấp cùng tạo nghệ trận pháp tương đối sáu trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm đủ loại trận pháp cái gì cần có đều có so với cái kia võ học chi đạo càng thêm phức tạp nhiều cổ thiên thương cùng diệp tinh nói một chút trận đạo thưởng thức hơn nửa ngày liền đi qua bởi vì diệp tinh trận pháp thiên phú cổ thiên thương đối với diệp tinh có thể nói là quan tâm đầy đủ ngoại trừ ngay từ đầu diệp tinh còn cảm nhận được một điểm cổ thiên thương giữ dằn tinh khí sau đó cổ thiên thương thì hoàn toàn biến thành một cái hòa ái trường bối hôm nay liền đến nơi này ngươi còn không có thành trận pháp học đồ cũng giúp không được gấp cái gì đi về trước đi hai ngày này nghiêm túc xem trận pháp cơ sở nếu là có cái gì không biết cứ việc cùng lao phu nói lao phu thay ngươi giải đáp cổ thiên thương cho diệp tinh nói đại lượng trận đạo thưởng thức sau đó liền thúc giục diệp tinh trở về nói xong lại nhịn không được tăng thêm một câu nhớ kỹ nếu muốn tại trận đạo một đường đi được xa cơ sở liền nhất định muốn đánh kiên cố đã biết đa tạ cổ trưởng lão diệp tinh đứng dậy hướng cổ thiên thương ôm quyền thi lễ một cái cổ thiên thương tương diệp tinh đưa ra lầu gỗ đưa mắt nhìn diệp tinh rời đi trận nguyên đáy vực liên tục thở dài hạt giống tốt hạt giống tốt ta như thế trận đạo thiên tài nếu là dụng tâm kim cương trận đạo chật chật sáu tương lai sẽ đạt đến thành tựu ra sao vừa nghĩ tới diệp tinh lấy võ đạo làm chủ cổ thiên thương liền cảm thấy đau lòng Khúc 6. Không làm việc đàng hoàng, quá không theo việc chính. Nhị tinh thiên mệnh, chỉ bằng rác rưởi này thiên mệnh, có thể tu luyện cái gì tiền đồ tới? Ân 6. Hắn còn trẻ, nhị tinh thiên mạng sống đủ nhanh như vậy tu luyện tới tinh tôi cảnh cửu trọng, nhất định là từng có cơ duyên không nhỏ, có thể cơ duyên thứ này không có khả năng một mà có. Chờ hắn vượt qua mấy năm, tu vi khó mà để thằng, tu luyện nhiều lần vấp phải chắc trở. h 6. Đến lúc đó hắn có thể liền đối với võ đạo tuyệt vọng rồi, chuyên tâm nghiên cứu trận đạo. Nghĩ như thế, Cổ Thiên Thương lại bắt đầu vui vẻ. Thầm nghĩ, đợi ta trước tiên quan sát mấy năm chờ hắn thực tình muốn học trận đạo thời điểm ta tái dẫn hắn bái kiến lâm sư đệ lấy hắn trận pháp thiên phú chỉ có lâm sư đệ mới có tư cách truyền thụ cho hắn trận đạo sáu diệp tinh trở lại chỗ ở cửa phòng đã đổi chương mới đẩy cửa vào hắn trở về thời gian tính toán sớm đô đông cũng không tại trong phòng diệp tinh lấy ra trận pháp cơ sở quan sát quyển sách này thật là lại lớn lại dày bên trong ghi lại nội dung cực kỳ phức tạp nhiều nếu là thông thường chín trọng vũ giả chỉ là đem quyển sách này xem xong có thể đều phải tốn ba ngày ba đêm thời gian như thế dày một quyển sách nhìn một lần là không thể nào có cái gì trí nhớ liền xem như nhìn mười lần cũng không khả năng nhớ kỹ bao nhiêu đến nỗi học được đồ vật có chỗ lĩnh mộ. kia liền càng cần thời gian cho nên cho dù là nhất định có trận pháp thiên phú muốn trở thành một trận pháp học đồ cũng là rất khó chớ nói chi là trở thành trận pháp sư trước đây đoạn tấn bằng ước chừng học được thời gian nửa năm vẫn là tại cổ thiên thương dưới sự chỉ đạo mới trở thành trận pháp học đồ tiếp đó lại qua thời gian hơn hai năm mới kham học được cơ sở trận pháp trở thành một tên bình thường nhất nhất cấp trận pháp sư bằng đoạn tấn bằng thiên phú đời này có thể đem nhất cấp trận pháp lĩnh hội đến viên mãn cơ bản liền đến đỉnh cho dù có đột phá tối đa cũng chỉ có thể trở thành bình thường nhất cấp hai trận pháp sư cho nên cổ thiên thương đối với đoạn tấn bằng cũng không để ở trong lòng diệp tinh học tập trận pháp cơ sở tốc độ so với đoạn tấn bằng cần phải nhanh hơn đơn giản không cách nào dùng bội số để hình dung chỉ kiến diệp tinh đem trận pháp cơ sở một tờ tiếp một tờ lật qua mỗi một trang cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua nếu là nhìn kỹ e rằng liền mấy chục phần có một đô không có xem xong diệp tinh liền đã lật đến trang kế tiếp diệp tinh thị lực cường đại cỡ nào còn lại là tại siêu nao quét xem trạng thái dưới trang sách khái đảo, cả trang nội dung liền quét hình tiến vào siêu nao bên trong để dành cho nên cứ như vậy từng tờ từng tờ lại qua gần gần một cái canh giờ không đến diệp tinh liền đem cả bản trận pháp cơ sở xem xong kinh khủng hơn là nội dung trong sách diệp tinh nhất chữ không kém nhớ kỹ bực này tốc độ không phải thần tốc không đủ để hình dung diệp tinh đem trận pháp cơ sở thu vào về sau không cần xem nó nội dung đều ở đây trong đầu của hắn nhưng đây chỉ là quét hình đi vào nội dung mà thôi cùng nhau đương vu học bằng cách nhớ diệp tinh còn không hiểu rõ đạo lý trong đó muốn đem nội dung thật sự lĩnh ngộ vậy thì cần nhiều thời gian hơn dù là hắn siêu não cường đại trở lại cũng không khả năng vừa học liền biết chỉ bất quá bây giờ những nội dung này ngay tại trong đầu của hắn lĩnh ngộ nhưng là so trực tiếp đọc sách thực sự nhanh hơn nhiều diệp tinh tính tọa suy nghĩ đại nao giống như là siêu cấp tính toán kế một dạng vận chuyển lại phân tích trong đầu nội dung trước sau so sánh lẫn nhau kiểm chứng lấy thật nhanh tốc độ lĩnh ngộ lấy kiến thức trong đó siêu não vận chuyển tốc độ nhanh bực nào diệp tinh rất nhanh liền có chưa từng có quá trình vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian cũng đã có chỗ lĩnh ngộ hơn nữa theo thửa hải gian trôi qua hắn giao đấu pháp cơ sở khổng lồ nội dung lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều đối với trận pháp cơ sở học tập chỉ là lý luận phương diện đối với diệp tinh mà nói cái này so với học tập võ kỹ còn muốn dễ dàng bởi vì võ kỹ còn cần cùng thân thể cân đối cần thân thể thực tiễn mà học tập trận pháp cơ sở tri thức không cần diệp tinh tìm hiểu hai canh giờ cho dù là siêu não đều có cảm giác bề bài đây là nội dung quá mức phức tạp duyên cớ diệp tinh đỉnh chỉ giao đấu pháp cơ sở lĩnh hội dục tốc bất đạt mặc dù diệp tinh tốc độ đã là thần tốc nhưng là phải khổ nhàn kết hợp siêu não dù sao không phải là thần não chỉ là so bình thường đại não muốn thắng qua nghìn lần vạn lần nhưng vận dụng quá độ cũng sẽ mệt nhọc không lĩnh hội trận pháp kiến thức thời điểm diệp tinh liền tu luyện quy nguyên kình tăng cao tu vi hắn vốn là ăn ba viên cực phẩm vận tinh đan còn không có hoàn toàn hấp thu xong về sau trở thành ngoại môn đệ tử thiên thượng, vừa được mười hai viên cực phẩm vận tinh đan ban thưởng cái này đầy đủ hắn tu luyện không được ngắn một đoạn thời gian rất nhanh một ngày này liền qua trận nguyên đáy vượt diệp tinh cách một ngày đi một lần cho nên ngày thứ hai toàn bộ ngày cũng là thời gian tu luyện hắn thu được tông môn thông cáo chỗ ở đổi thành đoạn tấn bằng phía trước ở phủ đệ phổ thông thiên mệnh đệ tử hai người ở một gian phòng võ thánh thiên mệnh đệ tử một người ở một gian phòng nhưng mà danh liệt trước 10 đệ tử thì không giống nhau có đơn độc phủ đệ đây là tông môn đối với trước 10 đệ tử ưu đãi xem trọng trình độ có thể thấy được lồn đốn trước 10 đệ tử phủ đệ đều ở vào đệ nhị phong diệp tinh mang theo hành lý hướng về chữ vật giới chỉ vừa thu lại liền dọn nhà hướng về đệ nhị phong đi đoạn tấn bằng phủ đệ rất tốt nhận tại đệ nhị phong tùy tiện tìm một cái đệ tử cũ hỏi một chút thì biết rõ nhìn xem diệp tinh thân ảnh tiến nhập đoạn tấn bằng phủ đệ không thiếu đệ nhị đỉnh đệ tử cũ đều hâm mộ phải đỏ mắt đây chính là cái kia diệp tinh a nhìn tốt tiểu đệ tử mới nhập môn đương nhiên nhỏ ai nhập môn ngày đầu tiên liền trở thành ngoại môn đệ tử tiền thập gia hỏa này quá người tiên ta nhập môn 3 năm liền trước 100 cũng không vào đâu ai bảo hắn tiễn kỹ khủng bố như thế đâu đoàn tấn bằng là cỡ nào cường đại nhân vật cư nhiên bị hắn hai mũi tên liền bắn giết sáu chật chật sáu đích thật là kinh khủng đây cũng là một tên đáng sợ sáu sáu hâm mộ thì hâm mộ nhưng tuyệt đại đa số đệ tử cũ đối với diệp tinh là vô cùng kiên kỵ liên huyết thủ đoạn tấn bằng loại này hôn nhân đều chết tại diệp tinh thủ hạ chúng đệ tử cũ dù cho hâm mộ cũng không khỏi không phục nhưng là cũng không phải tất cả đệ tử cũng đều đối diệp tinh chịu phục nhất là ngoại môn trước 10 đệ tử khác bất quá là mượn cung tiễn sắp bén bằng thực lực chân chính diệp tinh không phải đoạn tấn bằng đối thủ không tệ võ giả chỉ có thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất trận chiến cung tiễn sắp bén bất quá là dựa dẫm ngoại vận nếu là không có cường cung mũi tên diệp tinh chẳng là cái thá gì tại diệp tinh tiến vào đoạn tấn bằng sáu bây giờ hẳn là chính hắn phủ đệ thời điểm ngoại môn đệ tử bảng xếp hạng trước mười đệ tử mấy cái đều phát hiện thân xa xa quan sát trong đó thứ ba sáng ngời mặt mày đệ tứ kế hạo lời càng làm mở miệng niệm ai trong lời nói tràn ngập xem nhẹ diệp tinh chi ý diệp tinh không biết đệ tử cũ thái độ đối với hắn hoặc dù cho đã biết cũng không thèm để ý hiện tại hắn có phủ đệ của mình cảnh vật tinh mịch càng là thích hợp tu luyện đầu tiên là lĩnh hội trong đầu trận pháp cơ sở tri thức thẳng đến siêu não mệt mỏi diệp tinh mới dừng lại tiếp lấy tu luyện quy nguyên kình chờ đầu nghỉ khỏe diệp tinh lại dừng lại quy nguyên kình tu luyện tiếp tục tham ngộ trận pháp cơ sở tri thức mỗi một lần lĩnh hội diệp tinh đối với trận pháp cơ sở kiến thức lĩnh ngộ đều có thần tốc một dạng tiến triển không có cách nào siêu não phân tích kiểm chứng so với người bình thường đầu tốc độ nhanh nhiều lắm ngay kế diệp tinh cơ hồ đem chọn bản trận pháp cơ sở nội dung lĩnh ngộ sáu bảy thành cổ thiên thương nói đem trận pháp cơ sở lĩnh ngộ một hai chính là trận pháp học đồ xem như vào trận đạo đại môn diệp tinh học tập trận đạo cơ sở mới không quá nhất thiên nhiều thời giờ so trận pháp học đồ không biết mạnh đến mức nào cách một ngày lại đến đi trận nguyên đáy vực thời gian diệp tinh nhất thật sớm liền chạy tới trận nguyên đáy vực diệp tinh vừa mới vào đáy vực cổ thiên thương liền ra đón vẻ mặt tươi cười vấn đạo như thế nào xét ngươi xem bao nhiêu thái độ này tốt để cho người ta tật lưỡi nếu là những người khác nhìn thấy rõ ràng không dám tin tính khí sụt giảm cổ thiên thương vẫn còn có như thế ôn hòa một mặt cổ trưởng lao sáu diệp tinh rất xa chắc tay đồng dạng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới đệ tử đã xem xong có chút không hiểu chỗ muốn thỉnh giáo cổ trưởng lão cổ thiên thương biểu lộ xứng sở dì sáu mới hơn một ngày thời gian thì nhìn xong còn kém mấy chương nguyệt phiếu phá năm mươi hôm nay có thể phá sao không xong còn tiếp một trăm bảy mươi lăm một trăm sáu mươi tám chương hóa đá ba canh thăng thêm lấy trận pháp cơ sở nội dung người bình thường ít nhất muốn nhìn ba ngày liền xem như tốc độ nhanh làm gì cũng muốn hai ngày a à là muốn đem chữ từng cái từng cái thấy rõ ràng đem nội dung nhìn thấy trong lòng đi cũng không phải cầm sách từ đầu lật đến đôi coi như xong việc trận pháp cơ sở nội dung nhiều như vậy vẹn vẹn ngàn lẻ một điểm thời gian làm sao có thể thấy xong hơn nữa coi như xem xong dạy như vậy một quyển sách xem xong một lần có thể nhớ kỹ bao nhiêu cũng không biết đang giảng cái gì lại từ đâu tới vấn đề biết hay không vậy căn bản là hoàn toàn không hiểu a à, vấn đề lại từ đâu hỏi trong nháy mắt cổ thiên thương trong lòng lóe lên vô số ý niệm thế nhưng là nhìn xem diệp tinh dáng vẻ cũng không giống là khoác lác cổ thiên thương vẫn đạo ngươi thật xem xong diệp tinh khẳng định gật đầu cổ thiên thương kinh ngạc nói ngươi có cái gì không hiểu nói nghe một chút cổ thiên thương trong lòng vẫn là chưa tin diệp tinh xem xong lại càng không tin diệp tinh đã có linh mộ đã có không biết vấn đề vậy thì nói ra nghe một chút ta à, mặc dù nói không hiểu mới hỏi nhưng ít ra cũng muốn biết đến tột cùng là địa phương nào không hiểu sao diệp tinh là thật tâm tỉnh giáo nói rất chân thành cổ trưởng lão liên quan tới trận pháp hệ thống ta trên cơ bản đã hiểu bố trí trận pháp nguyên lý cũng cơ bản đã hiểu nhưng đối với trận pháp lực lượng cân bằng còn có chút không hiểu hóa đá cổ thiên thương hóa đá tại chỗ trận pháp lực lượng cân bằng đây chính là bố trí trận pháp cuối cùng một vòng vấn đề a trong trận pháp ẩn chứa lực lượng cường đại có chút không công bằng liền sẽ bạo trợ cho nên đang bố trí trận pháp cuối cùng giai đoạn kết thúc nhất định muốn chú ý trận pháp lực lượng cân bằng rằng đến vấn đề này mặt trước cái kia trận pháp hệ thống bố trí trận pháp nguyên lý đều nhảy vào qua điều này đại biểu đã đến nếm thử bố trí trận pháp giai đoạn mà cái giai đoạn là trận pháp học đồ hướng trận pháp sư lột sắc một cái giai đoạn bố trí trận pháp thành công liền tấn cấp làm nhất cấp trận pháp sư bố trí trận pháp thất bại thì vẫn là trận pháp học đồ thế nhưng là diệp tinh cầm tới trận pháp cơ sở vẹn vẹn một ngày ra mặt thời điểm cổ thiên thương liền diệp tinh đem sách xem xong cũng không tin diệp tinh lại hướng hắn thỉnh giáo trận pháp sức mạnh thăng bằng vấn đề trong lúc này khác biệt quá lớn cổ thiên thương trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại triệt để kinh ngạc tại chỗ giống như pho tượng cổ trưởng lao sáu gặp cổ thiên thương không nhúc nhích nhìn lấy mình diệp tinh hô một tiếng diệp tinh thanh âm đem cổ thiên thương từ hóa đá trong trạng thái phản ứng lại cổ thiên thương rung động đạo ngươi là nói ngươi không chỉ có xem xong sách hơn nữa còn lĩnh ngộ trận pháp cơ sở bên trong đại bộ phận tri thức diệp tinh gật đầu tốt lắm ta kiểm tra một chút ngươi sáu cổ thiên thương trên mặt vẻ chấn động không giảm nhưng biểu lộ lại ngưng trọng rất nhiều. 6. Liên tiếp kiểm tra Liễu Diệp Tinh năm cái vấn đề, có liên quan trận pháp hệ thống, có liên quan trận pháp nguyên lý, Diệp Tinh đều vấn đáp như lưu. Có ngoài ra còn có giải thích của mình. Cổ Thiên Thương nhìn xem Diệp Tinh ánh mắt, lần nữa cải biến. Thiên tài. Thiên tài a. Lần trước Cổ Thiên Thương liền phát giác Diệp Tinh là trận đạo một đường thiên tài, nhưng mà hôm nay, hắn nhất định phải thừa nhận, phía trước hắn vẫn nhìn lầm rồi, Diệp Tinh hoàn toàn là trận đạo một đường tuyệt thế yêu nghiệt. Như thế một cái thiên tài yêu nghiệt, nếu là chịu tốn thời gian tinh nghiên trận đạo 6, vậy sau này trận đạo thành tựu sẽ đạt đến trình độ nào? có thể hay không vượt qua tam cấp trận pháp sư, đạt đến lệnh tôn giả cũng vì đó kiên kỵ tứ cấp trận pháp sư trình độ. Không sáu, thậm chí cũng không cần tốn quá nhiều thời gian nghiên cứu, yêu nghiệt như vậy thiên phú. Chỉ cần Diệp Tinh chịu dụng tâm học, có lẽ chỉ cần dùng người khác một nửa thậm chí là một phần tư thời gian, cũng đủ để đạt đến làm cho người khó có thể tưởng tượng thành tựu. Ném số ít tinh lực, thu được to lớn thành quả. Cái gì là thiên tài? Đây mới thật sự là thiên tài. Cổ thiên thương lần thứ nhất cảm thấy, Diệp Tinh không cần bỏ ra tất cả tinh lực cũng có thể tại trận đạo một đường, xông ra khẽ đảo đại thành tựu một cái trận pháp cường đại sư đối với tông môn có bao nhiêu tác dụng đó là tất cả tông môn võ giả đều biết giang hồ nhiều ân đoán một cái tông môn nếu không có trận pháp cường đại thủ hộ rất dễ dàng bị người đánh lên sân môn thụ trọng thương thậm chí vì vậy mà diệt môn trên thực tế lạc tinh quốc nội thế lực cường đại cũng không ít chính là có cường đại gia tộc chính là có cường đại ban phái trong đó thậm chí là nửa bước chân nhân cấp cường giả toa trấn mặc dù không như lạc tinh tông mạnh như vậy thịnh nhưng là cực kỳ không kém thế nhưng là thế lực như vậy nhưng căn bản phát triển không thành tông môn một dạng tồn tại, địa bàn của bọn hắn không có cường đại trận pháp thủ hộ, một khi treo chọc cường địch, rất có thể chính là bị diệt môn hạ tràng. Mà tông môn thì không, trừ phi là trêu chọc phải thực lực mạnh hơn nhiều đối thủ của mình, bằng không, cho dù là có thực lực càng hơn phe mình cựu địch, có tông môn đại trận thủ hộ, cũng có thể không lo. Cổ Thiên Thương đối với Diệp Tinh tại trận đạo thành tựu, cực kỳ xem trọng, không nói Diệp Tinh trở thành lệnh tôn giả kiên kỵ tứ cấp trận pháp sư, chỉ cần Diệp Tinh có thể trở thành tam cấp trận pháp tông sư, cái kia cũng đủ để cho Lạc Tinh tông tại mây xanh khu vực thậm chí là thật viện vực, không sợ bất kỳ thế lực nào có thể phong hào tông sư căn bản là đem cái kia một cấp trận pháp luyện đến cực hạn tỷ như cổ thiên thương chính là cấp hai trận pháp tông sư bố trí trận pháp đủ để diệt sắt tất cả võ thánh thậm chí là nửa bước chân nhân thậm chí là vậy chân nhân cũng đều không dám kinh thị cổ thiên thương lập tức tương diệp tinh lĩnh tới trong một lâu tương diệp tinh đề ra vấn đề tưởng tượng tế tế trả lời một lần xem như cấp hai trận pháp tông sư cổ thiên thương tuy không dám nói đem chọn bản trận pháp cơ sở đều lĩnh mộ tấu nhưng ít ra hiểu rõ hơn chín thành nội dung so với diệp tinh muốn cao minh nhiều lắm diệp tinh đề ra vấn đề cổ thiên thương lúc nào cũng có thể nói chúng tim đen nói đến ý tưởng bên trên Ma Diệp Tinh vừa vặn lại là một cái năng lực học tập siêu cường người, vừa nghe đến Cổ Thiên Thương giảng giải, trong đầu liền trong nháy mắt linh quang lóe lên. Vấn đề tài giỏi mà giải, cùng Cổ Thiên Thương buổi lời nói, buổi sáng thời gian rất nhanh liền qua. Diệp Tinh đối với trận pháp lực lượng cân bằng, lĩnh ngộ rất nhiều, trên cơ bản đều phải biết. Đối với trận pháp cơ sở lĩnh ngộ, đạt đến gần tới tám thành trình độ. Tuy càng ở sau lĩnh ngộ, tốc độ lại càng chậm, nhưng Diệp Tinh ngắn như vậy thời gian, liền lĩnh ngộ gần tám thành, cái này khiến bất luận kẻ nào biết, đều không thể không nói một tiếng biến thái. kiến Diệp Tinh trận pháp tri thức trình độ đã cao như thế. Cổ Thiên Thương quả quyết truyền thụ Liễu Diệp Tinh nhất cấp trận pháp, từ đơn giản nhất cơ sở trận pháp bắt đầu hình chiếu trận pháp. Cơ sở trận pháp, không cần trận pháp tài liệu liền có thể bố trí, hơn nữa, Diệp Tinh chỉ là bố trí hình chiếu trận pháp luyện tập, chỉ cần bố trí rất nhỏ một cái hình chiếu trận pháp liền có thể, không cần đến tinh tinh xem như lực lượng chi nguyên, bằng hắn tự thân hùng hậu đội kình. Đầy đủ. Theo Diệp Tinh đột phá tu vi, hơn nữa tiến hành củng cố, Diệp Tinh quy nguyên kình, đệ lục trọng đã củng cố rất khắt sâu, sóng trùng điệp tiến quyết cũng đã có thể trồng ra thập trọng kình. Trận pháp nhất đạo, không chỉ có lý luận khó khăn, thực tiễn càng khó diệp tinh cho dù đối với trận pháp cơ sở tri thức đã lĩnh ngộ gần tám thành hơn nữa lại là tại cổ thiên thương chỉ điểm bố trí hình chiếu trận pháp nhưng trận pháp vẫn chưa hoàn thành đến một nửa lợi dụng thất bại chấm dứt thực tiễn thường thường muốn so lý giải độ khó lớn hơn nữa cũng khó trách trở thành một tên trận pháp sư là như vậy không dễ dàng đoạn tấn bằng bỏ ra nửa năm trở thành trận pháp học đồ nhưng lại bỏ ra gấp mấy lần thời gian mới miễn cưỡng trở thành một tên bình thường nhất nhất cấp trận pháp sư cái gọi là biết dễ làm khó chính là như thế đối với lần đầu tiên thất bại diệp tinh cũng không được trí lần thứ nhất thất bại đây mới là bình thường quá bình thường nếu như lần thứ nhất liền bố trí trở thành trận pháp đó mới là nghe rợn cả người từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại lần thứ nhất nếm thử liền có thể thành công bố trí trận pháp Diệp tinh rất nhanh liền vào đi lần thứ hai so với lần trước tốt điểm nhưng lại thất bại hắn lập tức lại tới lần thứ ba từ từ sẽ đến mỗi một cái trận pháp luyện tập cũng là hơn vạn thậm chí là mấy vạn lần ý tứ chính là một cái chữ quen quen khả năng sống xảo chỉ cần thành công một lần đằng sau bố trí lại liền dễ dàng nhiều cổ thiên thương ở một bên nói ngươi nếu có thể tại trong mười ngày bố trí thành công vậy cũng là nghịch tiên phải không thể lại người tiên ngày diệp tinh trên tay thử thời điểm siêu não bên trong đã xuất hiện một cái mô phỏng hình người cũng tại bố trí trận pháp siêu nào khống chế bảy trận tốc độ là diệp tinh bình thường tốc độ gấp trăm ngàn lần nếu là sai rồi không quan hệ có thể làm lại một giây thời gian siêu não bên trong mô phỏng hình người liền muốn bảy trận bên trên 10 lần thậm chí là hơn trăm lần cái này nhuộm diệp tinh tinh thần ý thức đối với hình chiếu trận pháp bố trí càng ngày càng thuần thục ý thức thuần thục một cách tự nhiên trên tay cũng đi theo thuần thục rất nhiều diệp tinh bố trí hình chiếu trận pháp độ hoàn thành càng ngày càng cao ngay từ đầu là ở hoàn thành chừng năm thành thất bại tiếp đó từ từ năm thành một năm thành hai sáu năm thành ba sáu nhìn số liệu tựa hồ chướng không biên độ không đáng chú ý nhưng mà lấy bố trí trận pháp độ khó mà nói cái này cũng đã là thần tốc trung thần tốc người khác luyện tập một ngày thậm chí hai ba ngày độ hoàn thành cũng chưa chắc có lẽ điểm một thậm chí là không không một tám phúc mà diệp tinh độ hoàn thành nhưng là xoạt 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 dâng đi lên diệp tinh tại trong một lâu luyện tập hình chiếu trận pháp bố trí cổ thiên thương đem nên nói đều kể xong sau đó quan sát một hồi liền đi ra hắn đồng dạng đang luyện tập trận pháp nghĩ tại sinh thời có thể hoàn thành một cái tam cấp trận pháp trở thành một tên tam cấp trận pháp sư ngay càng lặn về phía tây nhanh gần lúc hoàng hôn trong một lâu chuyển ra liễu diệp tinh hưng phân tiếng cười ta thành công ta cuối cùng thành công ta cuối cùng hoàn thành hình chiếu trận pháp học tập hình chiếu trận pháp ngày đầu tiên diệp tinh liền hoàn thành trận pháp cái này bày tỏ hắn trở thành một cái nhất cấp trận pháp sư trong lòng làm sao không vui tự nhiên là cười lớn liền hô ba tiếng siêu cổ thiên thương giống như quỷ mị vọt vào trong một lâu thần sắc rung động cái gì nhanh như vậy thành công cách đó không xa đang mặt đầy sảng khoái sắc diệp tinh hướng cổ thiên thương cười hắc hắc cơ thể lập tức di động một chút hướng về phía trước vây vây tay thế nhưng là theo diệp tinh cơ thể rời một cái động cổ thiên thương phía trước liền xuất hiện một bóng người chính là diệp tinh hướng hắn vây tay hình chiếu trận pháp diệp tinh chính mình đứng tại hình chiếu trận pháp khu vực đem chính mình thân ảnh nhìn về phía một vị trí khác đúng lúc là cổ thiên thương trước mặt cổ thiên thương lần nữa hóa đá ba canh của phát câu tấm vé tháng S, cảm tạ ác vô viễn phật giới hai tôm chém do đám huynh đệ khen thưởng cảm tạ bốn một trăm bảy mươi sáu cầu năm tấm vé tháng sáu lại là trời vừa dạng sáng vây được nước mắt hoa lạp chảy dòng các huynh đệ sáu cuối tháng còn có nguyện phiếu sao câu năm tấm vé tháng có không không xong còn tiếp một trăm bảy mươi bảy một trăm sáu mươi chín trương đại thành lão thiên gia có hay không nhìn lầm học tập hình chiếu trận pháp ngày đầu tiên liền thành công tuy hình chiếu trận pháp chỉ là cơ sở trận pháp thế nhưng cũng là trận pháp à, diệp tinh bố trí thành công này liền bày tỏ hắn đã coi như là nhất cấp trận pháp sư vẹn vẹn hơn một ngày thời gian thì nhìn xong trận pháp cơ sở hơn nữa có chỗ linh ngộ, cái này liền để cổ thiên thương cảm thấy rất là rung động không khỏi hóa đá bây giờ diệp tinh chỉ dùng nửa ngày xung quanh thời gian liền trở thành nhất cấp trận pháp sư, cái này còn muốn càng làm cho người ta thêm rung động gấp 10 Cổ Thiên Thương nhận được Liễu Diệp Tinh xác nhận, tự nhiên là lần nữa hoa đá, chuyện để kinh ngạc đến ngây người. Đoạn tấn Bằng từ tiếp xúc trận pháp đến trở thành một cấp trận pháp sư, ước chừng dùng gần ba năm thời gian. Cổ Thiên Thương là trận đạo thiên tài, dùng gần một năm. Lâm Phong Hoa càng là rơi tinh tông trận thứ nhất đạo thiên mới, cũng dùng chừng nửa năm thời gian. Thế nhưng là Diệp Tinh chỉ dùng ba ngày không tới thời gian. Sự tranh lệch này không phải khác biệt một trời một vực không đủ để hình dung. Cổ Thiên Thương lại một lần nữa thán phục Diệp Tinh trận đạo thiên phú viễn siêu tưởng tượng của hắn nhanh như vậy liền trở thành một cái trận pháp sư cho dù là tùy tiện học một ít tương lai trận pháp thành thử cũng không như tưởng tượng lần thứ nhất cổ thiên thương trong lòng dâng lên một cái cảm giác rơi tinh tông cái ao nhỏ này đường dưỡng không dưới diệp tinh con cá lớn này mặc dù nói cổ thiên thương chưa từng gặp qua tứ cấp trận pháp càng không có gặp qua tứ cấp trận pháp sư nhưng mà hắn lại có cảm giác diệp tinh hoàn toàn có trở thành tứ cấp trận pháp sư tiềm lực tứ cấp trận pháp sư đây chính là cùng nhau đương vô tinh cực cảnh tôn giả tồn tại nếu là rơi tinh tông ra một vị tứ cấp trận pháp sư vậy còn không tại toàn bộ mây xanh mà sáu không vậy còn không tại toàn bộ thật huyền vực đi ngang a bất quá cổ thiên thương rất rõ ràng diệp tinh tại rơi tinh tông là không thể nào trở thành tứ cấp trận pháp sư muốn trở thành tứ cấp trận pháp sư ít nhất cũng phải có tứ cấp trận pháp đồ phổ cung cấp hắn học tập mới được mà rơi tinh tông cao nhất cũng chỉ có tam cấp trận pháp hơn nữa có tam cấp trận pháp đồ phổ vẹn vẹn ba loại mà thôi một loại trong đó vẫn là không tròn vẹn cổ thiên thương biểu lộ hóa đá nhưng nội tâm cũng không có đứng im trong nấy mắt trong lòng đổi qua vô số ý niệm chỉ là trên mặt duy trì rung động thần sắc không thay đổi cho nên thoạt nhìn như là hóa đá nguyên bản cổ thiên thương còn muốn đợi đến mấy năm sau diệp tinh đối với võ đạo nạn lòng phải trí nguyện ý chuyên tâm kim cương trận đạo sau đó mới hướng lâm phong hoa để cử diệp tinh bây giờ cổ thiên thương đã chờ đã không kịp lập tức phải hướng lâm phong hoa để cử nhân sinh cổ đoạn bất quá mấy chục năm cho dù là tinh tuyển cảnh võ thánh cơ thể các phương diện tiềm năng đều khai phát đến cực hạn cũng khó sống qua trăm tuổi tuổi chỉ có tinh cương cảnh chân nhân mới có thể đánh vỡ thọ nguyên hạn chế tăng thọ trăm năm nắm giữ hai trăm năm thọ nguyên cho nên có thiên phú phải thừa dịp sớm chỉ có càng sớm nhượng diệp tinh trở thành tam cấp trận pháp sư tiếp đó hắn mới có thực lực rời đi rơi tinh tông rời đi mây xanh khu vực rời đi thật huyền vực đi cường đại hơn chỗ học tập tứ cấp trận pháp đồ phổ cổ thiên thương từ hóa đá trạng thái sau khi phản ứng tự nhiên là vô cùng mừng rỡ rất nhanh lại dạy liễu diệp tinh một cái khác cơ sở trận pháp ghi hình trận pháp cùng học tập hình chiếu trận pháp một dạng diệp tinh tiếp tục một lần lại một lần luyện tập mà cổ thiên thương nhưng là rời đi trận nguyên đáy vực tiến đến rơi tinh tông nội môn tìm kiếm lâm phong hoa hắn tự hiểu trận pháp tạo nghệ có hạn lấy diệp tinh trận đạo thiên phú tự nhiên là muốn rơi tinh tông trận pháp tạo nghệ cao nhất người đến, đến dạy. đáng tiếc cổ thiên thương cũng không có tìm được lâm phong hoa sớm tại hơn mười ngày phía trước lâm phong hoa liền dẫn nữ nhi của nàng rừng dung hướng về thanh vân sơn mạch chỗ sâu nhất rèn luyện đi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về cái này khiến cổ thiên thương chỉ có thể coi như không có gì lại nghĩ vội vã tương diệp tinh để cử cho lâm phong hoa cũng phải chờ lâm phong hoa trở lại hắn nói sáu diệp tinh trận đạo thiên phú tuyệt đối là trí tôn cấp độ yêu nghiệt học được ghi hình trận pháp phía sau bởi vì ngày đó thời gian không nhiều không có luyện thành nhưng mà lần tiếp theo đi trận nguyên đáy vực vẫn chưa tới giữa trưa hắn liền nước chạy thành sông đã luyện thành sau đó cổ thiên thương lại dạy hắn giám sát trận pháp xế chiều hôm đó hắn vừa học được học được thay đổi vị trí trận pháp sau đó diệp tinh liền rời đi trận nguyên đáy vực tại chính mình nơi ở ngoại trừ có khi sẽ lãnh ngộ trong đầu trận pháp cơ sở nội dung bên ngoài thời gian còn lại diệp tinh đều ở đây tu luyện quy nguyên kình đến nỗi võ học thượng phẩm vũ học cũng là hóa cảnh thực phẩm vũ học cũng là viên mãn tạm thời không có cái gì có thể luyện chờ đem trên người cực phẩm vận tinh đan đều tu luyện hoàn hắn lại đi rơi tinh tông vũ các học thêm chút võ kỹ tăng trưởng võ học tri thức nhất là cực phẩm vũ học dạng này có thể nhường hắn tăng thêm tốc độ đem cực phẩm vũ học tu luyện tới hóa cảnh diệp tinh đối với trận pháp trụ cột tri thức lĩnh ngộ càng nhiều học tập trận pháp tốc độ cũng càng nhanh mặc dù hắn chỉ là đi tới trận nguyên đáy vực thời điểm mới luyện tập trận pháp nhưng tốc độ nhanh làm cho người tập lưỡi lại một lần đi trận nguyên đáy vực lúc diệp tinh dễ như trở bàn tay liền đem thay đổi vị trí trận pháp bố trí thành công tứ đại cơ sở trận pháp toàn bộ đều học được cơ sở trận pháp không cần trận pháp tài liệu bố trí trận pháp cũng không có tổn thương hiệu quả nhưng căn cứ vào bảy trận người tu vi khác biệt cũng có cao thấp khác nhau cơ sở trận pháp càng cao cấp hơn đẹp càng mạnh càng khó có thể phá hủy hiệu quả càng cường đại cơ sở trận pháp học xong cổ thiên thương bắt đầu dạy diệp tinh chân chính nhất cấp trận pháp loạn trận loạn thạch trận có thể so sánh cơ sở trận pháp phức tạp nhiều lắm nhưng mà nhưng cũng không có khó khăn đến diệp tinh dùng thời gian hai ngày liền học xong loạn thạch trận cùng cơ sở trận pháp khác biệt học xong mới xem như cấp độ nhập môn chỉ có thể bởi vì tình tôi cảnh nhất trọng đến tam trọng võ giả đi lên theo trận pháp sư tạo nghệ uy lực còn có thể tăng cường thì như tiểu thành loạn thạch trận có thể vây khốn tinh tôi cảnh tứ đến lục trọng đại thành loạn thạch trận có thể vây khốn tinh tôi cảnh bảy đến cựu trọng nếu là viên mãn cho dù là nửa bước võ thánh đều có thể vây khốn trận pháp như võ học quý ở tinh mà không tại nhiều lấy diệp tinh tu vi hoàn toàn có thể bằng nội kính sắp loạn thạch trận luyện tập đến đại thành cảnh giới bởi vậy tại loạn thạch trận đại thành phía trước cổ thiên thương không có ý định dạy khác trận pháp diệp tinh nhất ngày tu luyện võ đạo một ngày tu luyện trận đạo tuần hoàn không ngừng giữa hai bên đều có cực kỳ lộ ra chú đề thăng đại khái nửa cái nguyên hậu, diệp tinh liền đem loạn thạch trận luyện tập đến rồi cảnh giới đại thành trong tay cực phẩm vận tinh đan cũng toàn bộ đều bị hắn luyện hóa hấp thu tu vi tăng lên tới cựu trọng trung kỳ hơn nữa uy nguyên kình cũng tu luyện đến đệ lục trọng đình phong cách đột phá cảnh giới trí cao tầng thứ bảy cũng không xa xôi loạn thạch trận luyện tập đến đại thành cảnh giới phía sau diệp tinh liền khó có thể lại hướng cảnh giới cao hơn luyện tập bằng nội kình của hắn cường độ chỉ có thể bố trí cảnh giới đại thành loạn thạch trận cao cấp hơn chỉ có mượn trận pháp tài liệu cùng với tinh tinh cổ thiên thương cho liễu diệp tinh một trăm khối hạ phẩm tinh tinh cùng với một trăm khỏa nhất cấp khắc tinh thạch tiếp tục nhượng diệp tinh luyện tập loạn thạch trận xem ra diệp tinh không đem loạn thạch trận luyện tới cảnh giới viên mãn cổ thiên thương thì sẽ không dạy hắn thứ khác trận pháp tinh tinh là phi thường chân quý vật phẩm có thể thay thế võ giả trong cơ thể tinh thần chi lực hạ phẩm tinh tinh có thể thay thế võ giả nội kình võ thánh tinh nguyên trung phẩm tinh tinh càng thêm chân quý có thể thay thế chân nhân tôn giả tinh cương sáu, mà khác tinh thạch nhưng là trận pháp tài liệu nhất cấp khắc tinh thạch là nhất cấp trận pháp tài liệu có thể bố trí không thiếu thổ thuộc tính nhất cấp trận pháp, dùng trận pháp tài liệu cùng tinh tinh bày trận. Nhượng Diệp Tinh cảm thấy trận pháp uy lực, rõ ràng muốn mạnh hơn một chút. Diệp Tinh không có cảm giác đến loạn thạch trận có gì khó, hắn đối với trận pháp chủ cột lĩnh ngộ đã đạt đến tiếp cận chín thành trình độ, một đường luyện tập xuống đều có một loại nước chạy thành sông cảm giác. Xem ra sắp loạn thạch trận luyện tập đến cảnh giới viên mãn cũng không dùng đến thời gian bao nhiêu. Diệp Tinh phỏng đoán nếu để cho những thứ khác trận pháp sư biết, sợ rằng sẽ đánh muốn chảy nước mắt nhất cấp trận pháp luyện tập đến viên mãn đây là khó khăn biết bao chuyện rất nhiều nhất cấp trận pháp sư mấy năm đều hoàn thành không được không nhìn thấy trận pháp viên mãn hy vọng mà diệp tinh nhưng là nửa tháng liền trận pháp đại thành đến viên mãn chỉ là không cần bao nhiêu thời gian mà thôi tại thu được tinh tinh khắc tinh thạch ngày thứ hai diệp tinh không có ổ trong phủ tu luyện đi ra cửa phủ đi tới vũ các mà đi nhập môn nửa tháng diệp tinh mặc dù vẫn không có trao đổi với người nhưng mà đối với rơi tinh tông hiểu rõ diệp tinh nhưng là tăng lên rất nhiều mỗi một cái đệ tử đều có tông môn ban bố sổ tay bên trong không chỉ có tông môn giới thiệu còn có đệ tử ngoại môn quyền hạn ngoại môn đệ tử có thể đi tới vũ các học tập phẩm cấp võ học hơn nữa ngoại môn đệ tử còn có đi tới tông môn ngũ đại bảo địa tu luyện cơ hội chỉ là thời gian ít vô cùng nơi đó cũng là nội môn đệ tử thậm chí là hạch tâm đệ tử chỗ tu luyện thính danh diệp tinh ngoại môn đệ tử thứ mười diệp tinh chính là ngươi ân ngươi có thể tiến vào chỉ có thể ở vũ các tầng thứ nhất dừng lại thời gian không hạn tại vũ các bên ngoài ghi danh một chút diệp tinh liền tiến vào vũ các bên trong trước mười chính là hảo những đệ tử khác thời gian thế nhưng là có hạn chế rơi tinh tông vũ các so với Tử Sơn Học Viện tàng thư quán đều phải lớn hơn nhiều, mặc dù chỉ có tầng ba, nhưng mà tầng thứ nhất tàng thư liền muốn so Tử Sơn Học Viện toàn bộ tàng thư quán tất cả tàng thư cộng lại còn nhiều hơn mấy lần. Nhìn xem cái kia dẩm rạp chẳng trị giá sách, trên giá sách dẩm rạp chẳng trị sách, Diệp Tinh trên mặt lập tức nổi lên mỉm cười. Đến nỗi trong tầng thứ nhất đệ tử thì bị Diệp Tinh không thấy, hắn chú ý chỉ có võ học bí kíp. Tầng thứ nhất cũng là phổ thông võ học, bên trong đệ tử rõ ràng cũng là ngoại môn đệ tử, chủ yếu tập trung ở cực phẩm vũ học khu vực, mà Diệp Tinh nhưng là thẳng đến hạ phẩm vũ học khu vực mà đi. Đối với hắn mà nói, bất luận cái gì một chủng vũ học cũng là một bút tài phú người khác không có khả năng có nhiều như vậy tinh lực đi quan sát nhiều như vậy võ học bí kíp nhưng hắn có tăng ất có lầm hay không đô tinh tôi cảnh tự trọng vậy mà đi xem hạ phẩm vũ học có đệ tử phát hiện diệp tinh vậy mà đi đến hạ phẩm vũ học khu vực cầm lấy một bản hạ phẩm vũ học bí kíp quan sát không khỏi kinh ngạc nói xem ra là thiên phú võ học quá kém a sáu cái kia cũng không đến mức kém đến muốn đi học hạ phẩm vũ học a đến nơi này chờ tu vi thiên phú võ học kém đi nữa chắc là có thể học thượng phẩm vũ học a ai biết được đâu có vấn đề à nhìn hắn nghiên kỷ hẳn là đệ tử mới một lần nào tuyển nhận đệ tử mới sẽ không xuất hiện một hai cái đầu không bình thường mấy cái đệ tử cũng giọng điệu cao cao tại thượng đàm luận lúc này phía sau bọn họ chuyển tới một thanh âm lạnh lùng ta xem là các ngươi đầu có vấn đề các ngươi biết hắn là ai không hôm nay vẫn có chút kẻ văn rất bi kịch lại muốn bận đến không điểm sau đó hôm nay nguyệt phiếu vô cùng ra sức bất quá còn có thể lại đến mấy phiếu sao ta xem một chút bảng danh sách tựa hồ chỉ kém mười mấy phiếu liền có thể bạo chết sách mới hàng nhì không xong còn tiếp S, cảm tạ nửa đêm thanh phong khúc vô viễn phận giới cô đơn cũng cô độc tím hiên minh nguyệt ai chất tử Trời cao một, Lệnh Hạ Ải, nhất thống trên sông, vương công việc, Long Thiên Vũ Không, gọt cắt đám huynh đệ khen thưởng, vạn phần cảm tạ ba. 178 170 chương khâm phục chúng đệ tử cũ xoay người nhìn, thấy là một cái vóc người có lồi có lõm, người mặc áo già bó người tuyệt mỹ nữ tử. Niên kỷ cũng không lớn, chừng mười tám tuổi, hơn nữa là cựu trọng hậu kỳ tu vi, rõ ràng cũng là đệ tử mới. Đây tuyệt mỹ nữ tử, tự nhiên là Sở kinh Nguyệt, hắn đang tuyển chọn bên trong cũng thu được không nhỏ bản thưởng, vốn là tu vi của nàng cũng nhanh muốn đạt tới cựu trọng hậu kỳ, tiến vào Lạc Tinh Tông phía sau, rất nhanh liền nước chảy thành sông đạt đến sở kinh nguyệt là đệ tử mới bên trong đệ nhất mỹ nữ liền xem như đệ tử cũ bên trong cũng không có nữ đệ tử có thể so sánh cùng nhau vừa ở vào lạc tinh tông liền bị người xưng hô vì ngoại môn đệ nhất mỹ nữ mấy cái này đệ tử cũ đều biết nàng mà diệp tinh mặc dù thanh danh của hắn tuyệt không tại sở kinh giới anh trăng nhưng hắn hoặc là thầm cư phủ đệ bế quan tu luyện hoặc là liền tại trận nguyên đáy vực phần lớn đệ tử đều không nhìn thấy hắn biết tên hắn không thiếu nhưng có thể nhận ra hắn đệ tử cũ lại không nhiều đối với sở kinh nguyệt nói bọn hắn đầu có vấn đề mấy cái này đệ tử cũ cũng không giận mỹ nữ lúc nào cũng đãi ngộ đặc biệt một người trong đó hỏi hắn là ai? rất có danh tiếng sở kinh nguyện đơn giản phun ra hai chữ diệp tinh diệp tinh ngoại môn đệ tử đệ thập diệp tinh mấy cái đệ tử cũ lẫn nhau trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kiêng rẻ trong bọn họ tu vi cao nhất cũng mới cựu trọng đình phong liền nửa bước võ thánh đều không mà diệp tinh nhưng là đem nửa bước võ thánh bên trong cường giả hạng nhất đoạn tấn bằng đều bắn chết bọn họ cùng diệp tinh ở giữa có thể kém khoảng cách rất xa ở ngoại môn đệ tử thứ mười sau lưng nói đầu hắn có vấn đề tự tìm cái chết sao vạn nhất đối phương nghe được dưới cơn nóng giận khiêu chiến bọn hắn bên trên sinh tử lại đầu nghĩ tới đây mấy cái đệ tử cũ trong lòng liền run một cái võ học bí kíp cũng không nhìn nổi nhanh chóng vội vàng rời đi vũ cắt sở kinh nguyệt nhìn phía xa diệp tinh có lòng muốn đi lên chào hỏi nhưng lại có chút không dám tính cách nàng kịch liệt tự tin thật mạnh hơn nữa một lòng hướng võ từ nhỏ đến lớn chưa từng có cùng danh giới võ giả có thể từ trên thực lực vượt qua nàng cho dù là võ thánh thiên mệnh thiên tài cũng không có nguyên nhân chính là như thế nội tâm của nàng cũng là cao ngạo nhưng mà gặp phải diệp tinh sau đó nàng vô địch cùng cảnh giới ghi chép đã bị đánh phá diệp tinh so với nàng thấp nhất trọng danh giới tu vi vượt cấp đánh bại nàng nay liền đã đánh tan trong nội tâm nàng nạo khí nhưng mà trong nội tâm nàng vẫn còn có chút khâm phục bất quá làm diệp tinh đem đoạn tấn bằng bắn giết sau đó trong nội tâm nàng liền hoàn toàn chịu phục sở kinh thắng sở trường chính là vượt cấp khiêu chiến dù cho có võ thánh thiên mệnh thiên tài về mặt tu luyện vượt qua nàng nàng cũng chứng mắt nữ nhân như vậy rất khó coi bên trên những nam nhân khác chỉ khi nào tâm linh bị nam nhân khuất phục như vậy nhất định sẽ trong lòng nàng lưu lại cực kỳ khắc sâu là hấn. cuối cùng sở kinh nguyệt vẫn là lấy dũng khí đi tới diệp sư minh diệp tinh xem xong một bản bí kíp thả xuống quay đầu hướng sở kinh nguyệt liếc mắt nhìn mỉm cười sở sư mội cũng tại a à. nói xong diệp tinh lại đem lên một quyển khác bí kíp quan sát thời gian ba hơi thở liền lật một tờ tốc độ rất nhanh sở kinh nguyệt kiến diệp tinh lật phải nhanh như vậy còn tưởng rằng diệp tinh là vợ giả vờ giả vịt đang đọc sách không khỏi nhếch miệng lên dưới cái nhìn của nàng diệp tinh mặc dù biểu hiện bình tĩnh nhưng rõ ràng nội tâm rất khẩn trương cái này vẹn vẹn sở kinh nguyệt không hiểu cảm thấy cao hứng sở kinh nguyệt đi đến diệp tinh bên cạnh đạo diệp sư minh ngươi thượng phẩm vũ kỹ năng đều đạt đến hóa cảnh còn tới thăm những thứ này hạ phẩm vũ học làm cái gì diệp tinh nhất bên cạnh nhanh chóng lật sách vừa nói chuyện hai không chậm trễ nhìn nhiều chút võ học bí kíp trong lòng võ học tri thức liền nhiều một ít dạng này đối với võ học tu luyện rất có chỗ tốt võ học chân chính kỳ tài không phải dựa vào trong lòng võ học tri thức có bao nhiêu mà là trời sinh chính là luyện võ liệu võ kỹ một học rất dễ dàng liền luyện thành mà diệp tinh cũng không phải trời sinh vừa học liền biết chỉ có thể coi là nói có không tệ võ học thiên phú nhưng mà hắn có siêu não trước tiên có thể tại siêu não bên trong mô phỏng tu luyện hơn nữa siêu não còn có thể nhanh chóng học tập võ học nhuộm diệp tinh võ học tri thức trình độ viễn siêu thường nhân dạng này mới làm được tu luyện võ ký tốc độ như bay hắn tu luyện võ học tốc độ so chân chính võ học kỳ tài càng nhanh cùng nhau đương vu võ học kỳ tài bên trong trí tôn yêu nghiệt võ học tri thức càng cao tu luyện võ học càng dễ dàng đạo lý này kỳ thực rất nhiều người đều hiểu nhưng mà ngoại trừ một chút võ si có thể làm được nhưng là rất ít không có hắn võ học bí kíp nội dung số đông sinh áo khó hiểu nhìn một điểm ý tứ cũng không có là mình nhất thiết phải tu luyện cái kia không có cách nào mặt khác nhìn dư thừa một bản hai quyển vẫn được đã thấy nhiều liền phi não quá mức vô vị phi thường gian nan sự tình có rất nhiều người có thể làm được nhưng mà vô cùng không thú vị sự tình nhưng là không có mấy người có thể kiên trì nổi sở kinh nguyệt không hiểu đạo võ học bí kíp nhiều như vậy sao có thể học được tới a à? liền lấy nơi này bí kíp tới nói ít nhất cũng có hơn vài bản nghiêm túc đều nhìn một lần một năm đều không nhìn xong nhưng mà học một bản bí kíp nhìn không một lần còn không được cần hoa thời gian rất dài tu luyện hoàng kim thời gian không nhiều mỗi một phút mỗi một giây đều rất quý giá sao có thể đem thời gian đều lãng phí ở phương diện này a à? diệp tinh cười ha ha đạo ngươi nói đúng người bình thường là không thể nhưng ta xem sách tương đối nhanh đang khi nói chuyện diệp tinh liền để sách trong tay xuống lại đem hướng về phía tiếp theo quyển bí kíp xem xét tên là tự mình tu luyện qua bàn tay phải tới cầm hướng lại xuống một bản trước đó thấy qua đều ở đây trong đầu tự nhiên không cần lại nhìn sở kinh nguyệt thần sắc một quái lạ nghe diệp tinh giọng của vừa rồi như vậy là sách tựa hồ thật là đang nhìn dù cho nàng đối với diệp tinh vô cùng bội phục cái kia cũng rất là không tin nói đùa cái gì chiếu ngươi cái kia là sách tốc độ chữ ta đều không làm đến cực thấy rõ đâu một tờ liền lật qua liền lời không thấy rõ còn thế nào hiểu nội dung đối với sở kinh nguyệt ánh mắt hoài nghi diệp tinh không có phản ứng chút nào trong tay bí kíp một tờ lại một trang vượt qua đều bị quét hình tiến vào siêu nao bên trong cũng không lâu lắm Diệp Tinh vung trong tay xuống bí kíp lại đem lên một bản nhìn lại sở kinh thắng ánh mắt bắt đầu từ hồ nghi biến thành kinh ngạc nhìn Diệp Tinh thần sắc tựa hồ thật không phải là giả vờ giả vị chẳng lẽ hắn thật sự nhìn vào cái này khiến sở kinh nguyện cảm thấy không thể tin đâu có thể nào có đọc sách nhanh như vậy cái này gọi là nhất định chính là lật sách ta sở kinh nguyện kinh ngạc nói ngươi dạng này nhìn thật sự thấy rõ Diệp Tinh gật đầu thị lực của ta so với người bình thường mạnh hơn một điểm trí nhớ cũng so với người bình thường cao hơn một điểm đây nếu là thật thấy rõ, thật nhớ kỹ, cái kia nào chỉ là mạnh một điểm, cao một chút ta, à, nhất định chính là cao không chỉ mười lần. dù là Diệp Tinh không giống như là nói dối, nhưng người bình thường tuyệt đối tin tưởng không được, có thể Sở Kinh nguyệt tín. phía trước nàng cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng Diệp Tinh nhất nói, nàng liền tin. cảm giác này rất kỳ quái, đối với Diệp Tinh mà nói, nàng có loại không hiểu kỳ yêu cảm giác, tóm lại vô cùng tín nhiệm, để cho người ta hoài nghi không nổi. Sở Kinh nguyện trở mặc. Diệp Tinh vẫn như cũ không ngừng lật sách, đọc sách. một bản lại một quyển bí kíp tại Diệp Tinh trong tay đi qua cầm đến trong tay bí kíp đều bị diệp tinh nhanh chóng từ đầu lật đến đôi. nhưng là có một bộ phận bí kíp diệp tinh ngay cả nhúc nhích cũng không trực tiếp không để ý đến cũng không có cầm lên Sở kinh trăng sáng trắng không có lấy lên nhất định là hắn thấy qua chưa từng xem qua mới cầm lên nhìn một lần cái này biểu thị diệp tinh thấy qua cũng đã ghi tạc trong lòng đây là bực nào nghịch thiên trí nhớ nguyên bản diệp tinh tại sở kinh nguyệt tâm bên trong liền lưu lại rất sâu sắc lạc ấn bây giờ sở kinh nguyện đối với diệp tinh càng là bội phục đầu giảm xuống đất trong lòng lạc ấn khắc sâu hơn nhìn xem diệp tinh bên mặt ánh mắt hơi có chút si mê diệp tinh không ngừng xem sách một bản tiếp một bản sở kinh nguyệt si mê nhìn ra ngoài một hồi đột nhiên phản ứng lại trong lòng phanh nhảy một cái trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng lần nữa sâu đậm nhìn liễu diệp tinh thân ảnh một mắt sở kinh nguyệt không có quấy dày diệp tinh yên lặng rời đi lạc tinh tông trong vũ các bí kíp thật sự là nhiều lắm chừng hơn vạn bản trong đó có tám thành cũng là diệp tinh chưa từng xem qua từ hạ phẩm vũ học đến cực phẩm vũ học cái gì cần có đều có dù là diệp tinh nhất buồn nhất bản đảo nhìn tốc độ rất nhanh nhưng ngày kế cũng chỉ nhìn lật ra khoảng một phần năm trời tối trong vũ các có chiếu sáng trận pháp diệp tinh không hề rời đi tiếp tục quan sát lấy tu vi của hắn một ngày không ăn cơm cũng không tính là gì húng chi là một trận cơm tối nhìn thấy vũ các trưởng lao nhắc nhở phải đóng cửa diệp tinh mới ngừng lại được cả ngày xuống hắn cơ hồ nhìn gần ba ngàn quyển bí kíp toàn bộ đều quét hình tại hắn trong đầu những thứ võ học này hắn không nhất định phải luyện nhưng mà ít nhất phải tìm hiểu được chỉ cần đã hiểu vậy thì có thể để cao hắn võ học tri thức trình độ nhiều như vậy võ học nếu là dung hội quan thông cái kia diệp tinh rất chắc chắn thực phẩm vũ kỹ năng tu luyện hóa cảnh tuyệt không phải nan đề thậm chí có có thể là nước chạy thành sông chuyện tỷ như diệp tinh đem từ sơn học viện tàng thư quán bên trong hơn hai nghìn loại bí kíp dung hội quán thông thượng phẩm vũ kỹ năng liền một cách tự nhiên đột phá đến liêu hóa cảnh cách mỗi một ngày diệp tinh liền đi trận nguyên đáy vượt một lần vũ các cũng là hắn là ngoại môn trước mười không nhận thời gian hạn chế đồng dạng là cách mỗi một ngày tới một lần ước chừng dùng thời gian ba ngày diệp tinh mới đem vũ các trong tầng thứ nhất tất cả chưa từng xem qua võ học bí kíp toàn bộ đều lật ra một lần tất cả nội dung đều quét hình tiến vào siêu nao bên trong bây giờ diệp tinh trong đầu có hơn vạn bản võ học bí kíp nội dung nếu là người bình thường như thế chi lượng tin tức hoặc là liền không nhớ được hoặc là nhớ kỹ đầu giống như là muốn nổ lên cảm giác nhưng mà Diệp Tinh siêu cấp đại não so người bình thường đại não đâu chỉ mạnh nghìn lần vạn lần những nội dung này tại hắn trong đầu Diệp Tinh không chỉ có thể nhớ rõ còn có thể đem hắn chỉnh lý lĩnh ngộ võ học đều học xong về sau không đi trận nguyên đáy vượt thời điểm Diệp Tinh tự nhiên là không cần lại đi vũ các mà là không ngừng lĩnh ngộ trong đầu võ học tri thức đem hắn dung hội quan thông không ít thời điểm Diệp Tinh cũng đều trong sân thực tiễn luyện tập một chút cùng trong đầu tri thức lý luận xúc tiến lẫn nhau trong bất chi bất giác thời gian lại qua bên trên mười ngày Diệp Tinh tiến vào tông môn sắp đầy một tháng loạn thạch trận cuối cùng bị hắn luyện tới liêu viên mãn trí cảnh hơn nữa quy nguyên kình tu luyện cũng một cách tự nhiên đặt đến đệ thất trọng cảnh giới trí cao kẹt văn thật đau đớn bất quá ngày mai hẳn là có thể thông thuận điểm sẽ bốn canh một chút không có bốn canh chặt tay còn kém 10 phiếu liền có thể bạo chết sách mới đệ nhị các huynh đệ còn có một phiếu sao không xong còn tiếp một trăm bảy mươi chín lại câu 10 tấm vé tháng sáu ngày mai tất có bốn canh không có bốn canh chặt tay cách cuối tháng thời gian càng ngày càng gần nguyện phiếu cách sách mới cái thứ hai còn lại mười phiếu tả hữu các vị huynh đệ tìm muội, mười phiếu ba có thể hay không xông đi lên không xong còn tiếp một trăm tám mươi một trăm bảy mươi chương tiên phong động đệ thất trọng quy nguyên kính nội kinh cường độ cao bao nhiêu cái này rất khó khăn tưởng tượng từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến qua bởi vì bình thường quy nguyên kính không có đệ thất trọng đệ lục trọng quy nguyên kính nội kinh cường độ là không sánh được tinh nguyên cho dù là nửa bộ vũ thánh còn chưa hoàn toàn chuyển đổi tinh nguyên cũng không sánh nổi nhưng mà diệp tinh nhưng là vô cùng tự tin hắn về nguyên nội kính so với nửa bộ vũ thánh tinh nguyên không kém chút nào hắn có thể đủ cảm giác được về nguyên nội kính tại thể nội du tẩu cuối cùng ngưng tụ vào hai lòng bàn tay hóa thành hai đoàn quang đoàn sáng chói ẩn chứa đáng sợ trí cực lực lượng kinh khủng vậy quy nguyên kính nếu là ngưng tụ vào hai lòng bàn tay thể nội sẽ không nhiều nửa bộ vũ thánh tinh nguyên cũng là nhưng diệp tinh bây giờ thể nội vẫn như cũ có hùng hậu về nguyên nội kính vận chuyển dày đặc toàn thân đây cơ hồ có một chút võ thánh tinh nguyên dày đặc toàn thân hương vị đương nhiên diệp tinh vẫn là rất lý trí cũng không có mù quáng cho là mình về nguyên nội kính có thể so sánh võ thánh tinh nguyên vậy không có thể so sánh theo quy nguyên kính tu luyện tới cảnh giới chi cao diệp tinh tu vi cũng tăng lên không nhỏ một đoạn gần như sắp đạt đến cựu trọng hậu kỳ bất quá diệp tinh rất rõ ràng nếu là không có cực phẩm vận tinh đang chờ phụ trợ tu luyện tài nguyên bằng vào cảm giác ứng tinh thần tu luyện muốn tăng lên tới cựu trọng hậu kỳ cũng không dễ dàng dù chỉ là cực nhỏ một bước nhưng là cần không ít thời gian như thế nào mới có thể thu được tài nguyên tu luyện đâu cổ thiên thương mặc dù đối với diệp tinh phi thường tốt nhưng hắn vẫn không muốn tìm cổ thiên thương muốn hắn không có bái cổ thiên thương vi sư nhưng cổ thiên thương lại vẫn luôn tận tâm tận lực dạy hắn trận đạo liền chân quý tinh tinh khắc tinh thạch cũng không có bồi thường lấy ra cho hắn luyện tập trận pháp diệp tinh tự nhiên không mặt mũi lại hướng cổ thiên thương yêu cầu cái khác tại diệp tinh xem ra thu được tài nguyên tu luyện đường tắt chỉ có một đó chính là hướng ngoại môn đệ tử bảng xếp hạng bảng xếp hạng trước mười có ba cái khác biệt trình độ ban thưởng trước mười là ban thưởng mười khỏa cực phẩm vận tinh đan trước ba là ban thưởng hai mươi khỏa cực phẩm vận tinh đan đầu tiên là ban thưởng ba mươi khỏa cực phẩm vận tinh đan diệp tinh danh liệt đệ thập đã từng thu được mười khỏa cực phẩm vận tinh đan ban thưởng muốn lại thu được tông môn ban thưởng phải xông vào trước ba mới được trước ba diệp tinh cũng không có chắc chắn hắn tiến vào trước mười là bằng tiên thuật bắn chết đoạn tấn bằng không có cung tiễn hắn tuyệt không phải đoạn tấn bằng đối thủ diệp tinh tiễn thuật là thuật giết người sở dĩ bắn giết đoạn tấn bằng là bởi vì hắn tự tìm đường chết vô duyên vô cớ diệp tinh cũng không thể đem trước ba chọn tới sinh tử đại cũng dùng tiền thuật bắn chết ta mà không cần tiến thuật diệp tinh dù cho nội kỉnh cường độ không kém gì nửa bộ vũ thánh nhưng là đối với khiêu chiến trước ba không có lòng tin tất thắng trong ngoại môn đệ tử nửa bộ vũ thánh số lượng không thiếu trước mười cũng đã là nửa bộ vũ thánh bên trong cường giả hạng nhất trước ba tuyệt đối là cường giả trong cường giả hay là trước tu luyện một chút võ học ít nhất cũng phải có một loại cực phẩm vũ học đạt đến hóa cảnh mới tốt khiêu chiến trước ba diệp tinh tâm bên trong thầm nghĩ hôm nay là thời gian tu luyện Diệp Tinh đi tới lạc tinh tông ngũ đại bảo địa một trong thiên phong động. Bảo địa là thiên nhiên chỗ tu luyện, lại thêm lấy trận pháp phối hợp, đem hiệu quả phóng đại so với ở bên ngoài tu luyện hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Bất đồng bảo địa, nhằm vào phương diện tu luyện khác biệt, Tỉ như thiên phong động, chỉ có thể để thăng phong hệ võ học tốc độ tu luyện. Nếu như là hỏa hệ võ học, vậy thì không có gì hiệu quả. Hỏa hệ võ học hẳn là trừ hỏa lân quật tu luyện. Diệp Tinh ngày nữa ống thông gió, mục đích chính yếu nhất không phải để thăng phong hệ võ học tạo nghệ, mà là để cao đối với sức gió lĩnh ngộ. Liên cực phẩm vũ học tạo nghệ hắn đều đã đạt đến viên mãn, lại đề thăng chính là hóa cảnh đem võ học tu luyện đến hóa cảnh cho dù là tại trong bảo địa cũng khó có thể thành công cái này cần tự thân lĩnh ngộ mà diệp tinh chỉ cần đem trong đầu võ học tri thức lĩnh ngộ cực phẩm vũ học đạt đến hóa cảnh cũng không khó khăn chỉ là cần thời gian nhất định mà thôi bất quá diệp tinh nếu là có thể đem gió thổi lại để thăng một điểm như vậy hắn có thể cưỡng ép đem cảnh giới viên mãn cực phẩm khinh công thân pháp tăng lên tới cùng hóa cảnh tương đối tình cảnh vạn sự khởi đầu nan nghĩ lĩnh ngộ ra gió thổi tuyệt không dễ dàng rất nhiều võ thánh cũng không có lĩnh ngộ ra tới nhưng diệp tinh đã lĩnh ngộ lại đem nó để thăng một điểm ở trên thiên ống thông gió dạng này bảo địa bên trong hẳn không phải là nan đề. Thiên Phong Động, căn cứ vào trận pháp mạnh yếu, bên trong sức gió mạnh yếu chia làm 7 cái cấp bậc, còn lại bảo địa cũng như thế phân chia. Nhất cấp thích hợp cao cấp võ giả tu luyện, cấp 2 thích hợp nửa bộ vũ thánh tu luyện, tam cấp thích hợp sơ cấp võ thánh tu luyện, tứ cấp thích hợp trung cấp võ thánh tu luyện, cấp 5 thích hợp cao cấp võ thánh tu luyện, lục cấp thích hợp nửa bước chân nhân tu luyện, cấp 7 thích hợp chân nhân tu luyện. Thường tới bảo địa tu luyện, số đông cũng là nội môn đệ tử, là chuyện gì trường bối, bởi vậy, trông coi bảo địa nhân viên cũng là nội môn chấp sự, cũng là trung cấp võ thánh. Xin hỏi, có thừa tam cấp thiên phong động sao? diệp tinh tới trước thiên phong động chố ghi danh đăng ký một cái chín trọng vũ giả đi tam cấp thiên phong động muốn chết sao phụ trách ghi danh ngũ tinh võ thánh chấp sự nhàn nhạt quét liễu diệp tinh một mắt vị sư huynh này xin hỏi có thừa tam cấp thiên phong động sao diệp tinh khí định thần nhàn hỏi lần nữa ngươi biết tam cấp thiên phong trong động sức gió lớn bao nhiêu sao chỉ có sơ cấp võ thánh chỉ có thể thừa nhận được có thể ở bên trong tu luyện võ học diệp tinh thái độ hảo vị chấp sự này thái độ cũng tốt nhiều ta biết ta không phải là đi tu luyện võ học chỉ là muốn cảm thụ một chút sức gió bên trong nội lực lại lớn cũng không khả năng thổi chết ta đi diệp tinh lạnh nhạt nói tuổi chết ngươi ngược lại không nhất định nhưng tuyệt đối là bị tội ngươi sáu chấp sự thần sắc một quái lạ đột nhiên nghĩ tới điều gì ngươi là muốn đi cảm thụ sức gió lĩnh ngộ phong chi đại thế lĩnh ngộ phong chi đại thế diệp tinh tâm bên trong nợ nụ cười ta đã sớm lĩnh ngộ ra gió thổi bây giờ là tiếp tục lĩnh ngộ để thăng gió thổi cường độ mà thôi còn không đợi diệp tinh nói cái gì chấp sự này liền cười lạnh không phải ta đã kích ngươi người không muốn ý nghĩ hao huyền ta là ngũ tinh võ thánh cũng không có thể lĩnh ngộ ra gió thổi ngươi mới tu vi gì diệp tinh tâm đạo ngươi cũng biết ngươi tinh tuyển cảnh ngũ trọng cũng không có lĩnh ngộ ra gió thổi à ta tinh tôi cảnh ngũ trọng liền lĩnh nộ ra gió thổi ngươi có thể cùng ta so sao diệp tinh không cùng đối phương chấp nhận đem lệnh bài thân phận nộp đi qua nếu như có rảnh rỗi còn lại tam cấp thiên phong động ta liền quyết định tháng này thời gian toàn bộ quyết định phổ thông ngoại môn đệ tử tại mỗi một cái trong bảo điệu thời gian tu luyện một tháng đều chỉ có một canh giờ võ thánh tiên mệnh đệ tử một tháng có hai canh giờ thời gian tu luyện ngoại môn trước 10, một tháng có ba canh giờ thời gian tu luyện trước ba có năm canh giờ đệ nhất có mười canh giờ ý nghĩ hao huyền không biết trời cao đất rộng chấp sự này lẩm bẩm một câu tương diệp tinh lệnh bài thân phận tiếp tới theo sau chính là một quái lạ ba canh giờ thời gian tu luyện người cửu trọng tu vi là ngoại môn trước mười diệp tinh gật đầu chẳng thể trách có mấy phần ngạo khí bất quá không thành võ thánh liền nghĩ lĩnh nộ gió thổi sáu tính toán ngươi nguyện ý tự mình chuốc lấy cực khổ lưới nhác của ngươi chấp sự rất nhanh liền làm xong đăng ký tương diệp tinh lệnh bài thân phận trả lại thứ ba mươi bảy hào thiên phong động thời gian không thể vượt qua ba canh giờ đương nhiên nếu là chịu không được cũng có thể sớm đi ra thời gian còn thừa lại có thể đổi đến càng cấp thấp hơn thiên phong động cảm tạ diệp tinh đem lệnh bài thân phận thu hồi hướng về thiên phong động mà đi chấp sự này đưa mắt nhìn diệp tinh rời đi lẩm bẩm người trẻ tuổi có một chút bản sự liền kiêu ngạo cùng vọng tự cho là thiên tài tuyệt thế h 6 ta nhìn ngươi có thể ở tam cấp thiên phong động kiên trì bao lâu mới tinh tôi cảnh cựu trọng liền nghĩ lĩnh mộ gió thổi mơ mộng hao huyền ý nghĩ hao huyền 6 số 37 thiên phong động diệp tinh nhất tiến vào bên trong cơ thể liền bị thổi lên hắn lại một lần cảm nhận được tại thanh vân sơn mạch lần đó bị thổi bay cảm giác cơ thể không nhận tự kiềm chế hung hăng hướng về ống thông gió cuối trên vách đá đánh tới thế nhưng là bây giờ diệp tinh không thể so với lần trước lần trước còn không có lĩnh ngộ. Nhưng mà, kể từ lần trước kinh lịch sau đó, Diệp Tinh cũng đã lĩnh ngộ một tia gió thế. Dù chỉ là một tia gió thế, đối với sức gió cảm thụ so không có lĩnh ngộ gió thổi phải mạnh hơn, hoàn toàn không phải gấp 10 gấp 20 lần khác nhau, mà là có cùng không khác nhau. Diệp Tinh vận dụng cái kia một tia gió thế, bốn phía sức gió rõ ràng bị Diệp Tinh cảm ứng ra tới. Nhất là Diệp Tinh siêu não, tại thời khắc này cũng mở ra quét hình trạng thái, đem sức gió biến hóa, càng là quét hình phải nhất thanh nhị sở. Gió như nước, nghịch thì khó khăn, thuận thì dịch. Thủy có sức nổi, gió cũng đồng dạng có, có thể đem một chút trọng lượng cực nhẹ đồ vật nổi lên, chỉ là không có nước sức nổi lớn như vậy dựng lên. Lấy võ giả thân thể trọng lượng, tự nhiên là sức gió khó mà nổi lên, nhưng mà nếu là lấy gió thổi chi lực, thuận gió lực mà đi, nhưng là có thể rất lớn đại giảm gió nhẹ lực tổn thương. Nếu là gió thổi đại thành, hoàn toàn có thể đem gió xem như thủy một dạng, theo gió mà động, phiêu nhiên ngự không mà đi. Hiện tại Diệp Tinh cách phiêu nhiên ngự không mà đi còn kém cách xa và giảm, nhưng giảm bất sức gió tổn thương, tận lực cùng gió thổi dung hợp còn có thể làm được. Trong chốc lát diệp tinh tốc độ liền chậm lại rất nhiều nguyên bản diệp tinh hẳn là giống như là bị võ thánh vỗ một trường hung hăng đâm vào trên vách tường kết quả mặc dù vẫn là đụng vào trên vách tường nhưng sức mạnh lại nhỏ rất nhiều lấy diệp tinh đẹp hoàn toàn có thể thừa nhận được qua hai cái nháy mắt thời gian diệp tinh hai chân ở trên vách tường đạp một cái hùng hậu về nguyên nội kính bộc phát cả người trong lúc đó nghịch gió xông về phía trước hướng về ống thông gió tối cường sức gió phong nhãn chỗ phóng đi thuận gió mặc dù có thể giảm nhỏ sức gió tổn thương nhưng muốn chân chính cảm thụ sức gió lớn bao nhiêu gió thổi mạnh bao nhiêu chỉ có ngược gió mà đi ngược gió cảm gió thổi đề thăng nghệ thuận gió giảm nhỏ tổn thương bảo vệ mình diệp tinh lao ra ba mươi mét không đến liền bị kinh khủng cồn phong cho thổi trở về phen diệp tinh đụng vào trên vách tường phát ra một tiếng bạo hưởng nhưng mà đi qua diệp tinh lợi dụng gió thổi lực hóa giải hắn bị tổn thương cũng không lớn điều tức mấy lần diệp tinh lại một lần nữa xông về phía trước ngược gió cảm ngộ thuận gió từ bảo hộ như thế nhiều lần mà đi mỗi một lần ngược gió xông ra thuận gió mà quay về diệp tinh đều có thể cảm ngộ đến trong gió lực lượng kinh khủng không ngừng tìm hiểu cảm thụ được phong chi đại thế theo lần lượt xung kích bị thổi trở về diệp tinh quần áo dần dần vỡ tan mà Diệp Tinh đối với sức gió linh ngộ, nhưng là từ từ càng sâu. Không xong còn tiếp, DS, cảm tạ vô hồ viễn phật giới, gọt cát, đông dịch lạnh, a chân tử, tím hiên minh nguyệt, cô đơn cũng cô độc đám huynh đệ khen thưởng, vạn phần cảm tạ ba. 181 172 chương năm đầu cầu thiên phong động chố ghi danh. Kể từ Diệp Tinh tiến vào thiên phong động thời gian vượt qua sau nửa canh giờ, phụ trách ghi danh chấp sự Khâu Cảnh Sơn liền bắt đầu nhíu mày, thần sắc kinh ngạc. Sau đó, mỗi theo thời gian tiến lên một khắc đồng hồ, Khâu Cảnh Sơn trong mắt kinh ngạc liền càng lớn một phần. Tại hắn tại tới, Diệp Tinh tuyệt đối không có khả năng tại Tam cấp Thiên Phong trong động, kiên trì nửa canh giờ, thế nhưng là, kết quả rõ ràng ngoài dự liệu của hắn. Nào chỉ là ngoài dự liệu, nhất định chính là xa xa ra dự liệu của hắn. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều có người đến đây đăng ký, hoặc là tiến vào Thiên Phong động, hoặc là từ Thiên Phong trong động đi ra, nhưng mà, những người này không có Diệp Tinh. Một cái rưỡi thời thần trôi qua, hai canh giờ đi qua, hai canh giờ rưỡi đi qua. Khâu Cảnh Sơn thần sắc càng ngày càng kinh ngạc, từ đầu đến cuối không kiến Diệp Tinh đi ra. Đột nhiên, thần sắc hắn chấn động, trong lòng tránh quá nhất cái ý niệm tiểu tử kia sẽ không phải chết ở số 37 thiên phong động a. Suy nghĩ một chút cũng không hẳn là. Mỗi một cái thiên phong trong động đều bố trí giám sát trận pháp, mỗi cách một đoạn thời gian, liền có phụ trách an toàn tông môn chấp sự kiểm tra thiên phong trong động tình trạng. Nếu có người đang thiên phong trong động chết, không có khả năng không có người biết, thậm chí, không chờ người chết, chỉ cần có người xuất hiện tổn thương nghiêm trọng, phụ trách an toàn tông môn chấp sự liền sẽ tiến vào thiên phong trong động cứu người. Điều này nói rõ, Diệp Tinh ở trên thiên trong hang gió an toàn không có vấn đề. Mắt thấy thời gian cách 3 canh giờ càng ngày càng gần, Khâu Cảnh Sơn sắc mặt đã hóa thành rung động. "Khưu sư minh còn có hay không dư tám cấp thiên phong động lúc này một cái tinh tuyển cảnh nhị trọng nội môn đệ tử đến nơi này khâu cảnh sơn lấy lại tinh thần kiểm tra một chút đạo tạm thời không có bất quá rất nhanh số 37 thiên phong động liền có thể để chống nói đến đây khâu cảnh sơn sững sờ số 37 thiên phong động chính là diệp tinh vị trí vậy bọn ta chờ na nội môn đệ tử gật gật đầu lập tức liền phát giác được khâu cảnh sơn thần sắc khắc thường khiêu sư minh cái này số 37 thiên phong động không có vấn đề à khâu cảnh sơn trầm rãi lắc đầu hướng na nội môn đệ tử liếc mắt nhìn ngươi tuyệt đối nghĩ không ra cái này số ba mươi bảy thiên phong trong động tu luyện là ai na nội môn đệ tử nợ nụ cười đoán tên ta là không đoán ra được nhưng lúc nào cũng nội môn đệ tử thôi khâu cảnh sơn đạo là ngoại môn đệ tử hơn nữa là tinh tôi cảnh cựu trọng ngoại môn đệ tử ở lại bên trong gần ba canh giờ ngoại môn đệ tử tiến tam cấp thiên phong động na nội môn đệ tử lập tức trừng lớn mắt hơn nữa còn là tinh tôi cảnh cựu trọng tu vi ba canh giờ thời gian đây là ngoại môn trước mười thời hạn a nhạc cảnh sơn gật đầu na nội môn đệ tử kinh ngạc nói ta lạc tinh tông vậy mà ra một cái như vậy lợi hại ngoại môn đệ tử 6 số ba mươi bảy thiên phong trong động diệp tinh lại một lần nữa bị gió thổi trở về nhưng mà hắn lần tiếp theo lao ra lúc ước chừng ngược gió vọt lên mấy chục mét khoảng cách là nhập môn thiên phong động lúc đều không chỉ gấp đôi siêu lại một lần bị cuồng phong thổi trở về cùng vách tường đụng vào nhau đã đến giờ sáu diệp tinh chú ý tới nhớ canh giờ khắp đồng hồ lúc này diệp tinh quần áo trên người rách tung tóe khắp nơi đều là lỗ rách đơn giản giống như là một tên ăn mày đồng dạng nhưng mà trên mặt của hắn nhưng là mang theo cực kỳ mỉm cười hài lòng đi qua ba canh giờ tu luyện hắn gió thổi linh ngộ nào chỉ là tăng lên một lần hai lần ít nhất cũng tăng lên hơn gấp 10 lần. Phía trước lĩnh ngộ gió thổi, chỉ có thể dùng một tia để hình dung, còn không thể đem cực phẩm khinh công thân pháp. cưỡng ép để thăng đến hóa cảnh, nhưng bây giờ, tuyệt đối đủ. Hiện tại hắn lĩnh ngộ gió thổi không thể lại dùng một tia để hình dung, nên tính là lĩnh ngộ phong chi đại thế một điểm gia lông, trình độ này, cho dù là đối với cao cấp võ thánh mà nói, đều là không dậy nổi trình độ. Từ số 37 thiên phong động sau khi ra ngoài, Diệp Tinh vung tay lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo, rất nhanh thay đổi. Lúc này mới hoàn toàn rời đi thiên phong động nhìn xem diệp tinh từ tiên phong động đi ra khâu cảnh sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngươi sáu ngươi vậy mà không có thụ thương không có thụ thương đó là không có khả năng nhưng là chỉ là chút bị thương ngoài ra mà thôi không ý kiến đại sự diệp tinh đổi một bộ quần áo tốt người khác tự nhiên là nhìn không ra cái kia một chút vết thương nhỏ thế diệp tinh nhàn nhạt, nhạt gật đầu đem lệnh bài thân phận giao cho khâu cảnh sơn ta dùng hết rồi ghi danh xong phía sau diệp tinh liền rời đi còn lại khâu cảnh sơn cùng vị kia nội môn đệ tử trên mặt kinh hãi liên tục sáu rời đi thiên phong động không xa diệp tinh liền đem gió thổi dung nhập vào cực phẩm khinh công nhạn mây tung Thi triển ra. Phía trước lĩnh ngộ một tia gió thế, dung nhập nhạn mây tung còn không cách nào làm cho nhạn mây tung để thăng đến hóa cảnh, nhưng là bây giờ, Diệp Tinh gió thổi lĩnh ngộ đâu chỉ mạnh gấp 10, cùng nhạn mây tung dung hợp, dễ như trở bàn tay liền để nhạn mây tung tốc độ tăng lên rất nhiều, đặt chân hóa cảnh. Nhạn mây tung còn có đồng bộ thân pháp nhạn mây bước, Diệp Tinh đều đã tu luyện đến viên mãn, rõ ràng, tại dung hợp sức gió dưới tình huống, đồng dạng có thể đặt chân hóa cảnh. Cũng không lâu lắm, Diệp Tinh liền về tới ngoại môn khu vực, đi ngang qua đệ nhất phong lúc, nhìn thấy sợ kinh nguyệt đang bị mấy cái đệ tử vây quanh, lập tức đi tới. Lập tức, Diệp Tinh liền lông mày nhảy một cái, vừa rồi ánh mắt bị mấy cái đệ tử ngăn cản chỉ có thấy được sở kinh nguyệt bây giờ tới gần mới phát hiện nguyên lai sở kinh nguyệt sau lưng còn có một cái sở kinh nam chỉ là sở kinh nam khỏe môi niết lên vết máu hiển nhiên là bị người đánh theo khoảng cách tới gần mấy người âm thanh truyền vào diệp tinh trong thay một cái bình thường thiên mệnh rắt rưởi giả trang cái gì thanh cao kế sư huynh để ý ngươi đó là phúc khí của ngươi đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ kế sư huynh mời ngươi đi ngắm hoa đi vậy phải đi không đi cũng phải đi sáu ai sáu các ngươi tại sao cùng sở sư muội nói chuyện cái gì ngữ khí hh sáu sở sư muội theo ta kế hạo nôn tại lạc tinh bên ngoài tông môn tuyệt đối để cho ngươi nợ mày nợ mặt dền văng nhiều về sau ta trở thành nội môn đệ tử cũng còn có thể chiếu cố ngươi ngươi cũng đừng tại nhiệm tính tới 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 sáu phía sau núi mạng nguyệt lan mở chính là rực rỡ chúng ta cùng một chỗ thưởng thường hoa cảm tình không cũng chậm chậm bồi dưỡng sao ha ha sáu <laughs> sau đó diệp tinh liền nghe được sở kinh thắng trả lời lan kế hạo nôn chừng hai mươi thân mang trường sam màu trắng nhìn qua tuấn tú lịch sự hắn đem sắc mặt vị lại đạo sở kinh nguyện, ngươi cũng chớ quá không nghe lời à không đáp ứng cẩn thận ta đánh gây em trai ngươi trần chó để các ngươi hai người tại lạc tinh tông một ngày cũng không thể an bình. mặc dù không có nhìn thấy trước đây hình ảnh, nhưng mà chỉ dựa vào những người này nói lời, diệp tinh nhất trong nháy mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. kế hạo luôn coi trọng sở kinh nguyệt, nghĩ uy hiếp sở kinh nguyệt đi vào khuất khổ. đả thương sở kinh nam, có thể sở kinh nguyệt là cái gì tính tình? làm sao hướng kế hạo luôn thỏa hiệp? sở kinh nguyệt không đáp ứng, kế hạo luôn nhiều nhất có thể bức bách bức bách, trực tiếp bà vương ngạnh thương cung. đó là không có thể, võ thánh thiên mệnh đệ tử đánh phổ thông thiên mệnh đệ tử, cái này không tính là chuyện gì, nhưng nếu là cường bạo nữ đệ tử đây chính là tông môn nghiêm lệnh cấm chỉ tội chết một con chó hai đầu cầu ba đầu cầu bốn cái cầu sáu lại thêm ngươi hết thể năm đầu cầu diệp tinh đi nhanh tới tay hướng kế hạo ngôn một ngón tay mới vừa rồi là ai đánh sợ sư đệ cho lão tử đứng ra chính mình chống đỡ chính mình mười cái cái tát tiếp đó xéo đi lần sau còn dám đối với sợ sư đệ sở sư mội có bất kỳ bất kính lao tử thấy các ngươi một lần đánh liền các ngươi một lần diệp tinh tiến vào lạc tinh tông cũng có một tháng mặc dù nói không chú ý đệ tử khác nhưng mà đối với sắp xếp danh đệ bốn kế hạo ngôn hắn vẫn biết bất quá đối với xem thường người liền xem như ngoại môn đệ tứ lại như thế nào diệp tinh như cũ xem thường hơn nữa cũng không có đem thực lực của đối phương để vào mắt diệp tinh bây giờ mục tiêu là muốn vào ngoại môn trước ba nếu như kế hạo ngôn là sắp xếp danh đệ ba diệp tinh trực tiếp liền khiêu chiến hắn sở kinh nguyệt sở kinh nam kiến diệp tinh tới thần sắc đều là vui mừng đến nỗi kế hạo ngôn năm người thì thần sắc giận dữ Cậu. bọn họ đều là đệ tử cũ cũng là võ thánh thiên mệnh đệ tử thiên tài trong đó ba cái là cựu trọng tuột cùng tu vi mặt khác hai cái càng là nửa bước võ thánh thế nhưng lại bị người mắng trở thành năm đầu cậu làm sao không giận Người dám mắng ta?" Kế Hạo Nôn ánh mắt hướng Diệp Tinh nhìn sang, hắn đương nhiên nhận ra Diệp Tinh cái này, đồng dạng danh liệt trước 10 đệ tử. Sớm tại Diệp Vụt bay tiến đoạn tấn bằng ở qua phủ đệ lúc, Kế Hạo Nôn liền từng xa xa thấy qua hắn, hơn nữa lúc đó còn cùng bạn tốt của hắn sáng ngời mặt mày đánh giá rồi một lần. Kế Hạo Nôn, sáng ngời mặt mày hai người đều không tương Diệp Tinh để vào mắt, cho rằng Diệp Tinh chính là ỷ vào cùng tiễn sắp bén, luận thực lực chân chính, không được. Bây giờ, Diệp Tinh cũng dám mắng trên đầu của hắn, Kế Hạo Nôn sắc mặt lập tức liền xanh xám đứng lên, đồng thời hai mắt cũng lộ ra hung quang. Đến nỗi bốn người khác, có nhận biết Diệp Tinh cũng có không biết nhưng không ngoài dự tính thần sắc đều rất phẫn nộ diệp sư minh diệp tinh sư minh sở kinh nguyệt sở kinh nam ngạc nhiên lên tiếng chào hỏi lập tức đi tới liêu diệp tinh bên cạnh hai người đều tương diệp tinh trở thành rồi vào dù sao diệp tinh cũng là ngoại môn trước mười một trong lệ diệp tinh nhìn không được sự tình không nhiều nhưng ép buộc nữ nhân vừa vặn là một loại trong đó đối với kế hạo nôn tự nhiên chỉ có hung lợi ác ngữ diệp tinh ánh mắt đón kế hạo nôn âm thanh lạnh lùng nói chính đang chửi ngươi đầu này rác cầu chỉ ngươi chó này bộ dáng cũng xứng cùng sở sư muội đi ngắm hoa ngươi vung pha cầu nước tiểu chiếu chiếu ngươi con chó kia bộ dáng vừa rồi động thủ thương sở sư đệ có phải hay không là ngươi đúng vậy nhanh chóng động thủ nếu không nhường lao tử động thủ liền phế bỏ ngươi cặp kia vớt chó diệp tinh là bởi vì trong lòng đối với kế hạo nôn khinh bỉ nói cũng là lời mắng người kỳ thực bên trên kế hạo nôn dáng dấp còn tính là tốt nếu là mắng lời nói vậy dĩ nhiên cũng là nổi nóng lời nói không thể coi là thật bất quá sở kinh nguyệt nghe xong diệp tinh nói kế hạo nôn không xứng cùng nàng đi ngắm hoa nhưng trong lòng thì không hiểu vui mừng giống như là ăn mật một dạng ngọt sở kinh nguyệt tâm bên trong giống như là ăn mật một dạng ngọt kế hạo nôn nhưng trong lòng mảy may cũng ngọt không nổi mà là tràn đầy lửa giận Kế Hạo luôn gầm thét một tiếng. Diệp Tinh, ngươi tự tìm cái chết. Trong chốc lát, nội kinh vận chuyển, khí thế bộc phát. Xem như ngoại môn đệ tứ đệ tử, thực lực của hắn tự nhiên là cao vô cùng. Trong lúc nhất thời uy thế che trời. Diệp Tinh đối mặt với Kế Hạo luôn như thế, thần sắc đạm nhiên. Đạo, ở đây dự định cái gì? Muốn chia thắng bại vẫn là phân sinh tử. Đại quyết đấu, sinh tử đại bằng người chọn lựa. Mồ hôi. Hai tay của ta. a Không nói, nhanh chóng gõ chữ đi. Vì bảo trụ hai tay, bốn canh nhất thiết phải hoàn thành. Không xong còn tiếp. Một 173 chương quyết đấu tăng thêm kế hạo nôn mặc dù la hét nói Diệp Tinh tự tìm cái chết, nhưng mà sinh tử đại nhưng cũng không dám lên. Có thể trở thành ngoại môn đệ tử tiên thập, cái nào thực lực không phải cường đại vô song, đoạn tấn bằng danh liệt đệ thập, so đệ tứ kế hạo nôn kém là suýt chút nữa, nhưng tuyệt đối không kém được quá xa. Diệp Tinh hai mũi tên có thể bắn giết đoạn tấn bằng, như vậy, rất có thể cũng có thể bằng tiện thuật bắn giết kế hạo nôn, kế hạo nôn nào dám hòa Diệp Tinh thượng sinh tử đại. Bất quá, ngoại trừ Diệp Tinh tiến thuật bất luận, kế hạo nôn vẫn là rất tự tin, thực lực có thể vững vàng thắng qua Diệp Tinh kế hạo luôn nói có gan cũng không cần làm cho dụng cung tiễn chúng ta đài quyết đấu bên trên nhất quyết thắng bại kẻ bại từ chống đỡ 10 cái cái tát không nhượng diệp tinh dụng cung tiễn vậy dĩ nhiên là chỉ có thể bên trên đài quyết đấu mà không thể bên trên sinh tử đài sinh tử đài bên trên phân sinh tử đâu có thể nào bị hạn chế không thể sử dụng thủ đoạn lợi hại nhất vậy dứt khoát đứng bất động để cho người ta giết tốt không có bực này đạo lý kế hạo ngôn mặc dù lệnh diệp tinh chắn ghét nhưng còn không đến mức bởi vậy liền đối với hắn sinh ra sát tâm bên trên đài quyết đấu vừa vặn danh chính ngôn thuận thu thập đối phương diệp tinh những chiến hai nhóm người liền lập tức hướng ra phía ngoài môn đại quảng trường mà đi kế hạo ngôn tự tin thắng qua diệp tinh không có sơ hở nào cười lớn bước nhanh hướng về phía trước hơn nữa mệnh lệnh bên cạnh bốn người đem tin tức tản ra để cho người ta đến đây quan sát hắn muốn ở dưới con mắt mọi người đánh bại diệp tinh nhuộm diệp tinh từ chống đỡ 10 cái cái tát diệp tinh lấy bình thường bước chân mà đi sở kinh nguyệt sở kinh nam một trái một phải đi theo bên cạnh hắn diệp sư huynh kế hạo ngôn thế nhưng là ngoại môn đệ tứ đệ tử ngươi không để dụng cùng tiễn được hay không à thua nhưng là muốn từ chống đỡ mười cái cái tát đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người quan sát cái này mất mặt hay không à sở kinh nam nhỏ giọng lẩm bẩm thần sắc lo nghĩ diệp sư huynh giam ứng chiến liền chắc chắn có thể sở kinh nguyệt tâm thanh chắc chắn đối với diệp tinh nhưng là vô cùng tín nhiệm lòng tin mười phần sở kinh nam kinh ngạc nhìn sở kinh nguyệt một mắt trong lòng có một loại cảm giác như thế nào cảm giác đường tỷ tựa hồ có chút không đồng dạng đâu chờ diệp tinh ba người đi tới ngoại môn quảng trường đã có không thiếu đệ tử nghe được tin tức chạy tới diệp tinh nhập môn ngày đầu tiên bán giết đoạn tấn bằng trở thành ngoại môn trước mười tại lạc tinh bên ngoài tông môn nhất cử dương danh bây giờ thời gian mới qua không tới một tháng hắn lại muốn cùng ngoại môn đệ tứ đệ tử kế hạo nôn bên trên đại quyết đấu này liền càng là hấp dẫn người hứng thú nghe được tin tức toàn bộ đều hướng ra phía ngoài môn quảng trường chạy tới, kế hạo ngôn đến quảng trường sau đó liền trực tiếp lên phía bắc nhất đài quyết đấu, thần sắc tự tin, ý cười đầy mặt trở lấy đi lên. tòa này đài quyết đấu phía dưới, tự nhiên là đoàn tụ không thiếu ngoại môn đệ tử, mới đệ tử chiếm đa số, cũng có bộ phận đệ tử cũ. nhập môn ngày đầu tiên liền bắn giết đoạn tấn bằng sư huynh, một tháng chưa đầy lại muốn cùng kế hạo ngôn sư huynh bên trên đài quyết đấu, cái này diệp tinh thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu à? bất quá thực lực của hắn đích thật là cường đại, đoạn tấn bằng sư huynh bị hắn hai mũi tên bắn giết, kế hạo ngôn sư Vinh lại là đối thủ của hắn sao? cái này ngươi không biết đâu kế hạo ngôn sư huynh cùng hắn quyết đấu hai người đã đã hẹn không cho phép làm cho dụng cung tiễn không phải chứ sự lợi hại của hắn chính là ở tên của hắn thuật không để dụng cung tiễn sao có thể cùng kế hạo ngôn sư huynh so sánh hh sáu cho nên chờ lấy xem kịch vui là được rồi hắn một cái đệ tử mới vừa tiến vào tông môn liền giết chết đoạn tấn bằng sư huynh tiến vào trước 10, vừa phép lối lại càng dỡ, kế hạo ngôn sư huynh lần này vừa vặn có thể thay chúng ta những thứ này đệ tử cũ chút tân giận ân nghe nói ai nếu là thua chiếm được chống đỡ mười cái cái tắt đâu lần này diệp tinh cần phải chịu đến dạy dỗ 6. Không thiếu đệ tử cũ đang nghị luận, mặc dù Diệp Tinh danh liệt trước 10, lệnh đông đảo đệ tử cũ cũng vô cùng kiêng kỵ, nhưng mà, trong lòng bọn họ, rõ ràng đối với Diệp Tinh không phải rất chịu phục. Từ bọn họ xưng hô liền có thể nhìn ra, vô luận là đoạn tấn bằng, vẫn là kế hạng luôn, bọn họ đều là xưng là sư huynh. Mà nói tới Diệp Tinh, nhưng là gọi thẳng tên, điều này nói rõ Diệp Tinh cường đại, cũng không có xâm nhập đệ tử cũ trong lòng, tại đệ tử cũ trong lòng, cũng không tán thành Diệp Tinh cái này trước 10. Sở dĩ không người dám khiêu chiến hắn, là bởi vì Diệp Tinh tiến vào trước 10, thủ đoạn rất tàn khốc, là muốn đoạn tấn bằng mệnh tiến vào trước 10 nhưng cái này cũng chỉ là lệnh đệ tử cũ trong lòng kiên kỵ mà không phải tán thành trong lòng bọn họ rất ngóng nhìn có một đệ tử cũ có thể tương diệp tinh đạp xuống tới hôm nay kế hạo luôn muốn đối diệp tinh ra tay chính hợp đông đảo đệ tử cũ tâm ý đến nỗi đệ tử mới tự nhiên là đều đối diệp tinh tâm duyệt tâm phục khẩu phục thì ngóng nhìn diệp tinh lại sáng tạo huy hoàng chỉ là đối với diệp tinh có lòng tin đệ tử mới nhưng là không nhiều bởi vì bọn họ cũng đều biết lần này quyết đấu diệp tinh không dụng cung tiễn Diệp Tinh thiên thuật rất lợi hại, cái này mọi người đều biết, mà ngoại trừ tiên thuật, hắn tại bình thường thiên mệnh đệ tử tuyển bạt bên trong thu được đệ nhất, thực lực này tại nửa bước võ thánh trước mặt liền không tính cái gì, chớ nói chi là ngoại môn đệ tứ kế Hạo Nôn, là nửa bước võ thánh bên trong cường giả hàm nhất. Diệp Tinh nhất đến, phía trước vô luận là đệ tử mới, vẫn là đệ tử cũ, đều chủ động tránh ra một con đường. Diệp Tinh nhất đi thẳng đến phía dưới lôi đài, cơ thể nhảy lên, nhẹ bỗng lên đài quyết đấu. Kế Sư Vinh, tất thắng. Kế Sư Vinh, tất thắng. Diệp Tinh vừa mới lên đài quyết đấu, phía dưới liền có một cái lớn tiếng kêu gào, chính là lúc trước cùng Kế Hạo Nôn cùng nhau bốn người một trong theo người này một hô rất nhiều đệ tử cũ đều đi theo hô hấp kế sư minh, tất thắng sở kinh nam thấy thế cũng lớn quát lên diệp sư minh, cố lên diệp sư minh, cố lên theo sở kinh nam thanh âm cùng một chỗ đệ tử mới bên trong cũng có linh linh tinh tinh một số người đi theo hô to diệp sư minh, cố lên chỉ bất quá đệ tử mới mặc dù nhiều người nhưng hô hảo nhân số vẫn còn không sánh được đệ tử cũ thanh thế chi hạo đáng cũng không bằng đối với diệp tinh có lòng tin người có ít đài quyết đấu bên trên kế hạo luôn cười hắc hắc diệp tinh để cho ngươi xen vào việc của người khác hôm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi diệp tinh thần sắc đạm nhiên từng bước từng bước hướng về phía trước đạo bớt nói nhiều lời cứ việc phóng ngựa tới bài vân trưởng kế hạo nôn vẻ mặt cứng lại diệp tinh nhất câu nói liền đem hắn tất cả ngôn ngữ đều nuốt ở trong lòng lập tức gầm lên giận dữ bài vân trưởng cực phẩm vũ học là một loại đại khai đại hợp xem trọng đại khí thế võ học kế hạo ngôn đối với bài vân trưởng tạo nghệ mười phần tinh thâm gần như sắp muốn siêu việt viên mãn đã đặt chân ở hóa cảnh bên giới chỉ cần lại vào nho nhỏ một bước liền có thể chân chính đặt chân hóa cảnh kế hạo nôn hét lớn một tiếng ở giữa cơ thể nhảy lên bổ nhào về phía trước song trường ra thẳng hướng diệp tinh công tới song trưởng tinh nguyên ngưng kết kinh khủng bài vân trưởng tình như biển mây mãnh liệt đồng dạng cách không cũng đã thổi đến diệp tinh quần áo vũ động tóc đen bay lên bà giao quyền diệp tinh đối mặt kế hạo nôn tấn công chính diện không né tránh hữu tâm thử một lần thực lực của đối phương cao thấp bà giao quyền thượng phẩm vũ học hóa cảnh bá giao quyền uy lực hoàn toàn không kém kế hạo nôn còn chưa chân chính đặt chân hóa cảnh bài vân trưởng diệp tinh quy nguyên nội kình ngưng tụ vào song quyền hào quang rực rỡ cường độ cũng không kém hơn kế hạo nôn nửa bước tinh nguyên đồng thời diệp tinh cũng vận chuyển bất bại kim thân các vị trí cơ thể đều hiện lên một cái tầng ánh sáng vàng kim lộng lấy trong chốc lát quyền trưởng tương đối phanh lực lượng kinh khủng xung kích cùng một chỗ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc bạo hưởng tiếng nổ vang bên trong diệp tinh cùng kế hạo nôn cơ thể đồng thời chấn động mạnh từ đối phương trên thân đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh khủng sức mạnh cơ thể khó mà ổn định đồng thời thối lui về phía sau diệp tinh lui về sau ba bước kế hạo nôn lui về sau năm bước cái gì vô luận là đệ tử mới vẫn là đệ tử cũ trong nháy mắt này thần sắc đều hóa thành kinh hãi chính diện giao phong kế hạo ngôn cư nhiên bị diệp tinh đẩy lui năm bước mà diệp tinh lại vẹn vẹn đẩy lui ba bước Kết quả này làm cho người không dám tin, nhất là người trong cuộc kế hạo nôn, thần sắc rung động, không dám tin sự thật trước mắt. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn vì nửa bức võ thánh bên trong cường giả hấp nhất, vậy mà lại có một ngày sẽ bị chín trọng vũ giả chính diện đánh lui. Đến nỗi Diệp Tinh, nhưng là thần sắc như thường, thông qua một trường ngày liều mạng. Hắn đã giải, thực lực của đối phương gần giống như hắn, liền xem như kém cũng chỉ kém một chút mà thôi. Coi như hắn hôm nay không có đem gió thổi lĩnh nộ được cao hơn tạo nghệ, không cần hóa cảnh cực phẩm thân pháp, tại siêu nao quét hình phía dưới, hắn cũng là có thể đem kế hạo luôn đánh bại. Bất quá, tăng lên sức gió linh nộ cái này tự nhiên là càng thêm tăng tốc liễu diệp tinh chiến thắng tốc độ diệp tinh lui lại ba bước phía sau thân ảnh vừa vững liền lập tức thi triển nhạn mấy bước trong chốc lát diệp tinh cơ thể tựa như tầng mây bên trong nông trời đồng dạng trong chốc lát biến mất không thấy không phải diệp tinh thật sự biến mất mà là tốc độ quá nhanh khiến người ta cảm thấy đột nhiên không thấy trong một sát na này diệp tinh cũng đã đi vòng qua kế hạo nôn hậu phương bá giao quyền bá giao hóa long diệp tinh ra tay không chút nào hàm hồ lập tức thi triển bá giao quyền bên trong tuyệt chiêu tuyệt đại đa số đệ tử cũng không có thấy rõ diệp tinh bước chân biến hóa chỉ biết là diệp tinh nhất sáng ngời liền không thấy chờ bọn hắn định thần xem xét diệp tinh cũng đã tại kế hạo nôn hậu phương triển khai tuyệt chiêu công kích bất quá kế hạo nôn xem như ngoại môn đệ tứ cường giả rõ ràng so phía dưới đệ tử phải mạnh hơn tuy diệp tinh thân pháp nhanh làm hắn cũng theo đó chấn động nhưng vẫn là miễn cưỡng thấy rõ liêu diệp tinh thân ảnh trong lúc vội vàng kế hạo nôn đột nhiên quay người hét lớn một tiếng phiên vân phúc vũ đồng dạng là thi triển bài vân trưởng bên trong tuyệt chiêu sát thuật quyền của hai người trưởng trong chốc lát liền đánh vào cùng một chỗ kế hạo nôn trung quy là trong lúc vội vàng ra chiêu chiêu thức là thi triển ra nhưng mà chiêu thế nhưng là không kịp bày ra uy lực rõ ràng không bằng diệp tinh cái này xúc thế một kích bá giao hóa long phanh tiếng nổ vang bên trong diệp tinh không hề động một chút nào mà kế hạo ngôn nhưng là cơ thể đột nhiên thối lui về phía sau liền lùi lại bảy tám bước cho ta bại diệp tinh nhất âm thanh hét lớn nhạn mây bước thi triển xuất quỷ nhập thần trong chốc lát chiêu thức biến đổi hóa quyền vị chỉ hướng kế hạo ngôn điểm tới thiên tuyệt chỉ chỉ điểm thương tiên trong chốc lát hùng hậu quy nguyên nội kình liền ngưng kết thành một cây to lớn chỉ ảnh theo diệp tinh một chỉ này hướng kế hạo ngôn đâm tới một chiêu này biến hóa ở chỗ nhanh bá giao quyền xúc thế nhất kích mới có thể làm đến thế như lôi đình nhanh như như chấp giật lần nữa biến chiêu tốc độ cũng chậm xuống mà thiên tuyệt chỉ thì không chỉ vào điểm chỉ mang liền bắn mạnh mà ra đã công kế hạo nôn trước mặt kế hạo nôn rõ ràng không ngờ đến diệp tinh thế công nhanh như vậy trong nháy mắt bị một chỉ này đánh trúng phanh kế hạo nôn thổ huyết mà bay sáu năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm lệ rơi đầy mặt hôm nay phải chặt tay ta đã tận lực tại viết rất muốn muốn canh có thể đại nào thật sự là chịu không được dùng nao quá độ gõ chữ hiệu suất cực kỳ thấp hay là trước nghỉ ngơi một chút hảo ngày mai tiếp tục nổ lên tới tháng này chỉ còn lại có cuối cùng 6 ngày ta sẽ tận lực điều chỉnh tốt trạng thái nhiều tới mấy lần bốn canh bộc phát nhộn diệp tinh sớm ngày đột phá tinh tuyển tinh tướng thức tỉnh trở thành võ thánh móng tay hơi dài ta đi đem nó chặt một điểm mặt dạng mày dày tiếp tục hướng đại gia cầu tầm vé thắng nhiệm vụ rất gian khổ sáu ngày thời gian nhưng chúng ta cách đệ nhất còn kém 600 nhiều phiếu bình quân một ngày hơn 100 trăm phiếu tiết ấu, alexander không xong còn tiếp tờ cảm tạ nửa đêm thanh phong khúc vô viễn phật giới huynh đệ khen thưởng cảm tạ ba một thái độ đoan chính cầu nguyện phiếu kiêm đẩy sách siêu cấp rút ra thứ hai hướng các huynh đệ cầu một trường phiếu để cử hướng bảng. Dù chưa buôn canh, nhưng tháng này 25 ngày trôi qua, bạo phát 23 tiền, thái độ của ta vẫn là rất đoan chính, một mực đang cố gắng, cho nên mặt dạn mày dày tiếp tục cầu nguyện phiếu. Mặt khác, lại hướng các huynh đệ để cử một bản bằng hữu tiểu thuyết đô thị, hứng thú có thể đi nhìn một chút. Sách hảo, 3374349 tác giả, phong thiếu vũ tiên sách, siêu cấp rút ra giới thiệu văn tác, Trần Phong chính là một cái bình thường học sinh cấp 3, ngày nào đó đại rút ra hệ thống cải biến nhân sinh của hắn quy tích. Cái gì là đại rút ra hệ thống? Chính là có thể rút ra hết thảy, rút ra tri thức rút ra công phu, rút ra dị năng, mà Trần Phong phát hiện chính mình không chỉ có thể rút ra thực tế nhân vật năng lực. Trương vô kỵ, lệnh hồ hướng, Tiểu Phong, cảm di America, Y Dung Man, Sở bài Man, sáu, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Từ đây Trần Phong nhân sinh bắt đầu trở nên tiền đồ trở nên xa lạ, như bức nhân sinh không cần giảng giải. Ta phải phải cao điệu a, à, không để các ngươi hâm mộ ta, sùng bái ta, đối với ta muốn ngừng mà không được, ta như thế nào như bức đầu. Trần Phong, không xong còn tiếp, một trăm tám mươi 174 chương ngắm hoa trong nháy mắt, kế hạo nôn liền bị Diệp Tinh nhất chỉ, nổ xuống lôi đài, ngã xuống đất. Diệp Tinh cái này một kế Thiên Tuyệt Chỉ, uy lực cũng không nhỏ, kế hạo nôn trước ngực, quần áo bị chỉ kình xuyên thủng, mặc dù màng da không bị chỉ kình phá vỡ, nhưng là lưu lại một đạo huyết hồng phải biến thành màu đen chỉ ấn. Thiên Tuyệt Chỉ sức đánh vào kế hạo nôn thể nội, nắm giữ cách trở kinh mạch hiệu quả, kế hạo nôn ngón giữa chỗ, lập tức liền kinh mạch cách trở nội kinh không cách nào vận chuyển, liền hô hấp đều mang từng đợt kịch liệt đau nhức. Đây đã là bị thương nặng, hơn nữa sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, như hắn hòa Diệp Tinh là sinh tử chi chiến hắn chịu này trọng thương cơ hồ đó là một con đường chết diệp tinh tại đài quyết đấu bên trên một bước liền xuất hiện ở đài quyết đấu biên giới ánh mắt hướng kế hạo nôn nhìn xuống mà đi kế hạo nôn giấy rùa bỏ lên tay phải đặt ở ngón giữa chỗ nhất cử nhất động của hắn đều có thể dẫn dắt đến nói đó kịch liệt đau nhức ánh mắt của hắn đồng dạng nhìn về phía liêu diệp tinh tràn đầy phẫn nộ cùng cựu thị vô cùng hung ác mặc dù bị diệp tinh nhất chỉ kích thương nhưng kế hạo nôn rõ ràng không phục lắm diệp tinh cũng mặc kệ có tức giận hay không âm thanh lạnh lùng nói ngươi thua từ trưởng mười cái cái ta, ta đám người lúc này mới diệp tinh đánh bại kế hạo nôn trong rung động giật mình tỉnh lại ánh mắt đều là tả hướng kế hạo nôn nhìn sang phía trước đám người chỉ chú ý hai người thắng bại hiện tại diệp tinh nhất nhất lên bọn hắn mới phản ứng được giữa hai người còn có một cái đồ ước người nào thua ai từ trưởng 10 cái cái tát đánh cược này so hai người thắng bại càng làm cho người ta chú ý ngay trước nhiều đệ tử như vậy từ trưởng 10 cái cái tát ta mặt mũi này mà không thể mất hết diệp tinh cùng kế hạo nôn cũng là danh liệt trước 10 ngoại môn đệ tử mặc kệ cái nào từ trưởng cái tát cũng là một kiện làm cho người rung động sự tình bất quá bởi vì lập trường nguyên nhân chúng đệ tử rõ ràng chia làm hai cái bộ phận đệ tử cũng tự nhiên là nghĩ diệp tinh thua tiếp đó tự trưởng mười cái cái tác bây giờ kế hạo luôn bại bọn hắn cảm thấy trong lòng rất bực khuất. kế hạo luôn không chỉ có là ngoại môn đệ tứ đệ tử vẫn là một cái đệ tử cũ hắn tự trưởng cái tác đệ tử cũ tự nhiên cũng trên mặt tối tăm nhưng đệ tử cũ buồn mực các đệ tử mới có thể từng cái hưng phấn phải tuy khai chiến phía trước bọn hắn đối với diệp tinh không có lòng tin nhưng nội tâm vẫn là hy vọng diệp tinh có thể thắng hiện tại diệp tinh quả nhiên thắng đâu còn không một cái cái hương phấn đến, đến rất giống như là mình cũng có vinh quang nhất là kế hạo luôn ngoại môn đệ tử a muốn ở tại bọn hắn trước mặt tự trưởng cái tác chúng tân đệ tử càng là hai mắt tỏa sáng bực này cơ hội một đời có thể gặp được mấy lần kế hạo ngôn ngừng lại là mặt đỏ bừng lên trước mắt bao người hắn thua với diệp tinh trong lòng liền có tràn đầy hoán hận đâu còn nguyện từ trưởng cái tát kế hạo ngôn cả giận nói ta không có bại tất nhiên thua muốn từ trưởng mười cái cái tát vậy thì chết ỉ lại không nhận thua chúng đệ tử cũ mặc dù cảm giác trên mặt nóng hưng hực nhưng là cảm thấy vẫn có thể xem là một cái biện pháp chết ỉ lại không nhận thua người cắn ta a à. đến nỗi đệ tử mới thì lập tức ồn nào cười to kế hạo ngôn ánh mắt tức giận đào qua tiếng cười liền ngưng mặc dù kế hạo ngôn thua với liêu diệp tình nhưng hắn thực lực không thể nghi ngờ bây giờ trận mắt chừng một cái đệ tử mới cái nào dám tiếp tục chế dây ước diệp tinh khinh thường nói ngươi đã bị ta kích thường, hơn nữa còn bị ta đặt xuống đài quyết đấu này cũng không phải thua sao như đây không tính là thua vậy chúng ta tiếp tục lao tử đánh tới ngươi chịu thua mới thôi kế hạo ngôn nào dám lại hòa diệp tinh tiếp tục đánh xuống lạnh lên một tiếng ta không chấp nhận với ngươi nói xong liền xoay người muốn đi diệp tinh sắp mặt lập tức ngông thượng một tầng xương lạnh tất nhiên đánh cược nguyện đánh cuộc thì muốn nghe thua nghĩ không nhận nợ nào có dễ dàng như vậy diệp tinh quát lên ngươi không từ trưởng hảo sáu ta tới cho ngươi trưởng nhìn lao tử không rút nát vụn cái miệng túi của ngươi kế hạo nôn cơ thể run lên nghiêm nghị nói ngươi dám nhưng mà từ thân thể của hắn phản ứng có thể thấy được rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu đồng thời còn có một cái âm thanh từ đằng xa chuyển đến diệp tinh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ngươi đừng thật quá mức ngươi xem lão tử có dám hay không diệp tinh căn bản không có quan tâm âm thanh xa xa chuyển tới gầm lên một tiếng liền thi triển nhạn mây bước tới kế hạo nôn vào tới tất nhiên kế hạo nôn không tuân thủ đồ ước cái kia diệp tinh tự mình động thủ cùng hắn từ trưởng mười cái cái tắt cường độ cũng không giống nhau tự nhiên là muốn cho đối phương càng thảm trọng giáo hấn người đang trên không diệp tinh liền đối với kế hạo nôn triển khai tấn công mạnh hai chân liên kích mà đi thượng phẩm vũ học tuyệt mệnh liên hoàn cước hóa cảnh tuyệt mệnh liên hoàn cước một cước lại một chân đá ra tại kế hạo nôn trong mắt hóa thành đầy trời chân ảnh ở khắp mọi nơi kế hạo nôn bị thương nặng chỗ lồng ngực nội kình khó mà vận chuyển khiến cho hắn thực lực giảm lớn sao có thể chống đỡ được diệp tinh tuyệt mệnh liên hoàn chân phanh 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 sáu liên tiếp bạo tiếng thở dốc lên kế hạo nôn cũng không biết chặn mấy cước ngược lại trong nháy mắt liền bị đá ngã lăn trên mặt đất một tiếng hét thảm diệp tinh cơ thể vừa rơi xuống hai cước dấm mạnh liền dấm ở kế hạo nôn hai tay cơ thể ngồi xuống liền đệ lại kế hạo nôn cơ thể tiếp đó tay phải năm ngón tay khép lại hướng về phía kế hạo nôn mặt của liền hung hăng rút tới lao tử để cho ngươi ngắm hoa sáu 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 lao tử thưởng ngươi đầy mặt nợ hoa ba 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 đùng đùng sáu diệp tinh mỗi uống một câu liền mãnh liệt rút nhất ba trường quả thật là đánh kế hạo nôn đẩy mặt nợ hoa diệp tinh trường lực cường đại cỡ nào mặc dù bây giờ diệp tinh cố ý lưu thủ không có vận dụng uy nguyên nội kình chỉ là dùng tay không chi lực liên rút mười cái bàn tay cái kia cũng quất đến kế hạo nôn trên mặt da chóc thịt bong trong miệng tràn đầy miệng răng cùng huyết thủy kế hạo nôn dù cho thân là nửa bước võ thánh nhưng bị diệp tinh như thế đánh đập một trận tàn bạo cũng hai mắt khẽ đảo ngất đi hưu liền tại diệp tinh hút xong đệ thập bàn tay lúc đột nhiên một đạo nóng bỏng trưởng ấn từ đằng xa bắn nhanh mà đến siêu diệp tinh cơ thể nhảy lên trong nháy mắt từ kế hạo nôn trên thân rời đi một cái xoay người né qua trưởng ấn bay thấp ở đài quyết đấu bên trên trường ấn không có vỗ trúng diệp tinh đập vào đại quyết đấu trên thành bích, phát ra một tiếng bạo hưởng. Đại quyết đấu chính là dùng cứng rắn khoáng thạch chế tạo mà thành, hơn nữa có trận pháp gia cố, liền võ thánh đều khó mà hủy hoại, chớ nói chi là nửa bước võ thánh nhất kích, không hư hao chút nào. Người xuất thủ là một cái người mặc xích bảo tuổi trẻ đệ tử, hẹn 23-24 tuổi, tướng mạo chỉ có thể coi là bình thường, nhưng là có một cỗ khí tức nóng bỏng, giống như hắn là cái hỏa cầu. Diệp Tinh, chào ngươi lớn căn chó. Xích Bảo đệ tử tại kế hạo ngôn bên cạnh ngừng lại, nhìn kế hạo ngôn một mắt phía sau, ánh mắt như lưỡi dao đồng dạng quét hướng Diệp Tinh, lạnh giọng quát lên, là chiêu sư hình tam sư huynh tới thu thập diệp tinh thay kế sư huynh xả giận sáu không thiếu đệ tử cũng nhìn người nọ đều kêu la người tới là ngoại môn đệ tử thứ ba chiều mặt mày chiều mặt mày vừa nghe đến tin tức liền chạy tới bất quá lúc này kế hạo nôn đã bị diệp tinh đánh bại chiều mặt mày thanh em giống như lưới đao đồng dạng làm cho người phát lệnh chúng tân đệ tử đều thần sắc một quái lạ ngoại môn đệ tam cùng đệ tứ mặc dù chỉ kém một cái tên nhưng mà thực lực nhưng là có không nhỏ khác biệt từ tông môn đối với trước mười ban thưởng liền có thể nhìn ra được trước mười là một cái cấp bậc trước ba lại là một cái cấp bậc có thể từ nơi này sao nhiều trong ngoại môn đệ tử danh liệt trước ba thực lực tự nhiên là tương đối đáng sợ mà diệp tinh nhưng là thần sắc như thường không có chút rung động nào hắn chính là muốn khiêu chiến trước ba như thế nào lại sợ chiều mặt mày ánh mắt đồng dạng bén nhọn hướng chiều mặt mày nhìn chằm chằm đi qua diệp tinh lạnh nhạt nói như thế nào ngươi cũng nghĩ đi lên thử xem các đệ tử đều thần sắc một quái lạ không ngờ rằng diệp tinh vậy mà tại chiều mặt mày trước mặt đều như vậy thong dong, tựa hồ cũng không có đem chiều mặt mày coi là chuyện đáng kể cái này khiến chúng đệ tử không thể không kinh ngạc chiều mặt mày thế nhưng là ngoại môn trước ba a cùng kế hạo nôn cái này đệ tứ đệ tử có rất lớn thực lực sai biệt dù cho diệp tinh đem kế hạo nôn đánh rất thảm nhưng chúng đệ tử tuyệt đại đa số cũng không cho rằng diệp tinh là chiều mặt mày đối thủ chiều mặt mày cùng kế hạo nôn quan hệ cá nhân rất tốt hơn nữa hắn cũng là xem thường diệp tinh tiến vào trước mười nhân một trong bây giờ bởi vì kế hạo nôn chi chú ý chính là tràn đầy lửa giận diệp tinh không khiêu chiến hắn hắn cũng phải lên đài quyết đấu giáo hấn diệp tinh làm sao cự tuyệt diệp tinh khiêu chiến chiều mặt mày tức là diệp tinh nghiêm giọng nói hảo hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng hắn thăm dò kế hạo luôn khí tức gặp kế hạo luôn chỉ là ngất đi liền gọi hai cái đệ tử cũ khiêm đi đưa đi trị liệu sau đó chiều mặt mày thân ảnh loại lên liền hóa thành một đạo màu đỏ thâm tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đài quyết đấu bên trên xem xét đối phương thân pháp diệp tinh thì biết rõ so kế hạo ngôn còn muốn cao hơn một bậc cơ hồ đã đạt hóa cảnh bên dưới. giới vừa lên đài quyết đấu chiều mặt mày khí tức liền kinh khủng rất nhiều cả người giống như là một đoàn liệt diễm đang thiếu đốt nhường bốn phía nhiệt độ trong lúc đó tăng lên hắn phía trên không khí không gió từ tuôn ra hình như có một cỗ sóng nhiệt chủ thiên nhấc lên quần quận khí lưu diệp tinh cảm thấy nào tới trước mặt một cỗ nhiệt khí diệp tinh quan sát đến chiều mặt mày chỉ thấy thân thể của hắn tựa hồ thể nội có liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng hiện ra màu đỏ thấm lộng lấy cơ hồ cùng ý phục của hắn biến thành đồng dạng màu sắc nhất là chiều mặt mày song trường càng là từ đỏ hoa hồng tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng diệp tinh tự nhiên là một mắt liền nhìn ra chiều mặt mày tu luyện là hỏa thuộc tính võ học diệp tinh tu luyện võ học trên cơ bản cũng là không thuộc tính chất chính là đơn thuần nội kình mạnh yếu bởi vì có thuộc tính võ học một cùng võ giả thể chất có liên quan hai cùng tu luyện hoàn cảnh có liên quan đem so sánh mà nói cùng thiên phú võ học quan hệ liền muốn không lớn lắm diệp tinh nếu là tu luyện thuộc tính võ học ưu thế còn lâu mới có được không thuộc tính chất võ học lớn như vậy cho nên có thuộc tính võ học diệp tinh cơ bản chỉ học tri thức lý luận cũng không tu luyện bất quá ngang nhau cường độ nội tình có thuộc tính uy lực muốn so không thuộc tính chất mạnh mà vượt cấp khiêu chiến đối với tuyệt đại đa số võ giả cũng là hy vọng xa vời cho nên vì truy cầu lực công kích cường đại vì nắm giữ so cùng cảnh giới võ giả thực lực càng mạnh hơn rất nhiều võ giả đều nguyện ý có tu luyện thuộc tính võ học chiều mặt mày thể chất lại hỏa Tu luyện hỏa hệ võ học so với những võ học khác tốc độ nhanh hơn không thiếu. Tu luyện công pháp cửu dương quyết cùng với võ ký liệt hỏa thần trưởng cũng là hỏa thuộc tính tính chất cực phẩm vũ học. Đau đầu phải không được. Hôm nay chỉ có thể canh một, xin lỗi. Cuối tháng chỉ còn lại mấy ngày, nguyện phiếu cách đệ nhất còn có chút xa, ta cũng không muốn ở thời điểm này treo dây xích. Ai sáu. Đêm nay chỉnh đốn một chút, vung lòng xuống đầu. Cuối cùng mấy ngày tranh thủ nổ lên tới đệ nhất đang ở trước mắt, không thể từ bỏ. Không xong còn tiếp. S, cảm tạ cô đơn cũng cô độc. Card, nửa đêm thanh phong cúc. 5432 tiêm hiên minh nguyệt ai chân tử hạn sai không thương nổi ta đây tầm đám huynh đệ khen thưởng vạn phần cảm tạ sáu một trăm tám mươi đề cử một bản mỹ nữ tiểu thuyết cựu tinh nhân tác giả là mỹ nữ nữ đồng bào việt nam tần tiểu thuyết có khác biệt gì hứng thú có thể đi xem tác giả quả vị meo tên sách cựu tinh sách hảo ba ba chín bốn sáu tám sáu giới thiệu văn tát nếu có một ngày ngươi chết trước mặt của ngươi có hai cái tuyển hạng a trùng sinh một lần b xuyên qua dị giới ngươi sẽ như thế nào lựa chọn sáu dương quạt cất cao giọng hát ba ngàn dặm cười dẫn hung tinh vào mệnh cung một cái vô danh thích khách người mang tử kim tinh tượng eo cuốn ra tài bạc triệu giá lâm tên yêu nghiệt này mà cảm xúc mạnh mẽ thời đại không xong còn tiếp một trăm tám mươi sáu một trăm bảy mươi chương triệu mặt mày sửa lại một sai lầm bên trên chương cựu dương quyết không phải cực phẩm công pháp mà là linh vũ truyền thừa đã sửa chữa võ học phẩm cấp cũng không phải nhìn tên bá không ba khí liên hòa thần trưởng mặc dù mang theo cái thần chữ nhưng chỉ là cực phẩm vũ học mà thôi cũng không phải là linh vũ cũng không huyền vũ bất quá thuộc tính võ học y lực mạnh mẽ dù là chiều hoa dung võ học tạo nghệ cùng kế hạo lời tương xứng như vậy chỉ dựa vào hỏa thuộc tính công pháp và võ kỹ thực lực của hắn cũng muốn cao hơn kế hạo lời một đoạn điểm này từ chiều hoa dung giữ dằn về khí thế liền có thể nhìn ra được đại quyết đấu bốn phía đệ tử cảm nhận được chiều hoa dung khí tức đáng sợ mặc dù cách xa mấy chục thước nhưng là vẫn như cũ có loại run như cầy sấy cảm giác bản năng lui lại mà đứng tại đại quyết đấu trên diệp tinh quần áo tại trong hơi nóng phiêu đãng tóc đen theo gió bay lên nhưng là nửa bước không lùi diệp tinh hai mắt hơi có vẻ nghiêm túc nhưng hắn sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh vận chuyển quy nguyên tình đồng dạng buộc phát ra khí tức cường đại kinh khủng diệp tinh nội kình cường đại không phải dựa vào cái gì thuộc tính mà là đơn thuần cường đại hùng hậu uy nguyên kình một vận chuyển hắn tinh khí như lang yên quần quận từ trên đỉnh đầu sông thẳng mà ra mắt trần có thể thấy diệp tinh đỉnh đầu một đạo khí trụ sông thẳng tới chân trời khí thế dọa người tuyệt không so chiều hoa dung kém cái này khiến xem cuộc chiến chúng đệ tử liên tục biến sắc diệp tinh mới là tình tôi cảnh cựu trọng tu vi a lại có kinh khủng như vậy uy thế chiều hoa dung uy thế kinh khủng là mượn hỏa diễm chi thế có thể diệp tinh uy thế kinh khủng nhưng là thuần túy nội kình cường đại cơ hồ có một điểm võ thánh chi uy lúc này chúng đệ tử mới biết được Diệp Tinh đối phó kế hạo lợi, còn không có dùng hết toàn lực. Cái này khiến chúng đệ tử rung động trong lòng, chẳng lẽ Diệp Tinh thật sự có cùng chiều Hoa Dung phân cao thấp tư cách? Triều Hoa Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh, Diệp Tinh khí thế uy danh, làm hắn mười phần khó chịu, gầm lên một tiếng, nhận lấy cái chết. Gầm thét ở giữa, sáng ngời mặt mày cơ thể không động. Màu đỏ thấm bàn tay, nhưng là một trường liền hướng Diệp Tinh vút tới. Cựu Dương quyết tinh nguyên vốn là cực nóng vô cùng, lại thêm liệt hỏa thần trưởng chuyển hóa, đánh ra trưởng ấn cơ hồ hoàn toàn hóa thành hỏa diễm đồng dạng. Hô Diệp Tinh trong nháy mắt liền cảm thấy một cô nóng bỏng khí lãng đập vào mặt. Một đạo xích diễm một dạng trưởng ấn, tựa như tia chớp bổ về phía hắn mặt. Chiếu hoa dung nhất cử nhất động, đều tại Diệp Tinh chú ý bên trong, nếu là đạo dấu tay này đánh ra tới, Diệp Tinh mới phản ứng được, tuyệt đối không tránh thoát. Bất quá, chiếu hoa dung khoát tay trường, Diệp Tinh liền đã biết đối phương phải ra khỏi trường, trong nháy mắt thi triển nhạn vân bộ, cơ thể lóe lên liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một tiếng bạo hưởng, liên hỏa trưởng ấn trong nháy mắt đập vào liễu Diệp Tinh đặt chân chỗ, bộc phát ra một đoàn sóng trùng kích cực lớn, chôn vùi phương viên mấy trượng. Tiếng kia thế, đơn giản giống như là một cái cỡ nhỏ túi thuốc nổ nổ tung đồng dạng. Có thể tưởng tượng được, chiếu hoa dung một trường này uy lực chiếu hoa dung đánh ra một trường sau đó trong chốc lát lại tiếp lấy đánh ra trường thứ hai diệp tinh tốc độ đối với đệ tử khác mà nói nhanh đến cực hạn cơ hồ thấy không rõ lắm có loại lập lòe cảm giác nhưng mà tại chiều hoa dung trong mắt rõ ràng không phải hắn có thể đủ thấy rõ diệp tinh né tránh quy tích cho nên ngay sau đó liền công ra trường thứ hai diệp tinh thân pháp xuất thần nhập hóa trong một chớp mắt lại lách mình vào tới phanh một tiếng bạo hưởng đặt chân chỗ lại nổ tung một đám lửa sóng súng kích văn ta nhìn ngươi có thể trốn ta mấy trường chiều hoa dung cười lạnh hắn đứng bất động công kích một lần chỉ là đánh ra bàn tay mà diệp tinh tránh né một lần ít nhất phải trốn ra ngoài mấy trượng mới có thể né qua liệt hỏa thần trưởng phạm vi công kích dù cho diệp tinh thân pháp tinh diệu nhưng cũng không thể mỗi lần đều nhanh qua hắn liệt hỏa thần trưởng công kích phanh 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 sáu tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt một đoàn lại một đoàn hỏa diễm sóng xung kích văn xuất hiện ở đại quyết đấu bốn phương tám hướng diệp tinh hữu tâm thử một lần cực hạn của mình tốc độ lại thêm hắn siêu nao quét hình chiều hoa dung đối phương nhất cử nhất động diệp tinh đều biết phải nhất thanh nhị sở có thể liệu địch tiên tri tự nhiên là tránh đi chiều hoa dung một trường lại một trường công kích chờ chiều hoa dung đánh ra mười mấy trường phía sau mặt mũi của hắn có chút nhịn không được rồi diệp tinh phản ứng thật sự là quá nhanh mỗi một lần hắn muốn công kích được nơi nào diệp tinh lúc nào cũng giống sớm đã biết đồng dạng một lần lại một lần né qua tiếp tục như thế chiến đấu tiếp không cần diệp tinh đánh trả riêng là trưởng lực tiêu hao cũng đủ để đem chiều hoa dung mẹ chết diệp tinh thi triển nhạn vân bộ tiêu hao có thể còn lâu mới có được chiều hoa dung thi triển liệt hỏa thần trưởng lớn như vậy liệt hỏa liệu nguyên chiều hoa dung hét lớn một tiếng cơ thể lóe lên liền hướng diệp tinh nào tới song trường thể xuất ngọn lửa kinh khủng tinh nguyên mãnh liệt mà ra hóa thành một đạo hình quạt hỏa diễm sóng trong nháy mắt hướng về phía trước vọt mạnh mà đi nửa cái lôi đài đều ở đây một chiêu phạm vi công kích lại thêm chiều hoa dung chính mình vọt lên đem cái này phạm vi không ngừng áp xúc nhựa diệp tinh tránh cũng không thể tránh lần này diệp tinh dù cho biết được chiều hoa dung ý đồ cũng không cách nào né tránh Đại quyết đấu dù sao chỉ có ngần ấy đại diệp tinh thân pháp tạo nghệ mặc dù phải mạnh hơn chiều hoa dung một điểm nhưng cũng không có mạnh đến không cách nào bù đắp trên lệnh bà giao hóa long tất nhiên tránh cũng không thể tránh cái tiêu chỉ có toàn lực quyết đấu diệp tinh nhất âm thanh giống to không lùi mà tiến tới song quyền tế suất bá dao quyền tại diệp tinh trong tay thi triển đi ra là chân chính xuất thần nhập hóa tại chiều hoa dung trong mắt diệp tinh song quyền không còn là hai cái nắm đấm mà là hai đầu bá đạo vô cùng giận dao không sáu không chỉ là giận dao ngay tại hai đầu bá đạo giận dao công tới một sát na kia đầu có hai sừng nhảy một cái hóa rồng hai đầu giận dao vậy mà hóa thành hai đầu độ lòng nhường một chiêu này uy thế càng tăng lên gấp bội trở nên cực kỳ khủng bố oanh chỉ là quyền kình cùng trưởng nguyên giao phong cũng đã bạo phát ra và chạm kịch liệt tinh nguyên vốn là so nội kình càng thêm cương đại cửu dương tinh nguyên càng là mang theo hỏa thuộc tính uy lực kinh người có thể diệp tinh quy nguyên nội kình cũng không phổ thông đệ thất trọng quy nguyên nội kình so với nửa bức võ thánh hạn bỏi lẹt tinh nguyên chắc chắn mạnh hơn dù cho cựu dương tinh nguyên mang theo hỏa thuộc tính diệp tinh quy nguyên nội kình cũng không yếu một chút hơn nữa diệp tinh bá giao quyền tạo nghệ đạt đến hóa cảnh cũng không yếu tại chiều hoa dung tiếp cận hóa cảnh liên hỏa thần trưởng uy lực cho nên tại quyền kình cùng trưởng nguyên giao phong bên trong diệp tinh nhất điểm cũng không có rơi vào hạ phong quyền kinh cùng trưởng nguyên va chạm phát sinh tiếng nổ vang bên trong diệp tinh cùng chiều hoa dung tiếp tục nhanh như thiểm điện giống như đánh về đằng trước hai quyền hai trưởng trong phút chốc va chạm phanh phanh lúc này hai đạo tiếng nổ vang mới thật là chấn tiên động địa quyền trưởng trực tiếp giao phong so với quyền tỉnh trưởng nguyên giao phong còn muốn đáng sợ nhiều lắm cái này hai đạo tiếng nổ vang chấn động đến mức đài quyết đấu bốn phía quan sát đệ tử trong lòng đều đột nhiên nhảy một cái bản năng đóng dưới mắt có một loại nơm nớp lo sợ cảm giác khó có thể tưởng tượng đây là sức mạnh khủng bố cơ nào quyết đấu đổi lại dưới đài bất cứ một người đệ tử nào đi lên e rằng cũng đỡ không nổi chiều hoa dung diệp tinh bất kỳ người nào công kích thế sóng đang cuồn cuộn khí kình tại bạo tạc đài quyết đấu bên trên trong chốc lát không khí đều bắt đầu vặn ho không thiếu đệ tử chỉ thấy từng cái đoàn vặn vẹo tia sáng chỉ có số ít thị lực thật tốt đệ tử mới mơ hồ nhìn thấy liêu diệp tinh chiếu hoa dung thân ảnh của hai người tại va chạm ở giữa đồng thời lui lại chiếu hoa dung chỉ là lui về sau một bước mà diệp tinh nhưng là liên tục hướng phía sau ra khỏi năm sáu bước hai người ặt mạnh yếu trong nháy mắt rõ ràng chiếu hoa dung không hổ là ngoại môn đệ tử thứ ba kế hạo lời trước kia cũng hòa diệp tinh chính diện va chạm quá nhất lần nhưng diệp tinh khi đó là chiếm cứ lấy thượng phong mà bây giờ nhưng là ở vào tuyệt đối hạ phong chiếu hoa dung luyện thể công pháp tạo nghệ so diệp tinh còn muốn càng hơn một phần có thể thấy rõ hai người lui về phía sau ngoại trừ số rất ít đệ tử mới số đông cũng là đệ tử cũ bên trong cường giả kiến diệp tinh liền lùi lại năm sáu bước đông đảo đệ tử cũ lập tức hoan hô lên cái này khiến tuyệt đại đa số không thấy rõ trạng hướng đệ tử mới thần sắc lập tức biến đổi còn tưởng rằng diệp tinh bị thua đại quyết đấu bên trên đại chiếm thượng phong triều hoa dung cười ha ha tâm tình mười phân vui vẻ thực lực của ngươi không gì hơn cái này mười chiêu bại ngươi cười to ở giữa chiếu hoa dung thân ảnh lần nữa tựa như tia chấp hướng hướng diệp tinh bàn tay nâng lên cư cao lâm hạ một trưởng hướng diệp tinh đỉnh đầu vỗ xuống liệt hỏa thần trưởng bên trong tuyệt chiêu liệt hỏa che trời một trường này vô xuống thế không thể đỡ uy lực vô tận bây giờ kinh khủng kia khí kình thế sóng đã tiêu tan chúng đệ tử đều thấy rõ đại quyết đấu bên trên thân ảnh của hai người chúng tân đệ tử thần sắc đều là một giật mình mà đệ tử cũ nhưng là lộ ra nụ cười hưng phấn theo bọn hắn nghĩ diệp tinh tuyệt đối ngăn không được một trường này đến nỗi rơi vào hạ phong diệp tinh thần sắc nhưng là không có chút rung động nào không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại lớn quát một tiếng đến hay lắm chỉ thấy hắn hét lớn ở giữa thân ảnh nhoáng một cái lại thi triển nhạn vân bộ chỉ là chiếu hoa dung một trưởng này công tới tốc độ quá nhanh cho dù là nhạn vân bộ cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi chiếu hoa dung cười lạnh chúng đệ tử cũ cười lạnh chúng tân đệ tử kinh hãi mà diệp tinh nhưng là nết miệng lên lộ ra một tia lại người nghĩ lại đủ cười hắn thi triển nhạn vân bộ căn bản cũng không phải là phải tránh chiều hoa dung một trưởng này công kích siêu liền tại diệp tinh thân ảnh chấp động trong một chớp mắt diệp tinh nhất chỉ điểm ra thiên tuyệt chỉ một ngón tay tuyệt thiên thi triển là thiên tuyệt trong ngón tay sát chiêu trong chốc lát một đạo chỉ mang bắn mạnh mà ra chúng đệ tử không hiểu Chiếu hoa dung nhưng là thần sắc đại biến uy thế này che trời một trường trong lúc đó một trận thu trưởng liền lui chúng đệ tử đều kinh hãi không biết chiều hoa dung vì cái gì đột nhiên thu tay lại một trưởng này vô xuống diệp tinh nhất định bị thương nặng mà đạo kia chỉ mang hoàn toàn có thể bằng vào tinh nguyên ngăn cả tới dù cho bị chỉ mang gây thương tích cũng là vết thương nhẹ nhưng bọn hắn làm sao biết diệp tinh cái kia một ngón tay công ra vị trí chính là liệt hỏa thần trưởng sơ hở chỗ chiều hoa dung đem liệt hỏa thần trưởng tu luyện tới liêu viên mãn cực cảnh chỉ kém nửa bước liền muốn đặt chân hóa cảnh võ học tạo nghệ là không có có sơ hở nhưng mà võ học bản thân có sơ hở ngoại nhân nhìn không ra mà diệp tinh lại có thể dùng siêu não quét hình đi ra chiều hoa dung xem như tu luyện liệt hỏa thần trưởng nhân tự nhiên cũng hiểu biết nếu là chiều hoa dung một trường này tiếp tục vô xuống một trường này uy lực sẽ bị diệp tinh nhất chỉ phá mất trào tại diệp tinh trên thân cũng không bao lớn uy hiếp tương phản diệp tinh ngày đó tuyệt chỉ mang nhưng là có thể đối với hắn tạo thành tổn thương kết quả hiển nhiên là chiều hoa dung thiệt thòi lớn đương nhiên muốn thu trường triệt thoái phía sau nhưng mà công gia đi chiêu thức giống như bắn ra mũi tên nào dễ dàng như vậy thu được trở về nhất là chiều hoa dung một chiêu này đã dùng hết bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Tinh vậy mà lại nhìn ra hắn trong võ học sơ hở. Không xong con tiếp, DS, cảm tạ đêm tối chi thường, cô đơn cũng cô độc, vô viễn vật giới, ai chân tử, hàn xài, nửa đêm thanh phong khúc đám huynh đệ khen thưởng, vô cùng cảm tạ bốn. 187 176 chương trước 3 ngày tại hắn thu trưởng vừa lui trong nháy mắt, Diệp Tinh chỉ mang đã đánh trúng bàn tay của hắn. Mặc dù bởi vì chiều mặt mày vừa lui, chỉ mang cũng không có ở giữa sơ hở chỗ, nhưng cũng không có chết đi bao xa, chiều mặt mày ngón giữa chỗ lập tức chuyển đến một hồi đau nhức. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chiều mặt mày lui về phía sau tốc độ nhanh bực nào, trong chớp mắt liền lui nhanh mấy chục mét mặc dù bên trong liễu diệp tinh một ngón tay đó cũng là tại một phần mười trong phút chốc sự tỉnh cũng không lo ngại chiều mặt mày lui nhanh diệp tinh cũng không có truy kích thân thể tốc độ lại nhanh cũng khó có thể so ra mà vượt tốc độ công kích tam phân quy nguyên kình diệp tinh nhất âm thanh hét lớn thể nội hùng hậu quy nguyên nội kình trong nháy mắt này giống như vỡ đê nước sông đồng dạng trong lúc đó hướng chiều mặt mày công tới ba đám nội kình dội mang giống như mũi tên đồng dạng trong nháy mắt oanh đến chiều mặt mày trước mặt chiều mặt mày đang muốn phòng bị ba đạo tiếng nổ vàng đồng thời vang lên ba đám nội kình mang toàn bộ nổ tung mỗi một đoàn nội kinh duệ mang nổ tung uy lực cũng không yếu hơn chiều mặt mày liệt hỏa thần trưởng một kích toàn lực ba đám đồng thời nổ tung uy lực kinh khủng bực nào chiều mặt mày vạn vạn không ngờ rằng diệp tinh thật không ngờ quả quyết tại hắn lui nhanh thời điểm đột nhiên tới một chiêu như vậy ngoan hắn vừa mới ngưng kết mà lên tinh nguyên phòng ngự tại ba đám trong bạo tạc trong nháy mắt bị phá hủy nháy mắt sau đó chiều mặt mày phun ra một ngụm máu tươi tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không chỉ tiếp tục hướng hậu phương lui nhanh mà đi siêu trong trước mắt chiều mặt mày liền bay qua đài quyết đấu phạm vi chờ chiều mặt mày ngã xuống đất cách đài quyết đấu cũng đã có gần mười trượng khoảng cách Khỏe miệng của hắn mang theo hết dịch một chút liền đứng lên mặc dù cùng kế hạo nôn một dạng bị diệp tinh nổ xuống lôi đài nhưng chiều mặt mày so kế hạo nôn quẳng xuống lôi đài thời điểm thương thế muốn nhẹ không thiếu gào chúng tân đệ tử đi qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc liền lập tức phát ra hưng phấn ngạc nhiên tiếng hò hét diệp sư minh uy vũ diệp sư minh ta sùng bái ngươi diệp sư minh ta yêu ngươi sáu sáu chúng tân đệ tử phát ra đủ loại đủ kiểu tiếng hò hét thậm chí còn có không thiếu nữ đệ tử trực tiếp kêu lên ta yêu người khẩu hiệu có thể thấy được diệp tinh đánh bại chiều mặt mày tại đệ tử mới bên trong nhân khí đã đạt đến đỉnh điểm so với vừa rồi đánh bại kế hạo nôn chúng tân đệ tử còn muốn hưng phấn đến nhiều dù sao kế hạo nôn chỉ là sắp xếp danh đệ bốn mà triệu mặt mày nhưng là sắp xếp danh đệ ba một cái kém cấp bậc lại kiên quyết khác biệt diệp tinh chiến thắng kế hạo nôn mặc dù danh liệt đệ tứ cùng tên thứ mười một dạng là danh liệt trước 10, mà chiến thắng triệu mặt mày nhưng là danh liệt trước ba có bản chất trên ý nghĩa khác nhau diệp tinh xem như đệ tử mới nhập môn tiến vào ngoại môn trước mười cái này đã sớm lệnh chúng tân đệ tử dung đậu qua nhưng mà trở thành trước ba đây cũng là lần thứ nhất so sánh đệ tử mới gieo họ vui sướng đệ tử cũ thì hai mặt nhìn nhau một mặt kinh ngạc chiều mặt mày phía trước rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong nhưng đột nhiên ở giữa lại chủ động thu tay lại lưu lại đến mức thua với liêu diệp tinh cái này khiến chúng đệ tử cũ như thế nào đều nghĩ không rõ không thể nào hiểu được chiều sư huynh ngươi vừa rồi thế nào chiều sư huynh ngươi tại sao muốn thu tay lại lưu lại chiều sư huynh ngươi có phải hay không chủ động nhường cho sáu một chút cùng chiều mặt mày chen mồm vào được đệ tử cũ lập tức liền hướng chiều mặt mày mạnh vượt qua hỏi chủ động nhường cho chiều mặt mày bại vào diệp tinh tri thủ vốn là tâm tình mười phần khó chịu, những vấn đề này càng làm cho hắn cảm thấy trên mặt tối tam. Lan đi, đem trước người đệ tử cũ đẩy, chiều mặt mày liền thi triển kinh công, nhanh chóng rời đi quảng trường, rất nhanh liền biến mất không thấy. Diệp sư minh, Diệp sư minh, sáu. Chiều mặt mày tại chỗ, còn có không ít đệ tử mới trong lòng mặc dù hưng phấn, nhưng lại không dám đi theo lớn tiếng hò hét, chiều mặt mày một hô, bọn hắn cũng gia nhập hò hét trong đại quân, khiến cho tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Mấy trăm người cùng kêu lên hò hét, cuối cùng âm thanh đều chỉnh tệ như một đã biến thành Diệp sư minh ba chữ phổ thông thiên mệnh đệ tử mới nhìn xem diệp tinh ánh mắt đều sùng bái nữ đệ tử càng là si mê thậm chí liền không thiếu võ thánh thiên mệnh đệ tử mới nhìn xem diệp tinh đều tràn đầy vẻ kính nghệ chỉ có một bộ phận rất nhỏ võ thánh thiên mệnh đệ tử mới cảm thấy mình tương lai xa không phải diệp tinh có thể so sánh đối với diệp tinh đánh bại chiều mặt mày xem thường diệp tinh đứng tại đài quyết đấu bên trên hướng hô hào các đệ tử mới khẽ gật đầu phất phất tay tiếp đó nhảy xuống nhẹ lướt đi sở kinh nam nhìn xem diệp tinh bóng lưng cả mắt đều là vẻ sùng bái đạo nhập môn ngày đầu tiên diệp sư minh liền trở thành ngoại môn trước mười không tới một tháng liền trở thành ngoại môn trước ba không muốn biết bao lâu có thể trở thành ngoại môn đệ nhất sở kinh nguyệt nhìn xem diệp tinh bối cảnh ánh mắt có chút si mê trong lòng ẩm ẩm mà động thì thào nói e rằng không bao lâu một vị đệ tử cũ vừa vặn ở bên cạnh nghe được sở kinh nam sở kinh thắng lời nói lập tức liền không vui vốn là diệp tinh đánh bại kế hạng nôn, chiều mặt mày đệ tử cũ trong lòng liền tuyệt không thoải mái bây giờ nghe sở kinh nam nói diệp tinh còn muốn trở thành ngoại môn đệ nhất tự nhiên là càng thêm khó chịu vị này đệ tử cũ lạnh vơi đạo ngoại môn đệ nhất thật không biết các ngươi là vô tri vẫn là côn vọng Tân sáng suốt trông xa sư huynh thế nhưng là danh sương tiểu kiếm thánh, hắn lưu quan kiếm pháp, tu luyện đến xuất thần nhập hóa tri cảnh, cực phẩm luyện thể công pháp cũng tiếp cận viên mãn. Nếu không phải Tân sư huynh muốn đem cực phẩm luyện thể công pháp tu luyện đến viên mãn, sau đó mới đột phá tinh tuyển, hắn đã sớm tu thành võ thánh, trở thành nội môn đệ tử. Diệp tinh muốn trở thành ngoại môn đệ nhất, ta nhổ vào, trừ phi là Tân sư huynh tu thành võ thánh trở thành nội môn đệ tử, đem đệ nhất ngược lại, bằng không Diệp tinh nhất đời cũng đừng hỏng làm ngoại môn đệ nhất. Sở kinh nam, Sở kinh nguyệt chỉ là nhỏ giọng nói một câu, chỉ có bên cạnh bọn họ mấy cái đệ tử nghe thấy, nhưng vị này đệ tử cũ âm thanh nhưng là rất lớn khiến cho gần đó một mảng lớn đệ tử đều nghe được một chút đệ tử cũng nghe vậy trong lòng ngất khí giống như là tìm được chỗ tháo nước đồng dạng một cái tiếp một cái cười lạnh diệp tinh muốn trở thành ngoại môn đệ nhất nhất định chính là thiên phương dạ đàm ha ha diệp tinh cũng có thể cùng tân sư huynh so sánh tân sư huynh nhiều nhất ba kiếm liền có thể tương diệp tinh đánh bại bại cái nào dùng ba kiếm hh sáu tiểu kiếm thánh danh hào các ngươi cho là gọi không nhiều nhất một kiếm tất bại diệp tinh không tệ nhiều nhất một kiếm tất bại diệp tinh tân sáng suốt trong xa sư huynh không thành nội môn đệ tử diệp tinh vĩnh viễn cũng đừng hỏng trở thành ngoại môn đệ nhất bây giờ cũng chính là tân sư huynh ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, không ở tông môn, bằng không thì hừ. hôm nay ha có thể dung diệp tinh cái này đệ tử mới phát lối. sáu chủ đề nói chuyện mở, đệ tử cũng một cái tiếp một cái lên tiếng, lập tức cầu tiêu có người cũng nghe được liễu diệp tinh cùng tân sáng suốt trong xa chủ đề. đệ tử mới đối với tân sáng suốt trong xa cái này ngoại môn đệ nhất, tự nhiên vô cùng rõ ràng, biết tân sáng suốt trong xa huy danh, thực lực phi thường tương đại. nghe nói ngoại môn đệ nhị lăng nguyệt cùng thứ ba triệu mặt mày liên thủ đều không thể tại tân sáng suốt trong xa thủ hạ đi qua mười triệu bởi vậy có thể thấy được tân sáng suốt trông xa thực lực đích thật là kinh khủng tiểu kiếm thánh chi ngậm tuyệt không phải hư danh chiều mặt mày cùng tân sáng suốt trông xa khoảng cách cách biệt quá xa diệp tinh chiến thắng chiều mặt mày liền xem như đệ tử mới đều cảm thấy không cách nào cùng tân sáng suốt trông xa đánh đồng đối với đệ tử cũ khinh thường thanh âm tự nhiên không thể nào phản bác bất quá nhưng cũng có cực ít mấy cái ngoại môn đệ tử đối với diệp tinh vẫn rất có lòng tin thì như sở kinh nam sở kinh nguyên sáu bọn hắn rất rõ ràng diệp tinh đến cỡ nào biến thái sở kinh nam là tận mắt chứng kiến liêu diệp tinh từ lục trọng vũ giả đến chín trọng vũ giả trưởng thành vẹn vẹn thời gian mấy tháng mà sợ kinh nguyệt nhưng là biết diệp tinh lịch thiên kia năng lực học tập một cái yêu nghiệt như vậy nhân vật bất quá là ngoại môn đệ tử mà thôi có ai không thể vượt qua đám người đàm luận hắn thời điểm diệp tinh đã đi tới sự vụ đường đi hắn đánh bại chiều mặt mày danh liệt trước ba theo tông môn quý cũ sẽ thu hoạch được hai mươi khỏa cực phẩm vận tinh đan làm khen thưởng hiện tại diệp tinh chính là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện muốn nhanh lên đột phá cựu trọng hậu kỳ đỉnh phong mà không thể nếu là có hai mươi khỏa cực phẩm vận tinh đan hắn tu luyện tới cựu trọng đỉnh phong tuyệt không phải vấn đề nan giải gì cũng sẽ không dùng thời gian quá dài trải qua sự vụ đường xác nhận diệp tinh đánh bại triều mặt mày là thật đem hai mươi khoả cực phẩm vận tình đan ban thưởng phát cho liếu diệp tinh diệp tinh tâm trong mừng rỡ quay trở về chỗ mình ở màn đêm bông xuống diệp tinh liền ăn ba viên cảm giác ứng tinh thần vận chuyển quy nguyên tình tiếp tục tu luyện tranh thủ nhường tu vi sớm ngày đạt đến cựu trọng đình phong chỉ có đến cựu trọng tuột cùng tu vi mới có thể hướng tông môn xin thu được linh vũ truyền thừa phổ thông võ học nội kình tu luyện tới đầu cũng tạo thành không được tinh nguyên chỉ có linh vũ truyền thừa mới có thể nếu muốn trở thành võ thánh phải học linh vũ truyền thừa ngày kế tiếp diệp tinh tiếp tục đi trận nguyên đáy vực một ngày tu luyện một ngày đi trận nguyên đáy vực làm việc đây là diệp tinh sinh hoạt quy luật đương nhiên tuy nói là đi trận nguyên đáy vực làm việc nhưng diệp tinh đến rồi trận nguyên đáy vực còn chưa bao giờ làm việc qua vẫn luôn tại học tập trận pháp cổ thiên thương cũng cam lòng dạy hắn cổ trưởng lão ta loạn thạch trận đã luyện đến cảnh giới viên mãn bây giờ có tính không là nhất cấp trận pháp tông sư trận nguyên đáy vực trong một lâu diệp tinh hướng cổ thiên thương tỉnh giáo cổ thiên thương trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ đối với hắn trận này ngu ngốc mà nói diệp tinh trận pháp này yêu nghiệt kỳ tài là càng xem càng cao hứng cổ thiên thương lắc đầu cho dù là lắc đầu trên mặt của hắn cũng mang theo hưng phấn ý cười mỗi một cấp trận pháp tông sư cần có ba cái điều kiện đệ nhất có thể bố trí một cái viên mãn phòng trận hoặc không trận đệ nhị có thể bố trí một cái viên mãn sát trận đệ tam có thể bố trí một cái viên mãn huyết trận chỉ có ba cái điều kiện toàn bộ thỏa mãn mới có thể xem như một cấp trận pháp tông sư diệp tinh bây giờ học loạn thạch trận là một cái khốn trận không trận cùng phòng trận rất tương tự không trận đem địch nhân kẹt ở trong trận pháp mà phòng trận nhưng là đem địch nhân phòng tại bên ngoài trận pháp mặt cũng là hạn chế địch nhân di động phạm vi trận pháp chỉ là một đối nội một cái đối ngoại mà thôi cho nên trận pháp tông sư ba cái yêu cầu bên trong sát trận huyễn trận đạt đến cảnh giới viên mãn là tất yếu mà phòng trận cùng không trận thì tùy ý một loại đạt đến cảnh giới viên mãn liền có thể diệp tinh bây giờ loạn thạch trận viên mãn còn cần một cái nhất cấp sát trận cùng một cái nhất cấp huyễn trận viên mãn mới có thể xem như nhất cấp trận pháp tông sư chỉ có trở thành một cấp trận pháp tông sư mới có học tập cấp hai trận pháp tư cách diệp tinh hướng cổ thiên thương thi lễ một cái cho mời cổ trưởng lao truyền thụ đệ tử sát trận hoặc là huyễn trận không xong con tiếp tờ cảm tạ của scat con mọt sách tiểu bạch địa chủ phá hư không đêm tối chi thường đám huynh đệ khen thưởng vô cùng cảm tạ ba 188 177 chương quyết đấu ba canh thời gian lại qua nửa tháng. 20 khỏa cực phẩm vận tinh đan, Diệp Tinh đã toàn bộ luyện hóa hấp thu. Diệp Tinh tu vi sớm đã để thăng đến cựu trọng hậu kỳ, cách cựu trọng đỉnh phong chỉ kém cuối cùng một tia khoảng cách. Dù là không có đan dược tu luyện, kinh khủng cũng chỉ cần tiếp qua nửa cái tháng sau, Diệp Tinh tu vi liền có thể chân chính đặt chân cựu trọng đỉnh phong, nắm giữ học tập linh vũ truyền thừa tư cách. Diệp Tinh võ học tạo nghệ, ở nơi này nửa tháng cũng phi tốc đề thăng, theo siêu não bên trong tất cả chủng vũ học tan hội quan thông, hơn nữa lại thêm Diệp Tinh khắc khổ tu luyện, đã có nhiều loại cực phẩm vũ học, tạo nghệ đạt tới hóa cảnh lần này diệp tinh đem võ học tan hội quán thông tốc độ so với diệp tinh học tập tử sơn học trong sân võ học lúc tốc độ nhanh hơn nhiều lắm đây cũng không phải nói rơi tinh tông võ học tan hội quán thông lại càng dễ một chút tương phản rơi tinh tông võ học số lượng viễn siêu tử sơn học viện diệp tinh sở dĩ tốc độ càng nhanh là bởi vì vạn sự khởi đầu nan tan hội quán thông võ học gian nan nhất quá trình cũng tại tử sơn học viện vừa qua đằng sau tại rơi tinh tông sở học võ học mặc dù số lượng nhiều nhưng là cũng là linh vũ giới phổ thông võ học lấy diệp tinh võ học trình độ tan hội quán thông tốc độ tự nhiên muốn nhanh hơn nhiều nửa tháng này tám ngày thời gian diệp tinh tại tu luyện mặt khác bảy ngày đều ở đây trận nguyên đáy vực học tập trận pháp có một loại nhất cấp trận pháp bị diệp tinh luyện tập đến cảnh giới viên mãn lại học một loại khác nhất cấp trận pháp tốc độ liền nhanh hơn nhiều vẹn vẹn bảy ngày diệp tinh liền đem nhất cấp sát trận loạn đao trận luyện tập đến liêu viên mãn cổ thiên thương lại dạy liễu diệp tinh một loại nhất cấp huyễn trận huyễn hình trận nếu là huyễn hình trận cũng luyện tập đến cảnh giới viên mãn như vậy diệp tinh chính là đáng mặt nhất cấp trận pháp tông sư chiếu trước mắt cái tốc độ này xem ra không bao lâu diệp tinh liền có thể đạt tới cái này cái trình độ dựa theo diệp tinh cách một ngày tới thời gian một ngày tính toán cũng chính là thời gian nửa tháng mà thôi một ngày xem xong trận pháp cơ sở ba ngày học được trận pháp một tháng loạn thạch trận viên mãn hai tháng trở thành một cấp trận pháp tông sư cổ thiên thương sống cả một đời đừng nói chưa thấy qua nghe cũng không có nghe nói qua diệp tinh loại trận pháp này kỳ tài khó có thể tưởng tượng diệp tinh nếu như chuyên tâm học tập trận pháp dùng thời gian bao lâu có thể đạt đến hắn mức độ này trở thành cấp hai trận pháp tông sư cổ thiên thương mười bảy tuổi liền bắt đầu học tập trận đạo bốn mươi tuổi mới trở thành cấp hai trận pháp tông sư ước chừng dùng ba mươi năm tiếp đó liền tại cấp hai trận pháp tông sư kẹt gần hai mươi năm một mực không thể học được tam cấp trận pháp thiên phú a thật là khiến người ta hâm mộ đồ vật cổ thiên thương nghĩ đến diệp tinh có lẽ trong vòng mấy năm liền có thể tại trận đạo một đường đuổi kịp hắn là hư phấn lại là cảm khái sáu hôm nay học được viễn hình trận sau đó cũng không lâu lắm diệp tinh liền từ trận nguyên đáy vực rời đi hắn không có vội vã quay về chỗ ở mà là hướng về đệ nhất phong quảng trường mà đi hôm nay nhưng là một cái trọng yếu thời gian lại có một cái đệ tử mới muốn khiêu chiến trước mười đệ tử mới bên trong trừ Lưu diệp tinh bên ngoài liền đếm sở kinh thắng chiến lược cao hơn nữa thiên phú võ học rất cao nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực khiêu chiến trước mười đệ tử mới dĩ nhiên chính là sở kinh nguyệt sở kinh nguyệt tham gia đệ tử tuyển bắt lúc tu vi cũng nhanh muốn tiếp cận cựu trọng hậu kỳ trở thành rơi tinh tông đệ tử phía sau không đến mười ngày liền tăng lên tới cựu trọng hậu kỳ sau đó lại qua một tháng kế tiếp thời gian sở kinh thắng tu vi đã củng cố đến cựu trọng đình phong sở kinh nguyệt vốn là chín tinh thiên mệnh hơn nữa trong tay ngoại trừ khen thưởng cực phẩm vận tinh đan bên ngoài còn có gia tộc thông qua quyên tặng hoàng kim cho rơi tinh tông đổi mười mấy khoảng cực phẩm vận tinh đan cho nên mới có thể nhanh như vậy liền đem củng cố tu vi đến cựu trọng đình phong giới tinh tông đệ tử muốn đạt được tài nguyên tu luyện ngoại trừ mỗi tháng phụ cấp bên ngoài có hai cái biện pháp một là hướng ngoại môn đệ tử bảng xếp hạng trước mười trước ba đệ nhất đều có không giống nhau ban thưởng nhưng con này thích hợp với cực ít bộ phận đệ tử hai là thông qua tông môn điểm cống hiến hối đoái thực phẩm vận tinh đan mười cái điểm cống hiến có thể hối đoái một quả tông môn điểm cống hiến cũng có hai loại thu được phương thức một là gia tộc tổn hại tặng hoàng kim ba vạn lượng hoàng kim có thể đạt được một cái điểm cống hiến theo lý thuyết một khoảng cực phẩm vận tinh đan cần ba mươi vạn lượng hoàng kim đây tuyệt không phải gia tộc thông thường có khả năng thanh toán nổi một cái khác phương thức nhưng là hoàn thành tông môn nhiệm vụ căn cứ vào nhiệm vụ độ khó cao thấp sau khi hoàn thành sẽ thu được cống hiến tương ứng điểm không thiếu đệ tử chỗ ở gia tộc đều đảm đương không nổi dùng hoàng kim hối đoái điểm cống hiến chỉ có thể dùng song thành tông môn nhiệm vụ tới kiếm lấy điểm cống hiến đổi lấy tài nguyên tu luyện đến nỗi diệp tinh hắn không có nhiều hoàng kim như thế hối đoái cũng không có thời gian đi làm tông môn nhiệm vụ hắn dùng đơn giản nhất cũng là mau lẹ nhất phương pháp hướng ngoại môn đệ tử bảng xếp hạng trước mười đây là phương pháp tốt nhất nhưng lại không có mấy người có thể sử dụng phương pháp này bây giờ sở kinh nguyệt cũng muốn dùng phương pháp này nàng đã bước vào cựu trọng tột cùng tu vi thu được tông môn linh vũ truyền thừa nhưng mà muốn đem trong cơ thể nội kình chuyển hóa làm tinh nguyên đó là vô cùng khó khăn cần số ít tinh thần trí lực nếu là mình tu luyện có lẽ mấy năm đều chuyển hóa không qua tới nhất là phổ thông thiên mệnh đệ tử chuyển hóa thời gian cần càng lâu cho nên tại chuyển hóa tinh nguyên thời điểm tài nguyên rất là trọng yếu hoàng kim hối đoái cực phẩm vận tinh đan tiêu hao quả lớn một khỏa liền muốn ba mươi vạn lượng mười khỏa liền muốn ba trăm vạn lượng liền xem như võ thánh gia tộc cũng khó có thể tùy ý hối đoái lấy ra thế nhưng là hoàng kim mà không phải bạc sở kinh nguyệt khiêu chiến là ngoại môn đệ tử thứ mười ngụy minh nguyên bản ngụy minh là ngoại môn đệ cửu diệp tinh xông lên trước ba đệ tam cùng đệ cửu đều lui về phía sau một trung đội tên cho nên đến rồi đệ thập hôm nay đến đây ngoại môn quảng trường đệ tử so với diệp tinh cùng kế hạo lời chiều mặt mày quyết đấu lúc phải nhiều hơn không thiếu bởi vì diệp tinh cùng hai người quyết đấu là tạm thời mà sở kinh nguyệt cùng ngụy minh đối quyết là ngày hôm qua cũng đã ước chiến thời gian qua một ngày biết được tin tức tông môn đệ tử số tự nhiên lượng đông đảo hơn nữa đây là một lần đệ tử mới khiêu chiến trước mười quyết đấu cũng hấp dẫn chúng đệ tử hứng thú cho nên đến đây người quan chiến rất nhiều diệp sư minh diệp sư minh sáu diệp tinh đến lập tức đưa tới một hồi manh động hắn phía trước đệ tử mới đều chủ động cho hắn tránh ra một cái thông đạo thẳng tới đài quyết đấu phía dưới tại đệ tử mới bên trong diệp tinh có cực cao danh vọng và nhân khí bất quá đệ tử cũ sẽ không như thế nào đem diệp tinh coi ra gì đại bộ phận coi như không nhìn thấy một số nhỏ còn xa xa đạp bên trên một mắt đối với đánh xưng lên bọn hắn đệ tử cũ mặt diệp tinh cựu thị rất làm diệp tinh đi đến quyết chiến giới này đệ tử cũ bên kia lập tức cũng xuất hiện rối loạn tương mừng Tân sư minh tới ta không nhìn lầm chứ lại là tân sư minh Thân sư huynh trở về Tông A, thân sư huynh hào sáu, sáu, chúng đệ tử cũ thanh em này lên kia trận chiến, đồng dạng tránh ra một cái thông đạo, rất nhanh, một cái thân mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi, liền từ trong thông đạo đi ra, rõ ràng chính là loại môn đệ nhất đệ tử tân sáng suốt trong xa. Diệp Tinh hướng tân sáng suốt trong xa nhìn sang, tân sáng suốt trong xa người xưng tiểu kiếm thánh, thế nhưng là trên người hắn cũng không có kiếm, Diệp Tinh lập tức chú ý tới bàn tay của hắn, quả nhiên, phía trên có một chữ vật giới chỉ. Làm Diệp Tinh ánh mắt dò xét tại tân sáng suốt trong xa trên thân lúc, ánh mắt của đối phương cũng trong chốc lát nhìn lại, khóa chặt tại Diệp Tinh trên thân ánh mắt mười phần lăng lệ như lợi kiếm ra khỏi vỏ diệp tinh đánh giá đối phương một mắt phía sau liền rời đi ánh mắt tân sáng suốt trông xa ánh mắt tại diệp tinh trên thân tạo động mấy lần nhưng là định tại liễu diệp tinh bên hông một thanh loan đào phía trên tân sáng suốt trông xa sau lưng theo mấy cái đệ tử cơ bản đều là ngoại môn trước mười tồn tại trong đó chiều mặt mày kế hạo lời thình lình xuất hiện hai người quét liễu diệp tinh một mắt ánh mắt đều có sắc mặt giận dữ Thân sư minh hắn chính là diệp tinh chiều mặt mày cách tân sáng suốt trông xa gần nhất tại tân sáng suốt trông xa bên thai thấp giọng nói ta đã biết không cần phải gấp gáp ta sẽ trừng trị hắn tân sáng suốt trông xa khẽ gật đầu ánh mắt từ diệp tinh trên thân thu hồi lại chiều mặt mày lần nữa liếc liêu diệp tinh một mắt ánh mắt lộ ra vẻ âm tản diệp tinh hôm nay gọi ngươi chịu không nổi bên cạnh kế hạo nói thần sắc cũng thế diệp tinh tự nhiên cảm thấy đối phương trong ánh mắt không có hảo ý nhưng hắn thần sắc như thường không hề sợ hãi trở thành ngoại môn đệ nhất sẽ có ba mươi cực phẩm vận tinh đan ban thưởng tân sáng suốt trông xa đã trở về ta là không phải hẳn là đem phần thưởng này nắm bắt tới tay đâu diệp tinh tâm bên trong cũng tại nghĩ lại có cực phẩm vận tinh đan ta không dùng đến một hai ngày liền có thể tăng lên tới cựu trọng phong sẽ tiết kiệm không ít thời gian hơn nữa dư thừa thuận tinh đàn cũng có thể dùng để chuyển hóa tinh nguyên ân sáu chờ sở sư mội quyết đấu xong lại nói không thể bỏ qua cơ hội này cũng không lâu lắm đủ hẹn người trong cuộc sở kinh nguyện ngụy minh song song đi tới quảng trường hai người tự nhiên là phân biệt lại lần nữa đệ tử đệ tử cũ vị trí đi về phía đại quyết đấu sở sư tỷ cố lên sở sư tỷ cố lên 6, sở kinh nguyệt vừa lên đại quyết đấu đệ tử mới liền buộc phát ra khỏi núi sụp đổ biển động một dạng tiếng hò hét sở kinh nguyện thế nhưng là ngoại môn đệ nhất nữ mà trong võ giả nam nữ số lượng tuyệt không cân bằng đại khái là ba một tỷ lệ nữ đệ tử vốn là nổi tiếng đệ nhất mỹ nữ đệ tử nhân khí có thể tưởng tượng được luận nhân khí so với diệp tinh cái này đệ tử mới bên trong đệ nhất cường giả đều muốn càng hơn một bậc điểm ấy diệp tinh đích thật là không so được liền đệ tử cũng đều có không thiếu bởi vì sở kinh nguyệt mà thoát ly trận danh ở nơi này chẳng trong quyết đấu công nhiên ủng hộ sở kinh nguyệt cái này khiến tham dự đủ ẹn minh rất là nổi nóng mặc dù hắn cũng cảm thấy sở kinh nguyệt rất đẹp mắt rất động lòng người nhưng mà võ giả vinh dự là trọng yếu nhất sở kinh nguyệt khiêu chiến hắn cũng làm cho trong lòng của hắn cảm thấy rất bất mãn đại quyết đấu bên trên sở kinh nguyệt cùng ngụy minh không nói mấy câu liền đánh lên sở kinh nguyệt vẫn là cực phẩm vũ học triều thị trường nhưng mà tạo nghệ so với tại đệ tử tuyển bạt bên trong cao hơn rất nhiều đã đạt đến hoa cảnh hơn nữa nhục thể của nàng thập phần cường đại sở ra xem như võ thánh gia tộc gia đại nghiệp đại chắc chắn dùng không thiếu cực phẩm dược liệu cho nàng tu luyện qua cực phẩm luyện thể công pháp tạo nghệ so diệp tinh đều chỉ cao không thấp dù cho luận nội kình, nàng so với ngụy minh phải yếu hơn một bậc nhưng mà vo ký tạo nghệ cùng sức mạnh thân thể nhưng là sở kinh nguyệt toàn thắng cho nên trận này thắng bại không có gì lo lắng hai người giao chiến mười mấy chiêu ngụy minh bại lại một vị đệ tử mới xông vào trước mười hôm nay nguyện phiếu rất thảm đạm còn có thể có một phiếu sao không xong còn tiếp một trăm tám mươi chín một trăm bảy mươi tám chương bại hoại bốn canh vào sáu sở sư tỷ sở sư tỷ sáu đại quyết đấu phía dưới chúng tân đệ tử vô cùng nhiệt liệt hoan hô lên hai tên đệ tử mới xông vào ngoại môn trước mười chúng tân đệ tử tự nhiên là từng cái hưng phân đến, đến rất mặc dù xông vào trước mười không phải mình nhưng là cảm thấy mặt mũi sáng sủa vì đó lớn tiếng khen hay đây cũng không phải nói đệ tử mới tiến vào ngoại môn trước mười rất hiếm lạ yếu tố đệ tử mới xông vào ngoại môn trước mười là rất bình thường thậm chí có đệ tử mới trở thành ngoại môn đệ tử không đủ một năm đã đột phá tinh tuyển cảnh trở thành võ thánh tấn thăng làm nội môn đệ tử thế nhưng là bây giờ đệ tử mới tiến vào lạc tinh tông tại không quá nhất nửa tháng thì có hai người song song xông vào trước mười thậm chí trong đó diệp tinh còn xông vào trước ba đây chính là không phải chuyện lạc tinh tông trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy ngụy minh che lấy bị sở kinh thắng triều tịch trưởng vỗ chúng vai nơi đó ẩn ẩn cảm giác đau đớn mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ xuống đài quyết đấu sở kinh nguyệt trên mặt lộ ra điểm mỹ mỉm cười nàng xông vào trước mười trong lòng hết sức cao hứng Hướng Hoan Hô chúng Tân đệ tử khẽ gật đầu, cũng xuống đài quyết đấu. Quyết đấu kết thúc, đệ tử mới gieo họ, đệ tử cũng như mày, cảm xúc không giống nhau, nhưng hành vi nhưng là nhất trí, chuẩn bị rời đi. Lúc này, đột nhiên một đạo thanh quang lóe lên, một bóng người liền xuất hiện ở đài quyết đấu bên trên. Thoáng chốc, tất cả chuẩn bị rời đi đệ tử mới, đệ tử cũ đều ngừng xuống, nhìn xem trên lôi đài người trẻ tuổi, hai mặt nhìn nhau, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Xuất hiện ở đài quyết đấu, càng là ngoại môn đệ nhất đệ tử, tiểu kiếm thánh tân sáng suốt trong xa, cái này sáu, thân sư huynh làm muốn làm gì? Thân sư huynh cũng đã ngoại môn đệ nhất, còn có thể khiêu chiến ai? chẳng lẽ tân sư huynh là có lời gì cùng đại gia nói sáu lập tức vô luận là đệ tử cũ vẫn là đệ tử mới đều nghị luận ở mỹ lực chú ý đều bị tân sáng suốt trông xa hấp dẫn diệp tinh cũng là thần sắc một quái lạ không biết tân sáng suốt trông xa bên trên đài quyết đấu làm cái gì đối phương ở ngoại môn trong các đệ tử đã đang đỉnh chỉ có thể có người khiêu chiến hắn hắn không có lý do đi khiêu chiến xếp hạng so với hắn thấp hơn người bởi vì đây là một kiện vô luận thắng bại đều ném chính mình phân lượng chuyện nháy mắt sau đó diệp tinh liền minh bạch tân sáng suốt trông xa là vì hắn mà lên đài quyết đấu bởi vì tân sáng suốt trong xa vừa lên đài quyết đấu ánh mắt tựa như cùng kiếm quang đồng dạng khóa chặt liêu diệp tinh chúng đệ tử theo diệp tinh con mắt nhìn qua lập tức minh bạch tân sáng suốt trông xa ý tứ rõ ràng tân sáng suốt trong xa là muốn đối phó diệp tinh cái này khiến không thiếu đệ tử cũ vì đó hưng phấn nhưng là lệnh đại lượng đệ tử mới trong lòng hoảng hốt tân sáng suốt trong xa thế nhưng là ngoại môn đệ nhất đệ tử a có tiểu kiếm thánh xưng hảo có thể thấy được hắn thực lực kinh khủng không có ai cảm thấy diệp tinh lại là tân sáng suốt trông xa đối thủ chúng đệ tử cũ ước gì có người đối phó diệp tinh tân sáng suốt trông xa có ý tứ này đệ tử cũ đương nhiên hưng phấn đến, đến rất mà đệ tử mới thì trong lòng hoảng hốt đều là diệp tinh lau một vệ mồ hôi đại quyết đấu tân sáng suốt trông xa ánh mắt nhìn chằm chằm diệp tinh tay cũng hướng diệp tinh chỉ qua quát lớn các vị hôm nay ta muốn thu thập một cái bại hoại tân sáng suốt trông xa câu nói đầu tiên liền để tất cả đệ tử đều thân sắc xứng sở lời này có vấn đề a có vấn đề lớn bọn hắn thông qua tân sáng suốt trông xa thần sắc cử động biết tân sáng suốt trông xa phải đối phó người chính là diệp tinh có thể diệp tinh mặc dù xông vào trước người, hao tổn đệ tử cũ mặt mũi nhưng cũng không phải bại hoại a à. nếu như đệ tử mới đánh thắng đệ tử cũ chính là bại hoại cái kia còn xong cái nào một giới ưu tú đệ tử mới không phải tiến vào tông môn phía sau liền siêu quá nhất cái lại một cái đệ tử cũ cuối cùng tiến vào nội môn chỉ là diệp tinh cái này đệ tử mới quật khởi thời gian quá nhanh nhường đệ tử cũ cảm thấy không thoải mái mà thôi cái này cũng nói rõ liễu diệp tinh ưu tú thế nào lại là bại hoại đâu dù là không thiếu đệ tử cũng nhìn diệp tinh không thoải mái nhưng là cảm thấy tân sáng suốt trông xa lời này quá mức bất quá tân sáng suốt trông xa cũng không có cảm thấy mình lời nói có gì không thích hợp tiếp tục nói các vị sư đệ các ngươi nhất định rất kinh ngạc ta tại sao muốn nói hắn là bại hoại tất cả đệ tử đều mừng rỡ lỗ thai dựng lên đích thật là có hứng thú rất diệp tinh nhưng là híp đôi mắt một cái trong lòng thầm mắng ta dựa vào ngươi mới là bại hoại cả nhà ngươi cũng là bại hoại tân sáng suốt trông xa hai mắt như kiếm nhìn thẳng diệp tinh từng bước từng bước hướng đi phía trước các vị sư đệ chúng ta là tinh quốc lớn nhất cựu địch là ai đó còn cần phải nói là đông phủ quốc là đông phủ người là đông phủ cầu sáu tân sáng suốt trông xa hỏi một chút chúng đệ tử liền từng cái từng cái giống đốt lên thùng thuốc nổ tựa như uống mặc dù trả lời đều có khác biệt nhưng ý tứ nhưng là một dạng đông phủ kế lớn của đất nước lạc tinh quốc lớn nhất cựu địch điểm này là không nghi ngờ chút nào tân sáng suốt trông xa lần nữa quát lên không tệ là đông phủ quốc đông phủ nước binh khí lây dính ta lạc tinh quốc máu của bao nhiêu người dịch sát hại ta lạc tinh quốc bao nhiêu người tính mệnh thế nhưng là lại có người trên lưng cả ngày vác lấy một cái đông phủ nước binh khí ta muốn hỏi ngươi còn phải hay không lạc tin người các vị sư đệ các ngươi nói đây có phải hay không là bại hoại diệp tinh sờ lên ngang hông loan ao, đây là hắn tại đông sơn thành trong chiến đấu đánh giết giếng đá liệu đạt được chiến lợi phẩm đây là một cái cực phẩm binh khí vô cùng sắc bén đây là hắn kiện thứ nhất chiến lợi phẩm ý nghĩa phi phạm những thứ khác chiến lợi phẩm hắn đều nộp lên chỉ có cái này loan ao, hắn lưu lại mang theo người bởi vì một cảm thấy cái này loan đao diệp tinh liền sẽ nhớ lại đông sơn thành chiến đấu một cảm thấy cái này loan đao hắn liền sẽ nhớ lại vạn hương thịt lương dương vân lữ thần ba vị chiến hữu có cái này loan đao tại hắn thì sẽ không quên đông phủ người đang trong lòng của hắn đâm ra huyết ngang hông hắn lúc nào cũng vác lấy cái này loan đao lại bị người nói thành là bại hoại Ha ha sáu diệp tinh không khỏi âm thầm cười lạnh tân sáng suốt trông xa thanh âm vẫn tại hô to thân là lạc tinh người lại dùng đông phủ vật như thế bại hoại há có thể dùng hắn hôm nay ta tiểu kiếm thánh liền muốn thu thập tên bại hoại này ác độc mà trừng trị tên bại hoại này sáu cuối cùng âm thanh hóa thành một đạo giống to diệp tinh lăn đi lên sáu diệp tinh bên cạnh đệ tử đều hướng tứ phương thối lui ánh mắt đều rơi vào liễu diệp tinh bên hông loan đảo phía trên nguyên lai like đây là đồng phủ nước binh khí hắn có một chữ vật giới chỉ cái này đồng phủ binh lưới đao cũng không giấu đi còn đeo tại trên lưng diếu võ dương ai, đáng hận vậy mà dùng đồng phủ binh lưới đao quả nhiên là một cái bại hoại à thiệt thòi ta phía trước còn sùng bại hắn sáu tân sư huynh mắt sáng như đuốc hắn không nói ta còn không biết đâu ta là tinh tông vậy mà xâm nhập vào một cái dùng đồng phủ binh lưới đao bại hoại hắn là không phải đồng phủ nước gian tế sáu chúng đệ tử lập tức nghị luận ở mỹ vô luận đệ tử mới vẫn là đệ tử cũ nhìn xem diệp tinh ánh mắt cũng thay đổi chỉ có số rất ít người đối với hắn cũng không có khinh bỉ nhưng là lộ ra hoài nghi đánh giám diệp tinh vận chuyển quy nguyên nội kình hét lớn một tiếng chấn động đến mức trong thai của mọi người đều ông ông trực hưởng hết thể đánh giám đang khi nói chuyện diệp tinh thân ảnh loại lên đã lên đài quyết đấu tân sáng suốt trông xa sầm mặt lại quát lên ngươi nói ta đánh giám diệp tinh đem loan đao một lấy chỉ vào tân sáng suốt trông xa quát lên ngươi thuần túy là đánh giám lao tử hỏi ngươi ngươi có hay không đi lên chiến trường diệp tinh khí thế như hồng tân sáng suốt trông xa bị hắn uống sở hắn thật đúng là không có lên qua nhưng tân sáng suốt trong xa không thể yếu đi khí thế của mình lớn tiếng nói không có lên qua chiến trường thế nào diệp tinh lần nữa quát hỏi ngươi có hay không giết qua đông phủ cầu tân sáng suốt trong xa khí thế lần nữa một yếu hắn tiên phú rất cao một mực chịu gia tộc xem trọng liền xem như sông sáo đó cũng là tại trong phạm vi nhất định sông sáo đừng nói giết qua đông phủ người liền thấy đều chưa thấy qua tân sáng suốt trông xa đạo chưa từng giết thế nào nhưng ta quyết không dùng đông phủ người đồ vật không giống ngươi tên bại hoại này mỗi ngày đem đông phủ binh lưới đao đeo ở trên người trong lòng ngươi còn có hay không lạc tinh quốc vì chẳng thế tân sáng suốt trông xa nói đến phần sau cũng uống hỏi liễu diệp tinh một câu diệp tinh không nhìn nữa tân sáng suốt trông xa mà là giơ lên loan đao hướng chúng đệ tử nhìn lại đạo các vị sư huynh sư đệ các ngươi như biết cái này loan đao đến từ đâu diệp sư huynh mời nói sáu sở kinh thắng âm thanh vang lên hắn biết diệp tinh đem đông phủ binh lưới đao đeo ở trên người tất có nguyên nhân diệp tinh đạo mấy tháng trước đông phủ đại quân xâm lấn ta lạc tinh quốc tất cả mọi người chưa quên a à. đương nhiên chưa quên Từ sơn hầu đại phát thần uy diệp đông phủ quốc một chi hai mươi vạn đại quân còn giết quân địch thông soái làm cho quân ta hoàn toàn thắng lợi sáu không thiếu đệ tử đối với này chuyện cũng là rất chú ý cũng rất rõ ràng nhao nhao nói diệp tinh nói ta đến từ tử sơn quận tử sơn hầu tiêu diệt hai mươi vạn đại quân ta cùng bọn hắn chiến đấu qua cái này luôn nào là ta cùng thứ nhất đông phủ cầu đơn độc quyết đấu lúc ta giết chết đối phương đạt được chiến lợi phẩm phía sau trong chiến đấu ta giết chết đến mười nhớ đông phủ quân tướng lĩnh chỉ có cái này luôn nào ta lưu lại xem như kỷ niệm một trận chiến đấu kia mặc dù chúng ta thắng lợi nhưng mà bên ta cũng thiệt hại không nhỏ cùng ta một tiểu đội ba vị chiến hữu vẫn lạc tại này cuộc chiến đấu bên trong thân ta bị thương nặng bị tử sơn hầu cứu mới trở về từ coi chết cái này luôn nào, có ta rất rất nhiều hồi ức, một cảm thấy nó, ta liền có thể hồi tưởng lại Đông Sơn thành cuộc chiến đấu kia, ta liền hồi tưởng lại cái kia cách ta đi chiến hưu, ta vì cái gì không thể mỗi ngày mang theo người. Diệp Tinh âm thanh kích động, cũng tương tự tràn đầy lửa giận, cơ thể nhất chuyển, ánh mắt nhìn chằm chằm Tân Sáng suốt trong xa trên thân, quát lên, ngươi một cái không có lên qua chiến trường, chưa từng giết Đông phủ cậu, chỉ ở an ổn trong hoàn cảnh lớn lên người, cũng có thể nói ta là bại hoại. Phía dưới, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Tinh vẫn còn có như thế kinh lịch. Bọn hắn những người này, đối với võ giả bình thường, cái nào không phải thiên tài, có cái nào đi lên chiến trường, cùng Đông Phủ người sinh tử tương chiến, mà Diệp Tinh, nhưng là cùng Đông Phủ người từng tiến hành chính diện giao phong, giết qua Đông Phủ người, cũng có chiến hữu chết ở Đông Phủ nhân thủ phía dưới, bọn hắn nào có tư cách chất vấn Diệp Tinh? Tân Sáng Suốt trong xa bị Diệp Tinh tiểu nói này, cái gì khí thế cũng bị mất, giống như đấu bại gà trống tựa như. thủ rũ. cái này, Diệp sư đệ, là ta hiểu là ngươi, hôm nay sáu, hôm nay ta sáu, ta không đấu với ngươi. Tân Sáng Suốt trong xa có chút bối rồi nói, nói xong liền muốn phía dưới đại quyết đấu. Chậm, Diệp Tinh gọi hắn lại, ngươi không theo ta đấu nhưng ta nhưng phải khiêu chiến ngươi cái này ngoại môn đệ nhất sáu bốn canh bộ phát hoàn tất hôm nay Nguyệt phiếu thật thê thảm nhạt mới không phiếu a à các huynh đệ tháng này ngồi thời gian không nhiều lắm chỉ có cuối cùng bốn ngày mà thần tiễn cách sách mới đệ nhất còn rất xa xôi có không ít huynh đệ khuyên ta cơ thể làm trọng đau đầu liền thiếu đi viết một điểm bọn hắn có thể lý giải ta ngỏ ý cảm ơn thế nhưng là một tháng này đều kiên trì nổi cuối cùng mấy ngày ta lại có thể nào không kiên trì còn có bốn ngày ta sẽ tận ta cố gắng gõ chữ bộ phát nguyện phiếu có thể hay không đoạt lấy sách mới đệ nhất chỉ có nhờ cậy các vị huynh đệ tỷ mười ba ta xem phía dưới, tháng này tự nhìn sách ra hai tấm vé tháng, nhanh đi ném bên trên, không phải vậy không phiếu quá khó nhìn. các minh đệ, phiền phức xem phiếu thương, còn có một phiếu sao? liền ném một trương nguyện phiếu, có thể hay không? không xong còn tiếp, đó, cảm tạ nửa đêm thanh phong khúc minh đệ cảm xúc mạnh mẽ khen thưởng, cảm tạ bốn. một liền ném một trương nguyện phiếu, có thể hay không? bốn canh buộc phát hoàn tất. hôm nay nguyện phiếu thật thê thảm nhạt, mới không phiếu a à các minh đệ. tháng này ngồi thời gian không nhiều lắm, chỉ có cuối cùng bốn ngày, mà thần tiễn cách sách mới đệ nhất, còn rất xa xôi có không ít huynh đệ khuyên ta cơ thể làm trọng đau đầu liền thiếu đi viết một điểm bọn hắn có thể lý giải ta ngỏ ý cảm ơn thế nhưng là một tháng này đều kiên trì nổi cuối cùng mấy ngày ta lại có thể nào không kiên trì còn có bốn ngày ta sẽ tận ta cố gắng gõ chữ bộc phát nguyện phiếu có thể hay không đoạt lấy sách mới đệ nhất chỉ có nhờ cậy các vị huynh đệ tỷ mười ba ta xem phía dưới tháng này tự nhìn sách ra hai tấm vé tháng nhanh đi ném bên trên không phải vậy không phiếu quá khó nhìn các huynh đệ phiền phức xem phiếu thương còn có một phiếu sao liền ném một chương nguyện phiếu có thể hay không không xong còn tiếp một trăm chín mươi 179 chương rung động H6. Chúng đệ tử ánh mắt sáng lên. Bọn hắn còn tưởng rằng sự tình cứ như vậy đi qua, lại không nghĩ rằng, rốt cuộc lại nổi sóng, Diệp Tinh vậy mà chủ động xuất kích, muốn khiêu chiến Tân Sáng Suốt trong xa. Cái này khiến tất cả đệ tử tinh thần cũng vì đó chấn động. Tân Sáng Suốt trong xa, thế nhưng là ngoại môn đệ nhất, người xương tiểu kiếm thánh. Thực lực không thể nghi ngờ, cực kỳ cường đại. Chúng đệ tử vạn vạn không ngờ rằng, Diệp Tinh đã để Tân Sáng Suốt trong xa không có tìm hắn để gây sự lý do, lại còn chủ động khiêu khích. Cái này sáu, Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tân Sáng Suốt trong xa, cũng là thần sắc một quái lạ. Nguyên bản, hắn bị Diệp Tinh nói đến khí thế hoàn toàn không có, giống như đấu bại gà trống, ủ rũ túi đầu muốn lui ra đại quyết đấu. Thế nhưng là, Diệp Tinh như thế một khiêu chiến, nhường ánh mắt của hắn ngưng lại, khí thế lại lần nữa ngưng tụ. Hắn lên đài mục đích chính là vì thu thập Diệp Tinh, cái gì Diệp Tinh trên lưng đeo loan đao là đồng đỡ binh khí, đây chỉ là một đang lúc cơ xuất thủ mà thôi, hiện tại hắn không có cách nào đang lúc ra tay rồi, Diệp Tinh chủ động khiêu chiến, chính hợp tâm ý của hắn. Tân sáng xuất trông xa quay người, ánh mắt lần nữa hóa thành lăng lệ, "Ngươi sáu khiêu chiến ta." Diệp Tinh gật đầu, "Không tệ." Tân sáng suốt trông xa trong lòng vì có cơ hội thu thập Diệp tinh mà cảm thấy mừng rỡ, đồng thời cũng vì Diệp tinh dám can đảm khiêu chiến hắn mà có chút tức giận. Diệp tinh khiêu chiến hắn, hiện nhiên là tự nhận là có thể chiến thắng hắn, mặc dù đây chỉ là Diệp tinh tự nhận là, cũng lệnh Tân sáng suốt trông xa lòng sinh có chịu, đây là đối với hắn ngoại môn đệ nhất đệ tử uy tín khiêu khích. Tân sáng suốt trông xa cười lạnh, đạo, ngươi đây là tự tìm đường chết. Rất nhiều đệ tử đều tán đồng Tân sáng suốt trong xa câu nói này, Diệp tinh nhưng là cười nhạt một tiếng, ha ha sáu, mua quáng tự tin cũng không phải cái gì chuyện tốt tân sáng suốt trông xa sắc mặt xanh lét kể từ hắn trở thành ngoại môn đệ nhất liền có tiểu kiếm thánh xưng hào, hùng bá ngoại môn đệ nhất không người dám xúc kỳ phong mang diệp tinh bất quá là nhập môn mới hai tháng cũng chưa tới đệ tử mới ngụ ý lại là nói thực lực của hắn không được tân sáng suốt trông xa trong lòng làm sao không giận tân sáng suốt trông xa khoát tay một cái quang hoa lóe sáng bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay là một kiện cực phẩm phàm binh. mù quáng tự tin người là ngươi hôm nay để cho ngươi biết quần vọng đại giới tân sáng suốt trông xa lạnh rên một tiếng bảo kiếm trong tay quang hoa bùng lên tựa như tia chớp trong lúc đó hướng diệp tinh trái tim đâm tới tân sáng suốt trong xa lưu quang kiếm pháp là một loại xem trọng tốc độ kiếm pháp lưu quang kiếm pháp bị hắn tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới tốc độ nhanh cơ hồ thật sự giống như một đạo lưu quang ít nhất tại diệp mắt sáng bên trong tân sáng suốt trong xa đâm tới một kiếm chỉ thấy một vệ sáng bắn nhanh không thấy nửa điểm kiếm ảnh nhanh như vậy một kiếm vượt qua tuyệt đại đa số võ giả năng lực phản ứng còn đến không kịp ngăn cản cũng sẽ bị một kiếm xuyên tim nhất kích mất mạng thậm chí dù là cùng là nửa bước võ thánh có thể ngăn trở tân sáng suốt trong xa một kiếm này số lượng cũng rất ít ít nhất cũng phải ngoại môn trước mười nửa bước võ thánh mới có hy vọng tiểu kiếm thánh danh hảo không phải tân sáng suốt trong xa tự phong mà là người khác tôn sưng có thể thấy được kiếm thuật của hắn đích thật là đáng sợ đến cực điểm nhìn xem cái kia giống như lưu quang trợt lóe một kiếm dù là chúng đệ tử không có chịu một kiếm này thần ảnh hưởng cũng trong nháy mắt trong lòng trợt lạnh biết mình vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi một kiếm này như vậy sáu diệp tinh phải nên làm như thế nào ngăn cản đối mặt tân sáng suốt trông xa cái này đáng sợ một kiếm diệp tinh trong mắt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc lưu quang kiếm pháp diệp tinh mặc dù nhìn qua bí kíp nhưng hắn vẫn chưa từng tu luyện diệp tinh thiện trường là quyền cước thối pháp cùng với cung tiễn diệp tinh tự hỏi trừ phi là hắn thi triển tiến thuật bằng không vô luận thi triển võ học bậc nào đều không đạt được tân sáng suốt trông xa một kiếm này nhanh bất quá diệp tinh cũng chỉ là lộ ra kinh ngạc mà thôi cũng không kinh hãi càng không sợ hãi quy nguyên kình diệp tinh đối mặt một kiếm này không né tránh quy nguyên kình nội kình trong nháy mắt ngưng tụ vào lòng bàn tay phải đón tân sáng suốt trông xa đâm tới một kiếm liền bắt đi lên tân sáng suốt trông xa kiếm tốc lại nhanh cũng không khả năng nhanh hơn diệp tinh đưa tay một chảo trong chốc lát mũi kiếm liền đâm vào liễu diệp tinh lòng bàn tay phía trước Kiếm mang tại lòng bàn tay cái này đoàn sáng chói về nguyên nội kính bên trong trong nháy mắt tán loạn, mũi kiếm cũng không thể đâm xuyên, cách Diệp Tinh tay trưởng còn có khoảng nửa tấc, liền cũng lại không đâm xuống đi. Đại quyết đấu bên trên, hai người giống như dừng lại đồng dạng, trưởng kiếm tương đối, cách xa nhau khoảng nửa tấc, nhưng chính là đụng vào không đến cùng một chỗ. Đại quyết đấu phía dưới, tất cả đệ tử thần sắc khẽ giật mình, đều sợ ngây người. Vạn vạn không ngờ rằng, Diệp Tinh vậy mà bằng nội kình liền chặn tân sáng suốt trong xa một kiếm này. Tân sáng suốt trong xa uy lực một kiếm này bao kinh khủng, lực phá hoại bao lớn. Cho dù là cùng hắn tu vi bằng nhau nửa bước võ thánh, đều khó có khả năng chỉ dựa vào tinh nguyên ngăn cản một kiếm này thế nhưng là diệp tinh mới tinh thoái cảnh cựu trọng tu vi còn không có tu luyện linh vũ truyền thừa trong cơ thể nội kình cũng còn không có chuyển hóa làm tinh nguyên lại vẫn cứ chặn đây hoàn toàn không có đạo lý a cho dù là trong vòng kình hùng hậu chứ danh quy nguyên kình tu luyện tới cực hạn cũng khó có thể cùng tinh nguyên chống lại làm sao có thể bằng nội kình ngăn trở tân sáng suốt trong xa một kiếm này có thể diệp tinh lại vẫn cứ làm được sự thật đang ở trước mắt cái này còn không công chúng đệ tử chấn kinh đến trận mắt hốc mồm bọn hắn tự nhiên không biết diệp tinh tu luyện về nguyên nội kính thế nhưng là đi qua siêu não cải thiện qua hơn nữa không chỉ lục trọng mà là thất trọng đệ thất trọng về nguyên nội kính so với chuyển hóa năm thành tinh nguyên cũng đã có chi mà không bằng hơn nữa uy nguyên kình là công pháp cùng võ kỹ một thể hiện tại diệp tinh cực phẩm vũ kỹ năng đạt đến liêu hóa cảnh uy nguyên kình uy lực tự nhiên cũng theo đó nước lên thì thuyền lên luận nội kình mạnh yếu diệp tinh không kém gì tân sáng suốt trong xa tinh nguyên luận võ học tạo nghệ diệp tinh uy nguyên kình không kém hơn tân sáng suốt trong xa lưu quan kiếm pháp mà quy nguyên kình ngưng kết cùng một chỗ vốn là ác đẹp đều cực cao tự nhiên có thể ngăn lại tân sáng suốt trong xa một kiếm này đây không có khả năng ước chừng qua thời gian ba hơi thở tân sáng suốt trông xa đều không thể lại hướng phía trước đâm vào một chút liền hắn cũng không nhịn được kinh hô diệp tinh cười lạnh một tiếng không có khả năng sự thật trước mắt còn không có thể sao tân sáng suốt trông xa không cách nào đâm xuyên diệp tinh lòng bàn tay về nguyên nội kính lập tức đem kiếm vừa thu lại trong trước mắt kiếm như lưu quang đối với diệp tinh chặn ngang đào qua lưu quang kiếm pháp quyết khiếu chỉ có một chữ đó chính là nhanh chỉ cần sắp tới mức độ nhất định sắp tới đối phương phản ứng cũng không kịp trình độ chỉ cần một kiếm chỉ có thể dễ dàng lấy tính mạng người ta đáng tiếc, tân sáng suốt trong xa kiếm tốc mặc dù nhanh, nhưng diệp tinh cũng không chậm. muốn đạt đến diệp tinh liền phản ứng đều không phản ứng kịp tốc độ, căn bản không có khả năng. diệp tinh hai trưởng liên tục đập, lòng bàn tay hai đoàn nội kình dưới mang. chặn tân sáng suốt trong xa một kiếm lại một kiếm công kích, tân sáng suốt trong xa khoái kiếm công kích, vậy mà không làm gì được liễu diệp tinh một chút. bây giờ, chúng đệ tử đã người trợn mắt hốc mồm trạng thái phản ứng lại, nhưng thần sắc vẫn như cũ rung động, khó có thể tưởng tượng, diệp tinh bất quá là tình tôi cảnh cựu trọng tu vi, thực lực vì cái gì có thể đạt đến cùng tân sáng suốt trong xa tương đối trình độ. Tân sáng suốt trông xa vô luận là tu vi, vẫn là võ học, đều đạt đến võ thánh dưới đỉnh phong. Theo đạo lý, ngoại trừ võ thánh, không có võ giả có thể cùng hắn áp chế hắn, thậm chí là chống lại hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, Diệp Tinh lại cùng hắn chiến ngang sức ngang tài. Bọn hắn cũng không biết, Diệp Tinh vô luận là luận nội kình, vẫn là luận võ học tạo nghệ, đều so tân sáng suốt trông xa không kém chút nào, duy nhất kém hơn một chút, cũng chỉ là luyện thể công pháp tạo nghệ mà thôi. Nhưng là chênh lệch không tính quá xa. Hơn nữa, hai người trước mắt giao phong, ở chỗ nội lực cường độ cùng võ học tạo nghệ so đấu, nhục thân chi lực quan hệ cũng không phải rất lớn trong trước mắt hai người giao thủ lại qua mười chiều chúng đệ tử rung động đã chết lặng thần sắc từ ngốc trệ biến thành rung động lại hóa thành phần trấn mắt nhìn không chấp diệp tinh tân sáng suốt trông xa hai người chiến đấu chỉ sợ bỏ lỡ mỗi một cái trong nháy mắt kiếm thuật của ngươi đến đây chấm dứt sao đột nhiên diệp tinh nhất âm thanh quất lạnh chỉ thấy hai tay của hắn vạch một cái võ học không biến vẫn là quy nguyên kình nhưng mà diệp tinh ra tay lại lớn tức giận rất nhiều vận dụng nội kình cũng hùng hậu rất nhiều theo hai tay của hắn vạch một cái về nguyên nội kính hóa thành một màn ánh sáng đoàn tụ ở trung quanh hắn giống như một cái viên quang cháo đồng dạng đem hắn phòng hộ đứng lên đinh 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 sáu tân sáng suốt trong xa bảo kiếm đâm vào nội kình lồng ánh sáng phía trên mặc dù đâm lom xuống không thiếu nhưng lại không cách nào đâm thủng ngược lại phát ra vật thể giao kích thanh âm tất cả công kích toàn bộ đều bị ngăn cản tới thiên sáu làm sao có thể có như thế hùng hậu nội kình đây cơ hồ giống như là võ thánh ra tay a sáu chúng đệ tử thấy thế lại một lần nữa thần sắc rung động lên tiếng kinh hô đệ thất trọng về nguyên nội kính không chỉ có cường đại hơn nữa vô cùng hùng hậu tại hùng hậu phương diện này cơ hồ có thể cùng võ thánh tinh nguyên so sánh nửa bước võ thánh tinh nguyên là tuyệt không có khả năng tạo thành một cái lồng ánh sáng phòng ngự toàn thân chỉ có võ thánh mới có thể làm được nhưng mà đệ thất trọng về nguyên nội kính cũng có thể tân sáng suốt trông xa không đâm thủng diệp tinh về nguyên nội kính lồng ánh sáng hơn nữa bảo kiếm đâm vào lồng ánh sáng bên trong còn có thể chịu đến về nguyên nội kính ảnh hưởng đâm một phát vừa thu lại ở giữa đại đại chậm lại tốc độ nguyên bản tân sáng suốt trông xa kiếm tốc là phi thường nhanh diệp tinh mặc dù có thể ngăn cản nhưng cũng là dùng hết toàn lực khó mà phản kích bây giờ tân sáng suốt trông xa kiếm tốc vừa giảm diệp tinh phản kích trong chốc lát liền bày ra dù cho về nguyên nội kính hóa thành lồng ánh sáng phòng ngự toàn thân diệp tinh trong cơ thể về nguyên nội kính vẫn như cũ thâm hậu ngưng tụ vào lòng bàn tay nội kính duệ mang không thay đổi bàn tay trái vung lên trong chốc lát đập ngang ở trên mũi kiếm tân sáng suốt trông xa một kiếm này thu được chậm một chút lập tức bị đập đến hướng bên cạnh rời một cái cùng lúc đó diệp tinh tay phải đồng dạng mang theo sáng chói nội kính duệ mang đột nhiên chụp về phía phía trước trực tiếp hướng tân sáng suốt trông xa lồng ngực vô tới tân sáng suốt trông xa thần lấy hoảng hốt né tránh không kịp trong nháy mắt thu kiếm hoành cản ken bảo kiếm rung mạnh phát ra một tiếng bạo hưởng tân sáng suốt trông xa như bị trọng kích trong nháy mắt lui nhanh trong chớp mắt, tân sáng suốt trông xa liền bay ngược mười mấy mét, sau khi hạ xuống lại liền lùi mấy bước, mới ổn định lại cơ thể. bây giờ, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, một hơi không có đình chỉ, liền có một ngụm máu tươi dâng lên. chúng đệ tử lần nữa trợn mắt hốc mồm tân sáng suốt trông xa bị thương, nay liên bại. diệp tinh cũng cho là như vậy, hướng tân sáng suốt trông xa chắc tay, đa tạ. ngươi cho rằng ta này liền bại sao? nhưng không ngờ, tân sáng suốt trông xa hét lớn một tiếng, cũng không chịu vừa. trong chớp mắt, bảo kiếm trong tay của hắn liền biến mất không thấy, tùy theo xuất hiện là một cái khác trôi bảo kiếm, Quan hoa rực rỡ khiến cho mọi người con ngươi đều đột nhiên một trường. Có người kinh hô lên, linh binh. Hôm nay nguyện phiếu có thể phá 200 sao. Trên lệnh không xa. Không xong còn tiếp, tờ S, cảm tạ của Skat, cô đơn cũng cô độc, quên đi 577, ai chân tử, học tập tập lao đại, hạn xài, chân heo bất phân ở, ta rất nhớ người diều, lệnh hạ các vị huynh đệ khen thưởng, vạn phần cảm tạ ba. 192-180 chương ngoại môn đệ nhất phản võ, linh vũ, huyền vũ, phàm binh, linh binh, huyền binh. 6. Tinh thần đại lục võ học, binh khí, dược liệu 6. Đều theo phản cấp, linh cấp, huyền cấp 6. tới phân chia thực phẩm phàm binh cũng vẫn là thuộc về phàm binh cùng linh binh không ở một cảnh giới phàm binh cho dù tốt cũng chỉ là sắc bén mà thôi mà linh binh nhưng là có thể ảnh hưởng võ giả thực lực tân trác Sa mới lấy ra bảo kiếm là kiện phía dưới phẩm linh binh nhưng cho dù phía dưới phẩm linh binh đó cũng là vô cùng vật chất quý cho dù là võ thánh cũng không nhất định người người nắm giữ phía dưới phẩm linh binh đối với võ thánh gia tộc mà nói một kiện phía dưới phẩm linh binh có thể chính là trấn tộc chi bảo bởi vậy có thể thấy được phía dưới phẩm linh binh là biết bao quý giá nửa bước võ thánh có một kiện phía dưới phẩm linh binh cái này để người ta vô cùng đỏ mắt vô cùng hâm mộ tất nhiên phía dưới phẩm linh binh quý trọng như vậy như vậy tự nhiên cũng có rất lớn hiệu quả tân trác sa cầm trong tay phía dưới phẩm linh binh thực lực ít nhất cũng phải để thăng ba thành nguyên bản tân trác sa thực lực liền đã rất cường đại cơ hồ là võ thành dưới đỉnh phong thực lực lại để thăng ba thành đó là tương đối đáng sợ diệp tinh nhìn thấy tân trác sa lấy ra linh binh bảo kiếm sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng rất nhiều tân trác sa không nhận thua lấy ra linh binh bảo kiếm còn muốn tái chiến diệp tinh muốn lại dễ dàng thẳng hắn vậy thì khó khăn diệp tinh sắc mặt ngưng trọng là đối thực lực của đối phương xem trọng mà không phải là e ngại hắn xem xét cẩn thận tân trác sa trong tay linh binh bảo kiếm một mắt ngược lại là không ngờ tới trong tay ngươi vẫn còn có linh binh tân trác sa đem vết máu ở khoe miệng một vòng hắn vốn là không bị thương tích gì chỉ là bởi vì không có ngăn chặn phiên trào khí huyết mới tuân một mùa máu chiến lược trên cơ bản không có hao tổn tân trác sa cười hắc hắc nội kình của ngươi không phải rất cường đại sao ta ngược lại muốn nhìn có thể mạnh đến cái tình trạng gì có thể hay không ngăn trở linh binh bảo kiếm công kích linh binh bảo kiếm liền võ thánh tinh nguyên phòng ngự đều có thể phá vỡ nội kình đâu có thể nào phòng ngự ở a à? chúng đệ tử nghe vậy không khỏi liên tục thở dài dù cho diệp tinh vừa rồi đánh lui tân chắc xa để bọn hắn giật này cả mình trận mắt hốc mồm nhưng mà cũng không cho rằng diệp tinh là nắm giữ linh binh bảo kiếm tân chắc xa đối thủ bất quá đây không phải bởi vì thực lực không đủ mà là bởi vì binh khí nguyên cớ liền một chút đệ tử cũng đều thay diệp tinh cảm thấy đáng tiếc hạng thời điểm cũng mặc kệ ngươi có phải hay không dùng liễu linh binh mà là nhìn quyết đấu thắng thua của mọi người đệ tử xem ra diệp tinh vốn là có thể đánh bại tân chắc xa có thể danh liệt đệ nhất thu được phần thưởng phong phú kết quả bởi vì linh binh bảo lưới lao mà bị mất đây hết thảy thật sự là đáng tiếc vừa mới diệp tinh đem tân chắc viễn kích lui hơn nữa nhường tân chắc Sa phun một ngụm máu tươi rất nhiều đệ tử cũ đều bị diệp tinh lịch thiên sức chiến đấu khuất phục đương nhiên cũng có bộ phận đệ tử cũ đối với diệp tinh thành kiến rất nặng mừng rỡ trông thấy tân chắc Sa thu thập diệp tinh gặp tân chắc Sa lấy ra liếu linh binh bảo kiếm đều lộ ra nhìn có chút hạ hê thần sắc như kế hạo lời chiều mặt mày cùng với cùng hai người quan hệ khá gần hay là cùng tân chắc Sa quan hệ hơi gần đệ tử cũ đối mặt tân chắc Sa nắm vững thắng lợi ý cười diệp tinh vẻ ngưng trọng trên mặt cũng giảm đi nhét miệng lên cái này không đại biểu diệp tinh khinh địch mà là trong thần sắc liễm xem trọng ở chỗ trong lòng trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Diệp Tinh đạo, binh khí là chết, người là sống, linh binh xác thực cường đại, bất quá cũng phải nhìn tại cái gì nhân thủ bên trong sử dụng. Nếu là võ thánh sử dụng, tự nhiên uy lực kinh khủng, thế không thể đỡ, đến nỗi ngươi đi, H ha sáu. Diệp Tinh cũng không đem lời nói toàn bộ, nhưng ngụ ý rất rõ ràng, dù cho Tân Trác Sa cầm Liễu Linh binh bảo kiếm, hắn cũng không sợ. Tân Trác Sa lạnh rên một tiếng, "Vô tri tiểu tử, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút linh binh chi uy." Hưu vừa mới nói xong, Tân Trác Sa đã đối với Diệp Tinh triển khai công kích. Kiếm pháp, vẫn là một dạng kiếm pháp, chiêu thức, vẫn là một dạng chiêu thức. Thi triển lưu quang kiếm pháp vẫn là cùng là một người. Nhưng mà, tân trác xa vừa ra tay, diệp tinh liền cảm nhận đến rồi một cỗ sắc bén vô cùng khí tức. Không chỉ có nhường da của hắn cảm thấy vẻ này sắc bén khí tức, liền tâm cũng có thể cảm thấy. Tân trác xa một kiếm chi uy, so với phía trước phải cường đại hơn nhiều. Tất cả bởi vì binh khí từ cực phẩm phạm binh đổi thành phía dưới phẩm linh binh nguyên cớ. Diệp tinh đem phòng thủ tại bên ngoài cơ thể nội kình lồng ánh sáng đã sớm triệt hồi, uy nguyên nội kình như thế phân tán, căn bản ngăn không được linh binh bảo kiếm một phân một hảo, thùng rống kêu to. Đối mặt tân trác xa một kiếm này diệp tinh vẫn là thi triển quy nguyên kình, môn võ học này đạt đến hóa cảnh hoàn toàn có thể một chiêu tươi an khắp trời linh vũ không ra hắn đều có thể ngang hàng bất quá phía trước diệp tinh ngăn cản tân trác xác kiếm là dùng một cái tay bây giờ là dùng hai cánh tay hai bàn tay lòng bên trong kính duệ mang ngưng kết thành một đoàn sức mạnh to lớn rất nhiều ngăn tại liễu linh binh bảo kiếm phía trước nhưng mà dù cho như thế mũi kiếm cũng như cắt ra đầu hũ đồng dạng đâm vào bên trong kính duệ mang bên trong tuyệt đại đa số đệ tử thần sắc cũng là một giật mình trong lòng đột nhiên nhảy một cái thay diệp tinh bóp một cái pháp linh binh bảo kiếm cỡ nào sắp bén một kiếm này nếu là đánh hạ đi không nói có thể đâm diệp tinh nhất cái lỗ thủng e rằng chỉ cần tân Trát xa kiếm lắc một cái trước tiên liền có thể tương diệp tinh hai bàn tay cắt ra diệp tinh tâm bên trong cũng là đột nhiên căng thẳng linh binh mạnh hắn trung quy là thấy được không chỉ là tăng cao thực lực đơn giản như vậy còn có phá nội kình tinh nguyên phòng ngự hiệu quả nếu không dù cho thực lực của đối phương đề thăng ba thành cũng không khả năng giống cắt ra đầu hũ đồng dạng đem hắn quy nguyên nội kình cắt ra may mắn ngay từ đầu diệp tinh liền không nghĩ dựa vào quy nguyên nội kình đem đối phương một kiếm này ngăn cả tới ở bên trong kính duệ mang cùng linh binh mũi kiếm đụng vào một sát na kia diệp tinh lập tức dùng bên trong kính duệ mang bọc lấy linh binh bảo kiếm hướng về bên cạnh rời một cái trong chốc lát linh binh bảo kiếm công kích quỹ tích thay đổi hướng bên cạnh không trung đâm tới lần này liền đến thiên tân chắc rộng lớn bị kinh ngạc vạn vạn không ngờ rằng diệp tinh lại có thể tại nhanh như vậy thời gian bên trong đem hắn công kích quỹ tích thay đổi vị trí đây quả thực là chuyện không thể nào hắn một kiếm này rất nhanh cường đại cỡ nào trừ phi là diệp tinh có thể nhìn rõ ra một kiếm này sơ hở thậm chí là sức mạnh truyền lại quy tích bằng không sao có thể làm đến nhưng mà Tại như vậy chưa đầy cái nháy mắt, nhìn rõ xuất kiếm pháp sơ hở, xem thấu sức mạnh truyền lại quy tích, cái này sao có thể? Tân Trác xa vạn vạn không thể tin được, Diệp Tinh có như thế thị lực? Có thể Tân Trác nguyên thật đúng là không có đó sai, Diệp Tinh hoàn toàn chính xác có như thế thị lực, hơn nữa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng kinh khủng một chút, Diệp Tinh cũng không chỉ là thông qua thị lực nhìn hắn kiếm pháp sơ hở, càng là thông qua siêu não quyết hình. Không chỉ có là Tân Trác xa kiếm pháp sơ hở, liền trong cơ thể hắn Tinh Nguyên nội kinh vận chuyển, Diệp Tinh đều nhất thanh nhị sở. Diệp Tinh đã hoàn toàn thăm dò Tân Trác xa kiếm pháp hư thực, thậm chí. Liên tân trác xa trong kiếm pháp thần đều ảnh hưởng không liếu diệp tinh cái kia diệp tinh thay đổi vị trí công kích của hắn quy tích tự nhiên là trở nên dễ như trở bàn tay dù cho tân trác xa bảo kiếm trong tay linh mẫn binh cái kia cũng vô dụng lại sắp bén lợi hại hơn nữa binh khí cũng muốn công kích được mục tiêu mới hưu hiệu quả liền đụng đều không đụng tới như thế nào tổn thương tân trác xa không tin tả bảo kiếm công kích quy tích lại ra liền quả quyết đem kiếm vừa thu lại trong chốc lát lại công ra một chiêu tấn công về phía địa phương khác nhau mà diệp tinh thì vẫn là hai trưởng đồng thời ngưng kết bên trong kính dội mang hướng về linh binh mũi kiếm vỗ thật giống như tân trác xa kiếm trong tay là cố ý hướng về diệp tinh lòng bàn tay bên trong kính duệ gai nhọn đi đồng dạng chụp vào vừa vặn diệp tinh sức mạnh nhất chuyển lại đem tân trác xa kiếm trong tay hướng về bên cạnh đưa ra đồng thời diệp tinh chân đạp nhạn mấy bước cơ thể hướng tân trác xa lao nhanh tới gần kiếm không phải dao găm sát lại càng gần kiếm pháp càng là không thi triển được mà diệp tinh siêu não quét hình tân trác xa đem đối phương mọi cử động sáng tỏ tại tâm đối phương muốn công kích nơi nào cơ thể còn chưa động chỉ là lực lượng trong cơ thể vận chuyển là hắn có thể đủ đoán được tới gần thân đối phương tự nhiên càng không phải là đối thủ của hắn diệp tinh hướng về phía trước tân trác xa liền hướng phía sau lui nhanh hắn tự nhiên cũng biết khoảng cách sắp tới đối với hắn không có nửa điểm lợi chỗ đài quyết đấu phía dưới chúng đệ tử hoàn toàn thấy cho mắt đây là trạng hướng gì tân trác xa đều lấy ra liếu linh binh bảo kiếm lại còn bị diệp tinh ép từng bước lui lại hai người một tiến một lui tốc độ thật nhanh rất nhanh liền đến đài quyết đấu bên dưới. tân trác thối lui về phía xa không thể lui lui nữa liền muốn ra đài quyết đấu hai người trong quyết đấu một cái khác trong chiến đấu bị buộc ra đài quyết đấu đây chính là một loại thua biểu hiện tân trác Sa đình chỉ lui lại có thể diệp tinh cũng không có ngừng tiếp tục hướng phía trước bước tiến giết tân trác sa bị bức phải giận dữ hét lớn một tiếng lưới kiếm như lưu quang lực lượng toàn thân đều ở đây một khắc hoàn toàn bạo phát đi ra đối với diệp tinh nhất kiếm chẳng eo diệp tinh lập tức xong trưởng nên đón tiếp lấy bên trong kính duệ mang trong nháy mắt liền ngăn trở ở lưới kiếm phía trước hoa là sáu bên trong kính duệ mang trong nháy mắt bị linh binh bảo kiếm cắt ra thế nhưng là còn không đợi hoàn toàn phá vỡ linh binh bảo kiếm liền chịu đến một cố lực lượng ảnh hưởng đi lên vừa mới rời cùng lúc đó đã cách tân trác đi bộ đường xa đủ gần diệp tinh lại thi triển ra người thứ hai đòn sát thủ thực phẩm vũ học roi gió chân diệp tinh trong nháy mắt một chân quét ra sắp nhập vào sức gió roi gió chân tốc độ so với tân trác sa lưu quang kiếm pháp đều không kém chút nào mà lúc này tân trác sa trong tay linh binh bảo kiếm chịu diệp tinh quy nguyên nội kình dẫn dắt cải biến công kích quy tích mặc dù một kiếm này quét ngang thân kiếm không có hoàn toàn bị rời nhưng là đại đại chỉ hoan thời gian linh binh bảo kiếm còn không có quét tại diệp tinh trên thân tân trác sa cũng đã bị diệp tinh cái này một cái roi gió chân quất vừa vặn phanh một tiếng bạo hưởng tân trác sa trong nháy mắt bị diệp tinh nhất chân đá bay lần nữa phun ra một ngụm máu tươi diệp tinh ngặt cũng không thấp tân trác Sa trọi cứng một chân nếu không phải hắn luyện thể công pháp tạo nghệ lạ thường cái này một chân đủ để cho hắn trọng thương ngay cả như vậy hắn cũng miệng phun tiên huyết tổn thương không nhẹ tân trác Sa ngã xuống ở phía xa mà diệp tinh thì đứng tại đài quyết đấu biên giới lộ ra người thắng mỉm cười lần này tân trác Sa là triệt triệt để đệ bại ngoại môn đệ nhất từ đây rời tên về hắn diệp tinh tất cả mà trở thành ngoại môn đệ nhất diệp tinh lại có thể thu được tông môn khen thưởng phong phú ước chừng ba mươi khỏa cực phẩm ẩn tinh đan đài quyết đấu phía dưới hoàn toàn yên tĩnh tất cả đệ tử đều nhìn ngây người tân trác xa sử dụng liếu linh binh bảo kiếm vậy mà vẫn như cũ thua ở liễu diệp tinh thủ hạ cái này sáu làm cho người rất không dám tin cái này vẫn là một người a à, đây quả thực là một cái yêu người ta đây là các đệ tử thời khắc này tiếng lòng bốn ngoại môn đệ nhất cái này một tập kết thắt tiếp theo tụ tập tinh tướng thức tỉnh hay không chương làm một tụ tập diệp tinh chẳng mấy chốc sẽ thành võ thánh hôm nay còn kém hai mươi tới phiếu liền có thể ngày lại nguyệt phiếu phá hai trăm cầu hoàn thành mặt khác ngày mai sẽ ở công chúng hơi tin tỉnh siêu e cờ sô cô la tuyên bố vi nhẹ nhan hình ảnh diệp tinh hình ảnh cũng đã đến tay ít ngày nữa sau đó cũng sẽ tuyên bố không xong còn tiếp một trăm chín mươi ba một trăm tám mươi trương linh vũ truyền thừa bà canh cái gì nhanh như vậy ngươi liền đến ngoại môn đệ nhất chẳng lẽ ngươi thật sự đánh bại tiểu kiếm thánh tân sáng suốt trong xa lần trước diệp tinh tại sự vụ đường lĩnh ngoại môn đệ tử tiền ba ban thưởng liền đã nhường sự vụ đường chấp sự giật mình không nhỏ hôm nay càng làm cho đối phương giật nảy cả mình liên tục phát ra ba tiếng kinh hỏi diệp tinh thần sắc như thường chuyện này hẳn là tất cả ngoại môn đệ tử cũng biết đi ngươi chờ một chút sáu ta phái người xác minh một chút sự vụ đường chấp sự phái người tiến đến xác minh rất nhanh người liền đã trở về mặt mũi tràn đầy rung động xác nhận sự thật này ba mươi cực phẩm vận tinh đan tới tay màn đêm buông xuống diệp tinh y phục hàng ngày dùng ba viên cực phẩm vận tinh đan chỉ đợi hắn luyện hóa hấp thu tu vi của hắn liền có thể triệt để củng cố đến cựu trọng đình phong đến lúc đó hắn liền có thể học tập linh vũ truyền thừa chuyển hóa nội kỉnh vì tinh nguyên hướng võ thánh rào bước tiến lên trong ngay mắt một ngày liền qua diệp tinh đích thực tu vi quả nhiên tiến bộ thần tốc đạt đến cựu trọng đình phong tiếp theo ngày diệp tinh vẫn là đi tới trận nguyên đáy vực luyện tập huyện hình trận luyện một ngày sau đó diệp tinh liền hướng tông môn xin học tập linh vũ truyền thừa diệp tinh xem như ngoại môn đệ nhất đệ tử tu vi lại đạt đến cựu trọng đình phong học tập linh vũ truyền thừa ai cũng không ngăn cản nổi tự nhiên rất nhanh liền bị tông môn phê chuẩn vũ Các diệp tinh không có thu được trực tiếp tiến vào tầng thứ hai quyền hạn mà là võ các trưởng lao cho hắn một bản linh vũ truyền thừa giới thiệu sách nhựa diệp tinh trước tiên tuyển định một loại sau đó lại phải tu luyện bí kíp cái này khiến diệp tinh rất là phiền muộn hắn còn dự định tiến vào vũ các tầng thứ hai sau đó quản hắn tam thất mười hai một đem bên trong linh vũ toàn bộ đều dùng trước siêu não quét hình tổn chữ đứng lên đâu kết quả lại không thể đi lên tông môn dạng này quy định diệp tinh chỉ có thể tuân theo xem trước linh vũ truyền thừa giới thiệu sách sau đó lại chọn lựa một loại linh vũ truyền thừa căn cứ trên sách giới thiệu truyền thừa căn cứ vào phân chia phương pháp khác biệt có thể chia làm hai đại loại hay là tam đại loại theo hai đại loại phân có thể chia làm thuộc tính truyền thừa cùng không thuộc tính truyền thừa trong đó thuộc tính truyền thừa lại có rất nhiều chia nhỏ loại như lửa thủy mục gió lôi sáu các loại thuộc tính truyền thừa không thuộc tính truyền thừa tu luyện ra được tinh nguyên là không có co thuộc tính là thuần chính tinh nguyên mặc dù so với hỏa thuộc tính hay là thủy lôi sáu các loại thuộc tính tinh nguyên cùng cảnh giới phía dưới thuần chính tinh nguyên uy lực hơi kém nhưng cũng có ưu điểm của nó tu luyện thuộc tính truyền thừa uy lực thì mạnh nhưng là hạn chế võ giả con đường bởi vì tinh nguyên là loại nào thuộc tính cũng chỉ năng tu luyện loại nào thuộc tính võ học Tỉ như hỏa thuộc tính truyền thừa tu luyện được hỏa thuộc tính tinh nguyên sau đó cũng chỉ có thể học tập hỏa thuộc tính võ học hay là không thuộc tính chất võ học đến nỗi giống thủy lôi sáu các cái khác thuộc tính võ học vậy cũng đừng nghĩ mà không thuộc tính chất vũ truyền thừa, tu luyện được không thuộc tính chất tinh nguyên, nhưng là có thể học tập bất luận cái gì võ học, vô luận là thuộc tính võ học, vẫn là không thuộc tính chất võ học, con đường càng rộng rãi hơn. Đương nhiên, võ giả cũng không phải chỉ năng tu luyện một chủng truyền thừa, có thể tu luyện hai loại, thậm chí là ba loại, tu luyện thuộc tính khác nhau truyền thừa, tự nhiên có thể học tập thuộc tính khác nhau võ học. Nhưng mà tu luyện truyền thừa càng nhiều, sẽ tạo thành tinh lực phân tán, hơn nữa trong cơ thể tinh nguyên cũng càng lộn xộn, không phải một chuyện tốt. Bình thường mà nói, không thiếu võ giả đều sẽ tu luyện hai chủng truyền thừa, một loại là không thuộc tính truyền thừa, một loại khác nhưng là căn cứ tự thân thể chất thuộc tính chỗ thích hợp tu luyện thuộc tính truyền thừa cứ như vậy vừa có thuộc tính truyền thừa ý lực lại có hay không thuộc tính truyền thừa phương tiện không đến mức con đường quá trượt lấy được một loại lợi hại võ học lại bởi vì thuộc tính tương xung mà không năng tu luyện theo tam đại loại phân truyền thừa lại phân làm công kích loại phòng ngự loại phụ trợ loại từ trên mặt chữ có thể lý giải đi ra công kích loại truyền thừa tu luyện ra được tinh nguyên đặc mạnh phòng ngự loại truyền thừa tu luyện ra được tinh nguyên đẹp mạnh phụ trợ loại truyền thừa tu luyện ra được tinh nguyên thì đều có các hiệu quả cái này tam đại loại cùng trước mặt hai đại loại phải không tương xung tam đại loại bên trong mỗi một loại đều thuộc về tính chất cùng không thuộc tính chất hai loại cho nên chọn lựa một chủng chuyển thừa phải từ hai cái phương diện tới chọn một là nhìn tự thân thể chất là thích hợp thuộc tính loại chuyển thừa vẫn là không thuộc tính chất loại chuyển thừa đây là từ khách quan phương diện lựa chọn hay là nhìn nữa thích cá nhân ưa thích công kích loại vẫn là phòng ngự loại hay là phụ trợ loại từ chủ quan phương diện lựa chọn linh vũ giới thiệu trên sách giới thiệu rất nhiều loại linh vũ chuyển thừa cũng là phía dưới phẩm linh vũ chuyển nhận cựu dương quyết hỏa thuộc tính truyền thừa công kích loại có thể tu luyện ra hỏa thuộc tính tinh nguyên tu luyện tới cực hạn thể nội sẽ hình thành chín đám nóng bỏng tinh nguyên uy lực mười phần kinh khủng giống như là chín đám thái dương có thể phóng xuất ra chân chính hỏa diễm vạn thủy quyết thủy trúc tính chuyển thừa công kích loại có thể tu luyện xuất thủy thuộc tính tinh nguyên tu luyện tới cực hạn thể nội sẽ hình thành vô số giọt nước tinh nguyên đột nhiên công ra dạ, giống như mưa to đồng dạng cho dù là tu vi cao hơn võ giả đều có thể bị như mưa to thủy tinh nguyên giết chết thanh mục tâm pháp mục trúc tính chuyển thừa phụ trợ loại có thể tu luyện ra mục thuộc tính tinh nguyên có hiệu quả trị liệu có thể cứu người cứu đã kim giác công kim loại tính truyền thừa phòng ngự loại có thể tu luyện ra kim thuộc tính tinh nguyên có hiệu quả phòng ngự tu luyện tới cực hạn sẽ hình thành một tầng áo giáp màu vàng kim không nhìn cùng cảnh giới võ giả công kích thuần nguyên công không thuộc tính truyền thừa công kích loại có thể tu luyện ra không thuộc tính chất thuần nguyên tinh nguyên cực kỳ hùng hậu cường độ cực cao có thể quét ngang cùng giai hết thể tinh nguyên nhưng tu luyện thật là khó khăn vô cùng đối với võ giả tư chất yêu cầu cực cao không phải võ học kỳ tài không thể tu luyện hoàng long quyết thuộc thuộc tính truyền thừa phòng ngự loại có thể tu luyện đào được thuộc tính tinh nguyên có hiệu quả phòng ngự tu luyện tới cực hạn sẽ hình thành một đầu hoàng long hộ thể không nhìn cùng cảnh giới võ giả công kích hôn nguyên công không thuộc tính truyền thừa phòng ngự loại có thể tu luyện ra không thuộc tính chất hỗn nguyên tinh nguyên, cực kỳ hùng hậu, cường độ cực cao, có thể phòng ngự cùng giai hết thảy tinh nguyên, nhưng tu luyện thật là khó khăn vô cùng, đối với võ giả tư chất yêu cầu cực cao, không phải võ học kỳ tài, không thể tu luyện. 6. Đằng sau còn có rất nhiều. Diệp Tinh đem giới thiệu sách từ đến lật đến đôi, tất cả linh vũ truyện thừa toàn bộ đều nhìn một lần. Cuối cùng, Diệp Tinh chọn lựa thuần nguyên công. Luyện nhiều không bằng luyện tinh, Diệp Tinh vẫn là quyết định chuyên tâm chí chí luyện giỏi một chủng truyện thừa, đến nội học tập tri thức lý luận, vậy dĩ nhiên là hải nạp bách xuyên, ai đến cũng không có cự tuyệt. Sở dĩ lựa chọn thuần nguyên công, một là bởi vì thuần nguyên công uy lực lớn mặc dù là không thuộc tính truyền thừa nhưng lại có thể quét ngang cùng giai hết thể tinh nguyên có thể thấy được nếu là luyện thành tuyệt đối không bằng thuộc tính truyền thừa uy lực phía dưới hai là thuần nguyên công là không thuộc tính truyền thừa cái này chính hợp diệp tinh tâm ý diệp tinh truyền thừa chỉ muốn sở trường một loại nhưng mà những võ học khác nhưng là suy nghĩ nhiều học một chút không thuộc tính truyền thừa vừa vặn hắn có thể tu luyện bất luận cái gì võ học ba là diệp tinh ưa thích cá nhân ưa thích công kích loại cho nên tại thuần nguyên công cùng hỗn nguyên công hai loại tinh nguyên mạnh nhất không thuộc tính truyền thừa bên trong diệp tinh muốn lựa chọn thuần nguyên công kiến diệp tinh lựa chọn thuần nguyên công võ các trưởng lão có chút kinh ngạc khuyên can thuần nguyên công mặc dù uy lực mạnh mẽ quét ngang cùng giai tinh nguyên nhưng mà cũng không tốt tu luyện ta lạc tinh tông lập tông mấy trăm năm luyện thành người cũng không vượt qua năm ngón tay số trăm năm khó gặp một cái có thể luyện thành thuần nguyên công người không phải cực kỳ xuất chúng võ học kỳ tài không thể tu luyện cái này võ các trưởng lão rõ ràng không hiểu rõ diệp tinh võ học kỳ tài mới năng tu luyện truyền thừa đây chẳng phải là thích hợp diệp tinh sao đơn giản không có so thuần nguyên công càng thích hợp hơn nữa thuần nguyên công còn có phi thường mấu chốt một điểm đó chính là tinh nguyên thuần túy về sau tu luyện cao cấp hơn truyền thừa tinh nguyên chuyển đổi càng thêm thuận tiện sẽ không lưu lại thai hỏa ngầm gì diệp tinh cười nhạt một tiếng trưởng lão ta liền tuyển thuần nguyên công võ các trưởng lão thở dài một tiếng ai người trẻ tuổi chính là tâm trí cao không đánh vỡ nam tường không quay đầu lại à đợi chút đi bí kíp rất nhanh cho ngươi võ các trường lao đối với một cái chấp sự phân phó một chút cũng không lâu lắm chấp sự này liền từ vũ các tầng hai đã trở về lấy ra thuần nguyên công bí kíp võ các trường lao đem thuần nguyên công giao cho diệp tinh đạo ngươi nếu là lựa chọn những thứ khác truyền thừa bản tông còn có trường bối có thể dạy ngươi tu luyện nhưng này thuần nguyên công hơn trăm năm tới chỉ có rừng tổ sư luyện thành qua rừng tổ sư bế quan tu luyện không có khả năng xuất quan tới dạy ngươi ngươi nếu là khăng khăng muốn học cái này thuần nguyên công cũng chỉ có thể tự tìm tòi đương nhiên không có thiên phú võ học cho dù có nhân giáo cũng học không được nếu ngươi thật là võ học kỳ tài không có người dạy cũng có thể học được diệp tinh đem thuần nguyên công nhận lấy đa tạ trưởng lão ta sẽ dùng tâm học tập võ các trường lão gật gật đầu bí kíp cho ngươi một tháng không cho phép chuyển ra ngoài không cho phép di thất nếu có vi phạm lệnh cấm trục xuất sư môn một cái nguyệt hậu ngươi đem bí kíp có tới nếu là có tạo thành tích liền tiếp tục tu luyện nếu là không có hiệu quả chút nào vậy thì đổi một môn những thứ khác truyền thừa a sáu diệp tinh rời đi vũ cắt sau đó liền trực tiếp về tới trụ sở của mình lấy ra thuần nguyên công quan sát bước đầu tiên diệp tinh chính là trước đem thuần nguyên công nội dung quét hình tiến vào siêu nao bên trong nội dung tại trên bí kíp quan sát cùng trong đầu hiện lên cảm giác kia hoàn toàn là bất đồng cái sau có thể nhượng diệp tinh có cấp độ càng sâu lĩnh lộ cũng không lâu lắm diệp tinh liền đem thuần nguyên công nội dung biết rõ thuần nguyên công phía dưới phẩm linh vũ truyền nhận cao nhất có thể tu luyện đến tinh tuyển cảnh ngũ trọng cùng chia bảy tầng cảnh giới tạo nghệ mỗi cao hơn một tầng tinh nguyên liền tinh luyện một lần uy lực liền càng mạnh hơn một phần bây giờ diệp tinh đã không phải là cái kia võ đạo thường thức ngu ngốc rồi đã hiểu không thiếu trong tu luyện sự tỉnh phía dưới phẩm linh vũ truyền nhận cũng có cấp bậc phân chia có cao nhất năng tu luyện đến tinh tuyển cảnh tam trọng có tứ trọng có ngũ trọng có thể tu luyện tới tinh tuyển cảnh ngũ trọng đây tuyệt đối là tối khó lường phía dưới phẩm linh vũ truyền nhận chẳng thể trách thuần nguyên công có thể quét ngang cùng giai tinh nguyên tại hạ phẩm linh vũ truyền nhận bên trong tuyệt đối là thuộc về đứng đầu nhất đương nhiên muốn đem một chủng chuyện thừa tu luyện tới cảnh giới chi cao đó là vô cùng không dễ dàng trừ phi là cực kỳ nhân vật thiên tài mới có thể cho nên phía dưới phẩm linh vũ chuyển nhận bình thường tu luyện tới tinh tuyển cảnh nhị trọng tam trọng liền vô cùng khó được muốn tu luyện đến tinh tuyển cảnh tứ trọng có thể nói là khó như lên trời tuy thuần nguyên công chỉ là phía dưới phẩm linh vũ chuyển nhận tu luyện tới tinh tuyển cảnh sau đó không bao lâu còn muốn đổi tu cao cấp hơn truyền thừa nhưng diệp tinh đối với thuần nguyên công nhưng là phi thường trọng thị nội kinh chuyển hóa tinh nguyên là một cái trọng yếu quá trình chuyển hóa phải càng triệt đề đối với ngày sau tu luyện hiệu quả càng tốt bốn cuối cùng ba ngày cầu nguyện phiếu không xong còn tiếp S, cảm tạ hát qua đại thúc đêm tối chi thường vô dưới cô đơn cũng cô độc đám huynh đệ khen thưởng vô cùng cảm tạ ba một trăm chín mươi cuối cùng ba ngày cầu nguyện phiếu các huynh đệ thời gian chỉ còn lại cuối cùng ba ngày nguyện phiếu lúc nên xuất thủ tiểu ra tay đừng còn lại trong tay lãng phí tục ngữ nói một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp bây giờ thần tiễn cách sách mới đệ nhất còn có rất khoảng cách xa nhu cầu cấp bách các huynh đệ trợ giúp bái cầu nguyện phiếu ba không xong còn tiếp một trăm chín mươi lăm, một trăm tám mươi hai chương trận bàn đem thuần nguyên công xưng nghiên cứu thấu triệt sau đó diệp tinh bắt đầu tu luyện thuần nguyên công đối với những võ giả khác muôn vàn khó khăn thuần nguyên công tại diệp tinh trước mặt nhưng lại như là cùng nước chạy thành sông đồng dạng tu luyện thuần nguyên công khó xử ở chỗ tu luyện ra thuần nguyên tinh nguyên cường độ cực cao mỗi tu luyện ra một tia thuần nguyên tinh nguyên đều cần số lớn tinh thần chi lực nếu là tinh thần chi lực không đủ thuần nguyên công là không thể nào tu luyện thành điểm này không chỉ có cùng võ giả thể chất có liên quan cùng tinh tướng càng có quan hệ hơn liên cảm giác ứng tinh thần hấp thu tinh thần chi lực điểm này cùng tinh tướng là cùng một nhịp thở tiếp đó hấp thu tinh thần chi lực có thể có bao nhiêu biến thành của bản thân đây là cùng thiên mệnh cùng một nhịp thở theo lý thuyết nếu như tinh tướng đồng dạng thậm chí là đồng dạng hảo liền luyện không thành thuần nguyên công diệp tinh tu luyện thuần nguyên công không có bất kỳ cái gì khó xử như nước đến mương thành đồng dạng có thể thấy được hắn tinh tướng đầy đủ tu luyện thuần nguyên công dư xài đương nhiên thuần nguyên công tu luyện khó khăn nguyên nhân không chỉ là yêu cầu tinh tướng cao còn có những phương diện khác thuần nguyên công tu luyện hết sức phức tạp mà trung gian khâu chỉ cần xuất hiện một sai lầm như vậy đều sẽ phí công nhọc sức cái này cần một cái siêu cấp cường đại đầu mới có thể bảo đảm tu luyện không được xuất hiện sai lầm điểm này loại bỏ nhân viên so tinh tướng nguyên nhân còn nhiều hơn thậm chí có thể nói hơn chín thành nhân viên cũng là thua ở điểm này cho nên tu luyện thuần nguyên công không thành nhưng này một điểm đối với diệp tinh mà nói hoàn toàn không thành vấn đề đầu của hắn so trên thế giới thông minh nhất đầu còn cường đại hơn đừng nói là thuần nguyên công bực này độ khó cho dù là độ khó này lại đề cao gấp mười hắn siêu não cũng đồng dạng có thể nhớ kỹ toàn bộ chi tiết một tia không lầm tu luyện một chút tới cho nên thuần nguyên công môn này tại lạc tinh tông trăm năm cũng khó khăn có một người có thể tu luyện thành công truyền thừa tại diệp tinh trong tay tu luyện nhưng lại như là cùng uống trà đổ nước đồng dạng đơn giản xác định bản thân có thể tu luyện phía sau diệp tinh nhất thứ tính ăn ba viên luận tinh đan tiếp tục tu luyện tăng thêm tốc độ một ngày trôi qua diệp tinh có thể cảm ứng được thể nội nhiều hơn một cỗ không giống với nội kính sức mạnh so nội kính phải cường đại không chỉ gấp 10 lần sức mạnh là thuần nguyên tinh nguyên thuần nguyên tinh nguyên cường độ so với phổ thông tinh nguyên đều cường đại hơn nhiều thậm chí so với cùng giai thuộc tính tinh nguyên đều chỉ mạnh không yếu đương nhiên là cường đại đến, đến rất cho dù là đệ thất trọng quy nguyên nội kình cũng kém xa nó một phần mười diệp tinh siêu nao quét hình chắc ra thể nội thuần nguyên tinh nguyên lượng mặc dù đối với trong cơ thể quy nguyên nội kình mà nói Cốt này thuần nguyên tinh nguyên ít vô cùng, liền một phần ngàn cũng không có. Nhưng mà, trong cơ thể quy nguyên nội kình số lượng, nhưng là thiếu đi 3 phần trăm hữu. Điều này nói rõ cái gì? Chứng minh quy nguyên nội kình đã có 3 phần trăm chuyển hóa trở thành thuần nguyên tinh nguyên, cái này vẹn vẹn thời gian một ngày, cái tốc độ này là phi thường hiếm thấy. Một ngày chuyển hóa 3 phần trăm, 10 ngày liền có thể chuyển hóa 30 phần trăm, hơn nửa tháng liền có thể chuyển hóa năm thành, đạt đến nửa bộ vũ thánh tự hạ. Tuy chuyển hóa tinh nguyên, càng đi về phía sau càng khó khăn chân chính thời gian sẽ dài hơn một chút, như vậy, coi như chân chính cần thời gian là hơn nửa tháng gấp hai, đó cũng chỉ là hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng, từ cựu trọng đỉnh phong đến nửa bộ vũ thánh cực hạ, đây là khái niệm gì? Đây chính là không thiếu võ thánh tiên mệnh đệ tử, tốn thời gian mấy năm đều không đạt tới trình độ. Tỷ như lạc tinh bên ngoài tông môn, nửa bộ vũ thánh số lượng không thiếu, nhưng mà nội tình đã có năm thành chuyển hóa làm tinh nguyên, tu vi đạt đến nửa bộ vũ thánh cực hạ, nhưng là liền mười cái cũng chưa tới. vừa so sánh như vậy, diệp tinh chuyển hóa tinh nguyên tốc độ, đó nhất định chính là thần tốc. xem ra, không bao lâu ta liền có thể tiến đến thanh vân sơn mạch chỗ sâu đem bất bại kim thân tu luyện tới viên mãn vì đột phá tinh tuyển thành tựu võ thánh đánh xuống kiên cố nhất cơ sở diệp tinh tâm bên trong thầm nghĩ tu luyện cả ngày sau đó ngày thứ hai diệp tinh vẫn là đi tới trận nguyên đáy vực luyện tập huyện hình trận như thế nhiều lần thời gian trôi qua nhanh chóng trong bất chi bất giác lại qua trên dưới nửa tháng diệp tinh huyện hình trận cũng luyện tập đến liêu viên mãn cảnh giới loạn thạch trận loạn đao trận huyện hình trận ba loại không đồng loại cái khác nhất cấp trận pháp tất cả đã viên mãn diệp tinh trở thành một tên nhất cấp trận pháp cách viết sư cũng có học tập cấp hai trận pháp tư cách Hôm nay, ta dạy cho ngươi cấp hai sát trận xà bản trận. Cổ Thiên Thương kiến Diệp Tinh chừng hai tháng, liền trở thành nhất cấp trận pháp cách viết sư, vô cùng mừng, rỡ lập tức rèn sắc khi còn nóng, dạy Diệp Tinh cấp hai trận pháp. Cổ Thiên Thương nhắc nhở, cấp hai trận pháp, so nhất cấp trận pháp độ khó, càng lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Nếu là học thành, có thể giết võ thánh, Diệp Tinh, ngươi nhưng phải chăm chỉ. Mặc dù Cổ Thiên Thương cho là mình không đủ tư cách làm Diệp Tinh sư phụ cha, cũng không có thu Diệp Tinh làm đồ đệ, nhưng mà Diệp Tinh tâm bên trong, nhưng là đem Cổ Thiên Thương trở thành cùng Tử Sơn hầu một dạng tồn tại, thần sắc cung kính gật đầu, nghiêm túc nghe Cổ Thiên Thương giảng thuật. Diệp Tinh trí nhớ là kinh khủng, nghe Cổ Thiên Thương giảng một lần, liền một chữ không kém toàn bộ đều ghi tạc siêu nào bên trong. Cổ Thiên Thương nghe Diệp Tinh giảng thuật một lần liên quan tới xà bản trận chi thức lý luận, thần sắc hết sức hài lòng, rất tốt, bất kể là nhìn thấy hay là nghe thấy, ngươi cũng có thể một lần liền nhớ kỹ, khó trách ngươi tốc độ học tập nhanh như vậy, xà bản trận như thế nào bày trận, ngươi cũng đã biết, kinh nghiệm của ta cũng không nhất định thích hợp ngươi, chính mình luyện từ từ tập a. Diệp Tinh gật đầu nói, Cổ trưởng lão, ngày mai ta muốn rời đi tông môn một chuyến, e rằng có một đoạn thời gian không thể tới trận nguyên đáy vực. Cổ Thiên Thương thần sắc một quái lạ, ngươi muốn làm gì? diệp tinh đạo đệ tử muốn ra ngoài tìm kiếm thành tựu võ thánh cơ duyên diệp tinh nhưng là muốn muốn trong vòng một năm thành tựu võ thánh bây giờ còn thừa thời gian chỉ có một tháng tả hữu ở tại tông môn chắc chắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá tinh tuyển thành tựu võ thánh muốn tốc độ mau hơn một chút cái kia chỉ có tìm kiếm cơ duyên tạo hóa tinh thần đại lục tràn đầy kỳ tích đừng nói là thành tựu võ thánh liền nối liền thành liền chân nhân nếu là có đầy đủ cơ duyên tạo hóa cũng không phải một việc khó cổ thiên thương nghe xong liền không cấm nhũ mày hắn thấy diệp tinh trận pháp thiên phú yêu nghiệt như thế mà thiên mệnh lại là thấp như vậy không toàn tâm toàn bộ ý tu luyện trận đạo cũng đã là không làm việc đàng hoàng. bây giờ, càng là vì đột phá võ thánh mà rời đi tông môn, đi tìm cơ duyên, cơ duyên sẽ không bình thường liền có thể lấy được. kỳ ngộ thường thường là cùng phong hiểm thành tỷ lệ thuận, rời đi tông môn tìm kiếm cơ duyên là chuyện vấn đề rất nguy hiểm. cổ thiên thương trong lòng là rất khác biệt ý. vạn nhất vẫn lạc tại bên ngoài đâu, đó là bao nhiêu tổn thất. huống chi, diệp tinh liền võ thánh đều không phải là, ở bên ngoài sông sáo rơi xuống tỷ lệ là rất lớn, một người võ thánh liền có thể giết chết hắn. tuy lạc tinh tông đệ tử, thân phận không tầm thường, người bình thường không dám trọng, nhưng giang hồ chính là giang hồ, chỉ cần trên giang hồ sông sáo liền nhất định sẽ nhắc lên ân đoán tình cứu chỉ cần thân hám trong cục liền sẽ có phong hiểm tuyệt không có khả năng bởi vì là lạc tinh tông đệ tử thân phận liền có thể bình yên vô sự liền nội môn đệ tử trên giang hồ sông sáo cái kia cũng lúc nào cũng có rơi xuống tình huống phát sinh ngoại môn đệ tử thực lực thấp lại không bị tông môn xem trọng sông sáo bên ngoài rơi xuống tỷ lệ càng lớn hơn cổ thiên thương đạo ngươi nếu là một lòng nghiên cứu trận pháp trở thành tam cấp trận pháp sư đến lúc đó ngươi muốn cái gì tuyệt đối sẽ có số lớn cường giả tặng cho ngươi ngươi nghĩ thành võ thánh liền sẽ có người tiễn đưa ngươi thành tựu võ thánh thiên tài địa bảo ngươi nghĩ thần binh lợi khí liền sẽ có người tiễn đưa ngươi cấp bậc cực cao thần binh lợi khí khi đó cơ duyên tạo hóa sẽ tự động đưa tới cửa hà tất bây giờ bước lên sinh tử nguy hiểm đi liệu mạng đọ sức diệp tinh bất vi sở động hiện tại hắn đều không trở thành cấp hai trận pháp sư cách tam cấp trận pháp sư càng là xa xôi chân nhân phía trước tu luyện hoàng kim thuế nguyệt chỉ tới chừng hai mươi tuổi diệp tinh hiển nhiên là muốn hết tất cả biện pháp trước tiên để thăng tu luyện bằng không nghiên kỷ một đại tiềm lực giảm xuống đời này tại võ đạo thành cựu liền cực kỳ có hạn diệp tinh rất rõ ràng võ đạo là của mình truy cầu trận đạo không phải cho nên không thể là vì trận đạo mà ảnh hưởng võ đạo. Diệp Tinh đạo, cổ trưởng lão, ta ý đã quyết, liền xem như sông sáo bên ngoài, ta cũng sẽ mỗi ngày tốn thời gian luyện tập trận pháp, tranh thủ sớm ngày học được xà bản trận, một thành võ thánh, ta liền sẽ trở về tông môn. Xem xét Diệp Tinh thần sắc, cổ Thiên Thương thì biết rõ, Diệp Tinh đặt quyết tâm, không có khả năng bị người khuyên động. Cổ Thiên Thương thở dài một tiếng, lấy ra hai cái trận bàn, ai sáu, Diệp Tinh, ngươi trận pháp thiên phú, làm ta cực kỳ thưởng thức, thật sự là không muốn ngươi ở đây bên ngoài sông sáo lúc xảy ra bất chắc, hai cái này trận bản giao cho ngươi, một cái là tiểu thành cấp hai vây khốn yêu trận, một cái là thông thường cấp hai xà bản trận. Tiểu thành vây khốn yêu trận có thể vây khốn trung cấp võ thánh, thông thường xà bản trận có thể đánh giết sơ cấp võ thánh. Ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm, hy vọng hai cái này trận bàn có thể giúp ngươi hóa hiểm bị nghi cấp hai trận bàn, nhưng là phi thường bảo vật chân quý, trận pháp sư đem trận pháp khắc lục trận bàn, một cần trận pháp tài liệu, hai cần tinh tinh nguồn năng lượng, ba cần một khối trận bàn thạch, chỉ có trận bàn thạch mới có thể lấy nho nhỏ thể tích chịu tải một cái trận pháp tương đại. đa tạ cổ trưởng lão. đối với cổ thiên thương cho trận bàn, diệp tinh không có chối tử thần sắc cung kính tiếp nhận hắn biết sông sáo giang hồ nhất định có tính nguy hiểm có hai cái trận bàn làm bảo đảm vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn từ trận nguyên đáy vực rời đi diệp tinh liền hướng về đệ nhất phong ngoại môn quảng trường mà đi hôm nay lại có chuyện lớn phát sinh ngoại môn đệ tử thứ mười sở kinh nguyệt thời gian qua đi nửa cái nguyệt hậu khiêu chiến ngoại môn thứ ba lang nguyệt lang nguyệt vốn là ngoại môn đệ nhị diệp tinh đem tân sáng suốt trông xa đào thải đến đệ nhị lang nguyệt liền trở thành ngoại môn đệ tam luận thực lực lang nguyệt cùng triệu mặt mày không sai bị lắm giữa hai người thứ hai thứ ba đã từng biến hóa nhiều lần nhưng vẫn là lang nguyệt thắng nhiều bại ít cuối cùng triệu mặt mày công nhận lang nguyệt ngoại môn đệ nhị danh phận sở kinh nguyện tại cựu trọng tột cùng tu vi liền bằng hóa cảnh chiều tích trưởng xông vào ngoại môn trước 10, bây giờ nàng đã tu luyện linh vũ truyền thừa nội kinh chuyển hóa làm tinh nguyên thời gian nửa tháng liền chuyển hóa hơn một phần mười trở thành nửa bộ vũ thánh thực lực lại có tăng lên không nhỏ cho nên liền hướng về phía trước ba phát khởi xung kích thời gian nửa tháng nội kinh chuyển hóa hơn một phần mười cái tốc độ này so với diệp tinh có thể nói là rất chậm diệp tinh chỉ dùng một nửa thời gian nội kinh liền chuyển hóa hai thành tả hữu nhưng đối với những người khác cái tốc độ này liền phi thường nhanh các minh đệ tháng này thời gian càng ngày càng ít nhưng thần tiễn cách đệ nhất vẫn còn có bốn trăm nhiều phiếu trong lòng nóng này a à. viết sách năm năm cuối cùng bằng bản lĩnh thật sự có thể cầm một lần sách mới nguyện phiếu đệ nhất thế nhưng lại bị người lấy thủ đoạn không đàng hoàng cướp đi các minh đệ có thể giúp thần tiễn đem thuộc về thần tiễn đệ nhất cầm về sau bãi cầu nguyện phiếu không xong còn tiếp tờ s cảm tạ nửa đêm thanh phong khúc vô viễn phật giới a chất tử gót cát tím hiên minh nguyệt đêm tối chi thường đám minh đệ khen thưởng vạn phần cảm tạ ba một trăm chín mươi sáu một trăm tám mươi ba chương chân tù chùa làm một có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài võ học Sở Kinh Nguyệt trở thành nửa bước võ thánh sau đó thực lực quả nhiên tiến rất xa đánh bại Lăng Nguyệt trở thành trước ba. Bất quá muốn trở thành đệ nhị vậy thì không thể nào. tân Sáng suốt trong xa đồng dạng đem cực phẩm vũ học tu luyện đến hóa cảnh hơn nữa cực phẩm luyện thể công pháp tiếp cận viên mãn thực lực đã là võ thánh dưới đỉnh phong. Sở Kinh Nguyệt muốn cùng tân Sáng suốt trong xa nhất quyết thắng bại nhất định phải đạt được nửa bước võ thánh cực hạn mới có thể. Chúc mừng Sở sư muội. Ha ha sáu cùng Diệp sư huynh so ra ta đây chút thành tích không coi là cái gì. hh Sở sư muội ngươi nếu là một mực so với ta vậy coi như không thoải mái à, nhanh đi sự vụ đường nhận lấy ban thưởng à, chuyện ngày mai cũng đừng quên. Ân 6. Buổi sáng ngày mai tông vụ đường gặp. 6. Sự vụ đường, xử lý là tông môn nội bộ sự vụ, tông môn ban thưởng đều là do sự vụ đường phát ra. Tông vụ đường, xử lý là tông môn ngoại bộ sự vụ, tông môn nhiệm vụ đều là do tông vụ đường phát ra. Ngày thứ hai, Diệp Tinh, Sở Kinh nguyện sáng sớm liền đã đến tông vụ đường. Theo tông môn quy củ, ngoại môn đệ tử là không thể đơn độc xuống núi, nhất thiết phải tổ đội, tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, rời đi tông môn. Tất nhiên không thể đơn độc rời đi, Diệp Tinh tự nhiên phải tìm người bạn, nguyên bản Diệp Tinh là tìm Sở Kinh Nam, nhưng Sở Kinh Nam mới vừa vận đột phá tinh tôi cảnh cựu trọng, muốn tại tông môn tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian. Ngược lại là Sở Kinh Nguyệt, từ Sở Kinh Nam nơi đó nghe nói Diệp Tinh muốn đi bên ngoài sông sáo, chủ động tìm được Liễu Diệp Tinh, muốn cùng một chỗ tổ đội. Hai người sớm đã hẹn xong, chờ Sở Kinh Nguyệt cầm xuống ngoại môn đệ tam, thu được ban thưởng sau đó, liền rời đi tông môn, ra ngoài sông sáo. Ngoại môn đệ tử có thể nhận nhiệm vụ không nhiều, cái gì truy sát đạo tặc, trừ bảo an dân nhiệm vụ là không thể nhận. Mỗi cái quận thành đều có lực lượng không nhỏ, nếu như là tinh tôi cảnh võ giả làm loạn, cho dù là tinh tôi cảnh cựu trọng cũng rất dễ dàng bị các quận hầu phủ tiêu diệt chỉ có võ thánh làm loạn mà vương hầu công việc bề bộn lại không thể mỗi ngày đi bắt tặc cầm trộm võ giả bình thường lại không làm gì được lúc này mới cần tông môn đệ tử xuất mã đối phó võ thánh đương nhiên là muốn nội môn đệ tử xuất mã mới được thậm chí là hạch tâm đệ tử thậm chí làm loạn tặc nhân đã cường đại đến mức độ nhất định tông môn trưởng đối ra tay cũng có thể diệp tinh cùng sở kinh nguyệt tiếp một cái thu thập dược liệu nhiệm vụ liền đi xuống núi lạc tinh tông nội môn một cái nhỏ bồ câu đưa tin bay vào một chỗ phủ đệ một vị trẻ tuổi võ giả đang tại trong viện luyện đao hắn tinh khí như lang yên sông thẳng tới chân trời uy thế dọn người là một vị võ thánh trẻ tuổi võ thánh gặp một lần tiểu tín bồ câu liền thu đao mà đứng bàn tay rối ra tiểu tín bồ câu lập tức bay tới trẻ tuổi võ thánh trong tay trẻ tuổi võ thánh gỡ xuống tiểu tín bồ câu trên chân tờ giấy mở ra xem trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa lại đi sông diệp tinh ngươi ở đây ngoại môn huyền náo mưa gió làm người khác chú ý ta chân tủ chùa muốn động ngươi lại phiền phức rất không nghĩ tới ngươi rời đi tông môn nhất định chính là tự tìm đường chết cái này trẻ tuổi võ thánh chính là chân tu chùa hắn thì thào nói trong mắt buộc phát ra đáng sợ lệ mang sáu diệp tinh cùng sở kinh nguyệt ở dưới chân núi kinh hoa trong quận thành đầu tiên là mua hai thất yêu mã tiếp đó liền hướng thanh vân sơn mạch mà đi dùng ngựa lao nhanh tật phong quất vào mặt diệp tinh nhìn xem cái kia rộng lớn trời xanh trong lòng lại có phóng ngựa giang hồ tiêu sái nhịn không được phát ra hét dài một tiếng một bên sở kinh nguyệt kiến diệp tinh tư thế yên ngang hăng hái hai mắt chỗ sâu lộ ra mê ly chi sắc đối với diệp tinh có loại không nói ra được cảm giác thật lòng khâm phục lần này có thể hòa diệp tinh đi ra thi hành nhiệm vụ sông sáo giang hồ sở kinh nguyệt tâm tình hết sức cao hứng bất quá nàng loại này cao hứng cùng diệp tinh tâm bên trong cao hứng lại có chỗ khác biệt yêu mã tốc độ cực nhanh có thể ngày đi mấy ngàn dặm cũng không lâu lắm hai người liền rất xa rời đi kinh hoa quần thành phía trước xuất hiện một mảnh núi diệp tinh mắt quang viên ngắm thần sắc một quái lạ chỉ thấy hơn mười dặm bên ngoài trên một sườn núi đứng một cái thanh phong điêu thanh phong điêu cóng ngồi một cái tuổi trẻ nam tử khoảng cách quá xa diệp tinh không cách nào siêu nao quét hình ra nam tử trẻ tuổi tu vi nhưng mà lệ diệp tinh kinh ngạc chính là cái tia thanh phong điêu ánh mắt tựa hồ rất xa tại nhìn hắn thanh phong điêu trên lưng nam tử trẻ tuổi diệp tinh cũng không nhận ra nhưng lại để cho hắn có loại cảm giác xấu có lẽ là đã từng hai lần bị che mặt sát thủ thừa thanh phong điêu truy sát diệp tinh đối với thừa thanh phong điêu nhân có loại uy hiếp cảm giác thú chi cái kia thanh phong điêu ánh mắt đang hướng diệp tinh hai người vị trí nhìn ra xa thanh phong điêu thị lực là vô cùng tốt diệp tinh không nghi ngờ thanh phong điêu có thể nhìn thấy hắn đến nỗi thanh phong điêu lên nam tử trẻ tuổi trừ phi cũng tu luyện đồng thuận bằng không không có khả năng nhìn xa như vậy chúng ta đi bên này sáu diệp tinh quả quyết cải biến phương hướng mặc kệ đối phương có không có uy hiếp diệp tinh cũng không muốn đi lên mặt Sở Kinh Nguyệt đối với Diệp Tinh đột nhiên đổi lộ, cũng không có dị nghị, đi theo Diệp Tinh liền đi hướng về phía một con đường khác. Diệp Tinh rất xa quan sát hơn 10 dặm bên ngoài thanh phong điêu, một lát sau, cái kia thanh phong điêu liền bắt đầu chuyển động, đầu, ánh mắt đều theo Diệp Tinh phương hướng thay đổi mà thay đổi. Đã như thế, Diệp Tinh liền đã xác định, cái kia thanh phong điêu đích thật là tại nhìn hắn. Điêu trên lưng nam tử trẻ tuổi căn cứ vào thanh phong điêu phản ứng, biết Diệp Tinh hai người cải biến con đường, lập tức hướng về thanh phong điêu trên lưng gỗ Siêu thanh phong điêu hướng lên bầu trời vọt lên, hướng Diệp Tinh hai người bay tới. Biết đối phương là hướng mình mà đến, Diệp Tinh không chút kinh hoàng. Hoán sợ kinh nguyệt một tiếng, tìm ngựa ngừng lại. trên người hắn có vây khốn yêu trận cùng xà bản trận trận bản, cho dù là gặp phải trung cấp võ thánh cũng không sợ, hắn cũng không tin, nam tử trẻ tuổi này còn có thể là vương hầu không thành. thế nào, diệp sư minh? sợ kinh nguyệt kiến diệp tinh dừng lại, tìm ngựa vẫn đạo. Hẳn là phiền phức trên người. diệp tinh hướng thanh phong điêu vị trí chỉ chỉ. thanh phong điêu tốc độ thật nhanh, sợ kinh nguyệt rất nhanh liền thấy được thanh phong điêu thân ảnh. đạo, điêu lưng có người. khoảng cách tới gần đến mức độ nhất định, diệp tinh liền quét hình ra tu vi của đối phương. tinh tuyển cảnh tam trọng là một vị bà tinh vũ thánh. diệp tinh nhấc tay một cái đâm tiêu cung cây thanh đàn tiễn phân biệt xuất hiện trong tay đồng thời khẽ cho mày nếu như đối phương là vị hai tinh vũ thánh diệp tinh có thể dùng xà bàn trận giết chết nhưng ba tinh vũ thánh mà nói trong trận bàn ghi chép phổ thông xà bàn trận chưa hẳn có thể đối phó được dù sao trận bàn hình thái trận pháp uy lực thì thấp nhất nếu như dùng vây khốn yêu trận tới đối phó diệp tinh cảm thấy thiệt thòi điểm có loại rết gà dùng đao mổ trâu cảm giác tiểu thành vây khốn yêu trận thế nhưng là có thể vây khốn trung cấp võ thánh nghĩ nghĩ diệp tinh kích phát một cái ghi hình trận pháp người phương nào đến còn dám tới gần đừng trách ta tiễn không lưu tình diệp tinh cải tên lên dây cùng chỉ phía xa thanh phong điêu quát lớn thanh phong điêu tại bên ngoài hai dặm rơi vào một cái trên ngọn đồi nhỏ nam tử trẻ tuổi từ điêu trên lưng nhảy xuống ta là ai nam tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng âm thanh sụp sôi mang theo sắc khí diệp tinh ngươi có còn nhớ tử dương học viện chân cùng nhau chùa diệp tinh ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt phản ứng lại ngươi là chân cùng nhau chùa ca ca chân tù chùa bên cạnh sở kinh nguyện thần sắc một quái lạ hoảng sợ nói chân tù chùa nội môn đệ tử thứ mười chân tủ chùa chẳng thể trách sở kinh nguyện kinh ngạc nội môn đệ tử thứ 10, tại nội môn trong các đệ tử cũng là nhân vật phong vân mà nội môn đệ tử đối với ngoại môn đệ tử mà nói đã là cao không thể chạm tồn tại không tệ chính là bản thiếu chân tủ chùa trong ánh mắt sát cơ dần dần cường thịnh một bước hướng về phía trước liền phiêu nhiên hơn trăm mét hướng diệp tinh đi tới diệp tinh người giết đệ đệ ta hôm nay ta muốn đưa ngươi toái thi vạn đánh gãy lấy tế đệ đệ ta trên trời có linh thiêng diệp tinh thần sắc như thường đang muốn xuất tiễn lại nghe sở kinh nguyệt lớn tiếng nói chân sư huynh tông môn có lệnh nghiêm cấm giữa đệ tử giết chóc lẫn nhau ngươi thân là nội môn đệ tử chẳng lẽ muốn vi phạm tông môn lệ quy chân tủ chùa hư lạnh nói tông môn cũng có lệnh quy môn hạ đệ tử nếu có thù hận nhưng tại sinh tử đài hoặc tông môn bên ngoài giải quyết tại bên trong tông môn hắn mới chịu tông môn che chở rời đi bây giờ tông môn nên chúng ta giải quyết thủ riêng thời điểm chịu chết đi diệp tinh đang khi nói chuyện chân tủ chùa đã tới gần diệp tinh ngàn bước bên trong siêu diệp tinh không cần phải nhiều lời nữa cây thanh đàn tiễn trong nháy mắt rời dây cung mà ra hướng chân tủ chùa bàn tới diệp tinh bây giờ nội kình cỡ nào hùng hậu còn có hai thành thuần nguyên tinh nguyên sóng trùng điệp tiễn quyết ước chừng đạt đến tầng mười bốn trồng kình thập trọng trồng kình liền có thể uy hiếp được vừa mới bước vào tinh tuyển cảnh võ thánh tầng mười bốn trồng kình đầy đủ đánh giết một tinh vũ thánh thậm chí e rằng hai tinh vũ thánh đều sẽ chịu đến uy hiếp bất quá chân thủ chùa không phải hai tinh vũ thánh càng không phải là một tinh vũ thánh mà là ba tinh vũ thánh hơn nữa vẫn là chiến lược cực cao ba tinh vũ thánh bằng không không có khả năng trở thành nội môn trước mười chân thủ chùa cũng không có đụng tới binh khí chỉ là tinh nguyên vận chuyển đưa tay về phía trước một cái giày đặc ngọn lửa bàn tay liền đem cây thanh đàn tiễn tóm gọn rõ ràng chân thủ chùa tu luyện là hỏa thuộc tính truyền thừa diệp tinh Nguyên tên có thể bắn giết một tinh vũ thánh nhưng mà tại chân tù chùa trước mặt nhưng là chẳng là cái thá gì giống như là tiểu hài tử ném một cái nhân cây nguyên lai thực lực của ngươi đạt đến tình trạng như thế một tiễn này sức mạnh có thể giết một tinh vũ thánh đáng tiếc sáu chân tù chùa ánh mắt sát cơ cường thịnh thi triển khinh công cực tốc hướng diệp tinh tới gần đáng tiếc sáu ngươi hôm nay gặp phải người là ta chân tù chùa liền xem như thực lực của ngươi tăng gấp đôi nữa cũng chỉ có một con đường chết diệp sư minh ngươi mau trốn sở kinh nguyệt gặp chân tù chùa vọt lên lập tức lách mình xuống ngựa ngăn tại liễu diệp tinh cùng chân tù chùa ở giữa quát lớn diệp tinh kinh ngạc nhìn sở kinh nguyện một mắt không nghĩ tới đối mặt chân tù chùa cái này nội môn đệ tử thứ mười nàng sẽ đứng đi ra hỗ trợ diệp tinh kinh ngạc chỉ tồn tại một cái trong nháy mắt liền lấy ra vây khốn yêu trận trận bàn hướng chân tù chùa ném tới điều trùng tiểu kỹ chân tù chùa quát lạnh một tiếng tiếp tục vận chuyển tinh nguyên bước lên hỏa diễm tay trưởng hướng trận bàn chụp tới thế nhưng là trận bàn còn chưa rơi vào trong bàn tay hắn đột nhiên liền bị kích phát tia sáng vạn trượng trong chốc lát tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng bao phủ phương viên mấy chục trượng chân tù chùa vừa vặn bị trùn ở trong đó trận pháp Chân tủ chùa sắc mặt cuối cùng động dung, linh binh bảo đao trong nháy mắt nơi tay, một đao hướng trận pháp lồng ánh sáng, bổ tới. Buổi tối còn có canh thứ ba, cầu nguyện phiếu. Không xong còn tiếp, 197. 184 chương bắn giết võ thánh tăng thêm đao mang như thất luyện. Chân tủ chùa một đao này, cũng không có quá mức dùng sức, thậm chí cũng không có đụng tới hỏa thuộc tính tinh nguyên, đao mang huyền trắng, rực rỡ. Cho dù đối với trận pháp có chút động dung, nhưng mà, chân tủ chùa cũng không tin tưởng, Diệp Tinh có thể có được mạnh bao nhiêu trận bản. Hắn thấy, trận pháp này lồng ánh sáng, bị hắn một đao bổ ra, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, kết quả lại ra chân tù chùa dự kiến sáng chói đao mang bổ vào trận pháp lồng ánh sáng bên trên trận pháp lồng ánh sáng không nhúc nhích tí nào thậm chí cũng không có sinh ra một tia gọn sóng lần này chân tù chùa sắc mặt thật là đại biến cấp hai không trận diệp tinh trên thân làm sao có thể có cấp hai trận bàn chân tù chùa không thể nào hiểu được sở kinh nguyệt cũng đẩy khuôn mặt kinh hãi nhìn xem diệp tinh không ngờ rằng diệp tinh lại có như thế bảo vật trận pháp sư số lượng là phi thường thưa thớt toàn bộ lạc tinh tông giải rác mấy người mà thôi hơn nữa thành tựu tương đối cao chỉ có hai người một cái là tam cấp trận pháp sư lâm phong hoa một cái là cấp hai trận pháp tông sư cổ thiên thương mà toàn bộ lạc tinh tông nhân số nhưng là chừng hơn hai ngàn người mấy cái trận pháp sư vừa muốn giữ gìn tông môn trận pháp lại phải giúp tông môn những nhân viên khác bố trí trận pháp sự vụ bận rộn nào có bao nhiêu thời gian đi khắc lục trận bản coi như khắc lục trận bản đối với tông môn mà nói cũng là cũng không đủ cầu cho dù là nội môn đệ tử muốn một cái trận bản đều khó có khả năng diệp tinh chỉ là ngoại môn đệ tử vậy mà nắm giữ trận bản hơn nữa còn là cấp hai trận pháp trận bản cái này đích sắc là làm cho người cảm thấy rung động đối với chân tủ chùa quát hỏi Diệp Tinh khỏe miệng về lên, cấp 2 khốn trận, không, hẳn là tiểu thành tiểu nhị cấp khốn trận, bình thường mà nói cấp hai khốn trận là chỉ bình thường nhất cấp hai khốn trận, giữa hai bên có cực lớn khác nhau. Nếu như là cấp hai khốn trận, căn bản khốn không được chân tủ chùa bao lâu. Nếu như là tiểu thành cấp hai khốn trận, cái kia chân tù chùa tuyệt đối bị khốn trụ. Diệp Tinh đem ghi hình trận pháp vừa thu lại, đạo, chân tủ chùa, ngươi liền tại bên trong chậm rãi ở lại a. À? Chuyện hôm nay, ngày sau nhất định phục, đợi ta trở về tông thời điểm, chính là ngươi chân tủ chùa mệnh tăng thời điểm. Diệp Tinh dự định, không tu luyện đến so chân tù chùa cường đại hơn tình cảnh không trở về tông môn, hai người bọn họ đã không nể mặt mũi. Một lần tông môn, hoặc là tại tông môn bên ngoài giải quyết tù riêng, hoặc là bên trên sinh tử đại phân cái sinh tử, tóm lại là muốn phân cái ngươi chết ta sống. cấp hai công trận, ngươi cho rằng có thể vây không ta? chân tủ chùa gầm lên một tiếng, lần nữa xuất đao. lần này chân tủ chùa uy thế tăng gấp bội, khí tức bùng lên, thi chuyển ra lực lượng chân chính. cả ngươi trên thân giống như là bốc cháy lên một cái tầng hỏa diễm. hạ phẩm linh vũ hỏa diễm đao pháp, linh binh bảo đao mang theo một đạo thiêu đốt hỏa diễm, hung hăng hướng trận pháp lồng ánh sáng bổ tới. một tiếng bạo hưởng trận pháp lồng ánh sáng vẫn là sáng ngời cũng không sáng ngời chỉ là xuất hiện một tầng nho nhỏ gần sóng chân tù chùa lại biến sắc cái này không trận so với hắn tưởng tượng được cao cấp hơn đúng vào lúc này nơi xa chuyển đến một đạo kêu thảm chân tù chùa lập tức nhìn lại chỉ thấy hai dặm bên ngoài Dừng ở trên ngọn đồi nhỏ thanh phong điêu ngã xuống trong vũng máu trên đầu của nó cắm một mũi tên bị một tiến bắn giết đây là chân tù chùa tọa kỵ diệp tinh không có bông thà con này thanh phong điêu cùng nhau đương vu nửa bước võ thánh bị diệp tinh dùng sóng trùng điệp tiết quyết một tiễn liền dễ như chở bàn tay bắn giết diệp tinh ta muốn giết người ta muốn lột da của ngươi sáu vây khốn yêu trong trận chân tủ chùa vô cùng phẫn nộ nắm linh binh bảo đao một trận chém loạn đang gầm thét diệp tinh lạnh lùng nhìn chân tủ chùa một mắt ta không cần đến lột da ngươi nhưng ta gặp lại ngươi thời điểm liền muốn mệnh của ngươi nói xong ánh mắt hướng sở kinh nguyệt rời đi sở sư muội chúng ta đi sở kinh nguyệt còn tại sâu đậm trong rung động hơi choáng gật đầu một cái lên ngựa đi theo diệp tinh xa xa rời đi chỉ còn lại chân tủ chùa tại vây khốn yêu trong trận gầm thét liều mạng xuất đao công kích nhưng trận pháp lồng ánh sáng cũng không có quá lớn lắc lư hiệu quả quá mức bé nhỏ vây khốn yêu trận năng lượng có thể kiên trì ba ngày tả hữu nếu như chân tủ chùa không công kích muốn bị vây khốn ba ngày nhưng mà lực công kích của hắn mặc dù không cách nào phá trận nhưng là có thể tăng tốc trận pháp năng lượng tiêu hao một mực công kích hẳn là chừng một ngày liền có thể phá trận mà ra diệp tinh dục ngựa lao nhanh sở kinh nguyệt cùng tại diệp tinh sau lưng nhìn xem diệp tinh bóng lưng không nói gì không nói tại sở kinh nguyệt trong mắt diệp tinh đột nhiên xa lạ rất nhiều diệp tinh nhất ra tay chính là cấp hai trận bản bắn ra mũi tên chân tủ chùa nói có thể bắn giết nhất tinh vũ thánh cái này khiến sở kinh nguyệt đều vô cùng rung động cảm giác giống như là mới quen diệp tinh tự như sở kinh thắng lực chú ý tại diệp tinh trên thân diệp tinh chú ý của lực nhưng là tại tứ phương cùng với bầu trời hắn chú ý tới tại chỗ rất xa trên bầu trời có một điểm đen đang cùng bọn hắn đang nhìn quang viễn coi như phía dưới diệp tinh thoáng nhìn ra cái này điểm đen là một đầu đen vụ ưng có thể thấy được đầu này đen vụ ưng cách hắn cực kỳ xa xôi vượt ra khỏi hai mươi dặm bên ngoài bằng không diệp tinh có thể hoàn toàn thấy rõ đầu này đen vụ ưng đen vụ ưng cùng nhau đương vu sơ cấp võ thánh cái này nhượng diệp tinh nhữ mày cũng may trên thân còn có một cái cấp hai sắt trận xà bàn trận có thể đối phó sơ cấp võ thánh mới lệnh diệp tinh không có lo lắng quá mức hai người giục ngựa lao nhanh một cái trận lại chạy hơn trăm dặm cái kia chỗ xa xa đen vũ ưng vẫn không có đuổi theo này ngược lại là nhượng diệp tinh có chút không hiểu nhưng rất nhanh thần sắc của hắn liền ngưng trọng lên hậu phương bầu trời rốt cuộc lại xuất hiện hai cái phi cầm đuổi theo diệp tinh mắt quang viết xem là hai đầu thanh phong điêu không giống với xa xôi cái kia đen vũ ưng cái này hai đầu thanh phong điêu minh lộ vẻ thẳng hướng diệp tinh sở kinh nguyện đuổi theo hơn nữa diệp tinh mắt quang viết xem phát hiện cái này hai đầu thanh phong điêu bên trên đều cưỡi có võ giả một đầu trên lưng ngồi có một người bên kia trên lưng ngồi có hai người hơn nữa cũng là mặc y phục dạ hành khăn đen che mặt võ giả cái này nhượng diệp tinh lập tức nghĩ tới đêm tối tổ chức sát thủ rất tương tự trang phục thế nhưng là đêm tối tổ chức là tử sơn trong quận tổ chức sát thủ hơn nữa đã bị tử sơn hầu tiêu diệt những thứ này khăn đen che mặt võ giả phải cùng đêm tối tổ chức không quan hệ mới đúng sở kinh nguyệt kiến diệp tinh ánh mắt lúc nào cũng hướng phía sau bầu trời quan sát đồng dạng quay đầu nhìn lại hai đầu thanh phong điêu đuổi theo tới tốc độ rất nhanh rất nhanh liền tiến vào sở kinh thắng ánh mắt khoảng cách nhà sáu sở kinh nguyệt kinh hô diệp sư minh lại có người đuổi theo tới những người này kẻ đến không tiện, mặc y phục giả hành mặt che khăn đen đương nhiên là kẻ đến không thiện sở kinh nguyệt cũng nhìn ra được diệp tinh đã đem đâm tiêu cùng, cây thanh đàn tiễn cầm đến trong tay hơn nữa chuẩn bị kỹ cảng tùy thời cũng có thể lấy ra xả bàn từng trận bàn ném ra một con lớn như thế hưng, là cùng nhau đương vu võ thánh đen vũ ưng rất nhanh sở kinh nguyệt vừa sợ hô đứng lên đầu kia xa xa đi theo hai người đen vũ ưng cũng đến đây tốc độ so thanh phong điêu nhanh hơn nhiều lắm diệp tinh bản kế hoạch phải dùng đi xả bàn từng trận mâm nhưng mà cái kia đen vũ ưng đến gần diệp tinh nhưng là trầm tĩnh lại cái này đen vũ ưng diệp tinh rất quen là tử sơn quận hàng phục cái kia đen vũ ưng vốn là độ biên đọa tạ nạ bệ chiến toạ kỵ tại tử sơn quận thành tử sơn hầu dạy diệp tinh mây xanh chi đồng lúc còn nhượng diệp tinh cùng đen vũ ứng tinh thần cầu thông qua đen vũ ứng dáng dấp đều không khác mấy hơn nữa vừa rồi khoảng cách thật sự là quá xa xôi cho nên diệp tinh không có nhận ra nhưng dựa vào một chút gần liền nhận ra vì khác nhau con này đen vũ ứng cùng với những cái khác đen vũ ứng diệp tinh tâm bên trong cho nó lấy một tên lao hắc lao hắc cũng không phải hướng diệp tinh hai người vào tới mà là hướng hai cái thanh phong điều vào tới diệp tinh minh bạch mặc dù hắn tại lạc tinh tông nhưng tử sơn hầu lại vẫn luôn đang chăm chú hắn hiện tại diệp tinh xuống núi tử sơn hầu biết được tin tức liền phái lao hát tới thanh phong điêu bên trên ba hắc y nhân gặp lao hát hướng bọn hắn bay tới tất cả đều nhúng mày đen vũ ưng tốc độ so thanh phong điêu nhanh trốn là không trốn thoát được chỉ có thể đánh một trận hơn nữa trên không là đen vũ ưng chiến trường chính ba hắc y nhân cũng không dám trên không trùng cùng đen vũ ưng chiến đấu một khi thanh phong điêu bị giết chết bọn hắn liền phải từ không trung na xuống lập tức hai cái thanh phong điêu liền rơi xuống đất cách mặt đất còn có mấy mười m ba hắc y nhân liền nhảy xuống trong đó một cái trong tay cầm cung tiễn hai người khác trong tay cầm dao găm cũng là linh binh cầm cung tên người áo đen lập tức bắn cung mũi tên trong nháy mắt hướng trên không vọt tới lao hắc bắn tới trong chốc nhóm này diệp tinh dùng ngựa xông về xa xa ba hắc y nhân không thể để cho lao hắc một mình chiến đấu đinh lao hắc một chảo cầm ra liền đem mũi tên đẩy ra bộ nhào tốc độ không giảm bắn tên người áo đen chỉ là nhất tinh vũ thánh mà lao hắc thực lực so với hai tinh vũ thánh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn hắc y nhân kia tiến thuật rõ ràng không ra thế nào đối phó cùng danh giới võ thánh vẫn được đối phó tu vi cao hơn không được giết xuất sinh này lúc trước độc thừa thanh phong điêu người áo đen quát lên tu vi của hắn so hai người khác đều cao là hai tinh vũ thánh một cái hai tinh vũ thánh hai cái nhất tinh vũ thánh duy nhất một lần xuất động tam đại võ thánh đánh giết diệp tinh có thể thấy được muốn giết diệp tinh nhân cơ hội là làm xong sách lược vẹn toàn chỉ bất quá kẻ sau màn rõ ràng không ngờ tới diệp tinh vậy mà lại có lao hắc cứu viện hai tinh vũ thánh nhảy lên mấy chục mét dao găm trong tay một bổ chém ra một đạo mười trượng có thừa rực rỡ khí nhọn hình lưới dao bổ về phía lao hắc một cái khác cầm trong tay dao găm nhất tinh vũ thánh đồng dạng nhảy lên một cái từ một phương hướng khác thẳng hướng lao hắc nhường lao hắc tả hữu bị đánh lén đến nôi cái kia cầm cung tên nhất tinh vũ thánh kiến diệp tinh dục ngựa mà đến thì ánh mắt lạnh lẽo trong chốc lát bắn cung bắn tên một mũi tên như ánh sáng hướng diệp tinh bắn mạnh mà đến đối phương vừa mới bắn cung diệp tinh thì biết rõ đối phương muốn bắn mình một tiễn đồng thời bắn cung ánh mắt phong tỏa đối phương đối phương mũi tên đã xạ đến diệp tinh phía trước hai bách bộ bên ngoài chỉ lát nữa là phải tương diệp tinh một tiễn bắn giết diệp tinh mũi tên mới rời dây cung mà ra hưu tầng 14 bốn trồng kình cây thanh đàn tiễn trong nháy mắt đem đối phương mũi tên một phân thành hai xạ trở thành hai nửa sau đó tiếp tục hướng đối phương bắn tới lúc này diệp tinh lần nữa bắn cung cầm cung nhất tinh vũ thánh giật nảy cả mình nhưng cây thanh đản tiễn đem hắn mũi tên xạ thành hai nửa cũng thoáng ngừng lại một chút hắn thừa cơ lăn một vòng tránh thoát một tiễn này công kích hưu nhưng mà diệp tinh mũi tên thứ hai cũng đã như ánh sáng bắn qua đoán chắc đối phương né tránh vị trí cầm cung nhất tinh vũ thánh thần sắc hoàng hốt tranh cũng không thể tránh chỉ có thể vận chuyển tinh nguyên phòng ngự phốc mũi tên trong nháy mắt bắn thủng tinh nguyên phòng ngự một tiễn xuyên qua hết hầu không xong còn tiếp tờ s cảm tạ thổ thụ vô viễn phật giới tím hiên minh nguyện tên càng dài người càng xoáy đám huynh đệ khen thường ba cảm tạ một trăm chín mươi tám một trăm tám mươi lăm trương phi hành cầm cung nhất tinh vũ thánh đến chết đều mắt lộ ra vẻ không thể tin hắn vạn vạn không ngờ rằng chính mình thân là tinh tuyển cảnh nhất trọng võ thánh vậy mà lại bị diệp tinh cái này nửa bước võ thánh hai mũi tên bắn giết mặt khác hai cái cùng lao hắc kịch chiến võ thánh cũng đồng dạng giật nảy cả mình thần sắc kịch chấn nửa bước võ thánh bắn giết võ thánh đây là bực nào tiến thuật lao hắc thực lực mặc dù so sánh lại nhị tinh vũ thánh chỉ kém hay không kém nhưng ở hai vị võ thánh tả hữu giáp công phía dưới nhưng cũng có chút được cái này mất cái khác rơi vào hạ phong nhưng mà làm cho cung võ thánh vừa chết lệnh bên ngoài hai vị võ thánh kinh hãi đồng thời ra tay cũng không hệ nở bối rối lập tức hiểu lao hắc khốn cảnh lao hắc kêu lên một tiếng bé nhọn hai cánh chấn động cùng phong như dao hướng hai vị cầm dao găm võ thánh tiến hành phản công mà đi xa diệp tinh lúc này cũng đã lắp tên vào cùng mũi tên tô lại chuẩn một vị khác nhất tinh vũ thánh siêu trong trước mắt mũi tên rời dây cung phá không mà đi vị tiêu nhất tinh vũ thánh đang gặp phải lao hắc phản công đang tại phòng bị bên trong sao có thể lại ngăn cản được liễu diệp tinh một tiếng này cũng không có ngờ tới diệp tinh nhanh như vậy liền bắn như thế một tiễn chờ cái này nhất tinh vũ thánh phản ứng lại đã muộn mũi tên như ánh sáng trong nháy mắt bắn vào hậu tâm của hắn đầu mũi tên từ trước ngực lộ ra trực tiếp bắn thủng lồng ngực bắn thủng trái tim yếu điểm dù cho là võ thánh người này cũng là trong nháy mắt mất mạng đã từng võ thánh đối với diệp tinh mà nói là cao không thể chạm tồn tại bây giờ diệp tinh nhất ra tay bắn ra mũi tên cũng đã có bắn giết võ thánh uy lực trong bất chi bất giác diệp tinh đã trưởng thành lên thành thực lực cùng nhau đương vụ võ thánh cấp bậc cường giả hai vị nhất tinh vũ thánh lần lượt bị diệp tinh bắn giết còn lại vị kia nhị tinh vũ thánh lập tức hồn kinh căng tăng hắn đơn độc đối mặt lao hắc liền đã không địch lại lại thêm xa xa diệp tinh bắn lén vậy càng là trí mạng hiểm cảnh nếu là sẽ cùng lao hắc kịch chiến xuống khó tránh khỏi cũng rơi vào bị diệp tinh bắn giết kết quả nhưng mà đối mặt hắc vũ ưng hắn lại không có chạy trốn có thể trong lòng vừa nghĩ lại liền có quyết định chỉ thấy cái kia nhị tinh vũ thánh đối với lao hắc tấn công mạnh hai chiều thi triển cũng là tuyệt sát đại chiều lập tức liền đem lao hắc bức lui trong nháy mắt nhân cơ hội này nhị tinh vũ thánh trong nháy mắt mánh liệt sách một ngụm tinh nguyên hướng diệp tinh lao đến đồng thời hắn phía trên hư không biến đổi tinh tướng hiển hóa một khỏa phổ thông hoang vu tinh thần treo ở phía trên tinh thần nguyên lực từ tinh tướng hiển hóa tinh thần rủ xuống trong chốc lát nhị tinh vũ thánh giống như thần trợ sức mạnh tăng vọt tốc độ cũng đột nhiên ở giữa tăng lên một cái cả lần một cái trước mắt chính là hai ba trăm mét thân ảnh cơ hội như bắn tên đồng dạng nhị tinh vũ thánh mục đích rất rõ ràng liền xem như chính mình chết cũng phải đem diệp tinh lôi kéo đồng quy vô tận lao hắc kêu lên một tiếng bén nhọn hai cánh chấn động liền lập tức hướng nhị tinh vũ thánh đuổi theo đáng tiếc cái này nhị tinh vũ thánh liều mạng hướng hướng diệp tinh liền tinh tướng chi lực đều vận dụng dù cho lao hắc tốc độ phải nhanh hơn một điểm nhưng là mơ tưởng lập tức đuổi kịp lấy nhị tinh vũ thánh tốc độ không dùng đến thời gian mấy hơi thở liền có thể trùng sắt đến Diệp Tinh trước mặt, lấy hắn nhị tinh vũ thánh thực lực, đánh giết một vị nửa bước võ thánh, vậy còn không dễ như trở bàn tay. Diệp Tinh thần sắc nghiêm lại, trong chốc lát lấy ra ba cây cây thanh đạt tiễn. Siêu, siêu, siêu. Thi triển sóng trùng điệp tiết quyết, ba mũi tên liên phát. Nhị tinh vũ thánh xông lên tốc độ không giảm, trong tay dao găm quang hòa tăng vọt. Đón mũi tên liền giận bổ xuống. Soạt, soạt. Đinh. Ba đạo âm thanh liên tục vang lên, phía trước hai chi mũi tên đều bị nhị tinh vũ thánh trực tiếp đánh thành hai nửa. Bất quá, đợi hắn bổ chúng đệ tam mũi tên nhưng là thể nội tinh nguyên vận chuyển khó khăn kế sức mạnh một yếu không thể bổ ra giao găm cùng mũi tên va chạm hỏa hoa bắn tung tóe lực lượng kinh khủng lập tức nhường nhị tinh vũ thánh xông về phía trước tốc độ một trận ở nơi này khẩn yếu con đầu tốc độ một trận đó chính là nguy hiểm trí mạng trong trước mắt lao hắc liền từ hậu phương ngoài mấy trăm thước vọt lên to lớn lợi trảo giống như linh binh lưỡi dao đồng dạng từ phía sau trộm chúng nhị tinh vũ thánh cơ thể trong nháy mắt đánh tan nhị tinh vũ thánh tinh nguyên phòng ngự lợi trảo trực tiếp đâm vào nhị tinh vũ thánh hậu tâm bên trong lúc này nhị tinh vũ thánh cách diệt tinh chỉ còn lại có khoảng cách mấy trăm mét cơ hội chỉ cần một hai cái hô hấp liền có thể xông đến diệp tinh trước mặt đáng tiếc chịu diệp tinh liên xạ ba mũi tên ngăn lại thân thể dừng lại chết tại lao hắc lợi trào phía dưới ba hắc y nhân đến nước này toàn bộ mất mạng lao hắc móng vuốt hất lên đem nhị tinh vũ thánh thi thể ném ra cánh vỗ liền đến liễu diệp tinh trước mặt đối với diệp tinh túi lầu xuống hậu phương theo kịp sở kinh nguyệt bây giờ đã ngốc như hóa đá đây chính là ba cái võ thánh a vậy mà liền như vậy chết diệp tinh vô vũ, vũ lao hắc đầu ánh mắt rơi vào ba hắc y nhân trên thi thể hắn cũng rất là kinh ngạc không biết những người áo đen này võ thánh tại sao muốn đuổi giết hắn nếu như nói là chân tù chùa mời cái này không phù hợp lộ gì, bởi vì tất nhiên mời sát thủ liền không khả năng chính mình còn đi trước một bước động thủ hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện diệp tinh tâm bên trong vừa nghĩ lại nghĩ thầm cửu nhân của mình cũng chỉ có chân tù chùa đến nỗi nói đông phủ quốc mặc dù hắn trên chiến trường giết không thiếu đông phủ nước người nhưng hắn bất quá là một cái tiểu bối chỉ là tại quốc chiến bên trong giết một chút tinh tôi cảnh võ giả không phải chịu đến đông phủ tông xem trọng hơn nữa đông phủ nước tay cũng không khả năng luồn vào lạc tinh quốc tới cho nên diệp tinh đem mình thù hận loại bỏ nghĩ tới nghĩ lui liền ổn định ở sư phụ tử sơn hầu trên thân tử sơn hầu tại lạc tinh tông co thủ người là tông môn trưởng lao hoa thiên thủ cũng là trưởng môn phu nhân tử sơn quận tiến vào lạc tinh tông đệ tử đều sẽ chịu đến hoa thiên thủ chèn ép có thể diệp tinh tại lạc tinh tông nhưng là quật khởi tốc độ rất nhanh để cho người ta muốn chèn ép hắn đều không có cơ hội hơn nữa diệp tinh nhất cái nhiều tháng liền trở thành ngoại môn đệ nhất cơ hồ tất cả mọi người đều có thể nhìn ra diệp tinh rất có tiềm lực mà hoa thiên thủ chắc chắn không muốn hắn trưởng thành cho nên thừa dịp diệp, diệp tinh lần này ly tông tương diệp tinh rất chết đây là rất có thể diệp tinh đoán được rất có lộ dịp hơn nữa trong lòng cũng nhận cái lý này đem hắc thủ sau màn định vì hoa thiên thủ nhưng mà có một chút hắn nhưng là đoán sai hắn cho là chính mình tại đông sơn thành quốc chiến bên trong người hắn giết đều không phải là nhân vật trọng yếu gì sẽ không nhận đông phủ tông xem trọng bởi vì chỉ có võ thánh đối với tông môn mà nói mới là trọng yếu nhân viên bất quá hắn tại quốc chiến bên trong người giết bên trong quả thật có một vị nhân vật trọng yếu đó chính là tấn tam công tử là đông phủ quốc hoàng tộc trực hệ tử tôn đông phủ tông chủ độ biên đọa tạ nạ bệ hùng đích tô tử diệp tinh giết đông phủ tông chủ cháu trai đâu còn không có khả năng bị đông phủ tông xem trọng đã sớm bị đông phụ tông xếp vào sổ đen những này là người nào diệp sư Minh, bọn hắn tại sao muốn giết người sợ kinh nguyệt từ hóa đá trạng thái sau khi phản ứng liền giục ngựa tới kinh thanh vấn đạo diệp tinh đã đem mấy cái người quần áo đen khăn che mặt lấy xuống không có một cái nào là hắn biết nhưng hắn đã kích phát một cái ghi hình chất pháp ba hắc y nhân thân ảnh đều bị hắn ghi chép lại có lẽ sẽ có những người khác nhận biết ba người này ba người trên thân diệp tinh đều lục soát một lần tổng cộng liền thu được mấy chục khối hạ phẩm tinh tinh trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa đến nôi cái kia một cái linh binh bảo cung hai thanh linh binh giao găm tự nhiên đều bị diệp tinh diệp tinh thu vào hắn chính là muốn một cái linh binh bảo cung cái này linh văn cung độ phù hợp mặt khác hai thanh linh binh giao găm chính hắn lưu lại một đem một thanh khác cho sở kinh nguyệt trong ngoại môn đệ tử nắm giữ linh binh chỉ có tân sáng suốt trông xa một người từ giờ trở đi diệp tinh cùng sở kinh nguyệt cũng có linh binh nhất tộc nếu là bị ngoại môn đệ tử biết được không biết sẽ việc gì sát bao nhiêu người sở sư muội xuống ngựa a chúng ta không cần ngồi ngựa thừa ưng mà đi diệp tinh binh tướng linh cung giao găm đều thu vào chữ vật giới chỉ đối với sở kinh nguyện phất phất tay tiếp đó nhảy lên lao hắc sau lưng của lao hát tốc độ phi hành có thể so sánh yêu mã nhanh hơn đủ này đi và dặm sở kinh nguyệt cũng nhảy lên lao hát sau lưng của diệp tinh vô vô lao hát lên siêu lao hát hai cánh chấn động hướng lên bầu trời chạy xéo dựng lên rất nhanh liền bay lên thật cao bầu trời nếu như là không có thuần phục phi cẩm, người đứng ở phía sau cũng là đứng không vững nhất là võ thánh cấp phi cẩm, chính là tốc độ kia sinh ra gió lốc liền có thể đem người thổi xuống đi nhưng bị thuần phục phi hành tọa kỵ cũng không giống nhau sẽ dùng yêu nguyên tiến hành phòng ngự chậm lại khí lưu tốc độ khiến người ta cảm thấy chỉ là gió nhẹ quất vào mặt sẽ không cảm thấy không thoải mái càng sẽ không bị thổi rơi sở kinh nguyện đứng tại lao hát phần lưng thần sắc ban sơ có chút nhỏ khẩn trương. theo thửa hải gian trôi qua từ từ trầm tính lại đứng tại lao hát phần lưng chính xác bình ổn vô cùng cuối cùng sở kinh nguyện hoàn toàn buông lỏng tâm linh mắt quang viễn xem tứ phương đại địa giang hai cánh tay có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác hoa sáu đây là ta lần thứ nhất cơi võ thánh cấp phi hành toa kỵ tốc độ thật nhanh sở kinh nguyện tâm tình quá mức tốt đẹp gieo hò đạo ở trên cao nhìn xuống đại địa cảm giác thật tốt diệp tinh nhìn xuống tứ phương cũng có một loại tâm thư khí sướng cảm giác đạo nếu là có thể chính mình phi hành cảm giác kia thì tốt hơn sở kinh nguyệt hướng tới nói đúng vậy à nếu là mình có thể phi hành thật là tốt biết bao đáng tiếc nhân loại không có cánh phi hành quá khó khăn võ thánh mặc dù có thể dùng tinh nguyên ngưng hóa phi cầm cánh lông vũ nhường cơ thể trượt khoảng không nhưng là chỉ có thể trượt khoảng không khoảng cách mấy trăm mét không coi là phi hành chân nhân mặc dù có thể bay càng xa một điểm nhưng là vẫn là trượt khoảng không quá nhất đoạn thời gian liền cần rơi xuống đất lấy hơi nghe nói chỉ có trở thành tôn giả mới có thể chân chính phi hành trên không trung cái này quá xa vời sáu diệp tinh buồn bã không nói tôn giả đích thật là xa xôi đây chính là toàn bộ thật huyền vực cũng không có cờ giả nửa ngày phía sau lao hắc bay tới tử sơn quận thành bay thẳng vào Hầu phủ vốn là cưỡi yêu mã diệp tinh là dự định trực tiếp đi tới thanh vân sơn mạch bất quá bây giờ có lao hắc gấp rút lên đường tốc độ cực nhanh diệp tinh tự nhiên là xem trước mong một chút sư phụ tử sơn hầu hơn nữa cũng có sự tình tỉnh giáo một chút sở kinh nguyệt cùng lao hắc tại hầu phủ nào đó viện chờ đợi diệp tinh thì trực tiếp tiến vào hầu phủ hậu đường bãi kiến tử sơn hầu nhìn thấy tử sơn hầu hành lễ sau đó diệp tinh đã nói ra hắn chuyến này bị đánh lén sự tình hơn nữa đem ghi chép ba h y nhân thân ảnh ghi hình trận pháp lấy ra nhường tử sơn hầu quan sát chờ tử sơn hầu sau khi nhìn diệp tinh vẫn đạo sư phụ ngươi có thể nhận ra bọn hắn không xong còn tiếp tờ s cảm tạ cô đơn cũng cô độc kính mắt một trăm chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi lăm a chất tử gót cát lệnh hạ ải vịn xị sì ân ưu nửa đêm thanh phong khúc mùn ma ma cưới chim sẻ đánh bay gà đám huynh đệ khen thưởng vô cùng cảm tạ ba một trăm chín mươi chín một trăm tám mươi sáu trương dị mộng tử sơn hầu lắc đầu đạo tất nhiên nàng lấy thủ đoạn như vậy giết người chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ cái cắn nào may mắn ta sớm đã đoán trước chỉ cần ngươi rời tách núi nàng liền sẽ hướng ngươi ra tay phái hắc vũ ưng một mực tại lạc tinh tông phụ cận chờ đợi quả nhiên có chỗ tác dụng diệp tinh đạo nàng cũng không biết ta là đệ tử của sư phụ chỉ vì ta xuất thân từ sơn quận nàng liền muốn đưa ta vào chỗ chết đây cũng quá ngon đầu tử sơn hầu đi đến diệp tinh trước mặt vỗ vô, vô diệp tinh bà vai đạo đây là bởi vì ngươi biểu hiện quá xuất sắc ngươi ở đây tông môn sự tỉnh ta đều biết mặc dù là sư biết ngươi chắc chắn sẽ ở ngoại môn quật khởi nhưng cũng không có ngờ tới quật khởi tốc độ nhanh như vậy nếu ngươi là một cái tầm thường nàng ngược lại cũng không đến mức không thể không giết ngươi từ sơn hầu lời nói dừng lại rời bàn tay hướng bên cạnh chậm rãi đỗ bước chốc lát tiếp tục nói từ ngươi thu được ngoại môn đệ nhất ta thì biết rõ ngươi nhất định sẽ xuống núi tìm kiếm cơ duyên đột phá tinh tuyển mà ngươi ưu tú như thế cũng nhất định sẽ gây nên sát cơ của nàng cho nên ta phái ra hắc vụ ưng diệp tinh đạo may mắn sư phụ liệu chuẩn bằng không đệ tử phiền phức liền lớn hai cái nhất tinh võ thánh ta có chắc chắn bắn giết nhị tinh võ thánh dù cho cung tiễn cũng khó có thể đối phó tử sơn hầu cười nhạt một tiếng vấn đạo ngươi tinh nguyên hóa vòng vo mấy thành sóng trùng điệp tiễn thuật luyện đến bao nhiêu tầng trồng kình diệp tinh đúng sự thật nói hai thành tầng mười bốn trồng kình tử sơn hầu kinh ngạc nói hai thành tinh nguyên liền đạt đến tầng mười bốn trồng kình ngươi sở học là cái gì truyền thừa diệp tinh đạo thuần nguyên công thuần nguyên công ngươi đã luyện thành thuần nguyên công tử sơn hầu lập tức kinh hô lên lạc tinh tông thuần nguyên công đây chính là kể từ lầm tu xa về sau hơn trăm năm cũng chưa từng có người tu luyện thành công truyền thừa a diệp tinh mỉm cười gật gật đầu tuy hắn không lấy đây là ngạo nhưng trong lòng vui vẻ đó là khẳng định từ sơn hầu kinh ngạc một chút rất nhanh lại khôi phục bình thường đạo cũng là lấy võ học của ngươi thiên phú còn tại năm đó dừng tổ sư phía trên thuần nguyên công ngươi như luyện sẽ không vậy thì không có người có thể luyện sẽ ngươi tu luyện là thuần nguyên công khó trách vẹn vẹn chuyển đổi hai thành tinh nguyên liền có thể đạt đến tầng mười bốn trồng tính sáu nói từ sơn hầu đổi một chủ đề bất quá thiên mệnh của ngươi rất thấp muốn thành vi vũ thánh độ khó rất lớn nhất định phải dựa vào một chút cơ duyên tạo hóa mới được nhưng thành vi vũ thánh cơ duyên tạo hóa có thể ngộ nhưng không thể cầu cái này cần xem chính ngươi vật khí ngươi dự định đi tới nơi nào diệp tinh đạo đệ tử nghe nói côn nguyên sơn mạch sinh sản nhiều cực phẩm dược liệu thậm chí là linh dược dự định trước tiên hướng về côn nguyên sơn mạch một chuyến trước tiên đem bất bại kim thân tu luyện tới cảnh giới viên mãn đến nỗi có cơ hội hay không thu được thành vi vũ thánh cơ duyên liền nghe thiên tử mạng côn nguyên sơn mạch là thanh vân sơn mạch bên trong một đầu chi mạch ở vào thanh vân sơn mạch sâu hơn khu vực nơi đó là cao cấp thú giữ địa bàn thậm chí thỉnh thoảng sẽ có cấp hai yêu thú qua lại thử sơn hầu gật gật đầu lấy thực lực của ngươi sông sáo côn nguyên sơn mạch ngược lại là không có vấn đề bất quá côn nguyên sơn mạch cách đông phủ quốc khoảng cách so lạc tinh quốc gần sông sáo côn nguyên sơn mạch võ giả phần lớn lấy đông phủ quốc võ giả chiếm đa số ngươi phải cẩn thận một chút nếu là gặp phải người khác không muốn bại lộ ngươi là lạc tinh quốc nhân đệ tử minh mạch đang lý giải côn nguyên sơn mạch thời điểm diệp tinh tự nhiên đã sớm biết nơi đó cách đông phủ quốc khá gần thân phận bại lộ sẽ dẫn tới nguy hiểm rất lớn thử sơn hầu đạo ta biết trong lòng ngươi ý chí lần này ra ngoài sông sáo không thành võ thánh chắc hẳn ngươi sẽ không trở về cũng không biết người đem sông sáo bao lâu hắc vũ ưng ngươi mang theo à về sau nó liền theo ngươi mặt khác ta đem mây xanh chi đồng sau này phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi ngươi nghe cho kỹ này lại để cho ngươi tăng lên rất nhiều tại yêu thú thế giới tỷ lệ sinh tồn 6. mây xanh chi đồng không chỉ có thể mắt quang viễn xem còn có mìn cẩn trôn hiệu quả mà yêu thú ý thức chủ quan là xa xa không bằng nhân loại đối với võ giả mìn cẩn trôn độ khó rất lớn nhưng đối với yêu thú liền muốn dễ dàng rất nhiều tại thanh vân sơn mạch nhất định là muốn cùng yêu thú giao thiệp lại có thể viễn thị lại có thể đối với yêu thú mìn cẩn trôn tự nhiên là tỷ lệ sinh tồn tăng lên rất nhiều nói xong tử sơn hầu liền đem mây xanh chi đồng hắn còn không có truyền thụ cho diệp tinh nội dung đều nói một lần diệp tinh cẩn thận lắng nghe nhớ kỹ tại trong đầu ngươi có thể nhớ kỹ tử sơn hầu sau khi nói xong vấn đạo diệp tinh gật đầu nhớ kỹ song trùng điệp tiễn quyết tạm thời đủ ngươi sử dụng linh vũ tiễn quyết chờ ngươi thành vi vũ thánh sau đó ta sẽ dạy ngươi tử sơn hầu nói xong phất phất tay ngươi đi đi hy vọng ngươi sớm ngày đột phá tinh tuyển thành vi vũ thánh sáu từ tử sơn hầu phủ rời đi diệp tinh liền cùng sở kinh nguyện tiếp tục cưới lao hắc hướng thanh vân sơn mạch chỗ sâu chi mạch côn vân sơn mạch bay đi từ Sơn quận liền tại Thanh Vân Sơn Mạch bảng bên cạnh, nhưng mà cách Côn Vân Sơn Mạch còn có mấy ngàn dặm khoảng cách, mà Côn Vân Sơn Mạch cách Đông Phủ Quốc người gần nhất quận cũng chỉ có hơn một ngàn dặm, cho nên Côn Vân Sơn Mạch đại đa số thời điểm cũng là Đông Phủ Quốc võ giả tương đối thường đi, nhưng là không bài trừ trong đó có lạc tinh quốc võ giả, thậm chí là huyết u quốc võ giả, bởi vì huyết u quốc cách Côn Vân Sơn Mạch cùng lạc tinh quốc cũng gần như lão hắc xem như võ thánh cấp yêu thú, từ Tử Sơn quận đến Côn Vân Sơn Mạch cũng là phổ thông thú giữ địa bàn phổ thông hung thú gọi chung là yêu thú cấp một chỉ có đến rồi côn vân sơn mạch mới có thể có cấp hai yêu thú qua lại lao hắc cơ hồ là tồn tại vô địch tự nhiên là một đường bay đến thông suốt Sát trời gần tới hoàng hôn liên đã tới côn vân sơn mạch bên trong sắc trời sắp muộn hai người tại nào đó ngọn núi phong móc cái huy động chuẩn bị qua đêm lao hắc thì tại ngoài động nghỉ ngơi xem như võ thánh cấp yêu thú phụ cận cao cấp hung thú nghe thấy tới khí tức của nó liền muốn tránh đi buổi tối ở đây sẽ thanh tĩnh trong sân động sở kinh nguyệt hơi có chút không được tự nhiên nàng đã lớn như vậy còn chưa bao giờ cùng nam tử chung sống một phòng qua đêm tuy nàng hòa diệp tinh không phải chung sống một phòng nhưng là chung sống một động a à, bởi vì đây là đảo già sơn động không gian cũng không lớn so một gian phòng thì nhỏ hơn nhiều so chung sống một phòng còn muốn càng thêm lung túng sở kinh trăng mở sinh tình ý rõ ràng đối với giữa nam nữ tình cảm lo lắng phải tương đối nhiều buổi tối ta sẽ sửa luyện ngươi cứ việc nghỉ ngơi sẽ không ầm ý đến ngươi mà diệp tinh thì hoàn toàn không có cái gì lung túng ý nghĩ đối với sở kinh nguyện phân phó một câu phía sau liền nhắm mắt mà ngồi tu luyện thuần nguyên công hắn trở thành ngoại môn đệ nhất ba mươi cực phẩm luận tinh đan ban thưởng đã đều bị hắn ăn nhưng hắn còn chưa kịp toàn bộ luyện hóa thể nội còn có rất nhiều dược lực còn sót lại cần hắn tu luyện hấp thu kiến diệp tinh vào sơn động phía sau liền tự mình tu luyện sở kinh nguyệt nhìn liễu diệp tinh một hồi lúng túng tâm lý giảm bớt rất nhiều ở tại trong sơn động nhàm chán sở kinh nguyệt lại không muốn ngủ quá sớm qua một hồi nàng ăn một khỏa cực phẩm gần tinh đan cũng tu luyện thể chất của nàng lại thủy tu luyện linh vũ truyền thừa là họa tờ ở chỉ bụt truyền thừa vạn thủy quyết tu luyện làm ít công to hai người muốn tu luyện đến đã khuya song song thiết đi ban đêm hai người đều trong giấc mộng diệp tinh mơ tới chính mình trở thành võ thánh hơn nữa tiếp tục tu luyện tu vi một đường hát vang tiến mạnh về sau lại trở thành chân nhân cuối cùng càng là trở thành một vị tôn giả lấy lực lượng của mình bay lượn ở chân trời khoái hoạt vô cùng đột nhiên diệp tinh bên cạnh thêm một người đồng dạng đang phi hành diệp tinh nhìn lại là vi nhạy huyên nàng cũng đã trở thành một vị tôn giả đồng dạng ở trên bầu trời bay lượn hai người nhìn nhau nở nụ cười tay dắt tại một cái lên từng toa đại sơn từng cái hồ nước từng mảnh từng mảnh thổ địa từ hai người phía dưới bay qua hai người tay nắm tay khắp khuôn mặt làm mỉm cười trong lòng vô cùng thư sướng cứ như vậy một mực tại bay lượn mà sợ kinh nguyệt nhưng làm mộng thấy cùng ban ngày một dạng nàng hoa diệp tinh ở trên bầu trời phi hành bất quá chờ bọn hắn phi hành không phải lao hắc mà là một cái càng lớn phi cầm con này phi cầm so lao hắc càng lớn hơn rất nhiều lần phía sau lưng của nó cơ hồ giống như là một cái quảng trường nhỏ nàng hoa diệp tinh ở phía trên an an ổn ổn thậm chí có thể ở phía trên chạy thế nhưng là đột nhiên phía dưới phi cầm không biết sao biến mất nàng hoa diệp tinh đều từ cực cao trên bầu trời rơi xuống phía dưới loại kia từ trên cao rơi xuống phía dưới mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt chiếm hết toàn thân của nàng thậm chí là suy nghĩ của nàng trong mộng chỉ còn lại có rơi xuống hai tay của nàng vung vẩy, muốn bắt lấy ít đồ, hảo ngừng thân thể rơi xuống, đột nhiên, tựa như là bắt được một cây trụ, cuối cùng để cho nàng mất trọng lực cảm giác nhẹ hơn một chút, có một chút thực tế cảm giác. thế là ôm thật chặt cây cột không chết buông tay. sáng sớm, Diệp Tinh tỉnh lại, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. tối hôm qua cùng Vi nhẹ huyên cùng bay lượn chân trời mộng, nhường trong lòng của hắn hết sức cao hứng. mặc dù đã tỉnh lại, nhưng Diệp Tinh còn nhớ tối hôm qua giấc mộng kia. ư? như thế nào đuổi có chút nhanh, có chút nặng. Diệp Tinh đột nhiên một quái lạ, con mắt lập tức mở ra, chân cũng đồng thời khéi động vừa mở ra mắt diệp tinh liền thần sắc cả kinh nguyên lai like là sở kinh thắng hai cánh tay ôm lấy bắp đùi của hắn cả người đều nằm sấp nàng trên đùi chân khẽ động liền cảm giác hai đoàn thịt mềm nhìn một chút sở kinh thắng vị trí đầu gần như sắp muốn tiến đến hắn hai chân ở giữa đặt ở trên đùi hắn chính là trước ngực hai đoàn sáu chẳng thể trách cái kia hai đoàn thịt mềm cảm giác rõ ràng như vậy sở kinh thắng nơi đó thế nhưng là rất súng mãn ách sáu hình tượng này diệp tinh đơn giản không dám nhìn thẳng diệp tinh ánh mắt quét bốn phía một cái chỉ thấy hắn vốn là ngủ ở sơn động bên phải chẳng biết tại sao bây giờ lại đã đến trong sơn động ở giữa Sở Kinh Nguyệt nguyên bản hẳn là ngủ ở sơn động bên trái, nàng cũng lăn đến ở giữa tới, khó trách hai người ngủ thẳng tới cùng một chỗ. Cái này Diệp Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là buổi tối Sở Kinh Nguyệt ôm hắn đùi, hắn hẳn là sẽ giật mình tỉnh lại mới đúng a. À? Chắc hẳn là có lao hát tại ngoài động trông coi, Diệp Tinh tâm bên trong không có phòng bị, đêm qua ngủ được đặc biệt sâu, hơn nữa lại tại làm trong mộng đẹp, có thể là bởi vì này chút nguyên nhân, cho nên ngủ di động chỗ, cùng Sở Kinh Nguyệt đụng vào nhau cũng không thể tỉnh lại. Diệp Tinh chỉ có như vậy ngờ tới. Nhớ tới đêm qua chính mình tựa hồ hòa vi nhẹ nguyên tựa hồ tay nắm tay bay trên trời, diệp tinh lập tức liền nhìn cảm thấy hai tay của mình không phải hòa vi nhẹ bên tay nắm tay à nguyên lai like là tay trái mình tay phải mười ngón tương khấu nắm chặt lại với nhau mồ hôi lúc này theo diệp tinh nhất động sở kinh nguyệt nhẹ đâu một tiếng rõ ràng lập tức sẽ tỉnh lại bây giờ trạng hướng này diệp tinh không tốt giản giải nhanh chóng vừa ngủ làm diệp tinh nhắm mắt lại bất động sở kinh nguyệt rất nhanh liền mở mắt ra phát hiện mình đang ôm lấy diệp tinh đuổi trong lòng đông một chút đột nhiên sợ hết hồn không xong còn tiếp hai trăm ngày cuối cùng có lẽ có kỳ tích hôm nay không thể bạo phát tối hôm qua xương ngực phải phía dưới đau bụng hôm nay cha xét một chút là mệt nhọc quá độ nguyên nhân ba mươi thiên thần tiến đổi mới chín mươi trường này liền đã là không ít đổi mới bình quân một ngày ba canh tính ra ngày ngày đều ở tại bộ phát nhưng ta đồng thời còn đổi mới vô lượng sáu mươi trường tổng cộng một trăm năm mươi trường dòng dã một tháng cơ hồ không có ngày nào không phải mười hai h về sau ngủ một điểm về sau ngủ số trời cũng không ít cơ thể nhất định phải điều chỉnh một chút bộ phát không nổi ta biết nguyệt phiếu cũng khó có sông lên hy vọng bất quá chỉ còn lại ngày cuối cùng chỉ có thể hy vọng có thể xuất hiện một cái kỳ tích có lẽ có kỳ tích hai mươi không xong còn tiếp hai trăm linh một một trăm tám mươi bảy chương kỹ thuật siêu nhất lưu sở kinh nguyện chưa bao giờ có cùng nam nhân cùng ở một phòng qua đêm kinh lịch chớ nói chi là bây giờ nàng ôm diệp tinh đùi, tư thế còn như vậy cảm thấy khó xử quả thực để cho nàng trong nháy mắt sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người sở kinh nguyện kém một chút liền muốn lên tiếng kinh hô nhưng bị nàng xinh xinh nhịn được bởi vì nàng ánh mắt lướt đến tựa hồ diệp tinh còn không có tỉnh cái này khiến sở kinh nguyện hoảng loạn trong lòng cho dù có một chút điểm chấn định còn tốt còn tốt may mắn diệp sư huynh còn không có tỉnh không nhìn thấy tình trạng hiện tại bằng không ta nào còn có gặp người a sở kinh nguyện tâm bên trong lẩm bẩm nhanh chóng buông ra liễu diệp tinh đuổi đứng lên kiến diệp tinh vẫn chưa tỉnh lại thở một hơi thật dài sở kinh nguyện đi ra hang động bên ngoài diệp tinh nghe sở kinh nguyện ra khỏi sân động lại không có vội vã mở mắt tỉnh lại bây giờ sở kinh thắng tâm tình khẳng định có điểm bối rối nếu là nhìn thấy hắn tỉnh lại chắc chắn ngượng ngùng sở kinh nguyện có mấy lần len lén tại hang động bên ngoài quan sát diệp tinh nhìn hắn có phải thật vậy hay không ngủ ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian diệp tinh cũng không có dấu hiệu thức tỉnh cái này khiến sở kinh nguyện tâm bên trong triệt để trầm tính lại dưới cái nhìn của nàng diệp tinh thật sự không biết nếu là vợ ngủ không phải trang lâu như vậy qua gần nửa cách giờ diệp tinh mới mở mắt tỉnh tới giả vờ vừa tỉnh lại bộ dáng nhìn xuống vị trí của mình biểu thị kinh ngạc tiếp đó ánh mắt liền thấy được ngoài động sở kinh nguyệt sở sư muội tỉnh thật sớm a diệp tinh hướng sở kinh nguyệt mỉm cười sở kinh nguyệt trên mặt nóng lên nhưng trong lòng cho rằng diệp tinh không biết nàng đêm qua là ôm hắn đùi ngủ trong lòng hơi hơi vừa loạn liền chấn định lại sở kinh nguyệt nói ta cũng vừa tỉnh lại không lâu có lao hát trông coi quả nhiên an toàn ở đây tại thanh vân sơn mạch chỗ sâu buổi tối cũng nghe không đến một điểm yêu thú âm thanh vô cùng yên tĩnh diệp tinh đi ra sơn động vỗ vỗ bên cạnh lao hắc mắt quang viên ngắm hôm nay bắt đầu chúng ta mà bắt đầu tìm kiếm dược liệu 6. lao hắc trải qua quá nhất một nghỉ ngơi hôm qua phi hành một ngày mọi mệt sớm đã tan biến tinh thần sáng láng phát ra một tiếng vang lên dài ô diệp tinh sợ kinh nguyện trên mặt đều mang nụ cười thản nhiên trong lòng đều cất giấu một cái bí mật một hồi lung túng bị diệp tinh tiêu hóa từ trong vô hình 6. đối với vậy tài liệu thực phẩm dược liệu số lượng 10 phần thưa thớt cho dù là tư thâm người hái thuốc cũng rất tìm được bất quá cái này có thể khó khăn không đến diệp tinh diệp tinh cùng sở kinh nguyệt ngồi lao hắc trên không trung bay lượn diệp tinh thì mắt quang viễn xem quan sát tứ phương một khi nhìn thấy thâm cốc u khe đầm nước sáu các loại vô cùng thích hợp tài liệu sinh trưởng bảo địa liên để lao hắc bay qua diệp tinh sẽ cẩn thận tìm kiếm cái đảo diệp tinh tìm kiếm cũng không hẳn vẹn vẹn ánh mắt quan sát vấn đề mà là có siêu nao quét hình cho dù là trong khe đá đầm nước phía dưới trong u cấp sáu này một ít ánh mắt không thấy được chỗ diệp tinh cũng có thể bằng siêu nao quét hình điều tra một lần điểm này liền xem như tử sơn hầu tu luyện mây xanh chi đồng đều không làm được chỗ mây xanh chi đồng có thể mắt quang viễn xem có thể mìn cần trôn nhưng mà không thể thấu thị vật thể không thể quét hình đến ánh mắt không thấy được chỗ cho nên cho dù là cực phẩm dược liệu số lượng vô cùng thưa thớt nhưng mà một ngày tìm một chút tới diệp tinh thu hoạch cũng không nhỏ một chỗ thâm gốc. diệp tinh đứng tại một đạo nắm đấm chiều rộng khe đá trước mặt dùng linh binh dao găm bổ ra một chút hòn đá tiếp đó tại khe đá chỗ sâu rút ra ba cây cực phẩm dược liệu huyết linh thảo là một loại đại bổ khí huyết dược liệu cái này cũng có thể tìm tới sở kinh nguyệt cảm thấy cực độ im lặng cái tia khe đá chỗ sâu ánh mắt căn bản không nhìn thấy ai có thể nghĩ tới sẽ có huyết linh thảo hơn nữa còn sinh trưởng bạc cây một chỗ khe sâu dòng nước từ chỗ cao lao xuống phía dưới hòn đá bị dòng nước vọt ra khỏi vô số đầu khe ránh khe hở có khe hở sâu không thấy đáy diệp tinh đứng tại dòng nước phía dưới nào đó khối trên tảng đá lớn quan sát một hồi tiếp đó xách theo linh binh dao găm liền đối với nào đó trồng hòn đá một trận chém loạn đem chém nát hòn đá dài rời phía dưới một cái khe bên trong sinh trưởng vài cọn cực phẩm dược liệu hoàn hồn thảo diệp tinh đưa tay toàn bộ đều hai xuống một bên sở kinh nguyện trận mắt hốc mồm cái này cũng có thể tìm tới cái nào đó bên cạnh đầm nước bên cạnh đầm nước có một chút dấu chân có yêu thú cũng có nhân loại đồng dạng có nước nhiều chỗ dược liệu cái đầm nước này rõ ràng thường có người chiếu cố một chút sông sáo võ giả hay là tư thâm người hái thuốc đến nơi này nhất định sẽ cẩn thận tìm kiếm một lần sở kinh nguyện đạo diệp tinh Huynh, ở đây thường có người tới có dược liệu cũng sớm bị người hái đi a à. diệp tinh cười nhạt một tiếng cái này cũng không nhất định a à, luôn có bị người sơ sót chỗ nói liền ngồi sổ người xuống đem bên cạnh đầm nước một đoàn cỏ dại lấy ra tiếp đó đem bùn đất đào mở moi ra mấy cái giống long hình một dạng màu đỏ sợi dễ là cực phẩm dược liệu xích long căn lại là một loại đại bổ khí huyết dược vật sở kinh nguyệt mãn khuôn mặt kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng ánh mắt của hắn có phải hay không có thấu thị công năng a cái này đều có thể lập tức tìm được nghĩ như thế sở kinh nguyệt đột nhiên nắm chặt quần áo có chút không được tự nhiên nếu thật thông xem cái kia mặc hay không mặc quần áo tại diệp sư huynh trước mặt chẳng phải là không có khác biệt diệp tinh nhất mắt liền nhìn ra sở kinh nguyệt tâm bên trong suy nghĩ đạo cái này hái thuốc đâu là muốn xem trọng kỹ thuật dạng địa phương gì có dược liệu lớn lên là có thể khổ sở hoàn cảnh quan sát nhìn ra được đây là một môn học vấn đã quên nói cho ngươi ta là một cái kỹ thuật siêu nhất lưu hái thuốc viên nếu để cho sở kinh nguyệt hoài nghi ánh mắt của hắn có thể thấu thị cái kia so để cho nàng biết liễu diệp tinh biết nàng buổi tối ôm chân của hắn ngủ còn muốn làm nàng lại càng không không bị ràng buộc diệp tinh rõ ràng muốn đánh tiêu tan nàng ý nghĩ này lại nói diệp tinh cũng chưa từng có thấu thị qua nàng một mắt sở kinh nguyệt cũng chỉ là lung tung ngờ tới mà thôi ánh mắt thấu thị cái này ngay cả chính nàng cũng không tin người làm sao có thể ánh mắt thấu thị đâu cho nên nghe diệp tinh nhất giảng giải sở kinh nguyệt liền bội phục nói diệp sư huynh kỹ thuật hái thuốc thuật nhất định chính là xuất thần nhập hóa không hổ là siêu nhất lưu Sáu có lao hắc cùng đi diệp tinh hai người tại côn vân sơn mạch cơ hồ là thông suốt không trở ngại lao hắc xem như cấp hai yêu thú có thể so sánh võ thánh tùy tiện hướng về nơi nào dừng lại phụ cận hung thú tuyệt đối là nghe nóng rồi chuẩn liền xem như ngẫu nhiên đụng phải cấp hai yêu thú xuất hiện ở côn vân sơn mạch cũng chỉ là cùng nhau đương vụ sơ cấp võ thánh cấp hai yêu thú hơn nữa trên cơ bản thực lực đều cùng nhất tinh võ thánh không sai bị lắm ít có có thể cùng nhị tinh võ thánh lấy được cấp hai yêu thú cho nên số đông đều không phải là lao hắc đối thủ nhìn thấy lao hắc dù cho không trốn cũng sẽ không chủ động công tới một khi có cấp hai yếu thú chủ động công tới lao hắc liền sẽ giải quyết đi diệp tinh cũng sẽ ở một bên sử dụng cung tiến hỗ trợ bán ra một mũi tên trí mạng tại côn vân sơn mạch là thông suất không trở ngại diệp tinh tìm kiếm linh dược hiệu suất lại cao tự nhiên thu hoạch tương đối khá mỗi ngày chỉ phí phần lớn thời gian tìm kiếm dược liệu còn có gần nửa ngày cùng với trên nửa cái ban đêm thời gian hai người đều ở đây tu luyện thức tu luyện linh vũ truyền thừa lại tu luyện luyện thể công pháp thu thập dược liệu nhiệm vụ chỉ là hai người gia tông cớ hai người chân chính mục đích là tu luyện luyện thể công pháp hơn nữa tìm kiếm cơ duyên đột phá tinh tuyển trở thành võ thánh tu luyện mỗi ngày đương nhiên sẽ không thả xuống nhất là diệp tinh hắn mỗi lúc trời tối đều phải so với sở kinh nguyện tu luyện được trễ hơn bởi vì xế chiều mỗi ngày hắn đều phải tốn hơn một canh giờ học tập trận đạo cấp hai trận pháp xà bản trận bảy trận phương pháp diệp tinh đều một tia không kém ghi tạc trong đầu mấu chốt là phải dựa vào chính mình không ngừng luyện tập mới có thể chân chính biến thành của bản thân diệp tinh hoa hơn một canh giờ học tập trận đạo tự nhiên những thứ khác tu luyện liền so sở kinh nguyện chậm một chút nhưng hắn tu luyện mỗi ngày cũng không ít hơn so với sở kinh nguyện cho nên lúc nào cũng so với nàng ngủ trễ hơn một canh giờ có ngày đầu tiên buổi tối lung túng sự kiện phía sau ban đêm hai người ngủ đều chú ý rất nhiều không có ngủ quá chết cũng không có khắp nơi lan loạn cũng không còn phát sinh qua giống đêm đầu tiên loại kia tình trạng thời gian từng ngày từng ngày trôi qua hai người tìm kiếm dược liệu càng ngày càng nhiều luyện thể công pháp mỗi ngày đều ở đây tiến bộ trên diện rộng tu vi cũng dần dần tại tăng lên ngẫu nhiên hai người cũng sẽ gặp phải những võ giả khác nhưng mà có lao hắt đầu này võ thánh cấp yêu cầm ở bên cạnh những võ giả khác đội ngũ thấy được đều xa xa lui tránh cũng không có phát sinh qua xung đột tuy côn vân sơn mạch bên trong sông sáo võ giả lấy đông phủ quốc võ giả chiếm đa số nhưng diệp tinh cũng không có chủ động đi trêu chọc đối phương dù là Đông phủ kế lớn của đất nước đối địch quốc, Diệp Tinh đối với Đông phủ người cũng có chán ghét tri tâm, nhưng chỉ cần đối phương không phải chủ động xâm phạm, Diệp Tinh cũng sẽ không chủ động khiêu khích muốn đối phương mệnh. Đông phủ người cỡ nào nhiều, không ở lạc tinh quốc chi phía dưới, chí ít có 10 ước chi chúng, trong đó bốn thành cũng là võ giả, không có khả năng bởi vì quốc chi tự hận, đụng một cái đến Đông phủ nước người liền giết chết. Nếu là như vậy, Đông phủ quốc 10 ước chi chúng đứng ở nơi đó nhượng Diệp Tinh giết, Diệp Tinh cũng giết không qua tới. Hơn nữa, tại côn vân sơn mạch bên trong, Diệp Tinh chỉ cần giết Đông phủ quốc một cái nào đó đội ngũ như vậy nhất định sẽ dẫn tới cường đại hơn võ giả đến đây điều tra cuối cùng sẽ dẫn xuất võ thánh thậm chí là trung cấp võ thánh cao cấp võ thánh vì để tránh cho phiền phức thân trên diệp tinh cũng muốn tránh cùng côn vân sơn mạch bên trong võ giả tranh đấu hắn chỉ muốn an tâm hái thuốc tu luyện tiếp đó tìm kiếm trở thành võ thánh cơ duyên nửa cái nguyệt hậu diệp tinh sở kinh thang cực phẩm luyện thể công pháp song song tu luyện đến cảnh giới viên mãn tinh tôi cảnh cơ sở đã củng cố đến đỉnh phong nhất sau này đột phá tinh tuyển thành tựu võ thánh rốt cuộc không cần lo lắng căn cơ vấn đề hơn nữa tu vi của hai người đi qua nửa tháng tu luyện cũng lớn có tiến bộ diệp tinh tinh nguyên đã chuyển hóa bốn thành sở kinh thi đấu hàng tháng hắn chậm một chút chuyển hóa tới hai thành đến nỗi diệp tinh trận đạo cái kia cũng tiến rất xa xa bàn trận đã có thể bảy lên tám chín thành mặc dù bảy trận càng gần đến mức cuối một